chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện hồ mà đi tới, bước chân đi qua chỉ để lại chút bọt nước vẩy lên. Nay đã tới tháng 4, băng trong hồ đã sớm tan hết nhưng người nọ lại có thể dẫm lên mặt hồ như đi trên đất bằng sao chẳng lẽ là kẻ nào đó muốn định nọt khiến bà ta vui nên chuẩn bị tiết mục này và giấu cả ông ta ư nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị chính ông ta phủ nhận bởi vì người kia đã tới gần ông ta nhìn thấy rõ dưới chân nàng ta không có bất kỳ thứ gì chống đỡ nàng ta giống như một mảnh lục bình vững vàng đứng trên mặt hồ bị ánh trăng tưới tắm thành một vị tiên tử không gì sánh được Hải đức công công không nhịn được hô lên một tiếng giọng ông ta không lớn nhưng lại hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người, ngay cả Thái Hậu cũng buông chén rượu xoay người ra phía sau nhìn mặt hồ. Thiếu nữ đứng trên mặt nước nhẹ nhàng cười, mặt mày như vẻ cực kỳ sinh động, gợn lên vô số tiếng lòng, trước lấy những tiếc tấm tắt và thở dài. Ngay cả Thái Hậu cũng không thể không thừa nhận đây là thiếu nữ xinh đẹp nhất bà ta gặp đời này. Nàng ta đẹp thoát tục, không giống người phàm trần khiến người ta vô cớ sinh ra sợ hãi. Bọn họ không dám đứng gần nàng ta, giống như chỉ cần tới gần sẽ bị ánh hào quang kia đốt cháy. Nhưng một nữ tử mỹ lệ như vậy lại có chút quen mặt, giống như bà ta đã gặp nàng này ở đâu rồi. Ngươi là bà ta hết cầm, giấu ghen ghét trong ánh mắt. Nàng kia không hề quỳ lạy, chỉ hơi không người hành lễ vạn phúc và nói, tiểu nữ triệu tử đồng. Ta đạp lên con đường hoàng tuyền mà tới, chúc lão Phật gia thọ cùng trời đất. Chương 365 giết chết chẳng trách nàng ta quen mặt như thế, phàm là người đã gặp nàng này thì đều sẽ không quên được dung nhan khuynh thành của nàng ta, dù lúc ấy nàng ta mới chỉ là một đứa nhỏ mới 7 tuổi. Thiên kim của triệu ái khanh, giọng bà ta cứng lại, sau lưng dâng lên hơi lạnh, ai gia nghe nói ngươi mất tích đã 10 năm, hóa ra hai chữ đã chết này bà ta không nói ra, không phải vì kiên dè mà vì cái kẻ đã chết 10 năm kia hiện tại vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt bà ta. Ánh mắt trong trẻo, thần thái bình thản, làm gì có chỗ nào giống người chết đâu đây là bà ta tự nghĩ thế, nhưng cũng phải thôi vì thực tế nàng ta đang đạp trên mặt hồ mà đi tới, hơn nửa 10 năm xa cách dung mạo nàng ta lại chẳng hề thay đổi, vậy không phải đã chết thì là gì đây là hiện tượng kỳ dị ư từ đóng mảnh vỡ thi thể nát vụn, đến một kẻ đã chết lại vẫn đứng sờ sờ ở đây. Chẳng lẽ đây là trời cao cảnh báo bà ta rằng giang sơn này sắp sụp đổ chăng bà ta cảm thấy cả người run lên, tay đặt lên bàn siết vài lần nhưng vẫn không sao đứng dậy được. Hiện tại những kẻ nô tài hiểu ý nhất lại chẳng có ai tới giúp bà ta. Một đám im như ve sầu mùa đông, coi bà ta như tấm khiên trắng, tất cả núp sau lưng bà ta. Ngay cả đức công công cũng nửa rút về phía sau, chỉ dám ló ra từ đầu vai bà ta mà nhìn bóng dáng bị ánh trăng chiếu sáng trên mặt hồ. Nhưng lại có một người vọt tới cầm lấy tay áo bà ta, thậm chí đánh rơi một món đồ sứ phong nhã trai ở trên bàn. Bà ta không ngạc nhiên, trong lòng cũng hiểu người này không làm thế vì bảo vệ bà ta. Con à Triệu Văn An nhào tới lan can bên hồ của ông ta bị gió đêm thổi tan lộ ra hoa râm. Hiện tại thoạt nhìn ông ta không hề giống vị triệu đại nhân một tay che trời kia mà là một người cha đau đớn vì mất con gái. Ông ta chẳng khác gì những người cha trong thiên hạ này. Trong ánh mắt tử đồng có thứ gì đó lập lòe. Sau đó nàng ta chợt trầm mặt cười. Phụ thân ta quên mất ta còn có một người cha quyền cao chức trọng. Nhưng phụ thân. Vì sao ngài không hỏi lý do hôm nay nữ nhi lại tới đây sao ngài không hỏi xem 10 năm trước ta bị ai giết hại có một cơn gió lạnh thổi qua trái tim Triệu Văn An mang theo băng nhọn khiến trái tim ông ta đông lại. Chuyện này của trang rừng hổ phách, ông ta nắm chặt lan can đến độ ngón tay trắng bệt tử đồng vẫn mặc bộ quần áo con bé thích nhất. Đây là bộ quần áo ông ta giúp chọn nguyên liệu, trên đó theo bạch ngọc lan vừa ưu nhã lại điềm tĩnh. Tuy bộ quần áo này rực rỡ nhưng lại phiêu giật nhẹ nhàng, là bộ dạng con gái của Triệu Văn An nên có. Nhưng ông ta còn một đứa con khác, giữa hai đứa ông ta đành phải lựa chọn, tuy vô cùng gian nan nhưng ông ta cũng không hối hận. Thái hậu, nàng ta không phải nữ nhi của thần, Triệu Văn An lùi về sau một bước, cả người xoay qua hành lễ với Thái hậu. Khi ngẩng đầu bi thương trên mặt ông ta đã chẳng còn, chỉ còn vẻ kiên nghị và bình tĩnh thường thấy, nữ nhi của thần mất tích đã 10 năm, sao giọng nói và dáng điệu lại vẫn giữ nguyên như thế được theo như thần thấy thì việc này ắt có kẻ bụng dạ khó lường cố ý giả dạng mục đích thế nào còn chưa rõ nhưng tội tự xâm nhập vào hoàng cung là tội nặng không bằng giết ngay tại chỗ nói tới đây tay phải của ông ta vung lên lạnh lùng nói ngự lâm quân ngự lâm quân ở đâu thái hậu gặp nguy sao các ngươi còn chưa tới hộ giá những người phía sau rốt cuộc cũng hoàng hồn triệu văn an là trọng thần triều đình vì thế ông ta vừa lên tiếng thì những người khác lập tức biết phải làm sao vì thế những tiếng gọi ngự lâm quân liên tiếp vang lên, sau đó mấy toán người vội vàng chạy tới, động tác đều nhịp mà trắng trước mặt mọi người. Mấy chục khẩu súng kiếp đều chỉ thẳng vào bóng người đứng trên mặt hồ. Chỉ có một người nhìn ra mềm yếu và thương tiếc bị Triệu Văn An đè ở đáy lòng. Chính miệng ông ta hạ lệnh giết chết, khi ấy mắt ông ta căn bản không dám nhìn thẳng tử đồng, bàn tay trái rũ xuống không nhịn được trung lên. Ông ta đành phải nắm lấy vạt áo mới miễn cưỡng ổn định tinh thần mặc dù biết người kia không phải con gái mình thì ông ta cũng đâu có thể nhẫn tâm hạ lệnh giết không cần luận tội như thế chứ triệu tử mại đứng phía sau đám người chân rõ ràng đạp trên mặt đất nhưng cả người lại như lơ lửng trong không trung a tỷ cha những người khác đều biến mất trong mắt hắn chỉ có hai người kia khi thì tách ra khi thì nhập làm một giống như múa rối bóng hắn xem khi còn nhỏ hiện tại vở kịch sắp kết thúc bí mật giấu trong đáy lòng hắn rốt cuộc cũng sắp được thông báo cho cả thiên hạ nắm bắn Hai chữ này nổ tung trong đầu triệu tử mại, sau đó hắn nghe được tiếng nổ đinh tai nhức ốc, vang dội núi sông, vọt lên mây xanh. Triệu tử mại rủ mắt cười một chút có ích gì đâu nàng ta vì hắn mà tới, không đạt mục đích thì ắt không chịu thu tay, mấy chục khẩu súng này có thể làm gì nàng ta chứ quả nhiên đám người xem náo nhiệt phía trước bỗng kinh hô, sau đó bọn họ vội vàng lùi về sau gạt đổ bàn ghế, đám của ngon vật lạ, chén bát đều rơi vãi và bị dẫm đến nát như. Thái hậu được một đám cung nữ và thái giám đỡ chạy tới phía sau trốn, ngay cả triệu văn an cũng lùi lại phía sau vài bước trong ánh mắt tràn ngập lo sợ thế nên kẻ vốn đứng ở cuối như triệu tử mại lúc này lại thành người đứng đằng trước tuy rằng ngự lâm quân vẫn che giữa hắn và tử đồng tuy hắn còn chưa tận mắt nhìn thấy nguyên nhân mọi người kinh hô nhưng trong lòng hắn lại rõ hơn ai hết chuyện mới xảy ra không bắn được nàng ta vừa tới gần là văn ra đây là quái vật gì ngày đại hỷ mà lại có yêu tà ngự lâm quân căng chặt bả vai đứng thành một hàng từ đầu vai bọn họ triệu tử mại thấy tử đồng ở bên kia đạn dược không hề tổn thương nàng ta một chút nào, hỏa dược phóng ra để lại khói mù vẫn chưa tan hết, chúng vờn quanh nàng ta khiến nàng kia như bước trong đám mây. Tử đồng cũng đang nhìn triệu tử mại, trong ánh mắt chiếu ra bóng dáng của hắn, chỉ có mình hắn. Quả nhiên nàng ta đang hướng về hắn mà tới. Ngài biết vì sao ta không nát rửa, giọng nói và dáng điệu cũng không thay đổi không nàng ta bỗng bật cười, ánh mắt rời khỏi triệu tử mại và nhìn triệu văn an phía sau hắn, cuối cùng là nhìn thái hậu vẫn im lặng nãy giờ, quan hồn bất diệt, trừ phi báo được thù lớn nếu không sao có thể bình yên rời đi ngươi tới phá hỏng việc vui của A gia chính là để ai gia đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi ư trong giọng nói của thái hậu lộ ra bất mãn chỉ là một người chết mà lại phải nháo nhào ngày lễ đại thọ của bà ta sao chẳng lẽ mỗi thảm kịch trên thế gian này bà ta đều phải quản ư dựa vào cái gì tử đồng lại cười khóe miệng mang theo chế nhạo mỉa mai khiến nữ nhân cả đời cao ngạo kia chợt bùng lửa giận giữa mày là ba nếp nhăn thật sâu ngươi cho rằng ngươi nắm quyền sinh quyền sát trong tay là ngươi đã đứng ở đỉnh cao rồi ư, ngươi không nghĩ tới trên đầu còn có thần minh, đôi mắt trên kia vẫn đang nhìn đó. Nàng ta lại cười, trong ánh mắt lộ ra tàn khốc, ngươi đã từng nghe nói tới Thiên Thẩm chưa, chương 366 Thiên Thẩm Triệu Văn An cảm giác trong lòng oanh một tiếng, giống như có một tiếng sấm vang lên. Lúc ở chân Lạp ông ta có nghe người bản xứ nói tới một loại thẩm vấn khác thường. Đó là một hình phạt cổ xưa và vô cùng vớ vẩn. Vào đêm trăng tròn, hai phạm nhân sẽ bị bịt kính mắt và trói tay khóa ở một tòa tháp cao tiếp nhận sự trừng phạt của trời cao tháp kia gọi là tháp thẩm phán phía trên có cửa sổ mở ra bốn phía ánh trăng sẽ theo cửa sổ chiếu vào luật pháp khi ấy quy định lúc mặt trăng đi qua kẻ nào bị ánh trăng chiếu vào trước thì chính là tội phạm trời cao lựa chọn và sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc nhất còn kẻ khác là kẻ được trời cao tha thứ mọi tội lỗi đều sẽ được khoan dung khi ấy triệu văn an cảm thấy không thể tưởng tượng được hình phạt nặng nhẹ chẳng lẽ không phải sẽ được quyết định bởi tội nghiệp lớn hay nhỏ ư, sao lại để ánh trăng quyết định có điều người nơi đó lại nói ý trời người phàm sao có thể hiểu thấu đáo, chỉ có thiên thẩm là công bằng nhất. Bởi vì người bị lựa chọn ác có một linh hồn dơ bẩn, phàm nhân không nhìn thấy nhưng trời cao lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Vậy người bị trời cao lựa chọn sẽ phải chịu hình phạt thế nào Triệu Văn An không nhịn được tò mò và hỏi. Thạch hình, người trả lời bình tĩnh cất giọng không hề gợn sóng, đến giờ ông ta vẫn nhớ rõ, kẻ chịu hình sẽ bị chôn nửa người dưới ở trong đất sau đó sẽ bị người ta dùng đá ném chết câu trả lời đơn giản dễ hiểu lại khiến ngực triệu văn an bị đè nén thật lâu ông ta cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì vì đạt được mục đích ông ta cũng không từ thủ đoạn mà làm nhiều việc ác với những kẻ không nghe lời ông ta cũng dùng không ít hình phạt nhưng thạch hình một hình phạt tục tằng nguyên thủy không chứa một chút kỹ xảo nào lại khiến ông ta cảm thấy cảm xúc không xong thật lâu không thể bình tĩnh được không thể đập vào đầu, như vậy chết quá nhanh nên phải ném trên người trước. Bọn họ chọn viên đá nhỏ sắc nhọn đập nát thân thể trước, như thế mới coi như gục rửa toàn bộ tội ác của kẻ kia cuối cùng bọn họ mới ném vào đầu đến khi ốc nát bét thì người cũng chết rồi. Là ai thực hiện hình phạt ai cũng được, nhưng mọi người đều tham gia, bởi vì tự tay giết chết một tội nhân sẽ giúp tăng phúc báo cho mình. Dường như có một con rắn độc lạnh băng bò trong lòng, để lại một dấu vết vĩnh viễn không biến mất trong tâm trí ông ta cho tới nay hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách, cho dù sau này ông ta rời khỏi chân lạp, một đường vượt mọi trong gai đi tới vị trí hiện nay thì vẫn sẽ thi thoảng nhớ tới hình phạt tàn khốc được gọi là thiên thẩm kia. Thậm chí ông ta còn tưởng tượng được cảnh hành hình một người bị chôn nửa người dưới đất, trơ mắt nhìn những người bình thường khác, bất kể già trẻ nam nữ, từng khuôn mặt lãnh khốc, từng cánh tay giơ cao hung hăng ném đá lên người mình nếu hắn căn bản không phạm phải tội gì lớn thì sao chẳng lẽ hắn cũng phải chịu khổ hình và thừa nhận khuất nhục còn đau đớn hơn khổ hình gấp trăm lần này ư triệu văn an không phải người câu nệ tình cảm mà còn bị chấn động mạnh như thế nhưng ông ta không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ nghe thấy hai chữ thiên thẩm này lại còn từ miệng con gái của mình trái tim ông ta thực sự không thoải mái nó đập thật nhanh nhảy bang bang nhưng hoảng loạn vô cớ này là vì đâu ông ta không biết nhưng cũng mơ hồ đoán được Ông ta không nhìn tử đồng một cái nào nữa mà sải bước đi tới bên cạnh tử mại cầm lấy tay hắn và nói, đi, rời khỏi đây thôi. Giọng ông ta run run, đến độ chính ông ta cũng không nghe rõ. Tử mại cũng như ngây ngẩn dùng đôi mắt. Trống rỗng nhìn ông ta. Đi. Triệu Văn An lại dục và lôi kéo Triệu Tử Mại chạy về phía sau. Đám người đứng đó rậm rạp giống một bức tường nhưng ông ta cần phải rời khỏi đây, dù phía trước là núi đao biển lửa ông ta cũng phải mang theo Tử Mại rời đi. Phanh. một tiếng vang lớn xỏ xuyên qua tận trời xanh sau đó là bụi đủ màu nổ vang trước mặt bọn họ toàn bộ phong nhã trai bồn tráp bể cá bát đĩa chén thì cái lớn cái nhỏ cao thấp đủ loại đều nổ tung tiếng nổ lớn tới độ ngăn lại tiếng thét chói tai của tất cả mọi người đạp mọi ồn ào và náo động dưới chân thái hậu bị tiếng động này dọa sợ ngã ngồi xuống lúc muốn đứng lên lại chống tay trên mặt đất và bị miếng sứ vụn cắm đầy tay trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì giọng của tử đồng đã bay lên từ mặt hồ, phụ thân đại nhân, ngài đừng sốt ruột thế, ngài còn chưa nghe ta nói xong vì sao những món phong nhã trai đã hút no máu này lại nổ tung cơ mà. Lòng bàn tay triệu văn an toàn là mồ hôi lạnh, trân tới độ ông ta gần như không nắm được tay tử mại. Đống mảnh sứ vỡ dưới chân lúc này động đậy, như nước suối róc rách từ bốn phương tám hương nhào tới chặn lối đi của ông ta. Tử mại, đừng sợ, cha ở chỗ này. Ông ta nắm chặt tay con mình, dùng toàn bộ sức lực giống như vừa buông ra thì sợ hắn sẽ bay đi mất. Triệu tử mại hơi hơi ngẩng đầu lên gật một cái, trong mắt hắn hiện tại đã không còn là một mảnh trống rỗng nữa. Từ đôi mắt giống hệt mình, Triệu Văn An thấy chút ý cười, thoải mái an tĩnh nhưng nó lại khiến lòng ông ta hoảng hốt. Người này, ngón tay tử đồng nhẹ nhàng dơ lên cao, đầu ngón tay giống như cuốn mấy sợi tơ vô hình. Mà đầu khác của sợi tơ là một kẻ cao to mập mạp vừa rồi lão cuộn thân thể cực đại của mình lại, trốn trong đám người giống một con chuột trung bần bật trốn trong hang. Nhưng cái gì tới thì sẽ tới, cơ thể đang cuộn tròn của chương sinh nhất lúc này căng ra, đầu và tứ chi giống như bị buộc vào năm sợi dây. Chúng bỗng dưng kéo lão về các hướng, cả người lão lơ lửng giữa không trung. Thành một chữ đại. Miệng lão cũng bị bịt kín nên dù lão muốn gọi cái người đang đứng trên mặt hồ kia là thần tiên gì đó thì cũng chỉ có thể phát ra những tiết khóc nức nở. Kẻ này vì vinh hoa phú quý của mình mà dùng người sống tế diêu, nhiều năm qua chưa từng ngừng. Thế nên lão mới có thể tạo ra đồ sứ hoàng mỹ đến thế, phụ thân, ngươi nói xem kẻ tội ác tày trời như thế có đáng chết không tuy nghe được thông tin chấn động như vậy nhưng đám người vẫn lặng ngắt như tờ. Nàng ta không hỏi bọn họ vì thế cả đám chẳng ai có ý tự tìm phiền toái. Ngay cả Thái Hậu cũng trầm mặt không nói một lời giống như đống phong nhã trai này không phải thứ bà ta yêu thích, không phải là đồ tạo ra cho lễ đại thọ của bà ta vậy. Triệu Văn An cũng không nói gì, ông ta vẫn túng lấy tử mại liều mạng đi về phía trước dù mỗi bước chân đưa ra đều sẽ bị đám mảnh sứ kia ngăn cản nên chẳng tiến được chút nào. Nhưng tội ác lão phạm phải không phải chỉ có thế đâu, trong giọng nói của tử đồng mang theo ý cười tàn nhẫn, hắn còn giết chính anh ruột của mình, giống hệt đứa con trai bảo bối của người đó. Chương 367 nhân gian đám người xôn xao ồn ào, như chương sinh nhất nói thì những kẻ bị vây trong tường cao này không có bản lĩnh nào lớn nhưng bản lĩnh xem mặt đoán ý thì đúng là trác tuyệt bọn họ có được cái mũi nhanh nhạy hơn chó vừa ngửi được mùi nguy hiểm không phải nhào về phía mình là cả đám lập tức bắt đầu to gan tiếng nghị luận bắt đầu vang lên kẻ có tâm vô tâm đều vây quanh cha con nhà họ triệu nhưng hiện tại triệu văn an chẳng rảnh để tâm đến những lời nghị luận này mặc dù chúng nó sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan và trở thành bóng ma vĩnh viễn gắn sau lưng ông ta thì cũng có sao ông ta chạm ngón tay mình vào ngón tay tử mại và ôm nhu nhìn con mình nói con không cần sợ cha đã sớm biết sau khi nói xong một câu chỉ ông ta và hắn có thể hiểu, Triệu Văn An quay mặt về phía hồ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kinh thường, yêu ngôn hoặc chúng, ngươi căn bản không phải nữ nhi của ta. Lời ngươi nói ra lão phu sao có thể tin hai đứa con của ta luôn thân thiết, huống chi lúc tử đồng mất tích tử mại mới có 8 tuổi, sao hắn có thể giết người được tử đồng yên lặng đợi ông ta nói hết lời mới nhướng khóe mắt lộ ra nụ cười quỷ dị, phụ thân đại nhân, ngài làm việc lúc nào cũng kính kẻ, nhưng khi đối mặt với con đẻ của mình thì ngài cũng chẳng phải ngoại lệ. Nếu không ngài nhìn đôi chân này xem tay nàng ta vừa động thì giày tất của chương sinh nhất lập tức bay ra ngoài để lộ đôi chân như móng vuốt chim ưng. Hai chân này vốn đã được Hồ Thái Y chữa gần khỏi, nhưng sáng nay nó lại đau đớn kịch liệt và chuyển xấu sau đó khôi phục lại bộ dạng trước khi trị liệu. Điệu trảo chứng được sách cổ ghi lại, kẻ bị bệnh này sẽ mất ngón út, móng chân như vuốt sắt, bên trên có vẫy nàng ta thản nhiên cười và ném một cuốn sách cũ nát xuống dưới chân triệu văn an trên sách nói rõ ràng kẻ giết hại anh em ruột sẽ bị bệnh này một quyển sách đã bị thiêu hủy sao lại xuất hiện ở đây là điều chương sinh nhất không biết nhưng đám người kia lại sôi trào lên có kẻ hiểu chuyện lập tức nhặt cuốn sách ấy đọc lại những gì ghi trên giấy trắng mực đen trời ạ à, thiên hạ lại có quái bệnh thế này ư xem ra chương sinh nhất này thật sự đã giết hại anh trai mình trước kia ta thấy lão tao đi đứng không tiện còn tưởng ác độc quá ác độc triệu văn an lại giống như không nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào kia mỗi nếp nhăn trên mặt ông ta đều như lộ rõ bị ánh trăng chiếu vào càng sâu hơn lòng bàn tay ông ta giật giật lúc này tử mại rút tay khỏi tay cha mình và dùng đôi mắt ngây thơ thuần khiết nhất trên đời này nhìn ông ta sau đó hắn chậm rãi cúi người duỗi tay về phía chân mình không cần triệu văn an hét lên một tiếng vẻ mặt hoảng sợ duỗi tay muốn ngăn cản hắn lại bị hắn đẩy ra cha khuôn mặt triệu tử mại bị ánh trăng mạ một tầng ánh sáng hắn cười, một giọt nước mắt nhỏ xuống hóa thành vĩnh hằng, nhi tử bất hiếu, ngài phải bảo trọng chính mình. Nói xong câu. Đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trên mặt hồ cười nhàn nhạt sau đó cởi giày tất của mình ra. Một đôi móng vuốt giống hệt chương sinh nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Có kẻ kinh hô, rồi tiếng hò hét lan ra vây lấy hắn. Tuy Triệu Văn An đã đoán được nhưng khi nhìn thấy tận mắt ông ta vẫn không tránh khỏi kinh hãi tử mại ông ta vươn tay với con mình vì ông ta biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì giọng ông ta gần như rít gào tử mại quay lại đây đứng bên cạnh cha cơ mà không còn kịp rồi thân thể triệu tử mại bỗng bay lên không trung giống như chương sinh nhất đầu và tứ chi của hắn cũng bị những sợi dây vô hình trói lấy kéo căng ra như một con diều lơ lửng bên cạnh chương sinh nhất ánh trăng như nước lạnh thấu xương triệu văn an ngã ngồi xuống đất trong lòng thầm cầu nguyện hiện tại đã là đêm khuya ánh trăng khoe hết vẻ rực rỡ của mình, chiếu sáng mọi góc. Triệu tử mại và chương sinh nhất đều bị ánh trăng chiếu rọi, thân thể như được mạ một tầng thủy ngân. Không có kẻ nào bị ánh trăng chiếu đến trước đúng không ông ta lão đảo bò dậy, duỗi tay hướng lên không trung mà gào lên như điên, không có không có nhưng còn chưa dứt lời thì trước mặt có thứ gì đó lóe lên, nó bay tới che trước người chương sinh nhất để ánh trăng không thể chiếu tới người lão. Hãy đọc thử truyện ngôi sao rực rỡ của trang rừng hổ phách, đó là một cái áo cà sa đỏ thắm như máu, bị gió thổi tản ra vừa vặn che khuất cả thân thể to mọng của chương sinh nhất và một nụ cười dữ tợn vừa lướt qua mặt lão. Không xong rồi, ánh trăng chiếu lên người em trai trước. Tử đồng lộ ra thần sắc giật mình sau đó chợt dừng chân và mang theo đồng tình nhìn về phía Triệu Văn An, làm sao bây giờ, trời đã chọn hắn, vậy hôm nay hắn không thể không chết. Nói đến chữ chết kia giọng nàng ta đè cực thấp, giống một con rắn phun lưỡi dọa nạt. Dù giọng nàng ta không lớn nhưng lại có thể đột ngột cắn người ta một miếng thế nên đám người vốn ồn ào náo động bỗng yên tĩnh lại, không ai dám phát. Ra tiếng động nào mà chỉ im lặng ngửa đầu nhìn một màn quỷ dị trong không trung. Một đám mây đen từ chân trời vọt tới, rõ ràng không có gió nhưng nó lại bay cực nhanh, không bao lâu đã bao lấy cả khu vườn giăng đèn kết hoa. Giống như có người đánh nghiêng hộp mực khiến mực đen đặc không hề kiên nể rót xuống. Ánh trăng cũng bị mây này che khuất, ánh sáng chẳng thể chiếu xuống một chút nào. Lòng triệu văn an bỗng nhiên kinh hoàng, bởi vì hình như ông ta nhìn thấy một cái bóng như có như không trong đám mây xám kia. trước cuộc cũng tới à khuôn mặt xinh đẹp của tử đồng trầm xuống, con ngươi hiếp lại lộ hàng quang, nụ cười xinh đẹp thì vẫn đó, nhưng không kịp nữa rồi. mây chật nước ra, một bóng đen mơ hồ rơi ầm ầm xuống tạo thành một tiếng vang thật lớn ở cách đó không xa. hoan nghênh người tới nhân gian, tử đồng nhìn góc phía đông của hồ nước, ánh mắt xa xăm, chúng sinh đều là khổ, không thể tự độ nhân gian được không bao lâu sau một bóng người xuất hiện ở phía đông của hồ nước, người đó côi cút đứng đó ngửa đầu nhìn hai người vẫn bị khống chế giữa không trung. Triệu tử mại hơi nghiêng đầu, ánh mắt cứ thế rơi xuống chỗ người nọ. Ngươi đã trở lại. Hắn giật giật môi định nói lời này nhưng không kịp nữa, bởi vì cổ hắn bỗng bị siết chặt, giống như bị thứ gì lạnh thấu xương xuyên qua. Thân thể hắn rơi thẳng xuống hồ, trầm một tiếng, hắn bị nước hồ lạnh băng trắng nuốt. Ngươi rốt cuộc đã trở lại nhưng một lời ta cũng chẳng thể nói với ngươi, thật là đáng tiếc. Ánh trăng chiếu tới kẻ nào trước thì đó là kẻ phải chết, không thể cứu rỗi, tử đồng nhìn phía bên kia hồ và nhẹ nhàng lau nước bắn lên mặt mình rồi nói tiếp, người chôn dưới suối vàng hóa thành bùn, ta gửi thân nhân gian tóc bạc trắng. Xin lỗi, ngươi vừa tới nhân gian đã phải nếm mùi tử biệt, tang. đây là nhân gian ô nạp chọn cho ngươi đó, mở mắt to ra mà nhìn cho rõ đi. Chương 368 cũng may hai tháng sau nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó Bảo Điền vẫn sẽ lặng lẽ rơi lệ. Tuy hiện tại hắn cũng chẳng khá hơn là bao, cả. Ngày hốt hoảng quể oải không phấn chấn giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn ác mộng kia. Ngày đó hắn bị phong hàng nên không đi theo triệu tử mại tới viên minh viên mà ở lại trong phủ nghỉ ngơi. Hắn đắp hai cái chăn và đổ một đống mồ hôi thế là bệnh cũng nhẹ hơn. Qua giờ tí hắn đang mềm người ngủ trên giường thì bỗng tỉnh lại vì nghe thấy tiếng ầm ỉ truyền đến từ trong viện, mơ hồ còn có cả tiếng khóc trống lên. Bảo Điền lập tức tỉnh hoàn toàn, thậm chí hắn không kịp khoác áo đã theo tiếng ầm ĩ chạy tới tiền viện và thấy Triệu Tử Mại. Cái người vẫn sống sờ sờ hai canh giờ trước hiện tại được Triệu Văn An ôm vào lòng, sắc mặt trắng xanh, hai mắt nhắm nghiền, lông mày bị nước thấm đẫm thoạt nhìn như được vẽ, cứ thế vắt ngang trán mang theo kinh tâm động phách. Hắn đã chết, đã chết thấu, quần áo và đầu tóc đều nhỏ nước, hai chân không giày không tất. Bảo Điền mềm người, miệng run run hô công tử sau đó bò cả tay cả chân về phía trước và duỗi tay muốn túm lấy cánh tay triệu tử mại lại bị ý cười thê lương trên mặt triệu văn an dọa cứng người thế là phải rụt tay về bảo điền ngươi xem hai chân công tử nhà ngươi có phải vẫn tốt không triệu văn an nói một câu hắn không hiểu công tử đã không còn nữa vì sao lão gia lại chỉ quan tâm tới chân hắn chẳng lẽ ông ta bị kích thích nên thần trí không rõ nữa sao chân công tử đương nhiên vẫn tốt đừng nói chân trên người hắn không có một miệng vết thương nào hắn vẫn mang bộ dáng phong thần tuấn tú như cũ, chỉ duy có một điều khác biệt đó là hắn vĩnh viễn sẽ không mở đôi mắt sâu thẳm kia ra nhìn ai nữa. Bi thương tràn đến từ đáy lòng, Bảo Điền không kiềm chế được muốn ngất đi. Nhưng đúng vào lúc này bên cạnh hắn có bóng người xẹt qua. Lúc mọi người còn chưa kịp hoàng hồn thì kẻ nọ đã đoạt lấy triệu tử mại từ tay triệu văn an rồi chạy nhanh về phía hậu viện. Tốt xấu gì cũng đợi người chết hẳn rồi hẳn khóc tan, kẻ nào cũng khóc lóc, lỗ tai ta sắp bị các ngươi gào điếc rồi đây này giọng nói quen thuộc, thân hình quen thuộc. Cả người Bảo Điền rùng mình, đầu không còn choáng váng nữa, cũng nín cả khóc, đại thần tiên triệu tử mại được cứu về, chính xác là chính phần thì có một phần của hắn được cứu về. Đêm đó nữ hài tử mà Bảo Điền không biết nên gọi là tang hay một tiểu ngọ kia ôm triệu tử mại cao lớn hơn cả người mình đi phăm phăm tới thính tuyết đường. Trong khi những người khác còn chưa kịp ngăn cản thì nàng đã quăng hắn xuống giếng như quăng một khúc gỗ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người nhưng nàng lại chẳng thèm chớp mắt nhìn bọn họ rồi nói ra một câu chẳng ai phản bác được, nếu hắn đã chết rồi thì cũng chẳng thể chết thêm lần nữa, vậy các ngươi sợ cái gì Triệu Văn An quyết đoán để nàng thử một lần, vì thế nàng ném một cây châm đồng vào giếng và dùng giọng nói cao vút lại thâm tình ngâm nga. Hồn ơi về đây, Phương Đông chẳng thể ở nhờ. Có người khổng lồ cao ngàn trượng chuyên lùng bắt linh hồn người ta. Hồn ơi về đây, Phương Nam không thể dừng lại. Tráng khắc răng đen, lấy thịt người làm đồ cúng, lấy xương người băm làm mắm. Hồn ơi về đây, mối hại phương Tây, các trôi ngàn dặm. Hồn ơi về đây, phương Bắc không thể dừng lại. Băng tuyết tầng tầng, đỉnh băng cao ngất, ngàn dặm tuyết bay. Chiêu hồn thi vin chấm miệng giếng sáng lên một chút và nổi lên một tầng ánh sáng màu trắng. Bảo điện thấy khóe miệng nàng giật giật, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thản, cố nén vui mừng như điên lại. eboterin net nàng vương tay nhưng không niệm khẩu quyết quen thuộc mà chỉ mềm mại nói một câu, triệu tử mại, trở về đi có được không thật giống đang dỗ dành một đứa nhỏ, bảo điền nhìn triệu văn an lúc nãy còn tuyệt vọng nay bỗng khẩn trương, mũi chân hơi nhón lên nhìn chầm chầm miệng giếng. Chẳng qua tay ông ta vẫn run rẩy như trước, giống như không thể trở lại bình thường được. Triệu tử mại. Nàng lại gọi một tiếng, giọng lạc đi, ánh sáng ở miệng giếng tan dần. Lúc Bảo Điền cho rằng nàng đã thất bại thì trong giếng bỗng vang lên tiếng nước, có người từ đáy giếng bay lên, cố dùng sức vọt ra khỏi nước. Sao ngài biết một sợi hồn phách của công tử bỏ lại trong giếng nước ở thính tuyết đường mấy ngày sau? Trong buổi chiều khô nóng bảo điền thấy một tiểu ngọ đi ra khỏi phòng công tử thế là không nhịn được hỏi nàng một vấn đề hắn đã nghĩ mấy ngày cũng không ra. Một tiểu ngọ ngồi xuống bên cạnh hắn, tay chống cầm nhìn bóng cây lắc lư phía trước và chậm rãi nói một câu kỳ thật chuyện hắn bị mất một sợi hồn phách cũng có lỗi của ta một ngày 10 năm trước tan rốt cuộc cũng phát hiện ra hành tung của địch chân ở phía đông kinh thành. Để đánh lừa nó tên kia đã trốn mấy năm ở đây, cuối cùng hắn trốn trong thân thể một nữ hài và nuốt hồn đoạt xác. Nữ hài kia chính là tử đồng, ngày đó nàng ta ngồi một mình bên cạnh giếng, thậm chí còn chưa kịp vuốt mái tóc bị gió thổi thì đã bị hòa thượng kia lấy tính mạng. Lúc đó nàng ta đang ở độ niên hoa đẹp nhất. Thế nên người bị triệu tử mại đẩy vào trong giếng không phải tử đồng mà là kẻ chiếm cứ thân thể nàng ta, địch chân vì thế hắn không giết chị gái mình, bởi vì một kẻ đã chết làm sao có thể chết thêm lần nữa đây kẻ thực sự giết chết nàng ta là địch chân. Ánh mắt một tiểu ngọ bỗng nhiên trở nên xa xăm. Nàng nhớ ra chuyện 10 năm trước nhưng không ngờ từng chuyện xảy ra với hắn và nàng lại trùng hợp như thế. Lúc tử đồng rơi xuống nước ta cũng ở đây. Ta đứng phía sau hắn, nhìn đôi mắt đã hóa ma ở trong giếng nước. Lúc ấy tử mại không phát hiện ra ta, nhưng địch chân lại thấy được vì thế hắn tung một đòn trí mạng về phía ta hắn muốn cá chết lưới rách nên không thể không dùng độc chiêu. Có lẽ, tử mại chính là người có duyên mà đại sư thường nói, hắn cố ý vô tình giúp ta trắng một chút. Yêu thuật của địch chân xuyên qua lòng bàn tay hắn đụng vào trên người ta. Vì thế mà ta tìm được đường sống trong chỗ chết, còn hắn vì trắng cho ta mà bị thiếu một mảnh linh hồn. Nó vẫn luôn bị giữ trong giếng nước này. Một sợi hồn phách này rốt cuộc cũng cứu được mệnh cho công tử, tuy rằng Bảo Điền vẫn chưa hoàn hồn khỏi nổi khiếp sợi lại bỗng nhiên nghe thấy giọng triệu tử mại truyền tới từ trong phòng. Rõ ràng giọng hắn trưởng thành nhưng ngữ khí lại mang rõ non nớt của đứa nhỏ. Cha, cái chữ kỳ này thật là khó viết, con luyện mãi mà vẫn không viết tốt được. Tử mại không biết đâu, chữ khó viết nhất trên đời này kỳ thực là tên của mình. Triệu Văn An kiên nhẫn lại ôm nhu, đây là thứ trước kia ông ta chưa từng cho hắn nên hiện tại ông ta muốn liều mạng đền bù. May mà cũng không phải quá muộn. Ba hồn sáu phách chỉ còn một sợi hồn phách thì sao người ta trở lại như cũ được nhưng cho dù hắn là kẻ ngốc, người đã 20 tuổi nhưng vẫn giống đứa nhỏ còn chưa vỡ lòng thì bọn họ vẫn sẽ coi hắn như bảo bối mà nâng niu trong tay. Còn may, trái tim siết lại của Bảo Điền dần thả lỏng khi nghe cuộc đối thoại thân thiết của cha con Triệu Tử Mại. Đúng vậy, còn may. Một tiểu ngọ nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc bên trong cửa sổ thì hít mắt mỉm cười và thầm lặp lại lời này một lần nữa. Chương 369 chim nhạn còn chưa tới ngày hè nắng chói chang nhưng Triệu Văn An lại đổ một thân mồ hôi khi đứng ở bậc thang trước đại điện. Tử Mại hiện tại có thói quen làm nũng, không có cha ở bên cạnh là không chịu ăn cơm đàng hoàng. Vì thế vừa tan triều ông ta đã vội vàng ra khỏi ngọ môn, muốn chạy về nhà trước giờ cơm trưa. Bậc thang cao, Triệu Đại Nhân cũng có tuổi rồi, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Một giọng nói truyền đến từ phía sau khiến bước chân Triệu Văn An cứng lại sau đó ông ta quay đầu nhìn phía sau. Cung Minh Châu cũng đầu đầy mồ hôi, bộ dạng thở hỗn hển, hiển nhiên đã đuổi theo được một lúc. Thấy Triệu Văn An quay đầu lại thế là ông ta cũng ngừng bước, nhưng quán tính khiến ông ta vẫn trượt thêm 2,3 bước nữa mới được Triệu Văn An kéo ngừng lại. Triệu Văn An đánh giá vị đồng liêu này. Từ khi ông ta khởi xướng giao thiệp với người nước ngoài thì hai người chưa từng nói chuyện gì với nhau ngoài công việc. Cho dù lúc ấy người này vì đàm chấn anh mà tố cáo mình nhưng sau khi hiểu lầm được hóa giải ông ta cũng chẳng. Xin lỗi một tiếng nào. Hôm nay ông ta lo lắng gọi mình lại như thế chẳng biết trong hồ lô bán cái gì nữa Triệu Văn An buông tay áo Cung Minh Châu, ánh mắt quét qua mặt ông ta và hỏi, Cung Đại Nhân tìm Lão Phu có việc sao Cung Minh Châu hắn giọng, tay đoan chính chấp sau lưng và ngửa đầu nhìn trời, thời tiết ấm áp, Hồng Nhạn đã trở lại từ phương Nam Triệu Văn An hơi hâm mộ ánh mắt của Cung Minh Châu, mới vừa rồi quả thực có mấy con chim bay qua chân trời nhưng vì xa quá nên ông ta chỉ thấy mấy chấm đen, căng. Bạn không biết là chim nhạn hay chim gì? cung đại nhân tới đàm luận thời tiết hay chim chóc thế ông ta nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn của cung minh châu đỏ lên thế là nỗ lực nén ý cười kỳ thật cung minh châu hạ tất cả quyết tâm mới nói được ra miệng nhưng lại bị một giọng nói khác đánh gãy mặt sau có bảy tám người chen chúc đi tới đủ loại quan bào bọn họ thấy hai người thì chắp tay hành lễ sau đó có kẻ sợ thiên hạ không loạn mà nói một câu nhị vị đại nhân đang nói chuyện vui vẻ nhỉ có phải chúng ta đã quấy rầy không lời này quả là bậy bạ bởi vì bọn họ tổng cộng cũng mới nói được bốn câu lấy đâu ra mà vui đám người này đều là đối thủ một mất một còn với triệu văn an ở trên triều đình lúc này thấy hai kẻ vốn như nước với lửa lại đứng cạnh nhau thế là cả đám muốn thăm dò hư thật và thuận tiện nhìn triệu văn an bị chê cười thôi dù sao hiện tại ông ta đang chìm vào đáy cốc không nhân lúc này giẫm một cái thì còn đợi lúc nào nữa nhìn thấy hai vị đại nhân ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện xưa năm ấy triệu đại nhân và cung đại nhân đều nhậm chức mới tiền đồ như gấm Đám đồng liêu nói đùa là không bằng dứt khoát định hôn sự cho Triệu gia tiểu công tử và cung gia tiểu thư. Nếu có thể như thế thì đúng là song hỷ lâm môn. Chuyện xưa này Triệu Văn An đương nhiên nhớ rõ. Ông ta còn nhớ rõ lúc cung minh châu nghe thấy câu nói ấy thì cái mặt còn lạnh hơn cục đá. Hai người chưa từng cùng đi chung đường vì thế cung minh châu cũng chẳng cho ông ta chút. Mặt mũi nào, mắt cũng không chớp đã phun ra bốn chữ không dám trèo cao. Còn những kẻ này nhắc lại chuyện xưa kia chẳng qua là muốn nhục nhã ông ta bộ dạng hiện tại của tử mại là thế nào ai cũng biết. Năm đó Cung Minh Châu nói không dám trèo cao nhưng hiện tại ông ta càng không đời nào gả con gái bảo bối của mình cho một tên ngốc. Quả nhiên lại có người nói, năm đó không đính thân quả là đáng tiếc, nghe nói cả hai vị tiểu thư và công tử hình như còn chưa định việc hôn nhân đúng không liên quan gì tới mấy người, không bằng chúng ta tìm chỗ nào đó mát mẻ mà đứng thôi. Cung Minh Châu vặt lại sau đó thở phì phì mắng. Nhưng mắng xong hình như còn chưa giải hận thế là ông ta lại bỏ thêm một câu, Công tử nhà Mã Đại Nhân hình như vì tranh một con dế mà dùng gáo múc nước gõ vỡ đầu con nhà người ta. Hiện tại hắn còn đang bị nhốt trong đại lao của hình bộ thế mà Mã Đại Nhân vẫn có tâm tình quản chuyện nhà người khác cơ đấy, đúng là lòng dạ vô tư. Cung mổ quả thực bội phục. Cung minh châu học đủ thi thư, bụng đầy kinh văn, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng không ngờ ông ta mắng người cũng thật là tàn nhẫn, mỗi lời đều chạm đúng chỗ đau, không khiến kẻ khác chết thì không dừng tay. Vị mã đại nhân đáng thương kia vị ông ta mắng thì đỏ cả mắt, miệng lại chẳng phản bác được câu nào. Nếu không phải có người khác kéo đi thì chỉ sợ ông ta đã hóa thành tượng đá đứng im trên bậc thềm vì bị nhục nhã và tuổi thân. Đa tạ cung huynh giải vây. Thấy đoàn người đi xa Triệu Văn An mới chấp tay với cung Minh Châu, ý cười trên mặt trong lơ đãng lộ ra thế là bị lão già cố chấp kia nhìn thấy. Ta cũng không giúp ông. Cung Minh Châu vội vàng giải thích. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì chính ông ta cũng cảm thấy thà không nói còn hơn vì thế ông ta lại hắng giọng và ngửa đầu nhìn trời. Mấy con chim trên bầu trời vẫn chưa bay đi mà ngược lại còn bay tới gần, hiện tại ông ta mới thấy rõ đó không phải chim nhạn mà là cái thứ thường thấy ở tử cấm thành quả đen. Triệu Văn An hé miệng cười nói, không phải chim nhạn, cho nên cung đại nhân cũng không thể dùng lời nói có chí lớn gì gì đó để khuyên lão phu rồi cung minh châu lé mắt nhìn ông ta bị thái hậu đè ép mấy tháng nhưng cái kẻ này lại vẫn trước sau như một rõ ràng đối phương đã đoán được mục đích của mình nhưng vẫn giả vờ ngu nhưng hiện tại ông ta cũng không muốn đắc tội người này vì thế đành thu lại khinh thường và lẩm bẩm nói triệu đại nhân thông minh như thế vì sao hôm nay lại không nhận ra ý của thái hậu lúc ở trên triều mặt ngoài lão nhân gia vẫn trách cứ ngày hủy hoại ngày đại thọ nhưng trong lòng sớm đã muốn đại nhân quay lại chức vụ ban đầu hiện tại chiến sự ở đông hải căng thẳng đúng là lúc cần dùng người Hải tướng quân lĩnh người đi dẹp yên, nhưng hơn nửa người trong đó đều là môn hạ của Triệu đại nhân. Nếu ngài không đi chẳng lẽ để đám nho sinh trói gà không chặt như chúng ta đi đánh giặc chắc cung minh châu đào tim đào phổi với mình nên Triệu Văn An đương nhiên sẽ không có lệ nữa. Hiện tại cung đại nhân cũng cảm thấy việc giao thiệp với nước ngoài là hữu dụng, sao người khác đều đã đánh tới cửa nhà. Sau khi nói những lời này giọng cung minh châu lại trầm xuống, ngữ khí ôn nhu hơn, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi, cho nên ta cũng hiểu Triệu đại nhân hơn trải qua biến cố hiện tại ông cũng biết lấy tình thân làm trọng, nhưng ta vẫn muốn nói nhiều một câu. Tình thân quan trọng nhưng không thể trở thành công xiền của cuộc đời, nếu không chẳng những nó không có lợi cho ông mà với triệu công tử đây cũng không phải việc tốt. Ông ta thở dài một tiếng, nghĩ tới ta lúc trước vì nỗi đau mất con trai mà đánh mất sức phán đoán nên mới làm ra chuyện sai lầm kia. Sau đó ta sợ mất tiểu ngọ mà kìm kẹp con bé, quản thúc mọi thứ. Kết quả nha đầu kia càng ngày càng cáo, tình cảm cha con cũng không tiến tới cũng may ta dừng bước kịp thời, mới không tạo ra sai lầm lớn. Nói tới đây cung minh châu nhìn về phía Triệu Văn An, trong ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt giống hệt. Con gái nhà ông ta, Thái Hậu cần một bậc thang, đại nhân cứ đưa ra là được. Còn tử mại cũng cần học cách trưởng thành, đại nhân đâu thể lúc nào cũng dắt hắn ở lưng quần mang đi khắp nơi đúng không chương 370 gọi về xe ngựa chạy như điên nhưng tới trước cửa Triệu Phủ vẫn đã qua giờ cơm trưa. Lòng Triệu Văn An nóng như lửa đốt, Ông ta vội vàng xuống xe chạy ào vào trong phủ, miệng gọi tử mại liên hồi nhưng lại thấy chu bồi ra đón làm dấu im lặng. Thiếu gia mới vừa ngủ, chu bồi dứt lời lại cười tủm tỉm mà bỏ thêm một câu, thiếu gia ăn hai bát cơm, lão gia yên tâm. Sáng nay trước khi thượng triều hắn còn nói phải chờ ta trở về cùng hắn ăn cơm trưa, triệu văn an tới cửa trước của đại sảnh thì nhìn thoáng qua, sao mới ăn cơm xong đã ngủ thế chu bồi cười càng vui vẻ hơn, miệng nói, còn không phải vì có người khác ăn cơm cùng sao mà nàng nói chuyện còn dễ nghe hơn lão gia ngài ấy. Triệu Văn An không cần đoán cũng biết ông ta đang nói tới ai vì thế trong lòng cũng an ổn mà đi tới hậu viện. Lúc đi tới cửa viện, xuyên qua cửa sổ ông ta thấy một tiểu ngọ không hề cố kỵ mà ngồi ở mép giường, trong tay phe phẩy một cây quạt giúp Triệu Tử Mại đuổi mũi. Tử Mại ngủ rồi, hai mắt nhắm lại, hô hấp đều đều, mặt mày tinh tế như vẻ. Trong lúc nhất thời Triệu Văn An gần như cho rằng hắn vẫn là hắn, là thiếu niên lang thông tuệ, luôn thích giấu mũi nhọn và mang theo chút cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn tung ta tung tăng đi theo phía sau ông ta. Hắn chưa từng thay đổi, ông ta nghĩ thế. Nhưng đột nhiên tử mại vương tay xoa nước giải bên môi sau đó nở nụ cười mang tính trẻ con rồi mơ màng nói mớ, viết được chữ kỳ rồi. Triệu Văn An đau lòng nhưng chợt nghe một tiểu ngọ nhẹ nhàng thất giọng mang theo ý cười, đúng, viết rất khá, cha ngươi về nhìn thấy chắc chắn sẽ khen ngươi thật giỏi. Trong lòng là sóng triều cuồn cuộn, Triệu Văn An bỗng nhiên nhớ tới chuyện xưa mới được người khác nhắc tới nếu tử mại vẫn tốt thì cảnh tượng bên trong cửa sổ này đúng là đẹp để biết bao. Ông ta xoa nắng. Ngón tay của mình, dùng đau đớn thể xác cố nén chua sót trong lòng sau đó miễn cưỡng nở nụ cười, một cô nương. Một tiểu ngọ đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng nàng mới chậm rãi đi về phía này. Bước chân của nàng rõ ràng không lớn nhưng mỗi khớp xương và da thịt trên thân thể đều như giãn ra, mang theo ngang ngược bá đạo dù Triệu Văn An là đại nhân vật cũng bị khí thế trước mặt đè ép. Vẻ bẩn cực lộ ra từ đôi mắt và lông mày kia giống hệt người cha mắng người mà vẫn mang theo nho nhã của nàng. Nàng đã không phải là một tiểu ngọ vốn có, tuy Bảo Điền từng giải thích lung tung với ông ta một phen nhưng nghe xong ông ta vẫn chẳng hiểu gì. Hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách, cũng may Triệu Văn An cũng tự biết đôi chút. Đêm đó chẳng ai nhìn rõ bóng người đứng ở góc hồ phía đông tại viên minh viên nhưng ông ta biết đó là nàng. Tuy nàng đã chuồn mất trước khi ngự lâm quân tới nhưng ông ta vẫn biết. Ta có thể gọi ngươi là tiểu ngọ sao Triệu Văn An cười và hỏi nàng. Một tiểu ngọ nhướng lông mày tỏ vẻ đồng ý, sau đó nàng tùy tiện ngồi xuống một bồn hoa xây bằng đá tảng, tay duỗi ra vỗ vỗ bên cạnh ý bảo ông ta cũng ngồi đó. Loại động tác này chỉ có trưởng bối mới làm trước mặt vãn bối, nếu là người khác sợ là đã sớm vung tay áo chạy ngay nhưng Triệu Văn An trước nay đều không câu nệ tiểu tiết, thấy nàng như thế trong lòng ông ta chỉ thấy buồn cười ông ta công chân quy của ngồi cạnh nàng thật giống một vãn bối nghe lời tiểu ngọ có chuyện muốn nói với ta ư ông ta đi thẳng vào vấn đề người bên cạnh nhẹ nhàng thở ra triệu văn an thẳng thắn như thế quả là hợp ý nàng nàng gọi triệu đại nhân sau đó ngừng một lát ta muốn mang tử mại đến chân lạp một chuyến triệu văn an lập tức lạnh giọng đến đó làm gì một tiểu ngọ bày ra bộ dạng đã đoán trước rồi mới nói ra lý do đã học thuộc lòng ta cảm thấy địch chân đang ở chân lạp ngày đó vì cứu triệu tử mại và không để người trong cung phát hiện thân phận của mình nên ta mới để địch chân và chương thiên nhất. Đào thoát. Mấy ngày nay ta có thể cảm nhận được rõ ràng Phật xá đang gọi ta, hơn nữa cảm giác này ngày càng mạnh. Vị triệu đại nhân không ai bị nổi cũng có lúc lắp bắp, ngươi muốn đi trừ diệt trừ hắn sao ông ta còn có một câu chưa nói ra lời trừ ma thì cứ trừ ma nhưng ngươi lôi kéo thằng con ngốc của ta đi làm gì một tiểu ngọ cũng đoán được ông ta nghĩ cái gì nên cười hê hê nói, trừ ma đương nhiên quan trọng nhưng còn có một việc khác càng quan trọng hơn. Nàng liếc nhìn trong phòng một cái sau đó lại quay đầu nhìn về phía Triệu Văn An và nhẹ giọng nói, ta hoài nghi địch chân không cắn nuốt linh hồn của Triệu Tử Mại. Triệu Văn An kinh hãi, miệng giật giật nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào vì thế một tiểu ngọ lại nói tiếp, năm đó tên hòa thượng xấu xa kia dùng chiêu thức âm độc xấu xa nhất để đối phó với ta nên bản thân hắn cũng đại thương nguyên khí. Nhưng lần trước gặp lại ta thấy hắn đã khôi phục gần như trước, vậy đại nhân đoán xem nguyên nhân là vì cái gì triệu văn an đương nhiên không biết lý do vì thế chỉ lắc đầu một tiểu ngọ cười đạm mạc nhưng lời nói ra lại khiến triệu văn an kinh hãi hắn và ta không giống nhau ta lấy tà ám làm thức ăn còn hắn coi việc hành hạ tà ám làm niềm vui thế nên hắn làm nhiều việc ác như thế chỉ để tìm thú vui thôi nói tới đây thấy triệu văn an dùng một loại ánh mắt hơi mang kính sợ nhìn mình thế là nàng cười phá lên triệu đại nhân ngươi không cần sợ hiện tại ta đã nếm đủ pháo hoa nơi nhân gian này thì sẽ không ăn những thứ tanh tưởi kia nữa. Triệu Văn An hắn giọng nói, tiểu ngọ, ngươi muốn nói hắn sẽ có khả năng trở lại như cũ sao một tiểu ngọ nữa hít mắt, xoan mũi hừ lạnh một tiếng, quê nhà của địch chân là chân lạp, nhưng hắn vẫn lưu luyến chỗ này và chậm chạp không chịu đi. Mãi tới hai tháng trước hắn mới hốt hoảng bỏ chạy, cái này ta vẫn chưa nghĩ ra được là vì sao. Có điều lúc này có lẽ ta đã hiểu ra nguyên nhân một đế quốc khổng lồ từ từ suy thoái giống mặt trời chuẩn bị lặn vậy còn nơi nào hội tụ đủ nóng lạnh và sắc thái của thế gian hơn nơi ấy nữa địch chân thích thảm kịch nhân gian và hắn càng thích những linh hồn vặn vẹo trong thảm kịch đó những kẻ ác luôn tương thông hắn tin luyện bọn họ ngưng tụ thành thuốc hay chữa khỏi vết thương cho chính mình triệu văn an hiểu thế nên cây gân trên thái dương mới nhảy thình thịch vậy vì sao linh hồn của tử mại lại không bị một tiểu ngọ nghiêng đầu ánh mắt nhanh chóng lướt qua cửa phòng của triệu tử mại trên mặt là một nét ôn nhu hiếm có, tử mại sao có thể là kẻ ác được nàng dừng một chút giống như muốn cẩn thận miêu tả bộ dạng triệu tử mại ở trong lòng mình. Nhưng kết quả nàng vẫn chỉ có thể nói được mấy lời ngắn gọn, hắn tốt như vậy ư, ừ. thế nên địch chân căn bản chẳng thể dùng linh hồn hắn cho việc gì. Chương 371 thuyết phục vậy địch chân lấy hồn phách của tử mại để làm gì lúc hỏi những lời này triệu văn an phát hiện giữa mày một tiểu ngọ có thêm chút buồn bã, đại nhân là người thông tuệ nhưng có lẽ ngài cũng khó mà đoán ra nguyên nhân địch chân giết hại tử mại nàng bật cười, tuy địch chân bám vào cơ thể tử đồng nhưng lúc bị hắn bám vào người tử đồng đã chết. Nếu chủ nhân cái xác kia không phải tử đồng thì vì sao kẻ đó còn phải cuốn lấy tử mại không buông chứ hắn cũng đâu cần giết tử mại ngay vào lễ đại thọ của Thái Hậu làm gì Triệu Văn An nhẹ giật giật môi, bởi vì ngươi. Một tiểu ngọ gục đầu, thật lâu mới cười khổ và nói, ta và địch chân đánh nhau mấy trăm bận, từ trời nam đến biển bắc, lên trời xuống đất, ở một lần cuối cùng hắn đã nói với ta một câu bất kỳ kẻ nào đã từng trải qua nỗi khổ ta đã phải chịu thì việc ác bọn họ làm ra ác sẽ không ít hơn ta. Khi ấy ta chỉ nghĩ hắn nói thế để kéo dài thời gian nên không để ý lắm. Nhưng không nghĩ tới chấp niệm của hắn với thiên thẩm lại thấm vào cốt tủy, sâu đến độ hắn phải giết tử mại để ta hiểu được lăng nhục và thống khổ của hắn. Chương Sinh nhất là một kẻ tội ác chồng chất. Hắn đưa một kẻ như thế tới chính là muốn ta phải trả giá lớn vì. Lúc trước đã coi thường hắn, hắn muốn ta chính mắt thấy thiên thẩm thấy tử mại phải chết muốn ta hối hận với lựa chọn lúc trước một tiểu ngọ thở dài một cái mới nói tiếp tất cả những việc này đều là tính toán của hắn từ cái nhẫn ban chỉ đầu dê tới việc triệu hồi oan hồn của chương thiên nhất còn có điểu trảo chứng kia không sai chứng bệnh của chương sinh nhất và của tử mại căn bản là yêu thuật của địch chân biến ảo thành triệu văn an nhíu mày tàn nhẫn thế nên tử mại chỉ là vật hy sinh để hắn trả thù ư cũng không thể hoàn toàn nói thế một tiểu ngọ đứng dậy ánh mắt nhìn về phía xa tử mại xác thật đã giết người tuy người nọ đã chết trước khi hắn ra tay nhưng khi hắn động sát tâm thì cũng đã là người có tội nhưng hắn bị địch chân giết hại sau đó lại được ta cứu về vậy cũng coi như đã chết một lần và đã chuộc lỗi của mình vậy hắn hiện tại chính là người trong sạch triệu văn an nhanh chóng hỏi một câu này một tiểu ngọ quay đầu nhìn ông ta và nở nụ cười sáng lạn cực kỳ trong sạch không có một vết nhơ nào triệu văn an thở ra một hơi ngay sau đó trên mặt lại lộ khổ sở nhưng nhưng hắn còn có thể tốt lên sao chỉ cần tìm được phần hồn phách bị địch chân lấy đi thì hắn đương nhiên có thể tốt lên. Một tiểu ngọ siết nắm tay, khóe miệng là một nụ cười lạnh, đại nhân, ngài biết mèo đùa bẩn con mồi thế nào không lúc đầu nó sẽ không tung sát chiêu mà chơi đủ rồi mới giết. Hắn giam cầm hồn phách của tử mại chính là để dụ ta qua. Nàng lại cười một chút, địch chân thích chơi thì ta chơi với hắn một ván. Nhưng khi nào trò chơi này kết thúc và kết thúc thế nào thì đều do ta định đoạt. Triệu Văn An khẽ lắc đầu, biết rõ núi có hổ mà còn lên núi, đây không phải việc kẻ khôn ngoan nên làm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, vì tử mại ta cần phải đánh cuộc một phen, một tiểu ngọ nhẹ nhướng mày, đôi mắt xoay một vòng, vào thời điểm thế này cần cái do dự của kẻ khôn ngoan hay cái bồng bột của kẻ thất phu thì đại nhân hẳn rõ hơn ta đúng không? Trong phòng truyền ra một tiếng ngáp thật dài, tử mại đã tỉnh. Hắn hừ hừ vài tiếng và bắt đầu tìm cha, gọi vài tiếng không thấy ai đáp thế là hắn xuống giường đẩy cửa ra ngoài. Cha, nhìn thấy Triệu Văn An là mắt hắn sáng lên, vừa định đi tới hắn lại nhìn thấy một tiểu ngọ đứng bên cạnh. Vì thế hắn dừng bước, tay cào cào đầu, trên mặt lộ ra tươi cười có chút thẹn thùng, ánh mắt lắc lư không dám nhìn nàng quá nhiều. Trong một khắc này Triệu Văn An đã hạ quyết tâm tồn tại đương nhiên là tốt, nhưng chỉ có dũng cảm đối mặt với cuộc đời thì sự tồn tại ấy mới có ý nghĩa. Hãy đọc thử truyện thiên kiều của trang rungphophat.com, tử mại nhất định phải tốt lên, cần phải khỏi bệnh chỉ có thế hắn mới có thể đường hoàng theo đuổi những gì mình muốn đại nhân đồng ý sau một tiểu ngọ thử thăm dò và hỏi một câu ừ triệu văn an mơ hồ đáp lời và đứng dậy muốn đi về phía con mình ai biết đột nhiên ông ta lại giật mình dừng bước quay đầu nhìn về phía một tiểu ngọ tiểu ngọ có chuyện ta vẫn không rõ ràng không biết ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho lão phu không một tiểu ngọ đang nỗ lực nắm bắt ánh mắt của triệu tử mại lại nghe thấy triệu văn an nói chuyện Đúng lúc ấy nàng cũng túng được ánh mắt tên kia thế là lập tức cười và nháy mắt với hắn. Cái kẻ to con kia lập tức mặt đỏ tai hồng, vội vàng cúi người giả vờ nghịch một con bướm đang bay qua. Triệu Văn An đỡ tráng, một cô nương rốt cuộc một tiểu ngọ cũng thu lại ánh mắt và nói, đại nhân cứ nói. Vào cái ngày 10 năm trước ở thính tuyết đường, sau khi tử mại đẩy tử đồng xuống giếng thì chuyện vẫn chưa kết thúc đúng không rốt cuộc sau đó đã xảy ra cái gì ta rất tò mò sau đó ư nó nhặt được một mệnh từ trong tay địch chân sau đó hốt hoảng chạy ra khỏi triệu phủ ngày đó tuyết lớn nó kéo thân thể tàn phá sắp gãy nát của mình gian nan bước đi trên mặt tuyết không biết qua bao lâu lâu tới mức nó nghĩ rằng mình sắp gãy thành hai nửa thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng hòa thuận vui vẻ thật sự ấm áp giống như phật quan trên đầu ngón tay của ô nạp trong lúc hoảng hốt nó thấy ánh sáng kia bay tới cách thật gần nó mới phát hiện kia không phải phật quan mà là một tiểu cô nương mặc áo hoa nàng ta có cái mặt tròn tròn với hai má lúng đồng tiền cũng tròn tròn. Ngươi là cái gì tiểu cô nương kia thò tay về phía nó, một khắc ngón tay chạm vào nó thì tan cảm thấy thân thể mình uyển chuyển nhẹ nhàng giống một đám mây. Nó hòa vào thân thể của nàng kia, ký ức của hai người đụng vào nhau giống như hai dòng sông hợp lại ở khoảnh khắc ngẫu nhiên nhất ta chẳng nhớ gì, hai mảnh ký ức trộn lẫn với nhau nên lúc đầu cực kỳ hỗn tạp. Vì thế khi đó cả tan và cung hành đều là người không có ký ức. Trong lúc mê mang nó bất giác rời xa cung gia, cũng may được lão què tuy keo kiệt nhưng tốt bụng nhặt về mới không tới nỗi lưu lạc đầu đường và đông chết trong đêm tuyết lạnh kia. Chuyện xưa nói xong mà triệu tử mại vẫn cứ không lưng xem con bướm, tuy chân hắn bắt đầu rung lên rồi nhưng hắn vẫn không dám đứng thẳng. Bởi vì đôi mắt kia vẫn luôn liếc về phía này, giống bàn chải nhẹ đảo qua khoái động hồ nước xuân. Một tiểu ngọ quyết định không làm khó hắn nữa nên đứng dậy cáo từ, đại nhân, trước khi xuất phát cần chuẩn bị những gì thì phải nhờ đại nhân lo lắng. Tiểu ngọ yên tâm. Triệu Văn An nhìn nàng rời đi rồi đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu bỗng nhiên vỗ trán không đúng. Cung Minh Châu nói một phen đạo lý với ông ta trước điện, nay con gái ông ta lại phí miệng lưỡi thuyết phục. Cha con nhà này thông đồng kẻ sướng người họa trình diễn trước mặt mình đây mà. Chương 372 bất đắc dĩ ngày mùng ngày 7 tháng 5 năm bính tử, mọi sự đã chuẩn bị xong. Bờ biển bị bao phủ trong sương mù hơi mỏng, mặt trời còn chưa ló rạng, mặt biển có gió ấm thổi tới mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Cung Minh Châu vác hai mắt sưng phù chỉ huy đám hạ nhân dọn hết trương này tới trương kia lên thuyền. Cứ thế một tiểu ngọ rốt cuộc không nhịn được đi tới vỗ vai ông ta, không phải cha hủy toàn bộ nhà ở rồi mang cả ngói lên thuyền. Đó chứ nghe thấy tiếng con gái thế là Cung Minh Châu lại càng u sầu, cả người run lên muốn ôm con gái khóc lóc một phen. Một tiểu ngọ vội bịt miệng ông ta, không may mắn chẳng qua con chỉ đi xa một thời gian cha làm như sinh ly tử biệt chẳng phải đang trù con à nghe vậy cung minh châu quyết đoán thu lại tiếng khóc đã lên tới cổ sau đó nghẹn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc thuận buồn xuôi gió đi sớm về sớm đúng rồi một tiểu ngọ lau nước mắt cho lão đầu nhi và nhẹ nhàng nhéo nhéo má ông ta cha ở nhà phải ngoan chờ con về nói xong nàng đi theo gia đình trèo lên cầu ván và lên thuyền một què đã ở đó chờ nàng bên cạnh là triệu tử mại và bảo điền hiện tại triệu tử mại đang bị hai con hải âu tranh đoạt thức ăn hấp dẫn lực chú ý nên nghiêng đầu dùng con ngươi đen nhánh sáng lấp lánh mang theo tò mò và ý cười chỉ có trẻ con mới có để nhìn cảnh kia lúc thấy một tiểu ngọ đi lên hắn bỗng chốc rủ mắt hơi ngoảnh đầu đi sau đó mới hơi ngước mắt rồi cười cười gọi tiểu ngọ một tiểu ngọ đi đến bên cạnh hắn hỏi chúng ta sẽ ra biển tử mại có sợ không triệu tử mại lắc đầu cha nói đó là nơi ông ấy đã đi qua khi còn trẻ hiện tại có tiểu ngọ cùng đi nên ta không sợ đúng vậy có cái mà sợ đâu, đó là địa bàn của nàng. Nàng từng ở nơi đó đại sát tứ phương, dũng khí nuốt cả non sông, đạp vạn yêu ma quỷ quái dưới chân. Hiện tại chẳng qua nàng chỉ về nhà dạo một vòng thì có gì phải sợ Triệu Văn An là người cuối cùng lên thuyền. Vốn dĩ ông ta phải tới Uy Hải vệ nên cũng thuận đường đi với bọn họ một đoạn. Lúc đi qua Cung Minh Châu ông ta nghe thấy tiếng cục kịch cố nén thế là rất khó hiểu lúc cung huynh khuyên giải an ủi ta không phải nói rất rõ ràng ư sao tới phiên ông tiễn đưa con gái thì lại lại có bộ dạng này ông được lợi còn khoe mẻ. Rõ ràng ông còn được ở trên thuyền với con trai mình thêm mấy ngày vì thế mới cố ý khoe khoang với ta hả tuy cung minh châu đang thương tâm cực kỳ nhưng miệng lưỡi vẫn không hề thua kém. Triệu văn an nghẹn hết cả lời. Sau đó ông ta thở dài đi lên thuyền, nhưng còn chưa bước được bước nào đã nghe thấy cung minh châu ở phía sau thang một tiếng, chuyện khác còn dễ nói, chẳng qua chiến sự trên biển hiện tại ngày càng khốc liệt tình thế thay đổi trong nháy mắt ta sợ bọn họ một đi không trở lại cuối cùng lại rơi vào ly biệt lòng triệu văn an như bị đâm một cái ông ta quay đầu lại liếc nhìn đồng liêu của mình sau đó moi hết cõi lòng cũng không tìm được lời nào để an ủi cuối cùng ông ta đành quay người tiếp tục đi về phía trước ai biết cung minh châu lại nói chuyện sau khi ngọc thành chết ta đã chẳng còn tâm tư nào với quan trường chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng cùng nữ nhi dưỡng lão sống vui vẻ nhưng chỉ một tâm nguyện nho nhỏ ấy cũng khó đến thế sao cung huynh còn dám mơ mộng, đáng tiếc cho lão phu đến cái ý nghĩ đó cũng không dám có, Triệu Văn An nhìn một áng mây nơi chân trời. Vốn nó đang tụ thành một đóa nhưng hiện tại bị gió thổi tan thành từng mảnh mây trắng trôi nổi giống như nước lan ra, ta sợ một khi mình có ý nghĩ đó thì sẽ sinh ra ý niệm sằng bậy, sau đó phiền não sẽ tới. Cung Minh Châu dừng một chút, ánh mắt nhìn bóng dáng mang theo vài phần tịch liêu phía trước, triệu đại nhân chấp trưởng ấn xoái, quả thực là may mắn của triều ta nhưng phía sau gánh nặng này là biết bao luyến tiếc và bất đắc dĩ trước kia minh châu không hiểu hiện tại cũng coi như biết được nói xong ông ta bước về phía trước và chắp tay không người hành lễ cung minh châu thay mặt thiên hạ thương sinh cảm tạ triệu đại nhân triệu văn an không quay đầu lại nhưng cổ nghẹn đắng đôi mắt hơi chua xót cung huynh ngươi nói xem năm ấy nếu ngươi và ta đều không được phía trên thưởng thức mà chỉ làm quan nhỏ một nơi bên cạnh có con cái vây quanh thì liệu có phải là việc may mắn không cung minh châu không trả lời bởi vì đáp án đã ở trong lòng hai người. Triệu đại nhân, bảo trọng. Ngày tháng trên thuyền trôi qua thật nhanh, có người vì mới mẻ nhưng có người lại vì quý trọng thời gian ngắn. Ngủi. Mắt thấy chỉ còn hai ngày nữa là phải chia xa thế là luyến tiếc trong lòng Triệu Văn An ngày một nồng đậm. Ông ta hận không thể thời khắc đều canh giữ bên cạnh con mình, khắc ghi nhất cử nhất động của hắn vào lòng. Ông ta luôn có dự cảm không tốt, giống như một cái xích đu chật cao chật thấp trong lòng khó mà an ổn nhưng ông ta không dám nói ra miệng, vì sợ vừa nói ra ngoài thì chuyện xấu sẽ thành thật. Chuyện này của trang rừng hổ phách, nhưng mỗi lúc thế này chỉ cần nhìn thấy bộ dạng bình thản của một tiểu ngọ là bất an trong lòng ông ta lại an ổn hơn nhiều. Ông ta biết nàng sẽ trông chừng tử mại, dùng mọi thứ nàng có để bảo vệ vận mệnh nhiều trong gai của hắn. Nếu không có đảm bảo này thì nàng sẽ không khăng khăng muốn dẫn hắn tới chân lạp. Gió hơi lớn, thân thuyền đông đưa, triệu tử mại vừa thả lỏng thì cái trống bỏi trong tay đã theo bông tàu văng ra xa hắn hoảng hốt muốn đuổi theo nhưng chân không thăng bằng thế là cả người nghiêng qua một bên may mắn một đôi tay kịp thời đỡ lấy eo hắn mới giúp hắn không ngã trống bỏi trong lòng còn nhớ thương đồ chưa thế là hắn vội vã chạy về phía nó nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt phía sau thì lòng hắn nảy lên chợt có một dòng nước ngọt ngào như mật hoa chảy tràn len lỏi từng ngóc ngách trong lòng hắn tiểu ngọ hắn gọi nàng một tiếng sau đó đột nhiên nói lắp bộ quần áo này của ngươi thật. Thật đẹp nói tới đây bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới trống bỏi thế là vội chỉ về phía trước nói như cầu cứu, trống, trống của ta. Vừa dứt lời thì trống bỏi đã thình lình xuất hiện trước mặt hắn, Triệu Văn An đưa nó cho hắn, đây, của con đây, gió lớn nên con phải nắm chặt, nếu không rơi xuống biển là không lấy lại được đâu. Triệu tử mại vui mừng không xiết nói cảm tạ sau đó đón lấy cái trống và nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn hơi ngửa đầu, ánh mặt trời từ phía trên rơi xuống nhuộm lông mi của hắn thành màu vàng kim, con ngươi đen nhánh cũng được cọ rửa nên phai nhạt đi đôi chút chúng trở nên sáng trong đẹp như không có thật hắn vốn có bề ngoài cực tốt hiện tại con ngươi tràn đầy vẻ vô tội ngây thơ làm người ta nhìn thấy sẽ sinh ra thương tiếc nhưng rồi bọn họ vẫn không nhịn được nhìn hắn tuấn tú và đơn thuần hợp lại bên nhau chính là sức mạnh không ai có thể kháng cự được với một tiểu ngọ cũng thế nàng thấy bản thân như một kẻ háo sắc vì thế vội nghiêng đầu đi nhìn mặt biển và trời xanh lúc này triệu văn an ở phía sau ho nhẹ một tiếng tiểu ngọ, rốt cuộc thì địch chân là dạng người gì chương 373 thạch hình thù giết con gái Triệu Văn An sẽ không bỏ qua dễ dàng, huống chi nhiều ngày nay ông ta luôn mơ thấy tử đồng. Nàng ta đứng trong màn đêm mênh mông, cả người lơ lửng giống một con thuyền cô đơn lúc nào cũng có thể bị sóng biển cuốn đến đáy biển và chôn vùi trong bùn đất, vĩnh viễn không thể thoát thân. Ngài thật sự đã quên nữ nhi sao trong lòng ngài hiện tại chỉ bao dung một mình tử mại thôi sao nàng ta hỏi ông ấy như thế, khiến ông ta không có chốn dung thân thế nên mỗi lần tỉnh lại ngực ông ta vẫn nghẹn đến đau nhói. Một tiểu ngọ kéo kéo tay áo triệu tử mại và hít hít cái mũi, ta ngửi được mùi thơm, canh trứng bảo điền nấu hẳn là được rồi. Thấy triệu tử mại vui vẻ phấn chấn đi về phía khoang thuyền nàng mới quay đầu nhìn về phía biển rộng. Chỉ có lúc này ánh mắt nàng mới vương thật xa, so với biển rộng trước mặt còn xa hơn, liếc mắt một cái chỉ thấy vô bờ. Lúc địch chân còn sống là một hòa thượng, một vị cao tăng đức cao vọng trọng mang theo từ bi, ánh mắt một tiểu ngọ nhìn nơi trời biển giao nhau, cả đời hắn khổ tu, giữ nghiêm giới luật, kinh văn, phù chú, Phật lý, y thuật hắn đều tinh thông. Nhiều năm hắn ở trong núi sâu tu hành gian khổ, thậm chí hắn còn gặp được lão hổ ở nơi ấy. Nghe nói lão hổ chẳng những không thương tổn hắn mà ngược lại còn ngoan ngoãn nằm xuống nghe hắn niệm kinh xong mới tự mình rời đi. Sau đó việc tu hành khổ hạnh kết thúc, địch chân lập một ngôi chùa vừa nhỏ vừa cũ nát nhưng vì danh vọng của hắn nên nó dần được mọi người biết tới. Cuối cùng nó trở thành một ngôi chùa nổi danh, vô số tín đồ từ xa xôi vạn dặm tới đây chỉ để hôn lên bậc thềm hắn đã bước chân qua. Sau đó nơi hắn ở xảy ra ôn dịch, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thành thị phồn hoa vang lên tiếng kêu than dậy đất, thi thể chồng chất như núi không người chôn cất. Mùi hôi thối tràn trong rừng rậm, ánh sáng văn minh huy hoàng lộng lẫy nay tràn ngập hơi thở chết chóc. Vô số người hốt hoảng chạy nạn, nhưng có ai thoát được bàn tay của bệnh tật chứ vì thế thi thể đầy sông, xương trắng phơi đầy đồng, người chết như ngã rạ. Chính vào lúc này Địch Chân đứng dậy mở cửa chùa thu nhận người bệnh, ngày đêm tụng kinh cầu phúc cầu an. Mà sự tình cũng kỳ quái, sau 7 ngày những người vốn chỉ còn hơi thở thoi thóp đã có thể uống có thể ăn, bộ dạng giống như cây khô lại nảy mầm. Địch Chân vì bọn họ mà bận rộn ngày đêm cuối cùng ngã bệnh, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ mà ngồi trước tượng Phật tụng kinh hết lần này tới lần khác. Cứ thế 7 ngày trôi qua, lúc ánh dương đầu tiên của ngày thứ 8 chiếu vào chùa thì theo đó là tiếng thần điểu kêu vang đại dịch rốt cuộc cũng lui đi, mọi người đều nói sự thành kính của địch chân rốt cuộc đã cảm động trời xanh nên nó mới vươn tay kéo hắn một phen. Triệu Văn An nhẹ nhàng cười, nhưng chính hắn nói trời cao vứt bỏ hắn, tự tay đưa hắn vào bóng đêm vạn kiếp bất phục cơ mà. Mí mắt một tiểu ngọ giật giật, nói như vậy cũng không sai, bởi vì địch chân từng tự tin hắn sẽ không phải người bị lựa chọn. Đó là một hồi thiên thẩm oanh động cả chân lạc. Trước cuộc địch chân đã phạm tội gì hắn giết người sao không cẩn thận đánh đổ bàn thờ và thiêu hủy một cuốn kinh văn do chính tay quốc vương tự chép. Nói xong thấy Triệu Văn An lộ vẻ kinh ngạc nàng nhún vai nói, vớ vẫn đúng không nếu ông biết kẻ bị đưa tới tháp thẩm phán với hắn là ai thì ông mới thấn trận thiên thẩm này điên rồ tới cỡ nào. Triệu Văn An không nói tiếp, ông ta bỗng nhiên nhớ tới chương sinh nhất. Kẻ làm đủ chuyện ác, tội nghiệp chồng chất kia đã lộ ra một nụ. Cười đắc ý khi đứng chung với tử mại đó là một kẻ chuyên cưỡng bức nữ nhân, và cũng là tên sát nhân điên cuồng. Mỗi lần phát tiết xong hắn sẽ dùng lá cỏ sắc nhọn chậm rãi cắt cổ những người bị hắn làm nhục. Hắn chậm rãi cắt qua mạch máu của họ, từng nhát một. Cái quá trình này cực kỳ thống khổ, bọn họ chẳng thể thống khoái mà chết, chỉ có thể sợ hãi cảm nhận từng giọt máu rời khỏi thân thể mình. Sau khi cắt một vết rất nhỏ hắn mới dùng sức cắt một nhát khiến miệng vết thương to hơn, lúc này máu sẽ phun ra như suối, thấm ướt mặt đất những nữ nhân đáng thương kia phải nhận hết ra tấn sau đó mất máu mà chết. Dưới ánh mặt trời bọn họ dần khô cạn thành những tấm da. Hắn dùng cách đó giết 72 người mới bị binh lính bắt được. Nhưng một con quái vật như thế lại được đưa vào thẩm phán tháp cùng địch chân và cuối cùng chiến thắng. Ánh trăng rơi xuống người địch chân trước, chiếu ra vài bóng dáng vạn vẹo bên cạnh hắn. Hắn nghe thấy tiếng kinh ngạc cảm thán của mọi người bên ngoài thì đoán được lựa chọn của trời cao là gì. Ta tin tưởng từ một khắc ấy linh hồn hắn cũng vặn vẹo theo những cái bóng kia. Tiếp theo đó là thạch hình, nó bẻ nát chút thiện tâm cuối cùng trong lòng hắn, rồi ném hắn vào đáy vực sâu. Những người đó trước sau tiến lên cầm đá trong tay ném vào người hắn, bởi vì như thế bọn họ sẽ được giải thoát khỏi tội nghiệp. Nhưng những kẻ vây quanh đó có ai chưa từng chịu ơn trạch của hắn, hãy đọc chuyện này tại trang rừng hổ phách, bàn tay họ từng vuốt ve góc áo cà sa của hắn, hy vọng được gần hắn hơn nhưng hiện tại cũng chính những bàn tay ấy lại là vũ khí sắc bén đưa hắn vào chỗ chết. Không ai đứng ra bảo vệ hắn, ngay cả đứa nhỏ từng nhiễm bệnh được hắn ôm vào lòng cả đêm cũng chỉ khóc một tiếng sau đó ném mạnh hòn đá trong tay vào người hắn dưới sự thúc giục của người lớn. Địch chân chết ba ngày sau đó, thân thể hắn bị đá ném nát vụn, không có một cái xương nào hoàn hảo. Tráng hắn có một vết nứt to giống như muốn bổ đầu hắn ra làm hai. Vị cao tăng từng không dính bụi trần sau khi chết thi thể lại bị người ta dùng sản xuất đưa đi. Nói tới đây một tiểu ngọ thoáng nhìn bên cạnh thấy triệu tử mại đã bò lên khoang thuyền, trong tay vẫn nắm cái trống bỏi bảo bối của mình, vừa lắc vừa chậm rãi đi về phía bọn họ. Sau đó chính là một câu chuyện xưa khác. Ngày thứ năm sau khi địch chân được hỏa tán thì có người nhìn thấy hắn lại xuất hiện ở tháp thẩm phán. Hắn nhìn lên mặt trăng, dưới mặt đất lại không có cái bóng nào chiếu ra. Triệu tử mại đã chạy tới đây, hắn thở hổn hển giống một con cúng con vui vẻ nói, bảo điền đánh đổ chai dầu rồi dẫm phải thế là ngã sấp mặt. Hắn ôm bụng cười, giống như đây là chuyện vui vẻ nhất trên đời này. Nhưng lúc thấy biểu tình của một tiểu ngọ và triệu văn an thế là hắn vội thu lại ý cười, cha, tiểu ngọ, hai người không cảm thấy buồn cười sao buồn cười, triệu văn an giật giật gương mặt rồi giữ chặt tay hắn kéo hắn vào lòng. Bàn tay ông ta nhẹ vỗ lưng hắn nói, cha cũng cảm thấy thật buồn cười. Nhân sinh khổ đoạn, vĩnh viễn là một đứa nhỏ có lẽ cũng khá tốt. Chương 374 gió lốc chia ly cuối cùng vẫn tới, Triệu Văn An lên một con thuyền nhỏ tới đón ông ta. Nhưng vừa ngồi vững ông ta đã quay đầu nhìn tử mại và con thuyền phía xa. Trong bóng thuyền cô đơn nơi xa ông ta thấy con mình vẫn đứng ở bông tàu liều mạng vẫy tay về phía này nhưng lại không nghe được tiếng cha mà hắn gọi. Gió biển rất lớn, sóng dập dềnh đẩy con thuyền nhỏ chở ông ta ra xa. Đại nhân, có phải nước bắn vào mắt ngài không, binh lính hộ tống thấy Triệu Văn An xoa mắt thì vội vàng đưa tấm trắng trong tay ra che trước người ông ta. Không ngại, Triệu Văn An vẫn nhìn phía trước, bóng dáng tử mại lúc này đã không thấy đâu, cả con thuyền như một món đồ chơi nhỏ lơ lửng giữa biển rộng mênh mông. Lúc này ông ấy ngồi xuống nói, "Không ngại, đi thôi." Thuyền nhỏ chạy vào bờ, kéo xa khoảng cách với con thuyền lớn, càng lúc càng xa. Cha mẹ và con cái trên thế gian này đại để đều là như thế. Cáo biệt Triệu Văn An rồi tàu thủy đi thẳng. Một đường về phía nam. Đi hơn nửa tháng bọn họ gặp phải một cơn sóng to gió lớn chưa từng có, thật đúng với lời nói các lợi của cung Minh Châu trước khi đi. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu nóng rát từ trên cao, nó dội lên mỗi người ở đây không hề kiên nể. Một tiểu ngọ sớm cởi tầng áo dày bên ngoài và chỉ mặc một cái áo bị nàng cắt bớt tay áo. Lúc này nàng đứng đầu thuyền nhìn mặt biển phía trước không chớp mắt. Cánh tay nàng trắng như ngó sen, làn da ngưng kết một tầng mồ hôi miệng, dưới ánh mặt trời phản chiếu một tầng ánh sáng khiến triệu tử mại lóa hết cả mắt. Tiểu ngọ đang xem cái gì thế triệu tử mại cảm thấy cổ mình hơi khô, ánh mắt cũng không dám nhìn cánh tay để trần của nàng nữa. Hắn đi về phía trước, hai tay đặt trên lan can, theo ánh mắt nàng nhìn về xa. Sắp tới rồi. Một tiểu ngọ nhẹ hé miệng nói ra lời này. Triệu tử mại lấy tay làm mái che và nỗ lực nhìn về phía trước, ta chẳng thấy gì cả, sao lại thế nhỉ một tiểu ngọ cười khúc khích ta ngửi được, tử mại, ngươi ngửi thử xem, trong mùi gió biển có cái gì không? Chẳng có gì hết. Hắn hít hít mũi nhưng vẫn chẳng ngửi được gì ngoài mùi tanh của biển. Hiện tại hắn nói chuyện thực thích mang theo ngữ điệu nũng nịu, thực quá đáng yêu. Một tiểu ngọ bỗng nhiên nổi hứng thú muốn đùa hắn thế là nàng dán lại nhỏ giọng nói, ta ngửi được mùi yêu quái. Triệu tử mại đột nhiên quay đầu, chấp mũi gần như đụng phải mặt nàng, yêu quái nào một tiểu ngọ bỗng nhiên không biết nói gì, khoảng cách thân mật thế này thì trong đầu nàng làm gì còn yêu quái nữa cổ nàng vừa động, một ngụm nước miếng tuột xuống, sau đó nàng cố gắng quay mặt đi. Nhưng đúng vào lúc này thân thuyền bỗng bay lên, như đụng phải thứ gì đó. Đá ngầm sao không nhìn rõ lắm phía dưới truyền đến tiếng bọn thủy thủ đối thoại, nhưng những lời này còn chưa dứt thì trên đỉnh đầu đã có một tiếng oanh thật to. Bầu trời vốn vạn dặm không mây nay bỗng tối sầm xuống, một đám mây đen dày nặng chụp xuống đầu bọn họ. Thời tiết trên biển thay đổi nhanh chóng cũng là việc bình thường, nhưng nhanh như lật sách thế này thì một người kiến thức rộng rãi như một tiểu ngọ cũng phải nhìn kỹ. Bảo táp bên môi vừa cất lên một lời này nàng đã theo bản năng duỗi tay kéo cánh tay triệu tử mại. Nhưng mới vừa chạm được vào tay hắn thì dưới chân lại chấn động, biển khơi như rung lên, sau đó nàng trơ mắt nhìn bông tàu dưới chân mình vỡ ra, giống như một cái miệng đột nhiên há to. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem toàn bộ chuyện này là thế nào thì cả người nàng đã bay ra ngoài một tiểu ngọ không kịp làm bất kỳ cái gì mà chỉ có thể nắm chặt cánh tay người bên cạnh, trong nháy mắt tiếp theo nàng cảm thấy mình chìm vào nước biển lạnh lẽo, bị một sức mạnh thật lớn kéo xuống dưới. Giống như một trò chơi vĩnh viễn không chấm dứt, nàng và triệu tử mại chợt bị tách ra, lại dùng cục, cứ thế xoay tròn chìm xuống biển sâu. Đầu một tiểu ngọ nặng nề, giống như bị người gõ một gậy thật mạnh nhưng ý thức vẫn tỉnh táo nàng biết bản thân sẽ không chịu được lâu, cái người nàng đang nắm chặt lấy ở bên cạnh cũng thế. Nương theo ánh sáng của tia chớp nàng thấy triệu tử mại che miệng lại, trên mặt lộ ra khó chịu đến cực điểm, hiển nhiên hắn đã không thể nín thở nữa. Một tiểu ngọ cố trấn định, ngưng toàn bộ khí lực ở đan điền, bàn tay còn rảnh rỗi bỗng đẩy về phía trước liều mạng chống lại lực kéo của dòng nước. Không phải nàng chưa từng chiến đấu trong nước, cổ điêu mãn xà, có con nào không phải thủ hạ bại tướng trong tay nàng chứ tuy hiện tại nàng mang thân thể phàm trần nhưng chỉ cần trầm tĩnh hẳn vẫn có thể có biện pháp thoát thân. Lòng bàn tay nàng nóng lên, phủ một ngọn lửa màu lam thân thể một tiểu ngọ bỗng ấm áp sức lực vừa rồi hao hết nay lại đầy tràn vì thế nàng lại đập mạnh tay về phía trước cả người mượn lực đẩy mà bắn ngược lên uyển chuyển nhẹ nhàng bơi lên mặt nước như một con cá linh hoạt mắt thấy sắp trồi lên mặt nước chỉ một duỗi tay là có thể chạm vào một tia sét màu lam đang chém thẳng vào mặt nước thì thân thể nàng bỗng bị một bóng đen vọt tới từ phía sau đâm phải trong đầu một tiểu ngọ ầm ầm vang lên giống như nháy mắt có hàng ngàn hàng vạn con ong mực trong đó sức mạnh kia đâm vào khiến cả người nàng vọt về phía sau cả trường ngay sau đó hình như có một sức lực khác chặn ngang và kéo nàng một cái trước khi mất ý thức nàng và triệu tử mại được kéo vào một dòng hải lưu ấm áp lúc tỉnh lại thì trên bầu trời đã đầy sao bóng đêm tràn ngập phía dưới là nước biển vẫn thấp giọng rít gào một tiểu ngọ giật mình ngồi dậy tay chạm vào một mảnh cát sỏi không thể coi là trơn nhẵn nàng bị sóng biển cuốn tới tới bờ cát trước khi mất đi ý thức nàng đã dùng hết sức túng lấy triệu tử mại nhưng hiện tại không thấy bóng dáng hắn đâu nàng giật mình cái tên kia vọt ra khỏi miệng nàng nhưng chỉ mới gọi vài tiếng đã có người đáp lại tiểu ngọ cách đó không xa có một bóng đen chậm rãi bò lên chân tay vụng về chạy về phía nàng trái tim một tiểu ngọ buông xuống nàng không đánh mất hắn tuy trải qua bảo tố quỷ dị như thế nhưng hắn vẫn lành lặng ở bên cạnh mình nàng đứng dậy đi về phía hắn túng lấy bàn tay gấp không chờ nổi vương về phía mình. Đôi mắt hắn như chứa sao trời, sáng long lanh khiến cho hắn không khác gì một đứa nhỏ, tiểu ngọ, quần áo ướt không dễ chịu. Quần áo hắn ướt đẫm nhỏ nước, tóc cũng tản ra, lung tung dán trên mặt. Một tiểu ngọ cười lộ má lúng đồng tiền, không sao, ta sẽ đốt một đống lửa, chỉ cần đặt ngươi ở trên nướng một lúc là sẽ khô. Chương 375 hôn lễ triệu tử mại trợn tròn mắt, lỡ bị cháy thì làm sao bây giờ một tiểu ngọ cực kỳ nghiêm túc đáp, ngoài cháy trong mềm, đúng vừa miệng. Trên mặt bỗng nhiên bị vẩy bọc nước, triệu tử mại giảo hoặc cười với nàng, tiểu ngọ mới luyến tiếc không ăn ta đâu. Thằng nhóc này đúng là thông minh, một tiểu ngọ giơ tay muốn phản kích nhưng đúng lúc này phía sau lại truyền tới tiếng lẩm bẩm mơ hồ không rõ, đây là là chỗ quỷ quái nào vậy cách đó không xa có hai người đang dìu nhau đi về phía bọn họ, nhìn dáng người thì là Bảo Điền và một què. Một què khập khiển mà đi, miệng còn lẩm bẩm, cũng không biết là cái thứ gì, lúc đâm vào nó bộ xương già của ta cũng suýt thì tan tành bảo điền lão gia tử nếu không có thứ kia trắng một chút thì hai ta hiện giờ chỉ sợ đã nằm dưới đáy biển làm mồi cho cá tôm rồi một tiểu ngọ nhéo nhéo bả vai nhức mỏi của mình hóa ra vừa rồi bóng đen nàng đụng phải là hai người bọn họ nàng lắc lắc đầu trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không thoải mái cũng không rõ là vì sao nhưng nàng chỉ cảm thấy nỗi vui mừng khi thoát chết đã bị nó cọ rửa chẳng còn bao nhiêu tiểu ngọ đây là nơi nào thế thủy thủ đều đi đâu rồi triệu tử mại túng lấy tay nàng và lắc lắc. Đây là chân lạp, một tiểu ngọ nhìn cánh rừng rậm phía sau, từng cây đa cổ xưa đứng sừng sững, rễ phụ từ cành rơi xuống giống như râu của ông lão trăm tuổi, đúng là chân lạp. Nàng lặp lại một lần. Lúc này nàng đã trở về địa bàn của mình, nhưng vì sao hoảng loạn ngày càng lớn, chỉ cần vừa động đậy nó sẽ trào ra khỏi ngực một tiểu ngọ miễn cưỡng trấn định tính thần và nhìn khắp nơi bờ cát trống rỗng chỉ có bốn người bọn họ, những thủy thủ kia chẳng thể thoát khỏi cơn bão vừa rồi và vĩnh viễn trở thành tế phẩm cho biển cả nàng thở dài một hơi vừa định đốt lửa trại hông khô quần áo cho mọi người thì lỗ tai bỗng giật giật đôi mắt lại nhìn về phía rừng đa rậm rạp phía sau tiểu ngọ cũng nghe thấy ư triệu tử mại cũng nhìn về hướng đó có người đang chơi nhạc nhưng hình như người đó tinh thần không ổn lắm quả thực có người đang chơi nhạc hơn nữa còn là khúc nhạc bái đường nhưng triệu tử mại nói không sai Vốn khúc nhạc này phải vui mừng nhưng người chơi lại khiến nó nặng nề và vô lực, còn thường đứt đoạn giống như sắp tắt thở. Vào ngày vui như thế quả thực có thể nói là đen đuổi. Có người làm hỷ sự, vậy xem ra nơi này cũng không phải trốn chim không thèm ỉa. Không bằng chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, xin chén rượu uống. Như thế vẫn tốt hơn ở chỗ này vừa ướt vừa lạnh. Mục tiểu ngọ quyết đoán ném xuống mấy nhánh cây nàng vừa nhặt lên sau đó vung tay về phía sau ý bảo mọi người theo kịp rồi không hề quay đầu mà đi về phía cánh rừng. Người nói xin rượu là xin, không sợ người ta coi chúng ta là khất cái và đuổi ra à một què đúng là ước gì như thế nhưng sợ thất vọng nên vẫn hoang mang hỏi một câu này. Một tiểu ngọ cười hì hì nói, dân chúng chân lạp thuần phát, đãi khách nhiệt tình, huống chi đây là hôn lễ, nếu đuổi khách thì đúng là thất lễ. Có vị chủ nhân nào sẽ làm như thế đâu? Nàng nói không sai, người nhà kia thấy cả bốn người ướt đẫm lạnh rung thì không hề ghét bỏ mà còn mời họ vào nhà chiêu đãi bọn họ tắm rửa thay quần áo khô rồi mời tới tham gia tiệc cưới nhưng bữa tiệc này cũng quá quặn cu ẻ ngoài cha mẹ của tân nương thì chỉ có bốn người họ ngồi vây quanh bàn mắt to trừng mắt nhỏ với cả bàn toàn món ngon vật lạ phong tục của chân lạp là thế này ư sao không thấy cha mẹ tân lan những người khác cũng không tới ư một què đã duỗi dũa tới một đĩa đồ ăn nhưng thấy đôi vợ chồng già kia mang thần sắc sầu khổ không có ý động đủ thế là ông ta cũng ngượng ngùng thu tay về và khẽ hỏi một tiểu ngọ câu này. Một tiểu ngọ ngó ông ta một cái và đáp, đây không phải nhà Tân Lan mà là nhà Tân Nương. Ở chân Lạp, thông thường là nam tử gã đến nhà gái, mọi nghi thức hôn lễ đều do nhà gái thực hiện. Nói tới đây nàng lại chép miệng, nhưng nếu là hôn lễ thì cũng phải có khách khứa, ít nhất không thể thiếu Tân Lan và Tân Nương. Nói xong nàng không hề cố kỵ mà gấp một miếng cá bỏ vào miệng tinh tế nhai nuốt sau đó bỏ đũa xuống và cười tủm tỉm hỏi đôi vợ chồng đang mặc cũ mày ê kia, lão nhân gia, sao không thấy Tân Nương và Tân Lan cùng khách khứa khác đâu nhỉ vừa dứt lời thì phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng đàn, mấy người đều hoảng hốt và cùng quay đầu lại nhìn thì thấy một người trẻ tuổi đang ngồi một mình trong góc, tay ôm một cây đàn hạt bằng gỗ. Hóa ra người chơi khúc bái đường dẫn bọn họ tới đây là hắn. Người hắn cũng vô lực giống tiếng đàn, lưng cong xuống của người trong góc nhà. Rõ ràng hắn mới chừng 20 nhưng thoạt nhìn lại giống ông lão gần đất xa trời. Thấy bốn người đều quay đầu nhìn mình thế là hắn chậm rãi buông cây đàn trong tay, trên mặt là nụ cười vô lực miễn cưỡng, để các vị chê cười rồi, ta là trưởng tử an chân của nhà này. Tân nương hôm nay chính là em gái ta tên là Tố Đề. Nàng đang ở trong tân phòng, sở dĩ nàng không tham dự tiệc vì không khỏe nên đang nghỉ ngơi một tiểu ngọ à một tiếng và định hỏi thêm thì bỗng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng rõ ràng của triệu tử mại ở bên cạnh. Vì thế nàng vỗ vai hắn ôm nhu nói, ăn đi, ở chân lạp không cần câu nệ, chủ khách đều tùy ý, người đói bụng thì cứ ăn. Nghe nàng nói như vậy thế là mọi người lập tức bỏ qua rụt rè và cầm lấy đũa bắt đầu ăn thỏa thích. Một tiểu ngọ cầm lấy một mẫu bánh vừa ăn vừa đi tới bên cạnh an chân và ngồi xuống. Nàng đánh giá gương mặt dài mang theo ủ dục của hắn sau đó cắn một miếng bánh và nói, từ đây trong nhà lại thêm một người thì có gì không tốt an chân vẫn đang chơi nhạc, mí mắt cũng không nâng đã đáp, vậy cũng phải xem đó là người nào. Một tiểu ngọ nhướng mày hỏi, nếu không hài lòng thì vì sao các ngươi lại đồng ý cho hắn vào cửa cơ mặt an chân giật giật, nếu không phải bất đắc dĩ thì có ai nguyện ý gả em gái mình cho một con yêu quái chứ lời này vừa thốt ra ba người vốn đang ăn ngấu nghiến ở bên cạnh bàn đồng thời buông đổ và xoay mặt qua nhìn hắn. Vợ chồng họ an rốt cuộc cũng như sống lại, cả hai ôm ngực khóc trống lên, tiếng nức nở khi cao khi thấp kia quanh quẩn trong phòng khiến lòng người hoảng hốt. Một tiểu ngọ xoa xoa tay, thực sự có vài phần kích động lúc này mới tới chân lạp đã có thể làm nghề cũ. Yếu quái gì ánh mắt nàng lóe ánh sáng hưng phấn. An chân gian nan nuốt một ngụm nước miếng, khổng tước, là thứ chuyên môn mổ mắt người ta. Chương 376 đánh tráo khổng tước xuề đuôi như bình phong. Hình ảnh này ngụ ý mang theo các tường và đẹp đẽ nhưng thần điệu ấy cũng là cái thứ có mỏng công sắc nhọn. Nó thích, mổ mắt người, nhất là mắt của thiếu nữ trẻ tuổi vì mắt họ còn chưa nhiễm bụi trần và dối trá. Khổng tước dạo chơi trong rừng, nhìn thấy nữ tử nó ái mộ sẽ xuề cái đuôi đẹp đẽ của mình ra. Đuôi nó rải rác những đốm như đôi mắt phản chiếu ánh sáng, giống như vô số mặt gương nhỏ. Nhưng không ai biết mỗi một đống mắt ấy đều là đôi mắt của một thiếu nữ bị nó ăn mất. An chân nở nụ cười yếu ớt, đây là câu chuyện xưa cha mẹ kể cho chúng ta nghe khi còn nhỏ. Đáng tiếc trong ba anh em ta không ai để câu chuyện này ở trong lòng thế nên ngày đó khi ta mang theo hàng tịch và tố đề vào rừng và gặp phải con khổng tức kia thì ta cũng không hề ngăn cản hai đứa nó đáp lễ con chim ấy tới chạng vạn ngày hôm sau có một con khổng tức bay tới sân nhà chúng ta nó chính là con chim chúng ta gặp hôm qua nó ném xuống một cái dây màu đỏ sau đó tắm ánh hoàng hôn mà bay đi dây thừng ở nơi này tượng trưng cho duyên phận vợ chồng nhưng lúc ấy người nhà chúng ta cũng chưa ý thức được nguy hiểm đã tới gần thậm chí chúng ta còn đùa dẫn rằng con khổng tức kia nhất định là coi trọng cô nương nhà họ an nên tự mình tới đưa sính lễ. Nhị mùi tố đề nhặt cái dây thường kia lên, dù ta biết hàng tịch cũng thích nó nhưng nàng luôn nhường em gái nên cũng không tranh đoạt. Nhưng ai biết chính sự khiêm tốn đó của hàng tịch lại cứu nàng một mệnh. Vài ngày sau, chúng ta nghe được từ miệng người khác rằng trong thành có một con khổng tức thích ăn mắt người, phàm là nữ tử bị nó coi trọng thì chẳng ai may mắn thoát được đương nhiên trước khi xảy ra chuyện nó sẽ để lại một sợi dây thừng màu đỏ, người nào nhặt được sẽ trở thành tân nương của nó, 7 ngày sau nó sẽ tới cưới nàng. Nói tới đây An chân rung rẩy vứt cây đàn hạt xuống đất khiến nó vỡ làm hai. Dây đàn bật ra cắt lên cánh tay hắn lộ vết máu, cái gì mà tân nương hắn kích động hét một tiếng với một tiểu ngọ, họ căn bản chính là con mồi, nó sẽ đào mắt của nữ hài tử kia vào đêm tân hôn sau đó hút khô tủy não của nàng. Hắn quỳ sát đất khóc lớn. Giọng cao vút đêm nay tố đề sẽ chết, nàng sẽ chết chưa chắc. An chân chỉ lo bi thương nên mới đầu cũng chưa hiểu hết ý của mục tiểu ngọ. Chờ hắn nghĩ cẩn thận mới hoảng hốt bò dậy nhưng mục tiểu ngọ đã quay lại bàn ngồi và tiếp tục cắn cái bánh ăn dở của mình, không hề để ý tới xung quanh. Người có cách trị con yêu quái kia ư an chân lão đảo chạy đến bên người nàng, trong ánh mắt chớp động hy vọng và không dám tin, cái thứ kia là yêu quái đã thành tinh cả trăm năm, nó thực sự tà môn, tăng lữ trong chùa cũng không hàng phục được nó một tiểu ngọ nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng sau đó uống canh lúc này nàng mới cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ tay nàng không nhìn an chân mà lại hỏi triệu tử mại ở bên cạnh bác yêu vui lắm tử mại có muốn xem không tân phòng ở hậu viện của an gia bởi vì tố đề phải gả cho một con yêu quái nên bọn họ cũng chẳng trang trí gì đây là một căn nhà gỗ nhỏ lẻ loi cửa sổ lầu hai lộ ra ánh sáng đỏ từ xa nhìn lại giống một cái đèn lồng lơ lửng giữa không trung một tiểu ngọ để vài người đứng chờ ở lầu một còn mình thì theo cầu thang leo lên đi vào lầu hai và nhìn thấy cửa phòng kia đóng lại. Nàng dựa vào cửa ngồi xuống, hai chân khoanh lại, đôi mắt chớp động phản chiếu ánh sáng nhạt hắt ra từ cửa sổ. Bầu trời chân lạp vẫn như trong trí nhớ của nàng, nó mang theo vài phần trong vắt không chân thật, giống như hút no nước. Suy nghĩ của nàng bất giác bay lên chỗ khác, trong chơi với bầu trời sao chém giết vô tình khiến máu thịt bay tứ tung cũng thế, cứng cỏi quả quyết khi trảm yêu trừ ma cũng vậy, tất cả đều không bằng hiện tại, ngồi cạnh người kia ăn xong một cái bánh, thật là thỏa mãn. Những quá khứ vốn không nên nhớ tới ở đời này nếu vẫn hiện ra thì không bằng để nàng đặt dưới đáy lòng mà bảo quản. Như thế nàng mới có thể càng thêm thản nhiên đi về phía trước, càng thêm quý trọng hạnh phúc nhỏ bé bình phàm của hiện tại. Trong bụng lộc cộc một tiếng, nàng cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo dán theo dạ dày rơi xuống dưới, toàn bộ thân thể cũng lạnh theo, đến độ lông tơ cả người dựng hết lên nhưng cảm giác này nhanh chóng lướt qua, giống như một khối băng bị máu nóng hòa tan, nhanh chóng biến mất. Một tiểu ngọ dùng tay vuốt ve bụng, trong lòng có nghi ngờ lướt qua chẳng lẽ vừa rồi nàng ăn hỏng bụng ư chẳng lẽ đây là cái gì mà không hợp khí hậu mà cung minh châu lặp lại trước khi đi ư đáng tiếc cả rương dược liệu ông ấy tất công chuẩn bị đã sớm chìm xuống đáy biển nếu không có lẽ nó cũng có tác dụng. Nghĩ đến cung minh châu, khóe miệng nàng không tự giác nhếch lên lúc này có lẽ ông ấy đang ngồi ngắm trăng và thở dài, mắt trông mong ngóng nàng về nhà. Một tiểu ngọ cười và duỗi người, nhưng cái gáy lại thình lình chạm vào một thứ cứng rắn. Vừa quay đầu nhìn nàng đã phát hiện đó là một cái khóa lớn. Khóa lớn lòng nàng vừa động đã nhấc chân đạp cái cửa trước mặt. Cánh cửa đơn sơ cứ thế nứt ra trước mặt nàng và ngã xuống mang theo chút bụi bặm. Hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách, xuyên thấu qua bụi bặm nàng thấy trên cái giường đối diện có một người đang ngồi, là một cô nương nhưng tay chân bị trói lại, miệng còn nhét dẻ. Hàng tịch, vì sao không phải ngươi ngày đó, người nhặt cái dây kia lên vì sao không phải ngươi một tiểu ngọ kéo miếng dẻ nhét trong miệng nữ tử kia ra rồi nhìn chầm chầm đôi mắt sợ hãi của nàng ta, ngươi là hàng tịch sao hàng tịch trung rẫy gật đầu, tố đề tố đề trói ta vào đây một tiểu ngọ cười lạnh lắc đầu, ngay sau đó nàng hỏa tốc chạy xuống dưới lầu, lúc lướt qua mọi người bên dưới nàng cũng không kịp giải thích đã chạy ra khỏi nội viện. Kẻ tự cho là đúng không ngờ một thắc nhận xính lễ kia thì kết cục đã sớm định, chẳng trách nàng chờ mãi mà cũng không thấy con khổng tước kia tới chịu chết. Đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ mạnh, giống như sấm sét bổ xuống một tiểu ngọ ngẩng đầu nhìn thấy tầng lầu bày tiệc lúc trước nổ tung một con khổng tức xanh thẩm dương cánh đứng trong đống phế tích kia lông đuôi của nó có những đống sáng như con ngươi còn lóa mắt hơn sao trời dưới chân nó là một nữ hài không cần nghĩ cũng biết đó chính là tố đề kẻ dùng chị gái thế mạng cho mình nhưng dù tính hết rồi thì cuối cùng nàng ta cũng chẳng tránh được một kiếp Thứ ta tố đề phát ra tiếng thét thê lương và liều mạng vung cánh tay về phía người nhà cứu ta khổng tước lại không đợi, nó ngẩng đầu lên, cái màu rung rung, mỏng sắc bị ánh trăng nhuộm sáng lóe. Nó nhắm ngay con ngươi của tố đề mà đâm xuống. Chương 377 A ân mỏng của con chim kia chậm rãi phóng đại trong mắt tố đề. Lúc nó sắp đâm tới thì châm đồng cũng bay ra, không nghiêng không lệch cắm vào khe hở giữa mỏm và mắt nó. Khổng tước bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, lông đuôi kịch liệt run rẩy. ngay sau đó đầu nó và cả người rũ xuống, chỉ còn cái cổ thon dài kia vẫn ngẩng lên với một góc độ cực kỳ không bình thường. Châm đồng lại bay về tay một tiểu ngọ, nàng đứng bất động, ánh mắt nhìn bóng người phía sau con khổng tước. Cổ con chim hiện tại bị kẻ kia nắm trong tay, ngón tay trắng nõn mảnh dài của hắn giống như dây xích siết chặt lấy cái cổ kia. Khổng tước vô lực kêu một tiếng sau đó đầu lại ngoặt xuống và bất động. Đứng lên đi, nó không thể gây tổn thương cho ngươi nữa rồi. Hắn nhẹ giọng nói câu này với tố đề đang ngã trên đất sau đó quay đầu ánh trăng phủ lên gương mặt hắn vì thế một tiểu ngọ có thể thấy rõ bộ dạng người này. Đây là một tiểu nam hài, ước chừng 7-8 tuổi, màu da như ngọc, mặt như kính hồ, vừa động đã gợn ra vài con sóng. Mái tóc đen dày của hắn theo sóng lưng mảnh khảnh buông bên hông, chỗ đuôi tóc được buộc bằng sợi vải giống như đuôi người cá. Nhưng một người như ngọc chạm khắc như hắn lại mặc một cái áo vải thô chồng chất mụn vá. Tuy cái áo tràng cũ nát này không giảm bớt vẻ phong hoa tuyệt đại của hắn nhưng vẫn khiến người ta tiếc hận thật tuấn tú. Một tiểu ngọ thầm tán thưởng một câu ai biết vừa quay đầu đã thấy triệu tử mại đang nhìn mình, trong đó là cảnh cáo, bản thân hắn cũng chậm rãi đi tới bên người nàng. Tiểu ngọ đang nhìn cái gì thế triệu tử mại nhìn. Thoáng qua một tiểu ngọ sau đó chuyển ánh mắt tới khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhật của tiểu nam hài kia. Một tiểu ngọ bỗng nhiên thấy hơi chột dạ, nàng gãi gãi đầu cười gượng hai tiếng, trong lòng nghĩ thằng nhãi này ngốc thật hay giả vờ ngốc đây. Với một nam hài choi choi thế này mà hắn cũng ghen được sao nàng dùng khóe mắt lén nhìn hắn sau đó trong lòng bỗng bừng tỉnh tâm tính của triệu tử mại hiện tại cũng chỉ ngang bằng đứa nhỏ kia, chẳng trách hắn lại cáo hắn là ai triệu tử mại lại lẩm bẩm một câu, mày đã hơi cao lại. Lúc này có người tới thay hắn trả lời vấn đề, an chân tập tỉnh đi tới căn nhà đã bị sang bằng tầng 2 rồi ngửa đầu nhìn về phía tiểu nam hài và lẩm bẩm hai chữ, a ân. Tiểu nam hài rủ mắt, trong đó lộ ra đạm mạc nói, đón em gái ngươi đi, nàng ta đã không đi được rồi. Nói tới đây không biết hắn cố ý hay vô tình nhưng chỉ thấy hắn liếc qua một tiểu ngọ một cái, lúc chạm vào ánh mắt nàng hắn lập tức né tránh và gục đầu xuống nói, yêu quái này đã giết 27 đồng nữ, nhưng sẽ không có người thứ 28. Nói xong hắn túm cổ con khổng tước và uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống sau đó kéo theo con chim như kéo một cái bao tải. Bước chân hắn bình thản đi ra khỏi sân, giày rơm, áo vải ở trên người hắn lại có thêm vẻ thanh nhã tiên khí. Cuối cùng hắn rẽ ở cuối con đường và biến mất. Hắn là ai một tiểu ngọ nhìn theo tới khi tấm lưng kia biến mất nàng mới đi tới bên cạnh An Chân và hỏi một câu này. An Chân vẫn chưa hoàn hồn từ khiếp sợ nên hắn cứ nhìn phía trước mà ngây người một lúc mới không đầu không đuôi nói ra một câu, không cần biết, người này không nói đến cũng được. Không có cảm kích, thậm chí đến một câu cũng không muốn nhắc tới. Với cái người mới cứu em gái mình hắn cứ thế dùng vài chữ mà lướt qua một tiểu ngọ chạm phải chuyện này thì cũng không buồn bực mà lòng hiếu kỳ lại bị kích hoạt. Nàng không hề che giấu tò mò, mãi tới khi nàng bị triệu tử mại túng chặt tay. Tiểu ngọ, bụng ta không thoải mái. Hắn chỉ vào bụng mình, mắt vẫn chăm chú nhìn. Nàng, bên trong có tuổi thân như có như không. Lòng một tiểu ngọ bị cảm xúc của hắn đánh cho mềm nhũng, suy nghĩ rốt cuộc cũng bị kéo về. Nàng dùng tay sửa sang lại đầu tóc cho hắn sau đó nhẹ vỗ vỗ mặt hắn trong ánh mắt ghét bỏ của một què, không quen khí hậu đó mà, uống nhiều nước ấm là được, ngoan nhé. Đêm đã khuya, một tiểu ngọ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của ba người bên cạnh mới rón rén rời giường. Vốn nàng để nguyên quần áo ngủ nên sau khi đi giày nàng nhanh chóng chạy tới đẩy cửa mở và chuồn ra ngoài. Nhưng chân còn chưa bước qua ngạch cửa nàng đã nghe thấy tiếng Triệu Tử Mại mang theo mơ hồ gọi ở đằng sau tiểu ngọ. Nàng hoảng sợ, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác thấp thỏm như bị bắt gian trên giường. Nàng vội vàng quay đầu thì thấy Triệu Tử Mại vẫn đang ngủ tiếng gọi vừa rồi là hắn nói mớ một tiểu ngọ nhẹ nhàng thở ra vừa muốn quay đầu lại bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một con mũi đậu trên thái dương của hắn thế là nàng ngừng lại bắn châm đồng ra giết chết con mũi xui xẻo kia ngủ ngon nhé ánh mắt nàng lưu luyến trên khuôn mặt tuấn tú của hắn sau đó quyết định ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại ban đêm ở chân lạp vẫn nóng ánh trăng giống như hấp thu cái nóng của mặt trời nên ánh sáng của nó cũng mang theo chút ấm áp một tiểu ngọ đi dọc theo con đường về phía trước Ven đường là những căn nhà bằng gỗ hoặc bằng đá trải dài, có tới 300, 400 gian nhà. Xen kẽ đây đó sẽ có những cây đại thụ lớn cực kỳ sung xuê. Ở nơi trung tâm của tòa thành này có một tòa thác vàng, chung quanh là tượng sư tử, rồi trâu, ngựa bằng đồng các màu, sống động giống như chúng sắp sửa nhảy ra khỏi bóng đêm. Bên trong tháp có một bức tượng Phật nằm bằng đồng, gương mặt hiền từ, tươi cười như hoa. Có dòng nước từ đây chảy tới một cái lạch nhỏ ở thành Nam rồi nối với con sông lớn ngoài thành nơi này thoạt nhìn có vẻ là một thành trì phồn hoa một tiểu ngọ thầm nghĩ trong lòng như thế chẳng qua nàng hơi hít mắt nhìn phía trước bao quanh bốn phía của thành trì hình như có một màn sương mù vô tận nó lả tả ngăn giữa nàng và tường thành từ mắt thường ước lượng thì đám sương mù kia phải lớn hơn tòa thành này mấy lần cảm giác bất an trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên một tiểu ngọ đứng giữa thành trì trống không và trong thâm tâm bỗng dâng lên ảo giác giống như thiên hạ to lớn này chỉ có mình nàng làm bạn với tượng phật lạnh băng nàng không cảm nhận được củi lửa nhân gian nóng hừng hực cứ thế lặng im đứng ở giữa đường trong một lát nàng mới thang một tiếng sau đó lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ không tốt kia đi lúc này nàng nhìn cánh rừng mọc trải dài trước mặt bên tay trái sau đó chạy chậm tới và cúi người chui vào a à, ân và mẹ hắn ở trong cánh rừng tại thành tây nhưng ta khuyên ngươi đừng dây dưa với hai mẹ con lai lịch bất thường kia nếu không sẽ gặp tai ương đó đây là một câu an chân nói với nàng sau khi bị nàng ép hỏi sau khi nói xong hắn không mở miệng nữa Bất kể nàng năng nỉ thế nào hắn cũng im lặng. Chương 378 tra tấn trong rừng tràn ngập mưa bụi, từng cây đại thụ che trời cao vút không thấy đỉnh đâu đứng xen kẽ. Nơi nào cũng là vũng nước, ánh trăng từ kẻ lá chiếu xuống những vũng nước sâu cạn không đồng nhất đó trông như những cái mâm bạc chói sáng rực rỡ. Chưa đi được nửa canh giờ thì trên người một tiểu ngọ đã rịn ra vài tầng mồ hôi khiến quần áo nàng ướt sũng. Hơn nữa trong rừng còn có mũi, chúng nó như đang báo thù nàng, không đốt chết nàng thì không chịu được vậy phần da thịt lộ ra ngoài quần áo của nàng bị đốt nổi mấy cục u vừa ngứa vừa đau tất cả khiến nàng tức giận tới độ sắc bùng nổ con người có nhiều nhược điểm như thế sao trước kia ô nạp không hề nói với nàng nghĩ một tiểu ngọ lăn lộn mắng lão hòa thượng kia mấy trăm lần sau đó mới thấy được một căn nhà gỗ nhỏ thấp thoáng dưới cành lá nhà ở chân lạp đều là nhà sàn vì nơi này nhiều rắn chuột kiến hơn nửa bốn mùa đều nóng nên nếu dựng nhà bằng mặt đất thì coi như hòa cùng một thể với thiên nhiên vì thế mọi nhà ở đây đều phải để trống tầng 1, nơi ấy chỉ có bốn cái. Cục nhà chống đỡ còn người sẽ ở tầng trên, như thế mới có thể phòng ẩm và phòng côn trùng. Nhà như thế này so với đống nhà cao cửa rộng nàng quen thấy quả thực hơi keo kiệt. Nhưng căn nhà gỗ trước mặt nàng mà dùng hai chữ keo kiệt để hình dung thì cũng không đủ. Thậm chí nó còn chẳng thể gọi là nhà, mà giống một túc lều rách tung tóe thì đúng hơn. Bởi vì tường vây bốn phía và nóc nhà của nó đều được bệnh bằng cỏ tranh, chỉ hơi có gió thổi đã có cỏ rụng xuống nếu gió lớn hơn chút thì cả tòa nhà chắc chắn sẽ bị thổi bay đây là nơi a ân ở một cái nhà không tốt hơn chuồng gia súc là bao nhưng thực sự có người ở cái chỗ như thế này sau một tiểu ngọ thầm lẩm bẩm ai biết ngay sau đó nàng nghe thấy một tiếng trên rỉ rất nhỏ truyền tới từ gian lều tranh kia nó xen lẫn trong tiếng lá cây xào xạc giống như tiếng mũi vo ve một tiểu ngọ rón rén bước đi Tới trước cái nhà sàn kia nàng nhanh nhẹn trèo lên sau đó ghé mắt nhìn qua một khe hở trên tường. Nàng thấy một nữ nhân nằm trên một miếng vải đen trải trên mặt đất. Nàng ta nửa hiếp mắt, theo hô hấp tiếng trên rỉ đức quảng truyền tới giống như chỉ có mỗi thế mà cũng khiến nàng ta thống khổ vô cùng. Nữ nhân kia gầy đến da bọc xương, cả người lồi lõm toàn xương, nhưng quái lạ thay ngực nàng ta lại vẫn no đủ, so với dáng người lẫm chẩm gầy như củi kia thì quả là không bình thường. Dù vậy cũng có thể nhìn ra nàng ta là một mỹ nhân. Một tiểu ngọ nhớ tới khuôn mặt không nhiễm bụi trần của A ân thì bỗng hiểu vẻ đẹp của hắn được thừa hưởng từ ai. Lông mi của nữ nhân kia giật giật, mí mắt hơi nâng lên nhìn thẳng về phía một tiểu ngọ. Con ngươi của nàng ta rõ ràng không có ánh sáng nhưng giống như có thể lập tức soi vào đáy lòng người ta. Thế nên một tiểu ngọ không tự giác trốn tránh một chút, tay chân nhẹ nhàng dịch qua một bên và lặng lặng đợi một lát. Mãi tới khi xác định nữ nhân kia vẫn chưa phát hiện ra mình nàng mới chậm rãi vòng đến phía sau căn nhà đây nhất định là mẹ của a ân hai người họ một bị bệnh một còn nhỏ sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ giữa rừng này không nói đúng hơn thì bọn họ không thể không sống ở đây từ thái độ của an chân với mẹ con họ thì rõ ràng cho thấy bọn họ bị bài xích và cô lập nhưng vì sao lại thế trong lòng một tiểu ngọ ít nhiều cũng có chút đáp án yêu quái đáng sợ như vậy người có thể dễ dàng diệt trừ yêu quái chẳng lẽ không đáng sợ ư ừ thế nên ngày ấy ở viên minh viên nàng mới muốn giấu thân phận của mình như thế mới không đem phiền toái tới cho bản thân và cung minh châu. Nhưng A ân còn chưa tới tuổi biết giấu mũi nhọn, mẹ hắn lại có bộ dạng hấp hối thế kia thì việc bọn họ bị bài xích cũng là bình thường. Nhưng còn đang mãi nghĩ thì trong rừng mưa phía trước bỗng vang lên từng tiếng chim kêu suy yếu lại vô lực. Một tiểu ngọ lập tức phát hiện ra, nàng nửa hít mắt, miệng hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người nhảy xuống đất vờ chạy chậm tới nơi vừa truyền tới tiếng kêu, xuyên qua từng cây đại thụ. Chạy được chừng hai ba mươi bước thì nàng chậm lại, cả người cúi thấp trốn sau một gốc đa và cẩn thận thò nửa mặt ra nhìn phía trước. Ánh trăng chiếu sáng cái bóng bị treo ngược trên cái cây cách đó hơn 10 thước khổng tước bị treo ở một cành cây thấp nhất, đầu và lông đuôi rũ xuống hai bên. Hiện tại nó sớm không còn bộ dạng uy phong lẫm lẫm nữa mà chẳng khác gì một con vịt sắp bị làm thịt. Bộ lông vốn sáng bóng của nó cũng ảm đạm, lộn xộn rủ ra như một cái chổi cũ nát. Nhưng lực chú ý của một tiểu ngọ lại không phải ở trên người nó. Yêu quái thì nàng đã thấy nhiều nhưng nhân vật có thể giết yêu trừ ma giống nàng thì quả thực khó có thể thấy được mấy người. Chuyện này của trang rừng hổ phách, huống chi đây lại là một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành. Hiện tại đứa nhỏ có bộ dạng như hoa như ngọc kia đang đứng dưới tàn cây, trong tay là một con dao. Nó nhắm ngay bụng của khổng tước mà không chút do dự đâm vào. Thân thể con khổng tước hơi rung lên, máu bắn ra vẫy xuống cỏ dại dưới đất và được ánh trăng chiếu lên lập lòe như đá quý. A ân nhìn miệng vết thương vẫn đang phun máu kia, đôi mắt chớp một chút sau đó duỗi một cái tay mò vào trong bụng con yêu quái và sờ soạn trong chốc lát. Khóe miệng hắn hơi miếng, tay đột nhiên giật một cái thật mạnh. Máu tươi phun ra bắn đầy lên đầu và cổ hắn, gương mặt vốn như thần tiên nay bị máu tươi nhuộm đỏ khiến người ta nhìn mà sợ. Một tiểu ngọ nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng ấy, nàng thấy A ân mở tay ra, trong đó có một thứ như trứng gà. Gan khổng tước lòng nàng rung lên vì sao hắn không dứt khoát giết con khổng tước kia đi cho rồi mà lại phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để ra tấn nó con khổng tước kia hiện tại còn chưa chết hẳn, nhưng nó đã chẳng còn sức để kêu. Con người đen nhánh của nó tan rã, giống như hai hòn đá không có cảm xúc, cứ thế nhìn trừng trừng thân cây mà một tiểu ngọ đang ẩn thân. Một tiểu ngọ bước ra, dẫm chân lên một cành cây khô khiến A ân chú ý, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, cái tay cầm gan khổng tước rụt về phía sau một chút con súc sinh này tội ác ngập trời, chết là đáng. Một tiểu ngọ nhìn gương mặt nhuộm máu của A ân và cười cười nói, nhưng vì một con yêu quái mà làm bẩn chính mình thì quả là không đáng. Trong truyền thuyết nói khổng tước vương trời sinh có chính lá gan, hoảng sợ trên mặt A ân biến mất, khóe miệng hắn thả lỏng, ánh mắt lại vẫn nhìn chầm chầm một tiểu ngọ. Hiện tại hắn lại quay về làm một tiểu nam hài không nhiễm bụi trần, mặt mày giãn ra, vừa rồi ta đã kiểm tra và quả thực đúng như thế. Rất tốt mục tiểu ngọ khẽ nghiến răng hỏi, ta thực sự tò mò không biết gan khổng tước sống có tác dụng gì chương 379 thành chết A ân không để ý đến nàng mà móc một nắm cỏ từ cái áo tràn rách tung tuế kia sau đó xoa nát đắp lên miệng vết thương của con khổng tức. Một tiểu ngọ cười lạnh, giúp nó cầm máu, ngươi thật sự sợ còn chưa chơi đủ thì nó đã chết lời phía sau của nàng bị một tiếng kêu rên đánh gãy, nữ nhân kia hình như đau quá rồi nên bắt đầu cất tiếng chửi thê lương, nàng ta dùng những từ hạ lưu thô tục khiến người ta mặt đỏ tai hồng, cực kỳ khó nghe. A ân lại có vẻ như đã quen, hắn vội đi về phía ngôi nhà gỗ, lúc đi qua bên người một tiểu ngọ họ thấp giọng nói một câu, người muốn biết gan khổng tức sống có tác dụng gì thì cũng tới mà xem. Lúc hắn nói những lời này thì nữ nhân kia lại mắng một câu thô tục. Không chỉ mắng A ân mà nàng ta còn mắng cả chính bản thân mình. Sắc mặt đứa nhỏ hơi ngưng lại, hai má ửng đỏ nhưng vẫn không nói lời nào mà đi về phía căn nhà sàn. Một tiểu ngọ đi theo hắn, tới bên phòng nàng thấy một tay A ân bám cầu thang cố sức trèo lên, một tay kia vẫn bảo vệ lá gan khổng tước thật tốt. Lúc này nàng đã hiểu khổng tước làm việc ác nhưng gan của nó có thể giải trăm độc, nếu dùng gan sống thì chính là linh dược trị nhọc độc. Nàng không đi qua nữa mà chỉ đứng trước cửa phòng và nhìn hai mẹ con nhà kia không chớp mắt. Mụ mụ, ngài nhịn một chút. A ân di chuyển tới phía sau nữ nhân kia, vừa vạch áo nàng ta lên thì một mùi tanh tưởi khó ngửi đã bay tới nữ nhân kia ăn đau thì mắng một tiếng và duỗi tay muốn đánh hắn nhưng thể lực của nàng ta sớm bị bệnh tật triền miên hao hết cánh tay nàng ta chỉ hơi hơi nâng lên một chút đã rơi trên sàn nhà a à ân không hề buồn bực lòng bàn tay hắn chà sát mài nhỏ lá gan khổng tước tròn trị kia sau đó dùng động tác mềm nhẹ nhất bôi mật lên phía sau lưng mẹ mình bầu trời bỗng nhiên đổ mưa thời tiết chân lạp trước giờ đều như thế chợt mưa chợt tạnh thay đổi thất thường một tiểu ngọ không trốn mưa Cả người mồ hôi dính nhớp của nàng được nước mưa cọ rửa nên cảm thấy thoải mái không ít. Cách màn mưa, nàng nhìn vào trong phòng thấy nữ nhân kia hình như cũng thoát khỏi đau đớn. Nhưng thể lực của nàng ta đã hết, vì thế đau đớn chỉ hơi giảm nàng ta đã nặng nề thiếp đi. A ân chậm rãi đứng thẳng người, nhưng vì quỳ gối trên mặt đất lâu nên chân hắn hơi rung lên. Chê cười rồi. Hắn nhìn về phía mục tiểu. Ờ, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh không gợn sóng một tiểu ngọ gật đầu với hắn sau đó duỗi tay lau giọt mưa trên trán nàng ta bị bệnh gì mà hung hiểm như thế a ân lộ ra nụ cười có chút thê lương và nói nàng cùng nam nhân kia kết hợp sau khi có ta thì bị bệnh một tiểu ngọ bỗng nhiên hiểu rõ vì sao hai mẹ con nhà này lại bị mọi người bài xích cũng hiểu nguyên nhân nữ nhân kia mang bệnh nàng cũng hiểu vì sao a ân lại có thể ngay lập tức khống chế khổng tước trong tay hắn là con của yêu quái mẹ hắn vì sinh con nối giỏi cho người phàm mà đánh đổi cả bản thân nhưng nam nhân kia cuối cùng vẫn rời bỏ bọn họ để lại hai mẹ con họ tùy tiện sống lang bạc cái gọi là trăm sông đổ về một biển cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi ngươi không phải người ở đây vậy ngươi và đồng bạn của mình tới đây bằng cách nào sau khi trầm mặt thật lâu a ân mới mở miệng hỏi thuyền của chúng ta gặp bão nên bị hủy chỉ còn chúng ta sống sót nàng lời ít mà ý nhiều đáp à a ân hơi nhíu mày sau đó gục đầu xuống giống như đang nghiêm túc suy nghĩ bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn khiến một tiểu ngọ tò mò có cái gì không đúng sao a ân đi ra khỏi phòng và ngồi xuống trước cửa ánh mắt xuyên qua mưa bụi nhìn sâu vào trong rừng nơi này sắp biến thành một tòa thành chết rồi mờ mịt lan ra mặt mày hắn cũng bị gió thảm mưa sầu nhuộm u buồn gần đây ta phát hiện đã lâu chưa có người tới tòa thành này không những thế người bên trong cũng không ra ngoài được nhưng ngoài ta thì hình như chưa có ai phát hiện ra một chuỗi bọc nước rơi xuống từ lá cây rơi xuống cổ một tiểu ngọ sau đó trượt theo cuộc sống của nàng mang theo lạnh lẽo không phải nàng chưa trải qua chuyện phong thành lúc ở đại danh thành bọn họ bị một bức tranh tết nhốt trong thành phải vất vả lắm mới thoát ra được lúc ấy tình thế nguy hiểm mỗi người đều thấy bất an nhưng vì sao người ở đây lại không phát hiện ra chứ việc này thực sự cổ quái ta phát hiện những người muốn ra khỏi thành luôn thay đổi chủ ý nửa đường hoặc bị chuyện khác gọi về hoặc dứt khoát vòng trở về trong vô thức Tóm lại gần nửa tháng nay không có ai rời khỏi thành cả. A ân nói lời này đã giải đáp nghi vấn trong lòng nàng, nhưng đồng thời cũng khiến nàng kinh hãi tranh Tết tuy hung hiểm nhưng tốt xấu gì nó cũng lộ khuôn mặt ra ngoài, còn cái thứ giấu quanh thành trì này đến tục cùng là cái gì sao nó có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của người ta như vậy ngươi đã đi qua thành trì chưa có phát hiện gì không nàng hỏi A ân. Đứa nhỏ cắn cắn môi nói, bên trong sương mù có thứ sẽ cắn người. Hắn nhìn một tiểu ngọ, trong ánh mắt lập lòe nỗi sợ hãi hắn cố gắng che giấu, còn có rất nhiều người chết, rất nhiều rất nhiều. Từ cánh rừng nơi ơ ân ở đi lên nửa dặm sẽ tới biên giới phía tây của cống bố thành. Không sai, thành nhỏ ven biển miền nam của chân lạp này tên là cống bố. Một tiểu ngọ biết nơi này, thậm chí nhiều năm trước lúc nàng vẫn còn là tan đã từng tới đây khi truy đuổi một con dao long màu bạc. Chẳng qua thời gian đã lâu, ký ức của nàng cũng trở nên mơ hồ, hơn nữa sắc trời tối tăm khiến nàng nhất thời không nhận ra rễ phụ của cây đa bị gió thổi sàn sạc lắc lư trái phải giống như quỷ ảnh mưa còn chưa ngừng thỉnh thoảng nó sẽ nện xuống tán lá trong rừng vang len keng bắn lên những sợi sương mù nhàn nhạt sương mù hình như ngày càng dày đặc mục tiểu ngọ đứng lại bất động và nhìn những đám sương mù cuộn lên từ mặt đất và tỏa khắp không trung ánh mắt nàng dần động lại chỗ này thực sự cất giấu thứ sẽ cắn người như a ân nói sao nghĩ thế nên nàng lập tức gọi châm đồng tới một ngọn lửa nhỏ bốc lên trong màn mưa rừng chút ánh sáng này có vẻ đặc biệt sáng giống như có thể đâm thủng mọi hỗn độn và hắc ám ép những thứ hũ bại thối rữa kia về nơi chúng vốn nên ở đi đi nàng nhìn châm đồng trong tay và nhẹ nâng lên trước khi ném nó ra ngoài châm đồng quay quanh người nàng một vòng sau đó đón gió mà bay thẳng ra ngoài mắt thấy nó sắp chạm vào đống sương mù màu trắng thì ngọn lửa phía trên bỗng chốc tắt ngúng một tiểu ngọ bất giác hả một tiếng năm ngón tay nắm chặt muốn thu nó lại nhưng bỗng bên tai nàng vang lên tiếng thình thịch, châm đồng kia lại không nghe sai bảo mà chui vào sương mù, giống như rơi vào một cái hồ sâu không thấy đấy. Chương 380 thi thể châm đồng cứ thế biến mất, không biết là bị hút vào hay gặp phải cục diện khó khăn mà không tìm được đường về. Một tiểu ngọ nhíu mày, ngón tay nắm chặt lại, sau khi mở ra trong tay nàng là ánh lửa chói lọi tụ thành đỉnh nhọn của Phật xá. Đốt. Sau khi ra lệnh ngọn lửa bỗng nhiên bốc cao, chiếu sáng cả cánh rừng mưa to lớn, giống như có sấm sét bổ xuống vậy nàng vung tay về phía trước, lửa khói hóa thành hàng trăm ngàn ngọn lửa phát ra tiếng tư tư đáng sợ và xông thẳng về phía đám sương trắng trước mặt. Sương mù đang lan về phía nàng đều bị đẩy lùi về phía sau, lộ ra thảm cỏ mang sắc nâu nhạt. Nhưng mới dùng nửa lực thì bụng nàng chợt lạnh, hơi lạnh này khuếch tán ra, phong bế máu huyết ấm áp trên người khiến nàng như rơi vào hầm băng, lạnh tới độ rùng mình. Ngọn lửa cũng vì thế mà rung rẩy vài cái sau đó yếu đi thấy rõ, cuối cùng nó biến thành ánh huỳnh quang le lói và tiêu tán trong không khí. Sương trắng cũng vì thế mà phản công, từ bốn phương tám hướng thổi tới, thu lại địa bàn. Một tiểu ngọ che bụng, giữa mày hiện ra sát khí lãnh khốc. Từ khi khôi phục ký ức và hòa làm một tới tan nàng chưa từng chịu khuất nhục thế này. Nàng hít mắt, nhìn chăm chú vào đống sương mù kia và không màng nguy hiểm bước tới một bước. Tê sương trắng giống như một bàn tay lạnh băng lướt qua mặt dày của nàng. Lúc đầu nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng rất nhanh sương mù như dây đằng quấn quanh mắt cá chân và leo lên thân thể của nàng và bò dần lên trên. Cái thứ khốn kiếp gì cũng dám giả thần giả quỷ trước mặt ta. Một tiểu ngọ lặng lẽ cười lạnh, cả người căng lên, xương cốt vang lên tiếng răng rắc. Sương mù giống như bị bẻ gãy, từng đợt nhẹ nhẹ rời khỏi thân thể nàng rồi rơi xuống bụi cỏ và hóa thành hư ảo. Nhưng hơi lạnh trong. Bụng nàng vẫn không biết mất, ngược lại nó càng ngày càng nặng hơn, lạnh tới độ xương cốt nàng cũng tê dại cả người nàng nhẹ run rẩy vài cái trong lòng cũng biết mình không thể hung hăng tiếp tục nghênh địch nữa một là vì thân thể không khỏe hơn nữa trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy nơi này giống như một cái bẫy đặc biệt dành cho mình và kẻ địch đang nội ứng ngoại hợp một tiểu ngọ ổn định tâm thần dưới chân cũng lùi về sau vài bước sau đó xoay người chuẩn bị rời đi nhưng đúng lúc này ánh mắt nàng lại bỗng thấy một thứ dấu phía dưới sương mù và lộ ra một góc đó là một đầu ngón tay bên trên cáo bẩn lộ móng tay đỏ hồng nàng nhanh chóng cúi xuống nhưng lúc xương trắng chưa bay tới nàng túng lấy ngón tay kia và dùng sức lôi ra ngoài. Một thứ khủng khiếp được nàng kéo ra, đó mà một nữ nhân, hai mắt nhắm chặt, miệng há to, trong khoang miệng có dòi bọ đang cắn nuốt lưỡi của nàng ta. Nhưng không phải chỉ có nàng ta, trên mắt cá chân đang thối rửa kia có một bàn tay khác đang nắm chặt, nó cũng đã biến thành màu đen và thối rửa nhưng vẫn không buông ra. Nơi đó có rất nhiều người chết, rất nhiều, rất nhiều lời A à ân xông vào trong đầu một tiểu ngọ, nàng cắn môi dưới đôi tay bắt lấy đầu vai nữ nhân kia và dùng sức kéo nàng ta ra ngoài năm cổ thi thể bị nàng kéo ra kẻ nọ túm lấy cổ chân kẻ kia xuyên thành một chuỗi giống đường hồ lô người cuối cùng trong đó là một đứa nhỏ mới sinh còn chưa được một tháng khuôn mặt hắn còn nhăn nhúng nhưng một nhánh cây đâm xuyên qua giữa mày hắn thi thể tản ra mùi tanh tưởi khó ngửi mùi hôi này vốn bị xương trắng che đậy nhưng hiện tại nó trào lên hung cho một tiểu ngọ cây cả mắt thứ giấu bên trong sẽ cắn người nhưng đến tột cùng là cái gì lại tàn nhẫn giết hại người một nhà này, đến một đứa trẻ con mới sinh cũng không tha đây một tiểu ngọ đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn mấy thi thể hư thối kia và do dự nghĩ có thể chung tụi nó không. Dù sao chân lạp này cũng nóng như thế, nếu không kịp thời xử lý thì sẽ rất dễ xảy ra ôn dịch. Nhưng chính, vì do dự này mà xương trắng lại ngóc đầu dậy, nó như nước sông chảy qua đống thi thể kia một tiểu ngọ như nghe thấy tiếng bi thương mơ hồ phát ra từ trong miệng đứa trẻ mới sinh kia, ngay sau đó sương mù nhanh chóng trào lên như một cái lưỡi dài cắn nuốt thi thể. Thứ sẽ ăn người hóa ra là đám sương mù quỷ quyệt này ư đế dày một tiểu ngọ cọ qua mặt đất và lùi về sau vài bước, ánh mắt dừng lại trong sương mù đặc sệt sau đó dần lùi về trong rừng cho dù lòng nàng tràn đầy cảm giác thất bại nhưng cũng không thể tiếp tục lưu luyến ở đây được nữa. Bọn họ trèo đèo lội suối đi vào chân lạc không phải để hàng yêu phục ma, lấy lại hồn phách của triệu tử mại bị địch chân câu mất mới là chuyện duy nhất nàng phải vướng bận rốt cuộc nàng đã không còn là tan người gánh vác trọng trách trừ yêu diệt ma giúp dân trừ hại nữa nàng là một tiểu ngọ nàng chỉ muốn ngày ba bữa có quần áo ấm và có thể ở bên cạnh người thân vượt qua ngày tháng bình an vô lo mà thôi những người thân của nàng đương nhiên cũng muốn nàng được bình an phần tình cảm này nàng thực sự không thể cô phụ nghĩ đến đây một tiểu ngọ xoay người không hề quay đầu mà đi vào trong rừng Triệu tử mại ngồi trước cửa nhà họ An chờ nàng, tuy mưa đã tạnh nhưng tóc hắn vẫn ước chứng tỏ hắn đã ngồi ở đó thật lâu. Hắn ngồi lâu tới độ bị mũi vây quanh mà hắn vẫn chống cầm nghiêng đầu ngủ gật được. Trong mộng, tiểu ngọ thành tân nương tử của hắn, khuôn mặt dưới khăn hỉ kia hắn nhìn thế nào cũng không đủ, chỉ biết ngây ngô cười với nàng. Thế nên lúc bị đánh thức khóe miệng hắn vẫn cong lên, lúc thấy người trước mặt là ai hắn mới thu lại tươi cười, trên mặt là hai đóa mây đỏ. Tiểu ngọ. Hắn nhìn nàng, đôi mắt nàng cũng sáng lấp lánh giống như ở trong mộng. Sao lại ngồi ở đây? Mặt đều bị mũi đốt rồi nè. Mục tiểu ngọ ôm lấy mặt hắn tỉ mỉ nhìn kỹ và cười khúc khích nói, hóa ra mũi cũng có mắt, nhìn thấy người đẹp là thích trắng. Nói xong nàng túng triệu tử mại kéo vào trong nhà, phải bôi thuốc ngay mới hết sưng, nếu không ngày mai mặt ngươi sẽ sưng tướng lên đó. Túng vài cái người phía sau vẫn không động đậy thế là mục tiểu ngọ quay đầu lại thì thấy triệu tử mại đứng tại chỗ nắm chặt tay nàng bất động làm sao vậy bộ dạng hắn chơi xấu thực đáng yêu vì thế nàng lại bước tới gần, một bàn tay nâng cầm hắn lên treo chọc. Vừa rồi ngươi đi đâu vậy đôi mắt hắn lập lòe, giống như đã nghĩ thật lâu mới thốt ra những lời này. Một tiểu ngọ dùng ngón cái vuốt ve cầm hắn, trong lòng bỗng nhiên cực kỳ muốn treo chọc người này, ngươi đoán xem ta đi đâu. Ngươi đi tìm A ân phải không thấy nàng không phủ nhận thế là mày hắn nhíu lại càng đáng yêu hơn, hình như tiểu ngọ thấy hứng thú với A ân. Chương 381 tự sát một tiểu ngọ vẫn im lặng, chỉ vui tươi hớn hở nhìn bộ dáng thiếu niên sầu khổ của hắn và gật gật đầu. Triệu tử mại gấp đến độ nói lắp, tiểu ngọ thích hắn sao một tiểu ngọ làm ra vẻ kinh ngạc, ừ, thích chứ, đứa nhỏ này sớm trưởng thành, còn xinh đẹp như thế thì có ai không thích đâu thích nhiều hơn thích ta ư lúc nói những lời này hắn đã túng lấy cái tay không biết xấu hổ đang nhéo cầm hắn của nàng. Chân hắn bước gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, tiểu ngọ thích a à ân hơn thích ta ư hắn lại lặp lại câu này, hiện tại bọn họ thực sự quá gần, đến hơi thở cũng hòa lẫn, một tiểu ngọ vẫn phát huy được ưu thế mặt dày bẩm sinh của mình và nghiêm túc giải thích với triệu tử mại, cũng không phải, đối với A ân ta không có ý nghĩ khác nhưng với người nàng vô tâm không phổi mà cười sau đó không nói nữa. Đối với ta thì thế nào triệu tử mại khó hiểu, trên mặt tràn đầy tò mò. Một tiểu ngọ thấy thế thì ghé sát và hơi thấp giọng nói, có đôi khi ta rất muốn hôn hôn ngươi. Nói xong thấy cả người triệu tử mại lấy tốc độ mắt thường thấy được mà đỏ ửng lên thế là nàng cũng không đành lòng trêu hắn nữa nàng che miệng cười rồi hắn hắn giọng nói ngươi yên tâm ta sẽ không có tâm tư rắc rối gì với một đứa nhỏ nếu có thì cũng phải đợi tới khi tử mại tìm được toàn bộ linh hồn của mình đã vừa dứt lời môi nàng bỗng nhiên bị một thứ gì đó mềm mại ấm nóng chạm vào còn không kịp phản ứng cũng không kịp đề phòng gì thì hắn đã ấn một nụ hôn khác lên môi nàng phản ứng đầu tiên của một tiểu ngọ chính là vươn tay đẩy hắn ra nhưng còn chưa chạm được vào hắn thì thằng nhóc hư đốn này lại tiến tới Hắn đốt từng ngọn lửa trên khóe môi nàng, từ môi răng lan đến toàn thân. Cả người nàng cứng tại chỗ, mọi xấu hổ hay không xấu hổ đều bị cái hôn này lột sạch. Thật là muốn mệnh. Lúc triệu tử mại ngẩng đầu, có chút lưu luyến mà kết thúc cái hôn này thì trong lòng nàng chỉ có một câu ấy đứa nhỏ này thật là muốn mệnh của nàng. Về sau tiểu ngọ muốn hôn ta thì cứ hôn. Hắn nháy mắt mỹ mãn với nàng sau đó nói ra một lời rất là hợp lòng người. Rốt cuộc hắn ngốc thật hay giả ngốc nhỉ một tiểu ngọ thầm hỏi một câu xuất phát từ phế phủ. Nếu không phải tự tay nàng cứu sống hắn thì nàng quả thực cho rằng triệu tử mại đang cố ý giả ngây giả dại để lừa bản thân mình. Ngủ đi. Vốn nàng định treo hắn nhưng lại bị lật ngược một nước cờ nên nàng rất là nhục chí mà nói ra hai chữ này. Nàng cũng không kéo hắn nữa mà tự đi vào trong viện. Lúc ta chờ ngươi thì thấy tố đề chạy ra, triệu tử mại vẫn bình thản như không có gì mà đi phía sau nàng lại nhảy, An chân mắng nàng thế là một mình nàng ta bỏ nhà đi. Một tiểu ngọ không dừng bước tố đề vì mạng sống mà trói hàng tịch trong tân phòng thay mình chịu chết. Tuy cuối cùng hàng tịch không xảy ra chuyện gì nhưng khúc mắt này khó giải. Dù hàng tịch không nói gì thì những người khác trong An gia cũng không thể coi như không thấy chuyện này. Húng chi An chân thực sự yêu thương hai đứa em gái này. Nàng ngáp một cái và nhẹ nhàng lắc đầu trên đời này có đủ loại hoang mang thống khổ, xét đến cùng cũng chỉ vì hai chữ tư dục một khi nó sinh ra thì sẽ có ma chướng sau đó người ta sẽ tự hại mình và hại người đáng tiếc nhiều người mù quáng tới chết cũng không nghĩ rõ trở về phòng thôi nàng quay đầu lại giữ chặt tay triệu tử mại đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ cơ thể hắn thế là nàng cười xinh đẹp và thuận miệng nói ra cái câu dặn dò ngày nào cung minh châu cũng lải nhải ngủ sớm dậy sớm cùng gà gáy sáng cuộc đời bình an ngày hôm sau bọn họ thật sự thức dậy rất sớm nhưng là vì bị tiếng gào khóc thê lương đánh thức Mơ mơ màng màng đi ra cửa phòng bọn họ lập tức thấy vợ chồng lão an ngã ngồi trên mặt đất, bên người vây quanh một đống người, ai khuyên bọn họ cũng không đứng dậy nổi. Một què tiến lên hỏi một người sau đó khập khiển trở về và chỉ nói ngắn gọn, tố đề đã chết. Tố đề nằm trên cánh tay của pho tượng Phật có gương mặt hiền từ ở trong thành, rễ phụ mềm mại của cây đa quấn quanh cổ nàng ta, không hề nể tình để lại trên đó một vết thương da tróc thịt bông. Lúc đám mục tiểu ngọ chạy tới thì tố đề đã được An chân ôm xuống nhưng đôi mắt nàng ta vẫn trợn lên không khép lại được. Bất kể An chân khóc lóc vuốt mắt cho nàng ta bao nhiêu lần thì nàng ta vẫn trợn to đôi mắt vàng máu và nhìn chầm chầm phía trên, bên trong tràn ngập quán hận và không cam lòng. Triệu tử mại lui về phía sau một bước, trốn sau lưng mục tiểu ngọ, một tay che khuất mắt không dám nhìn thi thể kia quá nhiều. Tử mại không sợ, mục tiểu ngọ nhẹ vỗ mu bàn tay hắn và dỗ, không phải sợ. Triệu tử mại cầm lấy tay nàng lắc lắc vài cái, móng tay nàng ta có có bùng tim một tiểu ngọ lập tức cứng lại, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống hai tay buông thõng hai bên của tố đề mười cái móng tay đều gãy, như vậy thực ra cũng không lạ lẫm gì. Đại đa số người tự sát đều sẽ hối hận trước khi chết, lúc dãy dụ bị gãy móng tay là chuyện thường nhưng móng tay dính bùn đất thì quả thực kỳ quái nàng buông tay triệu tử mại và bước nhanh tới bên cạnh tố đề rồi ngồi sổng xuống nâng cái chân trần trụi của nàng ta lên da ở góc chân của nàng ta trầy hết, cũng dính bùn và máu, cái chân còn lại cũng thế. Ngươi làm gì thế An chân không biết một tiểu ngọ có ý gì mà chỉ ngơ ngác ngây ngốc nhìn nàng lật qua lật lại thi thể của tố đề. Tố đề không tự sát mà. Bị người ta giết sau đó ngụy trang thành tự sát, một tiểu ngọ nhìn cái tên triệu tử mại không biết ngốc thật hay giả vờ ngốc kia một cái sau đó nói tiếp, ngươi xem móng tay và gót chân của nàng ta đi, rõ ràng trước khi chết nàng ta đã giải dụ một phen. Trong đầu nàng lập tức hiện ra một cảnh tượng tố đề ngã ngửa ra đất, cổ bị một cái rễ phụ cuốn chặt gần như muốn bẻ gãy nó. Nhưng nàng ta không cam lòng, nàng ta còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, thậm chí còn chưa gả chồng, sao có thể bi thảm chết đi khi tuổi đang rực rỡ thế này thế nên nàng ta phản kháng, dùng toàn bộ sức lực của mình, hai chân liều mạng đạp mặt đất, tay moi cái rễ cuốn quanh cổ hồng chống lại sức mạnh kinh người đang cuốn lấy mình. Nhưng chung quy vẫn chỉ như muối bỏ bể, nàng ta nghe thấy tiếng móng tay mình gãy, ngay sau đó một cảm giác thống khổ tột cùng ập tới, buộc nàng ta từ bỏ mọi chống cự. Nàng ta không muốn nhận mệnh, nhưng tới giờ khắc này nàng ta lại chẳng thể làm khác. Tay tố đề rũ xuống, vô lực cào mặt đất, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ. Nàng ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng phía sau thò qua, ánh mắt băng lạnh nhẹ nhàng chạm vào nàng ta rồi lướt qua. Một người ích kỷ như thế này sao có thể tự sát được nàng ta dám để chị gái thế mạng chẳng phải chỉ vì muốn được sống lâu hơn ư chương 382 bức tường sương mù vừa nghe nói tố đề không tự sát thế là tự trách trong lòng an chân cũng giảm đi ít nhiều, nhưng rất nhanh hắn đã bị một cổ lửa giận hừng hực cuốn lấy, gần như muốn đốt hắn thành tro. Là ai giết em gái ta khóe mắt hắn như muốn nứt ra, trong mắt chớp động hận thù muốn xé tên hung thủ kia thành trăm mảnh. Tối hôm qua ta hỏi nàng muốn đi đâu thì nàng nói muốn rời khỏi cống bố, không bao giờ trở lại nữa. Một giọng nói nho nhỏ vang lên phía sau an chân. Hàng tịch vẫn nhẹ giọng khóc nức nở lúc này nói, ta cầu xin nàng đừng đi nhưng nàng nói cái nhà này không chứa nổi nàng nữa vậy nàng chẳng có cách nào ngoài rời đi hóa ra tối qua tố đề muốn ra khỏi thành tâm ý nàng ta đã quyết chẳng có gì có thể ngăn cản quyết tâm kia thế nên nhất định nàng ta cũng gặp phải đám sương mù quỷ quyệt kia một tiểu ngọ nhớ tới đám thi thể trong sương mù thì trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ chẳng lẽ tố đề cũng bị sương mù ăn luôn sao chẳng lẽ con quái vật trong sương mù kia giết nàng ta xong lại ngụy trang thành một vụ tự sát ư làm gì tới mức ấy nàng nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ này thứ kia cần gì phải che giấu bản tính giết chóc của mình nó làm như thế có khác nào một con hổ dán lên trán dòng chữ ta không ăn thịt đúng là cực kỳ buồn cười. Nhưng ý nghĩ này mới vừa rơi xuống thì bên cạnh bỗng có người xen vào, không phải tên nhóc ở trong rừng chứ nó và mẹ nó đều giống nhau, đều là thứ quái vật không thể lộ mặt, hơn nữa chẳng phải nó ở ngay sát biên giới thành ưu tố đề được A ân cứu. Sao hắn có thể giết con bé được an chân trừng mắt nhìn cái kẻ lắm miệng kia sau đó lại ôm lấy tố đề mà khóc và lẩm bẩm, có thể là ai được an gia chúng ta chưa từng đắc tội ai em gái ta vì sao lại rơi vào kết cục này ngươi không tìm phiền. Toái thì chẳng nhẽ phiền toái sẽ không chọc ngươi ư theo ta thấy gần đây cống bố của chúng ta cũng không an bình. Sáng nay có tiều phu phát hiện mấy thi thể ở cửa thành, chết cực thảm, giống như đã ngâm nước cả tháng rồi chẳng phải tố đề cũng muốn ra khỏi thành ư chẳng lẽ nàng ta gặp phải cái gì ư mấy câu này chui vào tai an chân, hắn sửng sốt rồi bỗng nhiên bế thi thể tố đề lên và chạy về phía cửa thành. Hàng tịch không hề do dự đuổi theo anh mình những người vây xem đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội xem náo nhiệt, vì thế cả đám người mênh mông cùng cuộn chạy về phía cửa thành. Đám đông đang vây kín như cá mòi bỗng chống tan đi. Tối hôm qua một tiểu ngọ đã lĩnh hội được sự nguy hiểm của đống xương trắng kia thế nên nàng lo lắng cho an nguy của anh em nhà họ An và muốn đi theo. Nhưng chạy được vài bước bỗng nhiên nàng phát hiện tay mình bị triệu tử mại lôi kéo thế là nàng quay đầu gạt tay hắn ra nói, tử mại, ngươi ở chỗ này chờ. Ta được không triệu tử mại lắc đầu, trước khi đi cha đã dặn dò và bảo ta không được trời tiểu ngọ một tấc hắn đúng là biết tìm lý do cho mình khiến một tiểu ngọ nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào lúc này lại thêm một què và bảo điền ở bên cạnh hát đệm được rồi hắn muốn đi thì để hắn đi đi hai chúng ta cũng đi theo chẳng lẽ còn không bảo vệ được hắn chắc một tiểu ngọ chẳng có thời gian dông dài với bọn họ mà chỉ đành túng lấy triệu tử mại và vội vã chạy về phía cửa thành lúc này mặt trời đã lên chiếu sáng những vũng nước động do cơn mưa đêm qua khiến hơi nước bốc lên làm lòng người hoảng hốt Chuyện này của rừng hổ phách, lòng bàn tay triệu tử mại thấm một tầng mồ hôi, một tiểu ngọ buông lỏng vài lần khiến cái tay kia trượt đi. Cũng may trong chuyện này hắn phản ứng rất nhanh, vừa trượt đi hắn đã vội nắm chặt, giống như sợ nàng bỏ hắn lại chạy mất. Đuổi theo tầm nửa nén hương thì bốn người cũng đuổi kịp đám người kia ở gần cửa thành. Nhưng không khí lúc này tràn ngập bất an, khác hoàn toàn với tiếng ồn ào khi xem náo nhiệt vừa rồi. Một tiểu ngọ biết thay đổi này tới từ chỗ nào cửa thành mở rộng lúc này đã bị sương trắng lấp kín, giống một bức tường kín kẻ. Trong lúc mọi người chưa kịp phát hiện thì nó đã lặng yên sừng sững đứng ở đó vây cả thành trì ở bên trong. Trên mặt tường có từng đợt sương mù nhẹ nhẹ thổi tới, giống như xúc tua của đám cây gọi hồn, trong lúc lơ đảng thăm dò về phía đám người ở đây sau đó đột nhiên lùi về như đám chuột. Mỗi một lần co duỗi sẽ có tiếng kêu truyền tới. Chẳng ai dám chạm vào tụi nó, thậm chí không ai biết tụi nó là cái gì nhưng sợ hãi trong lòng thường dâng lên khi người ta còn chưa chuẩn bị từ khi nhìn thấy bóng dáng lắc lư nằm trên tay bức tượng phật thì sợ hãi đã lan ra trong lòng bọn họ chẳng qua nó xuất hiện quá lặng lẽ thế nên ban đầu chẳng có ai phát hiện ra một tiểu ngọ dừng bước nghỉ sương mù này hình như dày hơn hôm qua nàng nhìn thấy một ít giống như có người dùng sơn trắng quét trong ngoài một lần nhưng cái màu trắng này không trong sáng mà mang theo vẫn đục hơi ngã vàng giống như qua thời gian nó đã già cỗi tới độ bắt đầu chảy mũ và tỏa mùi thối nàng bỗng nhiên cảm thấy ngực nghẹn lại khó chịu ngón tay được ai đó nắm chặt lấy, tiểu ngọ, tuy triệu tử mại gọi tên nàng nhưng lại giống như đang lầm bầm lầu bầu, hình như ta hình như ta đã tới đây rồi thì phải một tiểu ngọ ngước mắt hỏi, tử mại nói cái gì thế lời còn chưa dứt thì phía trước bỗng nhiên vang lên những tiếng xôn xao, mấy người theo tiếng động này nhìn lại thì thấy An chân đã đặt thi thể tố đề trên mặt đất sau đó đoạt lấy một cái liềm trong tay một người ở bên cạnh và bước về phía đám xương trắng kia. Ta mặc kệ ngươi là cái gì, nếu đã dám giết em gái ta thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi hắn như phát điên mà vung liềm lên bổ về đám xúc tu kia. Nhưng một liềm này bổ xuống lại chẳng trúng được đám khói trắng giảo hoạt kia. Chúng như treo đùa hắn, mỗi lần đều lướt qua lưỡi liềm. Một thân sức lực của An Chân đều dùng hết nhưng mỗi lần đều không có kết quả. Vì thế lửa giận của hắn càng bùng lên, tráng hắn An Chân rịn một tầng mồ hôi, bị ánh nắng chiếu đến lấp loá. Trong khoảng khắc hắn nửa hít mắt lại sau đó vứt lưỡi liềm trên mặt đất và lắc đầu cười lạnh vài tiếng. Đột nhiên hắn giẫm chân, không hề quan tâm mà vọt vào đám sương mù. Không muốn sống nữa sao một tiểu ngọ khẽ quát một tiếng, cả người vọt ra ngoài túng lấy vai an chân. Trong một khắc chạm vào bả vai hắn nàng thấy phía trước có bóng người lóe lên. Hắn côi cút đứng giữa an chân và bức tường kia, giống một đóa hoa sen không vướng vội trần. A à ân, triệu tử mại méo miệng nhìn tiểu nam hài kia duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ngực an chân thì cáo hỏi, sao hắn lại tới nửa sương mù này hung hiểm vạn phần, không muốn chết thì thành thật đợi đi. A ân chỉ cao tới ngực an chân nhưng mỗi chữ hắn nói ra lại mang theo ma lực kỳ lạ, so với cái túng kia của một tiểu ngọ thì còn có tác dụng hơn. Chương 383 tuyệt địa an chân bị một tiểu ngọ kéo lấy. Đầu vai từ phía sau, phía trước lại bị A ân ngăn cản nên đương nhiên không thể tiến nửa bước. Hơn nữa một câu của đứa nhỏ kia giống như đánh hắn tỉnh táo, lửa giận cũng bị tưới tắt ngúng, trái tim vốn bừng bừng của hắn cũng nguội lạnh. Là thứ này giết tố đề ư an chân gần từng chữ. Ngày thường hắn cũng chẳng bao giờ nói gì với A ân, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ này. A ân rủ mắt, lông mi dài cũng rủ theo phủ một cái bóng lên má hắn, ta không biết. Hắn cắn môi dưới lắc đầu, sau đó lại cười khang vài tiếng, ta chỉ biết thứ giấu trong sương mù sẽ giết người nên ngươi không thể tiến vào. Sao ngươi biết được ngươi đã nhìn thấy nó ư kiên kỵ đối với A ân vẫn không giấu được mà lơ đảng lộ ra? Nếu đứa nhỏ này nói hắn không thể tiến vào vậy làm sao hắn biết được thứ giấu trong sương mù là cái gì? nhưng vừa nói ra miệng An Chân mới ý thức được mình lỗ mãn. Trước cuộc thì A Ân mới vừa ngăn cản hắn, có lẽ vì thế mà hắn thực sự có thể nhặt được một cái mệnh. A Ân lại không hề tức giận, ánh mắt hắn trầm xuống, sau khi lướt qua từng khuôn mặt mang hoài nghi hoặc tò mò hắn dừng lại ở chỗ một tiểu ngọ và gằn từng chữ, tối hôm qua ngươi cũng thấy đúng không mọi đôi mắt đều thay đổi phương hướng, đến An Chân cũng quay đầu lại nhìn nữ tử dị vực ở phía sau. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người một tiểu ngọ nhẹ gật đầu giọng nàng bình thản nhưng lời nói ra lại khiến người ta run rẩy. ta thấy thi thể, đó là một nhà năm người, tay chân nối với nhau, tất cả đều bị nhánh cây xuyên qua giữa mày. Nàng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người sau đó tiếp tục mặt không biểu tình mà kể tiếp, mới vừa rồi ta nghe các ngươi nói tiều phu cũng phát hiện thi thể ở gần đây, vì thế ta nghĩ người chết trong phiến sương mù này hẳn còn nhiều nữa. Nhưng có một điều ta vẫn nghĩ mãi không ra đó là cách bọn họ chết không hề giống nhau, đủ các kiểu, hơn nữa có kẻ mới chết, có kẻ đã mục thành một đống xương a ân vòng qua an chân đi tới bên cạnh một tiểu ngọ và ngẩng đầu nhìn nàng khóe môi lơ đã nhếch lên khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn của hắn vì thế có thêm vài phần ý tứ khiến một tiểu ngọ hơi hơi sửng sốt ta nói không sai đúng không một tiểu ngọ hơi nhíu mày trong lòng vẫn đang nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của hắn sau đó mới chậm rì rì đáp đúng vậy nó giống như một bãi tha ma thật lớn chậm rãi trắng nuốt thành trì này như tầm ăn rỗi a ân đi tới chỗ đám người phía sau từ khi sinh ta tới giờ hắn chưa từng thản nhiên đối mặt với bọn họ như thế, cũng chưa từng nhìn thẳng những người này. Nhưng hắn cũng chẳng hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý này mà chỉ tiếp tục nói, theo ta quan sát thì những người chết ấy đều không phải người trong thành. Bọn họ là ai, đến từ đâu và bị ai giết đều là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chẳng qua nếu chúng ta không thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp phá vây thì chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị nó cắn nuốt. Chúng ta cũng sẽ biến thành những thi thể kia, vĩnh viễn bị giam trong đám sương mù này chẳng thể thoát ra hắn nói xong thì bốn phía lập tức rơi vào yên tĩnh như nước nhưng lúc mọi người vẫn đang khiếp sợ đám sương mù kia lại tiến thêm vài thước ở ngay rìa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cánh tay khô khốc hiển nhiên nó thuộc về một người đáng thương nào đó đã bị nó cắn nuốt đến tiếng còn không tiến được thì sao có thể tìm được đường sống đây không biết là ai tuyệt vọng trống lên một câu này a à, ân sửng sốt trên mặt là nụ cười khổ ta nghĩ con người luôn sợ chết chờ thật sự rơi vào tử địa con người ta thường lấy hết can đảm xông pha một lần. Hắn nói không sai vào lúc cùng đường thường con người ta mới có dũng khí đánh bạc một cái mệnh và tìm kiếm con đường sông lên. Sớm một khắc trễ một khắc kỳ thật không có gì khác nhau, nếu là một tiểu ngọ trước kia thì nàng tuyệt đối coi thường hành vi kéo dài thời gian nhu nhược này. Nhưng hiện tại nàng lại ít nhiều hiểu được. Nàng quay đầu liếc nhìn triệu tử mại một cái thì thấy trên mặt hắn cũng có thêm vài phần ngưng trọng, giống như hắn hiểu tình cảnh của bọn họ hiện. Tại. Có phải chúng ta bị nhốt ở đây phải không hắn đi tới, ánh mắt ôm nhu nhìn nàng hỏi. Không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta sẽ nghĩ được cách phá vây thôi. Một tiểu ngọ duỗi tay vén lọn tóc ướt mồ hôi dính trên mặt ra sau tai cho hắn rồi khoan thai cười. Ta chính là thổ địa ở đây thì sợ cái gì hắn biết nàng đang nói dối nhưng vẫn gật đầu cảm kích nói, ta chẳng sợ gì hết. Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt kia giống như mang theo tin tưởng có thể phó thác cả đời. Nhưng đột nhiên ý cười trên mặt một tiểu ngọ nhạt đi, nàng quay đầu nhìn về phía đám sương mù kia mắt nheo lại nặng nề eboterin net triệu tử mại túm chặt tay nàng ánh mắt cũng nhìn về phía đó hắn cũng nghe thấy đó là tiếng dẫm đạp cố tình bị đè thấp có thứ gì từ nơi xa đi tới đây nó cúi người cẩn thận mai phục nó trốn trong đống bụi cỏ chỉ lộ ra một đôi mắt chứa đầy sát khí triệu tử mại cảm thấy mình có thể nhìn thấy đôi mắt kia nó mang theo ý xấu lúc nào cũng có thể cướp đoạt tính mạng người khác Khung quan trong con ngươi kia mang theo khát vọng muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Bộ dạng kia chậm rãi hóa thành hình tượng cụ thể trong đầu hắn. Môi hắn giật giật và nói ra phỏng đoán của mình, là lão hổ sau một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên đúng lúc hắn vừa mới dứt lời. Nó xuyên qua sương mù mà tới dọa mọi người ở đó sợ ngây người. Bọn họ vẫn duy trì tư thế cứng đờ nhìn về phía sương mù giống như sợ bỗng nhiên sẽ có một con hổ xông ra cắn đứt của mình. Nhưng sau khi tiếng hổ gầm tan đi thì chẳng có gì xảy ra, đám sương mù vẫn mang theo âm trầm buông xuống, giống một phần mộ màu trắng thật lớn. Mới vừa rồi là lão hổ đúng không đúng quá rồi còn gì, đó chính là tiếng hổ gầm, nhưng sao chỗ này lại có lão hổ lúc này mọi người mới hoàng hồn mang theo thần sắc hoảng loạn mà bàn tán. Ngay cả A ân cũng mang thái độ khác thường. Hắn nhíu mày nhìn đám sương mù và lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, sao vẫn có vật sống chứ chỉ có một tiểu ngọ vẫn trầm mặt không nói gì, trong mắt tràn đầy. Sát khí, hắn ở trong núi sâu rừng rậm khổ tu nhiều năm lúc tu hành thường sẽ gặp lão hổ nhưng hổ kia chẳng những không tổn thương hắn mà còn ngoan ngoãn nghe hắn niệm kinh nghe nói địch chân thường có một con hổ làm bạn bên cạnh có đôi khi súc sinh cao ngạo không ai bị nổi kia thậm chí cam lòng trở thành tọa kỵ của hắn nàng nhìn về phía triệu tử mại sau đó đột nhiên rủ mắt cười giọng mềm hơn ta có cảm giác địch chân đang ở trong phiến sương mù này triệu tử mại muốn nói tiếp nhưng nàng không cho hắn cơ hội ý cười trên mặt nàng đậm hơn khóe miệng mang theo má lúng đồng tiền xinh đẹp, tử mại, hắn mà ở đây thì ta nhất định phải đi vào. A ân nói không thể tiến vào đó, triệu tử mại nhìn một tiểu ngọ đi về phía đám xương trắng thì gấp đến độ giọng cũng lạc đi, ta không cho ngươi đi, nếu không ngươi đi đâu ta sẽ theo đó. Chương 384 đi cùng một tiểu ngọ đưa mắt ra hiệu cho Bảo Điền và một què đứng cách đó không xa thế là hai người kia lập tức biết điều đi tới. Tuy vẻ mặt bọn họ đều không tình nguyện nhưng biết lòng nàng đã quyết, cũng biết đây là biện pháp duy nhất trong cục diện này nên chỉ có thể làm theo ý nàng. Huống chi từ khi tan và một tiểu ngọ hợp thành nhất thể thì dù nàng vẫn duy trì tính tình vô tư, mọi việc đều qua loa đại khái nhưng một khi nói tới việc chính nàng sẽ lộ ra vẻ ngang ngược bá đạo. Ví dụ như hiện tại, chỉ cần một ánh mắt của nàng đã khiến một què và bảo điền ngoan ngoãn đi tới, thậm chí không dám sinh ra chút ý nghĩ không an phận nào. Các ngươi ở lại đây chăm sóc tốt cho tử mại, còn nữa, vẫn phải điều tra cái chết của tố đề, nàng nói xong thì tiến lên một bước, dùng giọng nói thấp chỉ có bọn họ có thể nghe thấy để dặn dò, nhất định phải tranh chỗ này, âm thầm tra xét, không được thiếu cảnh giác với bất kỳ ai, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua đám người kia, khóe miệng tràn ra hơi lạnh, ta luôn cảm thấy chúng ta đang bị xoay quanh, nhưng hiện tại tình thế không rõ nên chỉ có thể đi một bước xe một bước. Nhưng nếu thực sự có người ở, sau lưng bày trò thì một khi ta rời đi rồi hắn nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, các ngươi có thể nhân cơ hội này bắt kẻ chủ mưu kia nhớ không được lỡ cơ hội đó. Biết chưa sau khi Đắc Vân ánh mắt cả ba người đều đảo qua mặt triệu tử mại và phát hiện hắn đang cúi đầu nhìn chầm chầm mũi chân, mặt không biểu tình, không biết đang nghĩ cái gì. Ngươi phải nghe lời đó. Một tiểu ngọ suy nghĩ một lúc lâu rốt cuộc mới nghẹn ra một câu này. Sau đó nàng lại liếc nhìn Bảo Điền và một què thế là hai kẻ kia lập tức hiểu ý đi tới túng lấy tay triệu tử mại và kẹp hắn ở giữa. Tiểu ngọ, bản thân ngươi phải cẩn thận, nếu cảm thấy có gì không đúng thì phải chạy ngay ra, ta một què thấy cái mũi chua chua, vừa định khục thịt một cái đã thấy một tiểu ngọ ném cho mình một cái mặt quỷ khó coi thế là ông ta lập tức thức thời nuốt mấy câu sến súa kia lại. Vậy ta đi đây. Một tiểu ngọ không nhìn triệu tử mại một cái đã xoay người đi về phía đám sương mù dày đặc che trời kia. Nàng nghe thấy tiếng ríu rít nghị luận của đám người, nghe thấy tiếng an ân khuyên can, còn nghe thấy một tiếng khục thịt rốt cuộc không che giấu được của một què. Nhưng những tiếng động ấy giống như trôi nổi trên đỉnh đầu, chưa từng chạm được vào lòng nàng nàng chỉ nhớ rõ nụ hôn kia, nóng rực, khô ráo, hóa thành sào huyệt nho nhỏ cho nàng trú ẩn trong đêm mưa ẩm ướt kia. Nàng mang theo bình an mà nó mang tới rồi đi về phía sương mù không chút sợ hãi. Một tiểu ngõ bước vào, cảm xúc bước lạnh theo ngón tay bò lên, chui vào mỗi lỗ chân lông và mỗi tất da thịt trên người nàng. Nàng cảm thấy cả người như bị trói trong một cái kén ngăn cách với bên ngoài, chỗ nào mắt liếc tới cũng chỉ có một màu trắng vô tận mà phía sau lại như có một sức mạnh vô hình nào đó xô đẩy khiến nàng không tự chủ được đi sâu vào trong đám sương mù. Tử mại ngài làm sao vậy sao lại chảy nhiều máu thế công tử, sao đang êm đẹp lại hộp máu bên tai truyền đến vài tiếng hét, không quá rõ ràng nhưng nàng vẫn hiểu. Lòng một tiểu ngọ căng lên. Còn chưa nghĩ kỹ có nên lui ra không thì cả người lại bị sức mạnh kia đẩy về phía trước vài thước. Sao lại hộp máu được tuy chỉ còn một mảnh linh hồn nhưng thân thể hắn mạnh mẽ hơn trước kia nhiều hắn ngồi thuyền trên biển một tháng trời cũng chưa từng đau đầu nhức ốc thế mà hiện tại sao lại suy yếu tới mức ấy nàng đâm móng tay vào lòng bàn tay để chống lại sức mạnh vô hình cực lớn kia sau đó mạnh mẽ xoay người nhưng bả vai vừa nghiêng đi đã bị thứ gì đó đụng vào còn chưa kịp phản ứng lại xem có chuyện gì thì tay đã bị bàn tay quen thuộc nắm lấy bàn tay hắn to hơn tay nàng nhiều vì thế hắn có thể nhẹ nhàng bao lấy tay nàng triệu tử mại trơ mặt đứng bên cạnh nàng cười Mấy môi là một vết máu nhìn mà ghê người đồng thời khiến khuôn mặt hắn càng thêm tái nhợt, ta cắn rách miệng thế là bọn họ khẩn trương và buông lỏng tay rồi ta nhân cơ hội chạy vào. Hắn đau miệng nên lúc nói chuyện cũng mơ hồ, nhưng rõ ràng cả miệng là máu thế mà mục tiểu ngọ vẫn không hề thương hương tiết ngọc đánh hắn mấy cái rồi quát, ngươi biết nơi này nguy hiểm thế nào không cứ thế theo vào là ngươi ngại mình sống lâu quá hả triệu tử mại nắm lấy cổ tay của nàng ngây ngô cười, ta biết nên mới không muốn để ngươi đi vào một mình. Lòng mục tiểu ngọ lập tức bị đánh cho mềm mại chỉ có thể cứng họng trừng mắt nhìn hắn nửa ngày mới vươn tay lau vết máu bên khóe miệng cho hắn và nhẹ nhàng hỏi đau không một chút thôi không sao hết còn biết gạt người không biết ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa cha nói ta vừa gặp tiểu ngọ là giống hệt tên ngốc hỏi một đằng đáp một nẻo nhưng một tiểu ngọ lại cảm thấy lòng mình mềm nhũng mọi cứng cỏi đều tan ra trước mặt hắn và biến thành nước đường ngọt ngào bốc khói nghi ngút tiểu ngọ chỗ này hình như không có gì khác ngoài sương mù cũng chỉ có sương mù Lời hắn nói kéo nàng từ đám mây xanh xuống hiện thực, nàng giật mình nhìn về phía trước. Eboterin.net, sương mù trước mặt không biết đã phai nhạt từ khi nào, nó không còn là màu trắng ngã. Vàng nồng đặc nữa mà giống như ngàn vạn giải lụa trắng chậm rãi đông đưa. Sức mạnh vô hình phía sau cố đẩy nàng về phía trước cũng đã biến mất từ lúc nào, hắn và nàng đã xuyên qua tầng ngoài của đám sương mù và tiến vào bên trong. Một tiểu ngọ cảm thấy may mắn, ít nhất bọn họ không bị thứ gì đó ẩn núp ở đây xông ra đánh lén khi mới bước vào sương mù. Cũng không có đám thi thể thảm thiết như nàng nhìn thấy hôm trước. Nhưng sương mù trước mặt nồng đặc và mờ mịt, nhìn chúng bay cao rồi hạ thấp, khi thì giống một đống tuyết sụp xuống từ đỉnh núi, lúc lại giống lông dê vọt tới. Hình thù đám sương này kỳ quái, thay đổi liên tục, cảm giác nôn nóng trong lòng nàng vì thế tăng lên mấy lần. Quá quá dị, nơi này quá quá dị, không thể phân rõ đông tây nam bắc, trong trời đất giống như chỉ có nàng và triệu tử mại. Không phải, là hai mảnh linh hồn mới đúng, bởi vì tay chân và thân thể giống như cũng biến mất trong phiến sương mù này, bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Bọn họ giống như hai linh hồn khốn khổ không nơi nương tựa nên phải ghé vào bên nhau. Một tiểu ngọ bỗng nhiên sinh ra một cảm giác mơ hồ có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại đây, không thấy đường về, không có tin tức, xuyên qua sống chết và đau khổ rồi hóa thành hai mảnh bụi vĩnh hằng trong trời đất này. Tử mại. Ừ không có gì. Nàng nắm chặt tay hắn, đầu nghiêng qua một bên dựa lên cánh tay thon dài của hắn. Chương 385 Chu phủ tiểu ngọ mệt mỏi à một chút thôi, không đáng ngại. Trong giọng nói của nàng lộ ra chút lười biếng, giống một con mèo vừa mới tỉnh ngủ nhưng tới cuối câu giọng nàng lại như siết lại. Nàng đứng thẳng người, trong mắt là hàng quan nhìn không chớp về phía trước. Tử Mại, đó là phòng ở sau nàng nhẹ ngẩn cầm lên, bước chân cũng dừng lại kéo theo Triệu Tử Mại cũng ngừng theo. Triệu tử mại nhìn về phía nàng vừa chỉ và quả nhiên thấy cách đó không xa ẩn ẩn có mái ngói lộ ra trong sương mù. Nó bị sương trắng che phủ nên càng lộ rõ màu đen như một nét mực, nhìn không khác gì mấy con quả sắc vỗ cánh bay đi. Hóa! Ra chỗ này còn có một mảnh trời khác, chẳng qua nơi này nhìn không giống chân lạp một tí nào. Mái ngói màu đen như vảy cá, cốc mái cong cong có hình trang trí nhìn như một con sư tử đá, phía dưới còn treo lục lạc, ngẫu nhiên có gió thổi qua nó sẽ kêu linh đinh đây đâu phải chân lạp mà rõ ràng là cố thổ của bọn họ nhưng bọn họ lên đêm trên biển một tháng vượt ngàn trùng dương tới đây sao vừa mới xông vào sương mù lại quay lại cố thổ nhĩ chúng ta đang nằm mơ ư triệu tử mại cũng phát hiện dị thường trong đó nên dụi dụi mắt buồn bực hỏi lời này giống như đánh thức một tiểu ngọ nhưng trong lúc suy nghĩ cẩn thận lòng nàng cũng chật lạnh theo giống như rơi vào một cái hố sâu đen ngòm không thấy đấy là ảo giác sao nhưng là ảo giác gì mới có thể mê hoặc được mắt nàng đây là linh hồn được ô nạp gột rửa nó trong suốt và nhanh nhạy cực kỳ sở học phật pháp và trí tuệ tích lũy cả đời ông ta cọ rửa máu và bẩn thỉu trong mắt nàng khiến nàng có thể nhìn rõ mọi mê hoặc trên thế gian này nàng còn nhớ rõ có một năm nàng đuổi giết một con cá quả yêu con yêu quái kia khóa đao linh trong một con mắt được tạo thành từ mấy vạn con mắt muốn vây chết tan trong con ngươi như mê cung của mình nhưng cuối cùng kế của nó vẫn hỏng nàng tìm được tử huyệt của nó trong mấy vạn con ngươi kia cũng là quả trứng duy nhất nó có đó là một quả trứng trong suốt thật to được nó che chở kín kẻ. Đinh linh. Lục lạc trên mái nhà vang lên một chút, có gió nên sương trắng bị thổi tan đi làm lộ ra những thứ bị che giấu bên dưới, giống một quyển trục được từ từ mở dần ra. Trước mặt là một đại viện cực lớn, tường trắng ngói đen. Nó đứng sừng sững trước mặt hai người, rõ ràng là cảnh tượng quen thuộc nhất nhưng lại có vẻ không quá chân thật. Rõ ràng nàng theo tiếng hổ gầm đi tới, và mục đích của nàng là địch chân một tiểu ngọ nhìn chằm chằm phía trước trong chốc lát, khóe miệng chật nhất thành một nụ cười lạnh sau đó nắm tay tử mại tiến lên. Chúng ta đi tới nhà kia ư triệu tử mại thuận theo. Mà đi cùng nàng về phía trước. Nàng nhếch miệng cười nói, đi, đương nhiên là phải đi. Tử mại phải nhớ kỹ chỉ có kẻ chột dạ mới mất công cố tình tạo hư ảo. Nếu không vì sao hắn không dứt khoát đứng trước mặt ta cùng đấu một trận công bằng cho rồi triệu tử mại lập tức nói, hắn sợ ngươi. Một tiểu ngọ nhẽn miệng cười, thật thông minh, có những người lưu lạc nơi trần thế cả đời nhưng cũng chưa có được đôi mắt nhìn rõ mọi việc như ngươi đâu. Triệu tử mại bị nàng khen thế là đỏ mặt, thấy đôi mắt sáng lấp lánh kia cũng nhìn mình nên hắn bỗng nhớ tới nụ hôn thân mật tối hôm qua. Trong lòng vừa động thì cả người hắn lại đỏ ửng lên, đến lỗ tai cũng đỏ hồng. Thấy thế một tiểu ngọ cười hê hê và kéo tay hắn đi về phía trước, chỉ chốc lát hai người đã đi tới trước tòa nhà to rộng kia. Cửa viện không khóa, một tiểu ngọ đập vài tiếng lên cánh cửa và đợi một lúc cũng không thấy ai đi ra mở cửa nên nàng quyết đoán duỗi tay đẩy ai biết mới chạm tay vào khoen cửa thì bên trong đã truyền tới tiếng bước chân cực nhẹ từ xa tới gần có điều tay đã đẩy ra nàng chẳng thể thu lại cho nên ngay sau đó ván cửa vững chắc đập lên người kẻ bên trong thiếu chút nữa đập cho hắn bay ra ngoài một tiểu ngọ nhanh tay lẹ mắt kéo lấy kẻ kia ngón tay lại nhanh chóng đè lên cổ tay hắn để kiểm tra có mạch đập là một khối thân thể ấm áp tay chân cũng đầy đủ trên mặt nàng lộ ra vẻ xin lỗi, xin lỗi, là ta nóng nảy. Nam tử trung niên mặc một thân trang phục của quản gia kia đứng vững sau đó cười lạnh một tiếng, người sốt ruột hoảng hốt mà giống như về nhà mình vậy. nhưng đây cũng không phải nhà của của ngươi đâu. một tiểu ngọ cười nịnh nọt, chúng ta đi một đường mệt nhọc, hai ngày chưa ăn uống gì nên hơi nóng vội, mong ngài thứ lỗi. nam nhân kia vung tay áo, nhưng lúc ấy ông ta đã nhìn rõ bộ dạng và quần áo của hai người áo ngắn tay, quần cũng ngắn chẳng ra thể thống gì nhưng nếu là chạy nạn tới thì có vẻ cũng giống. Hãy đọc thử truyện thượng công chúa của trang rừng hổ phách, nghĩ nghĩ một lát. Ông ta lại liếc triệu tử mại một cái, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, ngàn dặm xa xôi chạy nạn thì thôi, bên cạnh lại còn kéo theo một thằng anh bị ngốc. Nghĩ vậy nên giọng ông ta cũng mềm hơn. Ông ta chắp tay sau lưng, chân đá đá một hòn sỏi nhỏ trên mặt đất sau đó nói, "Chu gia chúng ta gia nghiệp lớn." lão gia và phu nhân lại tinh thần lễ phật nên cũng không phải không thể thu nhận các ngươi nhưng gần đây trong nhà không quá thái bình nếu hai người không ngại thì ta sẽ đi bẩm báo sau đó tìm gian phòng cho các ngươi ở lại sao chúng ta lại để ý chứ chúng ta có cơm ăn là đã mang ơn đội nghĩa rồi ngài là người tốt tương lai nhất định sẽ có phúc báo một tiểu ngọ nói ngọt lại cười tươi rói thế là ấn tượng của người kia với nàng càng tốt hơn ông ta vừa định bảo hai người chờ ở đó thì lại nghe thấy tiểu cô nương kia hỏi không biết trong phủ xảy ra chuyện gì có cái gì cần chúng ta phải kiên dè không gần nhất chu phủ có quỷ mà quản gia tào vân của chu phủ chính là người chứng kiến toàn bộ sự việc ba ngày trước đó là một đêm cùng phong gió bão ti chấp trên bầu trời xé toan mọi thứ sấm trên gió cuốn đất trung núi chuyển thời tiết như thế vốn tào vân không hề muốn ra cửa nhưng tiếc là buổi tối ông ta uống nhiều rượu nên nửa đêm bị nghẹn tỉnh ông ta không tình nguyện bò dậy đội đấu lạp chạy tới nhà xí Lúc đi dưới mái hiên bước chân ông ta đột nhiên dừng lại, đầu óc như bị dội một xô nước lạnh, chút say rượu còn sót lại cũng tan hết. Ông ta thấy một bóng dáng màu trắng trong bóng đêm, bị gió thổi thì lắc lư phiêu giật. Nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã theo cùng phong bay đi rồi biến mất ở cửa tròn. Phía sau cánh cửa đó là một viện bỏ hoang, nơi đó vốn là phòng khách của Chu phủ nhưng hàng năm không có ai ở nên ngày thường sẽ dùng để bỏ chút đồ linh tinh. Lúc ấy Tào Vân còn chưa ý thức được mình gặp quỷ, hoặc nói đúng hơn thì ông ta đã biết nhưng trong lòng lại cự tuyệt tin tưởng nên trời xuôi đất khiến thế nào ông ta lại đi theo. Chương 386 Linh Bài lúc Tào Vân đi qua thì thấy cửa chính phòng chỉ khép hờ, nhưng ông ta nhớ rõ gian nhà này luôn khóa, và người khóa nó chính là ông ta. Vì thế ông ta sốc lại tinh thần và đẩy cửa đi vào sau đó hít mắt nhìn căn phòng tối đen như mực kia. Trong phòng giống như bị che bằng một mảnh vải đen, chẳng thấy được cái gì, nhưng càng như thế thì lòng Tào Vân càng căng thẳng bóng tối có thể bịt kín đôi mắt ông ta nhưng cũng chỉ như bịt tai trộn chung thôi. Ông ta tin tưởng thứ kia đang giấu trong bóng tối, nói không chừng nó đang nghe hàm răng nanh trắng bệt ra với mình. Bỗng nhiên một tiếng sấm nổi lên, ti chớp chiếu cả sảnh đường sáng loà, Tào Vân bị tiếng động này dọa nhảy dựng. Phản ứng đầu tiên của ông ta chính là ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Nhưng mắt ông ta vẫn mở, lúc thoáng nhìn vào bên trong ông ta thấy rõ trên bàn thờ có một cái lư hương, bên trên khói nhẹ lượn lờ, phía trước còn có tro tàn chưa cháy hết, hiển nhiên vừa có người tế bái ở chỗ này. Sự tình có vẻ tốt hơn Tào Vân nghĩ một chút vì thế ông ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nghĩ có lẽ là tiểu nha đầu nào đó lén lúc tế tổ tiên ở chỗ này và bị ông ta phát hiện nên vội vàng trốn đi. Nghĩ thế nên Tào vẫn tiến lên phía trước định thu dọn sạch sẽ hương tro và lư hương để tránh tới sáng lão gia thấy được thì sẽ nói đen đuổi. Nhưng ông ta mới vừa tới gần lư hương thì dưới chân lại lão đảo một cái. Bởi vì bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm, và chiếu sáng cái thứ phía sau lư hương. Là cái gì thế một tiểu ngọ chớp mắt, nhìn khuôn mặt Tào Vân lúc này trắng bệch và hỏi. Là một tấm bài vị, bên trên không có tên người cùng thời gian sinh sống, chỉ viết mấy chữ nhân sâm giết người vô tội, đại hoàng cứu người vô công. Nhân sâm giết người vô tội, đại hoàng cứu người vô công một tiểu ngọ nằm trên giường, một chân gác lên đầu gối chân còn lại, nhàn nhã lắc lắc. Ánh mắt nàng xuyên qua sông cửa sổ ở bên cạnh và bay tới bầu trời ở nơi xa hiện tại sương mù gần như đã tan hết, trời tuy vẫn âm u màu xám chì nhưng. Sắc trời trong hơn nhiều, thậm chí nàng có thể nhìn thấy đám bồ câu đang bay ngang qua. Lòng nàng vốn dĩ vô tư, hiện tại thấy sương trắng đáng ghét kia tan đi thì trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nàng lặp lại câu này vài lần mới xoay người chọc chọc triệu tử mại lúc này đang ngồi quy củ ở mép giường uống trà, lời này có ý là thuốc đắng giả tật, nhưng ta thấy chu gia không phải nhà bán thuốc, vậy vì sao lại có một câu kiên kỵ như thế Tào Vân kia cũng là người kín miệng, Nói được một nửa đã bắt đầu giả câm, hừ hừ nửa ngày cũng không hề nói vì sao Chu Vạn Trung kia nhìn thấy bài vị ấy lại sợ tới mức mấy ngày không thể ngủ ngon. Nói tới đây nàng bỗng như nhớ tới cái gì đó nên vội ngồi dậy kéo Triệu Tử Mại về phía mình và hỏi, miệng không đau sao mà dám uống trà nóng Triệu Tử Mại ngoan ngoãn há miệng cho nàng xem và nói, thuốc này thật hay, mới bôi một chút mà vết thương đã không còn đau tí nào một tiểu ngọ sửng sốt chẳng lẽ thuốc tàu vân mang tới có long cốt ở trong à nàng nhớ rõ cung minh châu từng nói thuốc có trộn lẫn long cốt sẽ có hiệu quả thần kỳ trong việc cầm máu liền da ngoại trừ bị chém đầu còn nếu có vết thương khác nó đều có thể chữa lành nhưng đây là dược liệu cực kỳ hiếm thấy các tiệm thuốc bình thường căn bản không có bởi vì đó là xương voi tê giác ngựa hô được chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm để có được quả thực không dễ chỉ có thái y viện là có một ít dự trữ cho hoàng thất công thân sử dụng đương nhiên cũng có các quan lại ngẫu nhiên được thưởng long cốt như phần thưởng khen ngợi trước khi đi cung minh châu còn liều mạng nhét vào trương hành lý của nàng một cái bọc giấy căn phòng đám nha hoàng không sao đè nó xuống để khóa vào được cuối cùng nàng không thể không tự mình ra tay mới đóng được cái trương kia hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách cung lão đầu như thấy nàng muốn nổi đóa thì ung dung biện giải cho bản thân Ông ta nói không mang theo cũng được nhưng đó là một ít kim sang dược trộn lẫn long cốt mà ông ta tích cóp. Nhiều năm mới có. Nàng không vì chính mình thì cũng nên nghĩ tới triệu tử mại, hắn cũng cần đề phòng bị thường. Lão đầu nhi kia nửa đời làm ngôn quan nên đương nhiên biết khi nào nói lời nào sẽ chọc trúng tâm tư người khác. Vì thế lửa giận của một tiểu ngọ lập tức bị dập tắt ngúng. Chỉ đáng tiếc số thuốc kia đã chìm xuống đáy biển, chỉ tiện nghi cho đám cua cá nếu cung minh châu mà biết thì chỉ sợ sẽ đau lòng đến độ bạc thêm mấy cây râu nhưng ông ta thân là mệnh quan triều đình mà còn quý trọng thuốc này như thế thì chẳng lẽ tào vân lại có thể đưa thuốc quý ấy cho một kẻ xa lạ dùng sao thậm chí lúc ấy có chút thuốc thừa vương trên tay ông ta cũng phủi luôn cho tụi nó bay theo gió một tiểu ngọ đánh giá gian nhà này và phải công nhận nhà họ chu là nhà giàu nhưng còn xa mới tới mức phú khả địch quốc như vậy xem ra chỉ có khả năng trước kia chu gia từng có tiếp xúc với dược liệu hơn nữa bọn họ hẳn còn có quan hệ không tồi với Thái Y Viện. Nghĩ đến đây, một tiểu ngọ sỏ dày xuống đất nói với triệu tử mại lúc này vẫn nhấp từng ngụm trà nóng, ta đi ra ngoài dạo xem có nhân sâm và đại hoàng không. Triệu tử mại bị nước trà sặc một cái, không phải chúng ta tới tìm địch chân ư một tiểu ngọ, trước mặt kệ con lừa trọc kia đã. Triệu tử mại bên ngoài chu trạch vẫn là sương mù phủ kính, một tiểu ngọ đã đi ra ngó vài lần và rốt cuộc phát hiện một việc làm nàng rất nản lòng bầu trời trong sáng kia chỉ có thể được nhìn thấy khi ở trong chu trạch một khi bước khỏi ngôi nhà đó thì cái bọn họ phải đối mặt vẫn là một mảnh sương mù mênh mông vô bờ kia một tiểu ngọ cười khổ một tiếng và lại nhớ tới con mắt của cá quả yêu năm đó nàng bị nhốt trong đôi mắt nó và nó nhìn tới đâu thì nàng mới có thể nhìn tới đó những gì nó thấy là những gì nàng thấy vì thế khi ấy nàng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể diệt trừ nó được mà tình hình lúc này hình như cũng không khác khi ấy là bao. Một tiểu ngọ vén sợi tóc bị gió thổi bay dính trên trán, biểu tình của nàng mang theo ý lạnh. Khiến lòng người sợ hãi tạm thời để ngươi dắt mũi vài ngày đi, nhưng địch chân, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, ngày nào đó ta sẽ trả lại, cả vốn lẫn lời. Thúy Vi ngồi xếp bằng trên giường trắng hạt dưa, đôi mắt xếp không ngừng liếc song bích và Tú Vinh đang ngồi ở bên cạnh. Hai kẻ kia ngồi đó không nói gì, mỗi kẻ cầm một cái khung theo đánh vật với hai cái khăn lụa một người theo uyên ương hí thủy, một người theo hàng dạ tìm mai. Thúy Vi cười thanh khách nói, Tú Vinh, ngươi hầu hạ không bằng người ta thì thôi, nhưng đến theo thùa cũng không bằng. Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị lão gia đá ra khỏi nhà đó. Chương 387 bí mật nữ tử theo uyên ương hí thủy nghe xong thì khuôn mặt hơi béo hiện lên chút ửng đỏ, song bích muội muội đã từng đọc sách, không giống ta chỉ biết theo uyên ương hồ điệp, mấy năm như một ngày nên lão gia đã sớm phiền. Vậy cũng tốt hơn việc cái người tên song bích kia rủ mắt cười sau đó ngước khuôn mặt trắng nõn tinh tế lên nhìn Thúy Vi và hỏi, Thúy Vi tỷ tỷ nói có phải hay không Thúy Vi tức giận lường nàng ta một cái, không biết theo hoa thì sao ta ấy à, từ nhỏ đã được người ta hầu hạ nên quen rồi, làm sao cần phải học mấy ngón nghề của đám người dưới này. Nếu không phải gia cảnh sa sút thì ta sẽ gả tới chu gia sao ta không giống các ngươi, kẻ nào cũng chen đến vỡ đầu để vào đây, còn chủ động lấy lòng, không lưng uống gối với người khác. Không muốn làm thì tỷ cũng làm 7-8 năm rồi, lúc này kể những chuyện cũ để làm gì Tú Vinh giật giật miệng lẩm bẩm một câu này. Thúy Vi nghiến răng cười nói, được, được lắm, hiện tại trong nhà nhiều việc nên ta không thèm so đo với các ngươi, đỡ cho lão gia lại nói ta cả ngày làm loạn. Nghe nàng ta nói như vậy thế là những người khác đều yên lặng. Song Bích và Tú Vinh tập trung theo hoa, còn Thúy Vi thì bốc mấy hạt dưa đi tới bên cửa sổ đút cho mấy con bồ câu lông xám đậu ở đó. Nơi này thật giống một cái chuồng chim bồ câu, đã vào thì chẳng thể ra được nữa dù hiện tại ông ta có thả chúng ta đi thì chúng ta bay một vòng cuối cùng vẫn sẽ trở về nàng ta nhìn ngoài cửa sổ và thang đã sớm không tìm được đường về nhà rồi một lát sau nghe thấy nàng ta cười nói một câu này thế là lòng song bích cũng siết lại kim ngừng đột ngột đâm lên ngón tay khiến một giọt máu tươi chảy ra nhuộm đỏ khăn lụa hình như hôm nay lão gia rất vui chẳng biết tú vinh không nghe được hay không nghe hiểu nên vẫn tiếp tục cặm cụi theo uyên ương năm màu kia mấy ngày hôm trước ta bị dọa sợ quá thể một người đang yên đang lành đột nhiên nằm liệt trên giường, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, chẳng biết là bị làm sao. Thúy Vi quay đầu, nàng ta đứng ngược sáng nên trong mắt bỗng tối sầm làm cho đôi mắt xếp kia có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều. Các ngươi không biết trước kia lão gia nhà chúng ta làm cái gì à trước giờ chưa từng nghe qua ư tú vinh ngừng theo nói, ta gả vào đây chưa lâu nên chỉ mơ hồ nghe người ta nói trước kia lão gia mở hiệu thuốc. Thúy Vi cười lạnh một tiếng, cái gì mà mở hiệu thuốc, cũng gần như là cung cấp thuốc cho mình hoàng thượng ấy mà. Lão gia trước kia là thái y sao song bích cũng đặt khung theo ở một bên sau đó nhướng mày lá liễu và nhìn chầm chầm Thúy Vi hỏi. Thúy Vi vì cười sau đó xoay người ném mấy hạt dưa còn lại trong tay ra ngoài cửa sổ. Đám chim bồ câu thấy thế thì rầm một tiếng bay qua, ngươi tranh ta đoạt nháo nhào không thôi. Lão gia rất kín miệng, trước nay chưa từng nói với ta về việc trước kia. Khi đó ta còn trẻ, chỉ được sủng ái nên có làm nũng hỏi ông ta vài lần nhưng mỗi lần đều bị ông ta qua loa lấy lệ gạt đi. Sau đó có một ngày ông ta uống nhiều rượu, trong lúc ta hầu hạ ông ta rửa mặt thay quần áo đã nghe thấy ông ta tự nói ra. Thúy Vi thấy hai người đều nhìn mình chầm chầm thì trên mặt là nụ cười đắc ý, sau khi vương ngón út quệt khóe miệng nàng nói tiếp, đêm đó lão gia lôi kéo ta khóc một trận nên lời ông ta nói ta cũng không nghe rõ. Song bích hé đôi môi khô khốc và hỏi, ông ta nói cái gì cái gì mà vô phương đường? Cái gì mà bảy nồi thuốc, còn cái gì mà đậu mùa nhà chúng ta buôn bán dược liệu nên nói tên mấy thứ này cũng không lạ. Tú Vinh chen miệng nói lại đổi lấy ánh mắt xem thường của Thúy Vi, ông ta còn gọi tên một người, hình như là Cao Hoài Nhân, lại còn nói, nói cái gì mà mình thực xin lỗi hắn, nợ thiếu hắn đời này đều không trả hết nói tới đây nàng ta nhíu mày trầm ngâm một lát lại nói tiếp, cái này cũng không sao nhưng một câu cuối cùng lão gia nói ra lại khiến ta hoàn toàn ngây người. Song Bích và Tú Vịnh đều ăn ý mà im lặng, hai người chỉ trừng mắt nhìn Thúy Vi và muốn nhìn xem nếu bọn họ không hỏi thì nàng ta định vòng vo thế nào. Quả nhiên Thúy Vi không phải người kiên nhẫn, huống chi chuyện này nàng ta đã nén trong lòng nhiều ngày, đã sớm tìm người để nói ra hết. Vì thế nàng ta liếm liếm môi đè thấp giọng, trong mắt lộ ra chút ánh sáng, ông ta nói hạ quan tội đáng chết vạn lần, hạ quan tội đáng chết vạn lần mới nói được một nửa thì cửa phòng bỗng nhiên bị người ta một chân đá văng. Đại thái thái A Ngọc tiến vào, bà ta đã qua tuổi 40, bệnh tật ốm yếu, thân hình gầy gò nhưng vẫn tác cho Thúy Vi một cái thật mạnh. Trên mặt Thúy Vi nhất thời hiện lên mấy dấu tay đỏ bừng. Tiện nhân, mấy ngày gần đây trong nhà nhiều việc nên ta không quản giáo ngươi khiến ngươi ngày càng vô pháp vô thiên hiện tại đến chuyện của lão gia ngươi cũng dám bàn tán biến không thành có ngày thường a ngọc đối đãi với mấy người các nàng cũng coi như rộng rãi tuy ngẫu nhiên có tranh cãi với thúy vi nhưng cũng chỉ dừng ở miệng lưỡi chưa bao giờ có chuyện động tay động chân đánh thế nên song bích và tú vinh đều bị một cái tác này dọa sợ ngây người và vội xuống giường đứng yên một bên đến khuyên giải cũng không biết phải nói từ đâu thúy vi che mặt hốc mắt sớm đông đầy nước nhưng nàng ta không nứt nở thành tiếng mà chỉ dùng một đôi mắt đỏ bừng nhìn thẳng A Ngọc. Trong khoảnh khắc nàng ta vươn một ngón tay chỉ vào khuôn mặt gầy gò kia và thê lương thét lên, giả vờ làm Bồ Tát. Mười mấy năm rốt cuộc bà cũng không nhịn được nữa phải không đại thái thái, phu nhân, kẻ giả tạo, bà đeo mặt nạ lâu rồi nên có phải đã quên mất bộ mặt dữ tợn của bản thân đúng không nàng ta hét xong thì lập tức ghé tới bên tai A Ngọc nhẹ nhàng cười lạnh nói, bà thật xấu, chẳng trách ông ta cũng chẳng thèm tới phòng của bà. Mục Tiểu Ngọc vẫn luôn trốn ở một góc nghe lén lúc này rón rén đi ra khỏi sân, để lại cả viện tràn đầy tiếng thắc khẩu ầm ĩ phía sau. Eboterin.net nàng tiện tay nhéo một cành liễu trong tay, dùng nó để quét một viên đá nhỏ trên đường khiến nó bay từ tường bắc tới tường nam, lại từ tường nam đuổi về tường bắc. Quả nhiên nàng đoán không sai, Chu Lão gia này trước kia khẳng định làm việc ở Thái Y viện, hơn nữa rất có thể đã phạm vào một vụ án nào đó và trở thành khâm phạm triều đình. Thế nên ông ta mới sửa lại nghề thậm chí có khi tên cũng đổi và ẩn thân ở nơi cách xa kinh đô này. Bỗng nàng giật mình, tay dùng sức hơi mạnh khiến viên đá lăn về phía trước đụng vào mặt một chiếc giày. Tào Vân nhìn hòn đá bên mũi giày thì trong lòng nghĩ tiểu cô nương này đúng là vô tư, đã nghèo thảm tới mức ấy mà còn biết tìm niềm vui trong nỗi khổ. Đang nghĩ ngợi thì một tiểu ngọ đã nhảy nhót đi tới bên cạnh ông ta và chớp mắt hai cái sau đó nói với ông ta một câu, Tào quản gia, gần đây ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn, mới vừa rồi chúng ta tới thấy chẳng ai gác ngoài cửa hết nơi này vẫn luôn thái bình, đêm không đóng cửa cũng không lo. Tào Vân không hiểu vì sao nàng lại bỗng nói câu này vì thế ông ta gục đầu xuống vừa lúc thoáng nhìn thấy chút giảo hoạt trong đôi mắt kia, nhưng nó chỉ lướt qua khó mà túng được. Chương 388 Lan Băm một tiểu ngọ rủ mắt bẻ cành liễu trong tay thành hai đoạn, miệng lẩm bẩm một câu, hôm qua ta và ca ca đi trong thị trấn thấy có mấy quan binh hình như tới từ Kinh Thành và đang tìm đào phạm. Ta còn nghe được bọn họ nói cái gì mà Thái Y Viện, cũng không biết có ý gì bác trà trong tay Tào Vân lập tức rơi xuống đất vỡ thành vài mảnh. Ông ta vội túng lấy tay một tiểu ngọ và hỏi, ngươi nói thật ư phản ứng hốt hoảng của ông ta khiến nàng rất vừa lòng vì thế nàng gật gật đầu, ta không nghe rõ nhưng mơ hồ đoán được mấy chữ này. Vừa dứt lời Tào Vân đã buông tay nàng xuống và bắt chân chạy về phía hậu viện giống như một con thỏ nóng nảy. Tào quản gia, bác trà một tiểu ngọ giả vờ sốt ruột gọi vài tiếng nhưng giống như nàng đoán trước tào vân không những không quay về mà thậm chí chẳng đáp lời nào đã biến mất ở cuối con đường cấp cách tìm chủ nhân của ngươi để thương lượng như thế à một tiểu ngọ hít mắt cười ngay sau đó cũng đi theo nàng ta nói thật ư chu gia lão gia chu vạn trung ngồi trên một cái ghế mặt không biểu tình gặm xong một quả hạnh mới hỏi tào vân lúc này đang hoang mang lo sợ đứng đó một tiểu ngọ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thì thấy được bộ dạng của chu vạn trung người này lớn lên thực bình thường mặt mày ông ta là cái loại tầm thường nhất trong thiên hạ này làm người ta hoàn toàn không có chút ấn tượng nào phối hợp với bộ dạng mệt mỏi đặc trưng của kẻ đã tới tuổi trung niên thì chỉ cần có lôi kéo ông ta chạy quanh thành đảm bảo có thể tìm được mười mấy người tương tự thật sự tiểu cô nương kia là người trung thực vừa nhìn chính là người chưa từng thấy việc đời nên sẽ không nói dối hơn nữa sao nàng ta phải gạt chúng ta chứ tào vân nói từng câu từng chữ thật nghiêm túc giả thành thật một tiểu ngọ bỗng nhiên cảm thấy hơi xin lỗi tào vân nhưng ngay sau đó nàng lại nghe thấy một câu không thành thật nhất trước tiên ngươi đừng tự loạn đầu trận tuyến việc này đã qua mười mấy năm người chết chính là hoàng thất vì thế bên trên chưa từng từ bỏ điều tra nhưng sao có thể ra tới trên đầu ta chứ bọn họ chưa từng nghi ngờ ta theo ta thấy đây chỉ là việc tra xét bình thường thôi thật sự không cần hoảng loạn tào vân vẫn khẩn trương nhưng lão gia nếu chỉ có một việc ấy thì cũng thôi đi đằng này lại thêm khối bài vị mấy ngày trước ông ta dừng lại không nói nữa bởi vì khuôn mặt chu vạn trung bỗng nhiên trầm xuống Ngón tay đang định cầm quả hạnh tiếp theo của ông ta cứng lại, ta đã bảo đừng nhắc tới người kia trước mặt ta cơ mà. Tiểu nhân biết, nhưng nhưng tiểu nhân vẫn nghĩ hai việc này quá trùng hợp, trong đó liệu có thể có gì người của Cao Gia đều đã chết hết rồi, còn có thể trở về báo thù chắc Tào Vân, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi cũng tin cái gì mà oan hồn lấy mạng nhé. Nếu thật sự có thì trịnh thân vương lão nhân gia chẳng phải đã sớm mang theo âm binh tới chém ta ngàn đao rồi ư chu vạn trung bỗng nhiên trung giọng nở nụ cười thâm trầm, khuôn mặt ông ta bị bóng của xà nhà giấu đi một nửa nên một tiểu ngọ chỉ có thể thấy một bên khóe miệng ông ta nhếch lên còn nửa kia bị giấu trong bóng tối. Cảnh tượng này quái dị đến dọa người. Trong khoảng khắc ông ta lại nhét một quả hạnh vào miệng và dùng sức nhai sau đó phun hạt ra đất. Ông ta cũng không lau nước sốt tràn khóe miệng mà cầm một quả khác tham lam nhét vào miệng mình. Tào Vân cũng không dám nhiều lời nữa, rõ ràng bộ dạng cổ quái của Chu Vạn Trung cũng dọa ông ta lúc này ông ta cũng cười hồ theo sau đó yên lặng đứng một bên ánh mắt lướt qua cửa sổ thì giật mình như thấy cái gì đó nhưng nhìn kỹ lại chẳng có gì vừa đi vào sân nàng đã thấy triệu tử mại ghé vào cửa sổ nôn nóng nhìn xung quanh giống một con chó con đang chờ mong chủ nhân về nhà một khách nhìn thấy nàng ánh mắt hắn thả lỏng hẳn bên trong đựng đầy ý cười không thèm che giấu chờ lâu lắm rồi hả một tiểu ngọ đi tới trước cửa sổ và cười sau đó vươn tay lau vết máu bên khóe miệng cho hắn nhưng vết máu kia đã sớm khô nên nàng lau một lúc lâu mới sạch. Vừa nhìn triệu tử mại nàng lại phát hiện khuôn mặt tuấn tú kia đã sớm biến thành quả táo chín đỏ bởi động tác vuốt ve của nàng. Tiểu ngọ đi đâu mà lâu thế hắn túng lấy cái tay vẫn sờ mặt hắn của nàng rồi nhìn nàng và ngập ngừng hỏi. Một tiểu ngọ hì hì cười đáp, nghe lén hai lần, thu hoạch được một đống. Vốn nàng tưởng rằng triệu tử mại sẽ lộ ra biểu tình khiếp sợ nhưng ai biết con cúng con này lại dơ ngón cái lên với nàng sau đó phát ra một câu tán thưởng từ đáy lòng, tiểu ngọ thật lợi hại. Một tiểu ngọ bỗng thấy hơi ấy nấy một đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế sắp bị nàng dạy hư rồi. Tử mại, nàng cũng đặt tay lên cửa sổ và nói, ngươi có từng nghe nói tới trịnh thân vương không ông ta là cái gì mà hoàng thân, mười mấy năm trước đã chết rồi. Vốn dĩ một tiểu ngọ không ôm hy vọng quá lớn vì triệu tử mại lúc này chỉ còn một sợi linh hồn nhỏ bé, rất nhiều chuyện trước kia đã bị hắn bỏ quên, dù có nhớ rõ thì cũng chỉ là những đoạn ngắn rải rác, không hoàn chỉnh. Hãy đọc thử truyện lộc môn ca của trang rừng hổ phách, nhưng hắn vừa nghe nàng hỏi đã nghiêng đầu và nói một câu rõ ràng, biết chứ, thế bá thường tới nhà chúng ta chơi, còn ông ta đó. Mắt mục tiểu ngọ sáng lên hỏi, vậy ông ta chết như thế nào cha nói cái gì mà lan băm dùng mảnh dược không đúng bệnh. 12 năm trước đứa em trai mà tiên hoàng yêu quý nhất, cũng là trịnh thân vương bị bệnh nặng, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã ở vào tình trạng hấp hối hoàng thượng gọi thái y tới xem bệnh cho trịnh thân vương nhưng hai mươi mấy thái y đó chẳng ai chữa được bệnh của ông ta không những thế thân thể vương gia còn ngày một héo tàn vì đổi thuốc liên tục dưới cơn giận giữ tiên hoàng ra lệnh xung quân đám thái y vô dụng kia đồng thời truyền chỉ cho thái y viện nói nếu có người chữa khỏi bệnh cho thân vương thì sẽ thưởng vạn lượng bạc ban bản vàng thần y con cháu đều được nhận bổng lộc sau khi thánh chỉ truyền xuống thì có một thái y tên là Dương Trung đến ít kiến tiên hoàng nói hắn nắm chắc có thể trị được bệnh cho trịnh thân vương vì có được bảy bộ nồi sắc thuốc tổ truyền trong nhà. Dương Trung vốn là trưởng quầy của một hiệu thuốc, phàm là thuốc ông ta tự tay kê thì hiệu quả cực tốt, mặc kệ chứng bệnh gì, khó khăn đến đâu đều có thể khỏi. Mà càng đặc biệt hơn nữa đó là cái nồi ông ta dùng để nấu thuốc cũng do tổ tiên truyền xuống. Tổng cộng có 7 bộ. Cộng lại là 49 cái nồi. Bảy bộ này phân chia thành các màu đỏ, vàng, xanh, lam, tím mỗi bộ nồi lại có bảy cái từ lớn tới nhỏ. Tục truyền đây là tổ tiên của Dương Trung đặc biệt đặt người ta làm, nấu thuốc nào dùng nồi gì đều được ghi rõ trên phương thuốc, không thể dùng loạn. Vì y thuật lợi hại nên Dương Trung được đề bạc vào Thái Y Viện làm một y sĩ. Nhưng Thái Y Viện là nơi nhân tài đông đúc, thế nên ở đây nửa năm rồi mà Dương Trung vẫn không có chỗ thi triển tài năng. Chương 389 không thể nói lúc này Dương Trung mang theo bảy bộ nồi của mình chủ động sinh ra trận và đi vào vương phủ, giúp trị căn bệnh nguy kịch cho trịnh thân vương. Trên người trịnh thân vương đều là mụn mũ, giống từng đóa hoa hồng chui từ dưới đất lên. Là bệnh đậu mùa. Dương Trung khám xong thì chui vào bếp, nửa ngày sau hắn mồ hôi đầm đìa bưng một nồi thuốc màu tím tới. Hắn rót nước canh nồng đậm bên trong vào bát và tự mình mang tới trước giường cho trịnh thân vương. Uống xong chén thuốc đầu tiên, Bắt một thân mồ hôi và hôn mê một đêm, cuối cùng trịnh thân vương cảm thấy thần thanh khí sản, thân thể giống như gỡ được gánh nặng, nhẹ nhàng cực kỳ. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bao gồm cả tiên hoàng vốn ưu phiền vì bệnh của trịnh thân vương. Thậm chí tiên hoàng còn hứa hẹn phong thưởng thêm ruộng đất, nhà cửa ở Kinh Giao và Long Cốt mới có được cho Dương Trung. Hắn cũng không phụ sự gửi gắm ấy mà lấy ra một bộ nồi khác màu xanh đậm để nấu chén thuốc thứ hai. Thuốc kia giống như thần dược, sau khi trịnh thân vương uống vào thì chưa tới một canh giờ đã có thể ăn cơm thậm chí bắt đầu xuống giường đi lại phải biết rằng một ngày trước ông ta còn tưởng mình sẽ nằm trong đống mụn máu kia và chết ở trên giường dương trung lại nấu chén thuốc thứ ba lần này hắn dùng bộ nồi màu đỏ bảy bộ nồi thay phiên nhau nấu thuốc lúc này thuốc nấu ra vàng ống như ánh mặt trời nhưng lúc hắn chuẩn bị dân chén thuốc này lên thì có một người xuất hiện tự xưng là đại phu dân gian tên là cao hoài nhân nghe nói trịnh thân vương bị bệnh kỳ lạ nên ông ta đến tìm hiểu trịnh thân vương uống xong mấy chén thuốc của dương trung thì thân thể đã tốt hơn nên người của vương phủ đương nhiên sẽ không cho ông ta vào nhưng dương trung lại ngẫu nhiên nhìn thấy cao hoài nhân đang tranh chấp với người của vương phủ nên để người cho ông ta vào theo dương trung nói thì người làm nghề y không nên bưng tay bịt mắt nếu cao hoài nhân có thể kê phương thuốc vượt trội hơn thì hắn nguyện ý rút lui nhưng đối mặt với sự rộng lượng ấy cao hoài nhân chỉ cười lạnh hai tiếng hơn nữa sau khi khám bệnh cho trịnh thân vương ông ta lại kê một phương thuốc khác hoàn toàn với dương trung không có một vị thuốc nào giống nhau thậm chí dược tính cũng hoàn toàn tương phản quả thực giống như cố ý gây sự người của thân vương phủ đương nhiên không tin kẻ này rốt cuộc thì thuốc của dương trung đã cho thấy hiệu quả nhưng cao hoài nhân lại là người bướng bỉnh lúc bị các hộ vệ đuổi ra khỏi cửa ông ta chẳng những không thức thời rời đi mà còn đứng trước cửa vương phủ mắng dương trung một trận nói hắn là tội phạm giết người còn nói hắn vì công danh lợi lộc mà vứt bỏ cả khí khái của người làm nghề y. Lúc đó Trịnh Thân Vương đã uống xong chén thuốc thứ ba, sốt cao đã lùi, đến mụn mũ trên người cũng bắt đầu kết vẫy. Ông ta đang cảm tạ Dương Trung thì nghe hạ nhân nói cao hoài nhân kia vẫn đứng ngoài cửa chửi ầm lên. Ông ta không đành lòng thấy ân nhân bị khinh bỉ nên sai người túng cao hoài nhân lại và đánh 50 gậy mới thả ra. Đánh 50 gậy thì xương cốt cũng chẳng còn. Lúc Cao Hoài Nhân bị kéo ra ngoài thì đã rơi vào hôn mê nhưng miệng vẫn nhắc mãi một câu, nhân sâm giết người vô tội đại hoàng cứu người vô công cao hoài nhân được người nhà đưa về sau vài hôm thì chết mà một ngày kia trịnh thân vương cơ bản đã khỏi bệnh cũng đột nhiên té xỉu trong vương phủ cùng đêm đó thì buông tay nhân gian lúc trịnh thân vương nguy kịch người của thân vương phủ đã tìm dương trung nhưng tới nhà hắn thì bọn họ mới té ngửa trận tròn mắt bởi vì dương trung đã sớm mang theo gia quyến chạy trốn giống như sớm đoán được kết cục này dương trung đương nhiên chính là chu vạn trung Ông ta phạm trọng tội nên đã thay tên đổi họ, hoảng hốt rời khỏi kinh thành và trốn 17 năm qua. Dương Trung cũng biết phương thuốc của mình sai rồi nhưng lúc ấy hối cũng không kịp nên chỉ có thể tiếp tục đi tới cuối. Chỉ đáng thương cho Cao Hoài Nhân kia rõ ràng y thuật thắng người một bậc nhưng vì cứu người mà rơi vào kết cục bi thảm như thế. Trong mắt một tiểu ngọ nổi lên một tầng ánh sáng, nhưng ta vẫn không rõ, bệnh đậu mùa không phải hiếm vì sao bao nhiêu người của Thái Y Viện đều không thể trị hết bệnh cho Trịnh Thân Vương cha nói thế bá không bị bệnh đậu mùa mà gọi là bệnh không thể nói. Triệu tử mại mang vẻ mặt vô tội ngây thơ tiếp tục, trên đời này còn có cái bệnh như thế, thực kỳ quái. Một tiểu ngọ ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng trên mặt bỗng nhiên đỏ ửng và hiểu hết trịnh thân vương nhiễm quái bệnh khi chung chạ với đám kỹ nữ ở xóm cô đầu hay mấy hẻm nhỏ. Eboterin.net, triều đình tuy cấm những người đó hành nghề nhưng đám sĩ phu, thậm chí hoàng tộc hiển nhiên vẫn thích loại hình này thậm chí còn nuôi dưỡng riêng trong nhà những người được bao nuôi ấy được gọi là con thỏ hoặc tiểu sướng mỗi khi trăng thanh gió mát bọn họ sẽ giúp người ta giải sầu khuây khỏa mà trịnh thân vương cũng là người lưu luyến trong oanh oanh yến yến vì vậy ông ta nhiễm bệnh cũng là việc thường đương nhiên quái bệnh kia tuy bệnh trạng giống với đậu mùa nhưng đám thái y khôn khéo của thái y viện chưa hẳn đã không phát hiện ra chẳng qua bọn họ không thể bẩm báo đúng sự thật với tiên hoàng như thế là bôi nhỏ danh dự hoàng thất, vì vậy bọn họ thà bị lưu đầy biên quan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói hạ quan bất tài. Nhưng chẳng lẽ Dương Trung cho rằng Trịnh thân vương bị bệnh đậu mùa nên mới dùng cách chữa trị của bệnh đậu mùa khiến ông ta chết ư không có khả năng, ông ta đâu thể mạo hiểm. Bị diệt tộc để đi làm một việc ngốc như thế chứ khả năng duy nhất chính là ông ta cũng nhìn ra Trịnh thân vương bị bệnh khó nói và cũng dựa theo phương thuốc của bệnh ấy để trị cho ông ta. Nhưng chứng bệnh kia quá hung hiểm cho nên dù ông ta dùng hết thủ đoạn vẫn không có cách nào xoay chuyển được tình thế. Nhưng vì sao ông ta lại đoán trước được kết quả mà đào tẩu trước nhĩ một tiểu ngọ trầm ngâm trong chốc lát, mới bừng tỉnh là Cao Hoài Nhân đã nói với ông ta rằng phương thuốc kia sẽ giết chết trịnh thân vương. Bản thân ông ta cũng biết lời này là thật nhưng lại chẳng có đường lùi vì thế sau khi trở về nhà ông ta đã vội vã mang theo gia quyến chạy trốn. Nhưng kể cả thế thì cũng không quá đúng, Dương Trung Thân là y sĩ của Thái Y Viện, cũng là người thừa kế bảy bộ nồi kia thì vì sao lại tin vào lời của một đại phu dân gian chứ một tiểu ngọ không hiểu nên ngửa đầu nhìn bầu trời xanh không xanh mà u ám cũng không kia rồi ngây người một lúc lâu mãi tới khi. Nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua cửa viện thì bừng tỉnh và đi tới cửa nhìn ra bên ngoài. Một bóng dáng cao dài đang đi vào hậu viện, trong tay là một cái rương bằng da, nhìn bóng dáng thì mới hơn 20 tuổi. Có khách tới chu gia sao một tiểu ngọ nhìn bóng dáng nam nhân kia thì tự mình lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó nàng bỗng nghe thấy giọng nói có chút kích động của Tào Vân, thiếu gia, thiếu gia đã trở lại. Chương 390 tiền giấy chu dự phong ngồi cạnh bàn nhìn A Ngọc gấp từng đũa thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt mình thì nhịn không được nhẹ giọng nói, mẫu thân, con chỉ đi ra ngoài có 5,6 ngày mà sao ngài lại như đã không gặp con 5,6 năm thế. A Ngọc quán trách mà nhìn hắn một cái, có mỗi mấy ngày mà con đã gầy một vòng thế này, người lớn từng này rồi mà cả ngày nương còn phải nhọc lòng mỗi khi Chu Dự Phong ở nhà A Ngọc sẽ cảm thấy sống lưng mình thẳng một chút. Tuy bà ta là đại thái thái nhưng bất kể là bộ dạng hay tuổi tác hoặc học vấn đều thua mấy vị di nương kia. Hơn nữa Chu Vạn Trung căn bản sẽ không tới phòng của bà ta nếu không cần bàn việc nhà vì thế dù ngày thường bà ta cố gắng ra vẻ đại thái thái nhưng trong lòng vẫn tự ti. Có điều bà ta có con trai, hơn nữa đó còn là đứa con trai duy nhất của Chu Vạn Trung. Dù là Thúy Vi vẫn còn phong độ, hay Tú Vinh ngây thơ đơn thuần, rồi cả sông bích từng đọc được mấy cuốn sách và mới qua cửa nửa năm thì chưa có ai từng mang thai con của chu vạn trung thế nên chu dự phong chính là thành tựu lớn nhất đời này của a ngọc mà thành tựu thì phải mang ra khoe cho người ta xem đặc biệt là khi mọi người tề tựu đông đủ và ở trước mặt cái kẻ miệng lưỡi sắc bén như thúy vi mỗi lần như thế nàng ta đều sẽ mặc xám mày cho. lúc này thành tựu của bà ta đứng lên cung kính rót một chén rượu cho chu vạn trung sau đó lại báo cáo chuyện chọn mua dược liệu ở trong trấn cho ông ta nói xong hắn mới ngồi xuống ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua nhìn đĩa cá chua gần mình nhất cách nấu món này đúng là hiếm lạ hắn nói xong thì gấp cá bỏ vào cái đĩa đã đầy đồ ăn của mình và nói hình như là cách làm của thành đông bình châu ở bên kia song bích không phải ngươi là người ở đông bình sao mau ăn nhiều món quê nhà một chút chu vạn trung vừa cất lời đã cầm đĩa cá bỏ trước mặt song bích nàng ta thấy thế thì cũng đứng dậy hành lễ sau đó mới ngồi xuống gấp một miếng cá bỏ vào đĩa của mình thúy vi cười lạnh một tiếng lão gia bất công, chỉ nhớ rõ cá này là thứ song bích thích ăn, sao không nhớ bánh nhân rượu kia cũng là món ăn vặt ở quê nhà của phu nhân nhỉ nếu ngươi nhớ rõ thì hầu hạ phu nhân ăn một miếng đi. Mi. Chu Vạn Trung không muốn vợ cả mất mặt với người khác nên vừa thấy mặt bà ta trầm xuống ông ta đã nhẹ giọng nói với Thúy Vi một câu này. Được, được, lão gia không thương thì người làm muội muội như thiếp vẫn phải tận tâm hầu hạ, nếu không tỷ tỷ làm sao còn chỗ dừng chân trong cái nhà này hôm nay Thúy Vi chịu thiệt, mặt lúc này vẫn còn sưng nên miệng đương nhiên sẽ không buông tha cho người khác hơn nữa nàng ta đoán chắc a ngọc sẽ không nổi cáo với mình đặc biệt là trước mặt tiểu bối và hạ nhân bà ta muốn duy trì bộ dạng đoan trang của đương gia chủ mẫu chính vì thế nàng ta muốn nhân cơ hội này trả thù riêng tỷ tỷ nàng ta đứng lên gấp một miếng bánh nhân rượu vào đĩa của a ngọc tỷ tỷ nếu trong lòng khổ sở thì ăn chút ngọc vào sẽ vui vẻ hơn tỷ tỷ cũng đã lớn tuổi nếu cứ nghẹn trong lòng sẽ không có ích cho thân thể đâu chu vạn trung trừng mắt nhìn thúy vi một cái ý tứ cực rõ khó khăn lắm người một nhà mới đông đủ ăn bữa cơm sao ngươi phải chọc bà ta làm gì thúy vi cười lạnh ngồi xuống nàng ta không giống a ngọc luôn cẩn thận trước mặt chu vạn trung ngược lại nàng ta còn dám lộ tính tình trước mặt ông ta vừa làm nũng vừa bướng bỉnh nàng ta tự tin có thể nắm được chu vạn trung trong tay phần tự tin này là do sự sủng ái của ông ta dành cho nàng này từ khi vào cửa tới giờ Tuy hiện tại ông ta mới cưới xong bích vào cửa nên vẫn còn nghiệp tình với vị di nương mới kia nhưng Thúy Vi vẫn có tự tin có thể xoa tròn bóp dẹp người này. Nam nhân ấy mà, đều cùng một dạng, ngươi càng nghe theo thì bọn họ càng cảm thấy ngươi không thú vị. Đáng tiếc A Ngọc theo chu vạn trung nửa đời người cũng không hiểu được đạo lý này. Tỷ tỷ, ngài ăn đi, nếu nguội thì không ngon đâu. Thúy Vi thấy mặt A Ngọc xanh mét thì trong lòng càng thêm đắc ý, A Ngọc cắn một miếng bánh nhân rượu, rõ ràng trong lòng tràn đầy chua xót nhưng bà ta vẫn phải cố tỏ vẻ không có việc gì. Bà ta biết mọi người đều đang nhìn trò cười này, dù đã xem nhiều năm nhưng chẳng có ai chán. Có phải tối qua mẫu thân không nghỉ ngơi tốt hay không để Nhi tử đưa ngài về phòng nghỉ tạm nhé? Chu Dự Phong không đành lòng thấy A Ngọc chịu thiệt nên đứng dậy nói. A Ngọc thấy thế thì xua xua tay với hắn ý bảo bà ta không sao, dù khó cũng phải cố nhịn, bằng không sẽ khiến tiểu tiện nhân kia đắc ý, vì thế bà ta lại cắn một miếng, nhân bánh chảy ra, trong mềm mại mang theo chút dai dai giống như có gì đó trộn lẫn bên trong. eboterin.net a. À. Ngọc cảm thấy không đúng, miệng nhai vài cái sau đó duỗi tay lôi thứ trong miệng ra. Đó là một tờ tiền giấy, ngoài tròn trong vuông và đã bị nhân đậu nhuộm màu tím nhạt, giống như một con mắt nhìn chằm chằm bà ta. A Ngọc kêu lên một tiếng, bình tĩnh và giả vờ trên mặt đã biến thành sương khói. Bà ta ôm ngực, giọng run rẩy không thành câu sao lại có có thứ của người chết ở đây này thứ này sao lại ở chỗ này chu dự phong đi lên ôm lấy mẹ mình vừa định an ủi thì thúy vi đã nhẹ giọng cười cười đại thái thái đúng là mệnh tốt cả đĩa bánh nhiều như thế ngài cố tình ăn phải cái có tiền giấy lời này thốt ra giống như nàng ta đã quên cái bánh a ngọc ăn chính là do nàng ta gấp cho vậy nhưng còn chưa nói xong thì mặt nàng ta bỗng tê rần nóng rát cái tác này còn nặng hơn cái tác của a ngọc chiều nay nhiều thúy vi che mặt không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn về phía chu vạn trung lúc này lộ vẻ mặt hung tợn ông ta đánh nàng vì a ngọc mà ông ta đánh nàng trước mặt mọi người tiền giấy này là ngươi đặt bên trong ư chu vạn trung túng lấy vai thúy vi mà lắc điên cuồng hận không thể lắc ra vài câu từ miệng nàng ta nói rốt cuộc có phải hay không thúy vi không khóc tuyệt vọng trong mắt lẳng lặng bốc hơi và biến mất sau đó chẳng còn thừa cái gì không phải ta làm nàng ta cũng thấy kỳ lạ vì sao bản thân lại có thể bình tĩnh nói ra một câu này sủng ái và quan tâm 7,8 năm này không phải giả, nhưng so với một vài việc thì chúng cũng chỉ nhẹ tựa một sợi lông. Chu Vạn Trung buông lỏng tay và thở hắt một hơi. Lúc này ông ta mới phát hiện ngoài Thúy Vi thì những người khác đều dùng ánh mắt ông ta chưa từng thấy bao giờ để nhìn mình. Lúc ông ta nhìn qua bọn họ sôi nổi thu ánh mắt lại rồi vội nhìn sang hướng khác. Có lẽ bọn họ coi ông ta như kẻ điên, vị chu lão gia ngày thường không hiện vui buồn lúc này lại biến thành một kẻ điên sau khi nhìn thấy một tờ tiền giấy trong bánh. Chu Vạn Trung cảm thấy sức lực cả người như biến mất, thay vào đó là tuyệt vọng sâu không thấy. Đấy, không phải ông ta chưa từng khuyên giải chính mình. Lúc nằm liệt trên giường ông ta vẫn cố bò dậy và nói với bản thân bài vị kia chẳng qua chỉ là trò đùa của người nào đó. Chờ ông ta bắt được kẻ kia thì sẽ biết trên đời này căn bản không có cái gì mà oan hồn lấy mạng. Chương 391 lấy oán trả ơn đúng vậy, không có Mặc dù ông ta đúng là đáng bị thiên đao vạn quả nhưng ông ta vẫn không tin có chuyện oan hồn lấy mạng. Dương Cốc huyện có một dược đường, trưởng quầy tên là Cao Hoài Nhân. Cao Hoài Nhân, có lẽ ứng với cái tên ấy nên ông ta quả thực là người y thuật cao minh, lại mang lòng nhân từ, là danh y nổi tiếng ở địa phương. Ông ta xem bệnh cứu người nhưng chưa bao giờ kê đơn thuốc mà trực tiếp bốc thuốc, nấu thuốc sau đó cho người bệnh mang về uống. Mặc kệ là bệnh khó chữa thế nào chỉ cần uống thuốc ông ta nấu thì bảo đảm hết bệnh, uống một lần đã khỏi. Cũng vì thế nên dược đường của Cao Hoài Nhân mới được đặt cho cái tên Vô Phương Đường. 17 năm trước, vào một mùa hè Cao Hoài Nhân đang ở dược đường sắc thuốc thì bỗng nhiên thấy một kẻ xin cơm ngã trước dược đường. Bên ngoài mặt trời chói chang, nóng đến độ có thể nướng cháy người ta. Cao Hoài Nhân không đành lòng vì thế mới nâng kẻ xin cơm kia vào trong phòng, đúc nước hạ nhiệt rồi bắt mạch và cho uống thuốc. Một canh giờ sau kẻ kia dần tỉnh, thấy mình được Cao Hoài Nhân cứu thì quỳ xuống dập đầu luôn mồm xin cao hoài nhân thu nhận hắn. Hắn muốn làm trâu làm ngựa quãng đời còn lại để báo đáp ân tình này. Cao hoài nhân nâng tên thất cái kia lên, vừa hỏi mới biết người nọ tên là Dương Trung, vì quê nhà bị ôn dịch, người trong nhà chết hết nên hắn đành rời xa nơi chôn nhau cắt rốn ra ngoài đi ăn xin. Nhưng ai biết được dọc đường này hắn bị đói quá, lại vì nóng bức không có nước uống mà té xỉu trước cửa dược đường. Cao Hoài Nhân thấy hắn thật sự đáng thương, cũng biết nếu hiện tại đuổi hắn đi thì hắn chỉ có một con đường chết thế nên ông ta đồng ý tạm giữ hắn lại. Chờ ôn dịch qua đi ông ta sẽ tặng lộ phí để hắn. Về nhà. Dương Trung là kẻ thông minh lại có ánh mắt, từ khi được Cao Hoài Nhân nhận vào nhà mỗi ngày hắn đều bận rộn trong ngoài, thu dọn dược đường ngăn nắp gọn gàng. Không những thế, hắn còn bắt đầu học để giúp Cao Hoài Nhân bốc thuốc. Vô phương đường nổi danh vì bốc thuốc giá thấp, hơn nữa những người khó khăn quẩn bách tới còn được tặng thuốc miễn phí. Cao Hoài Nhân lại có yêu cầu cao với chất lượng của dược liệu, không chịu lấy hàng kém đổi hàng tốt nên phí tổn của Vô Phương Đường so với nơi khác cao hơn nhiều. Người của Cao gia cũng vì thế mà luôn túng quẩn, thậm chí không thuê nổi tiểu nhị. Việc bốc thuốc, đấu thuốc đều dựa vào mình Cao Hoài Nhân khiến ông ta thường bận tối mày tối mặt. Lúc này có thêm Dương Trung nên sự tình cũng bất căng thẳng hơn. Nhưng chuyện bốc thuốc nhìn như đơn giản lại yêu cầu cực kỳ cẩn thận. Cao Hoài Nhân nói với Dương Trung rằng lúc làm việc ở vô phương đường thì nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không thể có sơ suất. Nếu người bệnh uống nhầm thuốc vậy thanh danh dược đường hỏng là việc nhỏ nhưng người bệnh có bất trắc mới là chuyện lớn. Dương Trung nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng. Hắn làm tiểu nhị ở vô phương đường 3 tháng, chưa bao giờ bốc sai một vị thuốc nào, cũng học thuộc hết các loại thuốc. Mỗi một việc hắn đều làm hoàn hảo, không hề sai lầm. Cao Hoài Nhân rất là vừa lòng, cũng càng thêm tin tưởng Dương Trung. Vào chạng vạn một ngày sau khi đóng cửa hiệu thuốc ông ta đứng trước quầy thuốc nhìn Dương Trung và hỏi hắn có muốn làm đồ đệ của mình không? Dương Trung đương nhiên là cầu mà không được, vì thế Cao Hoài Nhân đưa hắn tới nội viện và lấy từ trong phòng ra bảy bộ nồi. Những cái nồi này Dương Trung đương nhiên đã thấy, chẳng qua hắn không biết cách dùng của chúng bởi vì lúc Cao Hoài Nhân nấu thuốc không cho phép người khác ở bên cạnh quan sát. Cao Hoài Nhân nói đây là do tổ tiên nhà họ truyền xuống, tổng cộng có 49 cái nồi với các màu khác nhau. Mỗi bộ nồi có 7 cái xếp từ nhỏ tới lớn. Nồi này là do tổ tiên của ông ta mời người đặc biệt làm ra, nấu thuốc gì cần dùng nồi màu gì, lớn hay nhỏ đều có quy định, tuyệt đối không thể dùng lẫn. Lúc này Dương Trung mới bừng tỉnh, hóa ra thuốc của Vô Phương Đường thần kỳ ở chỗ nó được nấu trong bộ nồi này. Hóa ra Cao Hoài Nhân không cho người bệnh mang thuốc đã bốc xong về nấu cũng là vì bảy bộ nồi này. Dương Trung nhìn bảy bộ nồi trước mặt sau đó nở một nụ cười cung kính nhưng cao hoài nhân vẫn chưa phát hiện ra trong nụ cười kia của hắn có lẫn dục vọng và giả tâm mùa thu năm ấy dương cốc huyện có bệnh đậu mùa người tới vô phương phường xem bệnh đặc biệt nhiều mỗi ngày cao hoài nhân đều vội đến sức đầu mẻ tráng đến buổi tối cũng không được rảnh rang bận bộn chừng nửa tháng thì người bệnh cũng ít dần một ngày này sau khi tỉ người bệnh cuối cùng đi dương trung đi vào bếp làm mấy món nhắm và bưng một bầu rượu lâu năm ra hắn hầu hạ cao hoài nhân uống hết cả bầu rượu kia nhìn ông ta ngã xuống trước mặt mình phun máu đen và trợn mắt bất động. Ngươi đừng trách ta, thế đạo này gian nan, ngươi có được một thân bản lĩnh lại không nguyện ý đi con đường rộng mở vậy. Chỉ có thể để ta thay ngươi xông pha một lần. Dương Trung bận rộn trong ngoài thu thập bảy bộ nồi và toàn bộ phương thuốc ứng với mỗi bộ rồi bỏ lên một cái xe đã chuẩn bị sẵn để chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Chuyện này của trang rừng hổ phách, nhưng đúng vào lúc này lại có người gõ cửa hiệu thuốc chặt đứt dây thần kinh vốn đang căng lên của hắn vốn hắn không muốn quản chuyện này, dù sao hiện tại cũng đã là nửa đêm, nếu không đáp thì cũng không có người nào hoài nghi. Nhưng người gõ cửa lại tự báo thân phận nói mình là người của Thái Y Viện phái xuống, nghe nói trưởng quầy của vô phương phường y thuộc lợi hại nên đặc biệt tới bái phỏng. Nói xong những lời này người nọ nhét một tờ giấy qua khe cửa nói là đêm khuya không tiện quấy rầy, nếu có hứng thú thì có thể theo tin đi tới địa chỉ hắn đang ở, đương nhiên Dương Trung đi, sau khi ném thi thể cao hoài nhân vào một con mương hắn mang theo bảy bộ nồi cùng phương thuốc của cao hoài nhân đi tới địa chỉ kia tìm người ngày hôm sau hắn theo người của thái y viện rời khỏi dương cốc huyện bước lên con đường làm giàu mà hắn đã mơ ước từ lâu và vào làm y sĩ tại thái y viện nhưng trong lòng hắn luôn bất an bởi vì hắn biết thi thể cao hoài nhân sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện và ngày đó thân phận của hắn sẽ bị vạch trần những gì hắn có được sẽ hóa thành bọc biển thành cơn gió bay xa nhưng thấp thỏm bất an ở thái y viện nửa năm hắn lại không thấy ác mộng kia tìm tới người chết trong tay hắn giống như lặng lẽ biến mất sau con lạch rộng không rộng, hẹp không hẹp phía sau vô phương đường, vĩnh viễn tan biến trong một đoạn ký ức. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của mình Dương Trung. Bởi vì sau đó Cao Hoài Nhân lại xuất hiện trước mặt hắn, sống sờ sờ, tay chân đầy đủ. Đó không phải bóng ma luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn với bộ dạng mơ hồ. Ngày đó Dương Trung xung phong nhận chữa trị cho Trịnh thân vương Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra bệnh của kẻ này tuyệt đối không phải đậu mùa mà là một loại bệnh hiểm nghèo lây từ đám hạ lưu dơ bẩn. Nhưng hắn không muốn từ bỏ giống những thái y khác, càng không muốn bỏ qua Vinh Hoa Phú Quý đã gần ngay trước mặt cho nên hắn nói với người của Vương phủ rằng Trịnh thân vương bị bệnh đậu mùa sau đó lấy nồi ra nấu phương thuốc trị bệnh hoa liễu. Chương 392 lòng người Dương Trung có tự tin vì hắn chưa từng mắc sai lầm nào khi chiếu theo các phương thuốc đi kèm bảy bộ nồi của Cao Hoài Nhân. Bệnh này tuy hiểm nghèo nhưng Cao Hoài Nhân có ghi chép lại về nó, chẳng qua nó hơi phức tạp, cần sắc thuốc 3 lần theo trình tự. Sau khi nấu ra ba chén thuốc người bệnh phải uống đúng hạn thì mới có thể khỏi hẳn. Dương Trung ấn theo phương thuốc mà làm, cẩn thận chặt chẽ không dám làm sai một bước nào. Mà thân thể trịnh thân vương quả thật cũng bình phục dần khi uống xong hai chén thuốc đầu tiên. Dương Trung cực kỳ vui mừng, hắn cảm thấy trời cao đối xử với mình không tệ, có người. Cả đời chỉ có một cơ hội tốt còn hắn lại có những hai lần một lần là ở chỗ cao hoài nhân và lần này ở chỗ trịnh thân vương nhưng đúng vào lúc này ác mộng đã lâu không tới lại xuất hiện khiến hắn không kịp trở tay vì thế hắn suýt thì tự vạch trần thân phận mình cao hoài nhân tìm tới trịnh thân vương phủ dương trung vừa thấy ông ta và uy hiếp không nói thành lời trong mắt đối phương thì đành phải để hộ vệ cho ông ta vào lúc chỉ có hai người dương trung hỏng mất hắn không biết cao hoài nhân trước mặt là người thật hay ma quỷ biến thành để lấy mạng hắn Cao Hoài Nhân thì cười lạnh vài tiếng, Dương Trung, ngày đó ta vẫn chưa chết hẳn, từ nhỏ ta học y nên đã ăn không ít thảo dược có độc tính mạnh thế nên cũng sớm có sức chống chịu lớn hơn người thường đối với độc vật. Ngày đó sau khi ngươi ném ta vào mương ta vẫn dãy dụ bò ra rồi được người tốt bụng đưa về nhà. Tuy sau đó ta sống dở chết dở nhưng vẫn cố chống đỡ được tới giờ. Không phải ta không nghĩ tới việc báo quan hoặc đi tìm ngươi, nhưng con người ta sau khi trải qua cái chết đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện biểu tình trên mặt ông ta ôn hòa hơn, Dương Trung, ngươi cũng là kẻ đáng thương, nếu không phải từng bị buộc đến tuyệt lộ thì ngươi cũng sẽ không làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa này. Thế đạo khó khăn, nếu đều là con kiến thì cũng chẳng cần khiến mọi người khó xử làm gì. Ngươi nguyện ý buông tha cho ta ư Dương Trung không dám tin tưởng mà nhìn chầm chầm Cao Hoài Nhân, vậy vì sao ngươi còn tới đây Cao Hoài Nhân lặng yên nhìn hắn sau đó nói, ta tới là để nói với ngươi phương thuốc ngươi dùng sai rồi. Uống xong ba chén thuốc kia trịnh thân vương sẽ chết trong tay ngươi 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 nói bậy. Từ ngươi đầu tiên Dương Trung cất giọng cao vút nhưng ba chữ sau lại yếu thế hơn hẳn. Bởi vì hắn biết rõ hơn ai hết về khả năng dùng thuốc của Cao Hoài Nhân, người này chưa bao giờ nói dối. Ta nghe nói Trịnh Thân Vương được một thái y dùng bảy bộ nồi cứu thì biết đó chính là ngươi. Ta còn nghe nói Trịnh, Thân Vương bị bệnh đậu mùa, nhưng thái y viện lục tục phái ra mười mấy thái y lại không có ai chữa khỏi được bệnh cho ông ta thế nên ta biết bệnh kia không thể là đậu mùa mà là bệnh hoa liễu có triệu chứng giống bệnh đậu mùa. Dương Trung, tuy người đã có phương thuốc trị bệnh hoa liễu nhưng ngươi lại xem nhẹ một thứ. Nếu thuốc này dùng cho người trẻ tuổi, thân cường thể kiện thì chính là phương thuốc hay, có thể cứu mạng, nhưng dùng cho một người hàng năm hút nha phiến, thân thể sớm đã cạn sinh lực thì chính là con dao lấy mạng. Đúng là hai chén thuốc đầu tiên có tác dụng, khiến Trịnh thân vương nghĩ lầm ngươi có khả năng diệu thủ hồi xuân, thuốc đến là bệnh tan. Nhưng một khi uống xong chén thuốc cuối cùng thì độc dược sẽ đảo khách thành chủ giết chết mầm bệnh trong người ông ta nhưng đồng thời cũng hút cạn chút dương khí ông ta còn. Không tới ba ngày ông ta sẽ suy yếu mà chết, dù thần tiên xuất hiện cũng không thể xoay chuyển. Nghe xong lời Cao Hoài Nhân nói thế là lưng dương trung lập tức công xuống, giống như không bao giờ có thể thẳng nổi, ông ta mà chết thì ta còn có thể sống sao hắn lẩm bẩm tự nói sau đó chợt mở to mắt, dù sao phương thuốc của ta hiện tại sai rồi, ta ta chắc chắn không có đường sống. Còn có đường cứu vãn, chỉ cần ngươi thừa nhận dùng sai phương thuốc thì ta có cách cứu sống ông ta cao hoài nhân kiên định nói từng chữ một ta không đi ông ta tha cho ta thì thế nào những thứ ta muốn và liều mạng đánh đổi đều sẽ mất hết mọi thứ lại quay về xuất phát điểm giống như khi ta tay trắng chạy nạn khỏi quê nhà cao hoài nhân nếu kết cục như thế thì ngươi dứt khoát giết ta đi coi như báo thù cho chính mình ngươi điên rồi không có thuốc nào cứu được nữa cao hoài nhân nhìn khuôn mặt tái mét của dương trung thì ngừng một chút sau đó cười nhạo một tiếng Cao Hoài Nhân ta làm nghề y nhiều năm như thế nhưng đến giờ phút này mới biết được hóa ra chứng bệnh khó chữa nhất trên thế gian lại là lòng người. Dương Trung, nếu ngươi cứ chấp mê, bất ngộ như thế thì chỉ có thể để ta đánh vỡ mê chướng của ngươi thôi. Nói xong Cao Hoài Nhân không hề để ý tới Dương Trung nữa mà xoay người đi thẳng tới chỗ Trịnh Thân Vương đang ở công ta lấy ra một phương thuốc khác hoàn toàn với phương thuốc của Dương Trung không phải ông ta không biết kết cục của việc làm như thế nhưng người làm nghề y luôn phải đặt an nguy của người bệnh lên trước ý muốn của bản thân cao hoài nhân không phụ thân phận người hành y không phụ cái tên của mình cho đến tận khắc cuối cùng của sinh mệnh ông ta cũng chưa từng hối hận tuy vậy trong trận chiến giữa thiện và ác ấy dương trung lại thắng một lần nữa ti tiện đạp cao thượng dưới chân và lần này cao hoài nhân không còn được may mắn như lần trước cái tay đã cứu vô số người bệnh của ông ta lại chẳng cứu được chính mình cũng như linh hồn đã sớm rơi vào vũng bùn của Dương Trung. Chu Vạn Trung nhìn gió mưa lắc rắc ngoài cửa, mưa này đã nghẹn mấy ngày mới rơi xuống nên nó cực kỳ cuồng bạo. Gió mang theo mưa hỗn độn quất lên mọi thứ. Mưa to tạt nghiêng đánh vào trong viện làm bắn lên nhiều đóa hoa nước. Ông ta tháo mắt kính trên mũi và dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa hốc mắt nhức mỏi đau đớn vài lần sau đó xoa phẳng nếp nhăn giữa trán. Sẽ không, Đương nhiên sẽ không có chuyện oan hồn lấy mạng nhưng ông ta nhớ rõ năm đó trong lúc vội vàng mang theo gia quyến rời khỏi kinh thành chạy trốn tới một nơi yên ổn ông ta đã từng phái Tào Vân tới hỏi thăm tình huống của Cao Hoài Nhân. Bị đánh 50 đại bản hơn nửa thân thể mới bệnh nặng nên Cao Hoài Nhân chẳng thể qua nổi một cửa ải kia, cái này ông ta cũng đoán trước được. Quả nhiên Tào Vân bôn ba một vòng trở về có nói với ông ta sau khi Cao Hoài Nhân bị đánh thì mấy ngày đã qua đời. Vợ ông ta vì quá đau buồn mà cũng đi theo trượng phu sau đó nửa tháng, chỉ để lại một đứa con gái nhỏ được thân thích nhận nuôi làm con dâu từ bé nhưng đáng thương cho đứa bé kia mệnh khổ trong một ngày đông cực kỳ giá rét nàng ta cũng nhiễm phong hàng không được mấy ngày cũng buông tay nhân gian đi theo cha mẹ người của cao gia đã chết hết lão gia từ đây ngài có thể an tâm rồi sẽ không có ai tới tìm ngài gây phiền toái nữa lời tào vân nói lúc ấy thực sự trấn an nôn nóng trong lòng ông ta nhưng hiện tại những lời này lại giống như một cây kim thỉnh thoảng lại đâm một cái khiến ông ta không thể yên giấc. Nếu đều chết hết rồi vậy hiện tại là ai đang nhắc lại chuyện xưa và gây ra trò đùa dai này đây chương 393 mộng cửa sổ nhẹ nhàng giật, một tiếng kẻo kẹt vang lên sau đó hai cánh cửa sổ bị kéo mở một khe nhỏ. Gió theo đó thổi vào, giống một cái màn thật lớn chụp lên thổi tắt ngọn nến. Căn nhà chìm trong bóng tối, gió lại chợt ngừng khiến bóng tối càng thêm khó chịu. Nó đè xuống từ trên đỉnh đầu, hận không thể nhấn chìm chu vạn trung trong đó. Ông ta có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, thông 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 trái tim đập mạnh vào ngực vừa đau vừa nghẹn. Chu vạn trung thoáng định thần và gọi to vài tiếng nhưng không ai đáp lại. Có lẽ là mưa gió quá lớn nên đám người gác đêm đã chạy tới chỗ nào đó tránh mưa và đánh bài mua vui. Ông ta đứng lên đi đến bên cửa sổ duỗi tay kéo cánh cửa bị gió thổi nửa mở kia. Nhưng mới vừa vươn tay ra một giọt mưa đã rơi lên tay, giọt nước lạnh lẽo theo mu bàn tay trượt xuống, như rơi vào trái tim a à trung ngươi cũng ngồi xuống uống một chén đi lão gia ngài uống trước đi ngài uống xong ta sẽ uống a à trung ta thấy ngươi đúng là có khiếu làm lan trung nhớ học cho tốt tương lai ta a à trung rượu này của ngươi vì sao ta đối xử với ngươi không tệ lão gia đời này ta có lỗi với ngài kiếp sau a à trung làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài lão gia không phải lòng ta tàn nhẫn thực sự bởi vì bởi vì ta sợ ngài không biết trơ mắt nhìn anh em Cha mẹ chết trước mặt mình là cảm giác gì đâu. Khi ấy ta sắp phát điên rồi mà vẫn phải đi từng nhà cầu xin mượn ít bạc để ta mua một cái quan tài mỏng cho người nhà. Lão gia có biết không cuối cùng ta chỉ có thể mua được một cái quan tài, cha, mẹ, anh trai và cả em gái nhỏ chưa thành niên của ta đều bị nhét vào trong quan tài rồi cứ thế chôn ha hả ha hả. Ta vốn tưởng cái quan tài ấy không đủ cho cả bốn người nhưng ai biết bọn họ bị bệnh tật ra tấn chỉ còn xương cốt thế nên cứ thế bị ta nhét vào quan tài cánh tay em gái ta bị nén chặt quá nên gãy tiếng vang giòn tan răng rắc giống như bẻ gãy một nhánh cây một cơn gió thổi qua nước mưa giống như ngọn roi quất lên mặt chu vạn trung ông ta giật mình lấy lại tinh thần sau đó kéo cửa sổ túm mạnh vào trong một tiếng răng rắc vang lên cửa sổ bị thứ gì đó ngăn lại ông ta lại kéo vài cái nhưng vẫn không đóng được nếu không phải tối lửa tắt đèn thì hẳn chu vạn trung đã sớm nhìn thấy cái thứ mắt ở cửa sổ là cái gì đó là việc thứ cực kỳ quen thuộc với ông ta từ lâu nó đã trở thành người bạn thân thuộc nhất. Mỗi ngày ông ta sẽ xách nó đi tới lui trước quầy thuốc và mở ngăn kéo ra bốc một nhúng thuốc bỏ lên đó cẩn thận ước lượng. Cân tiểu ly là cái cân dùng để cân thuốc lúc này bị kẹp ở khung cửa sổ, khi một tia sấm sét chiếu qua nó lóe ánh sáng chói lòa. A, à, Chu Vạn Trung không tự giác thét lên một tiếng và lui về phía sau vài bước. Ông ta nhận ra đó là cái cân tiểu ly của vô phương đường, vì Cao Hoài Nhân tiết kiệm nên dùng cái cân ấy vài thập niên, Cán cân đã bị mài đến khó mà thấy rõ nhưng ông ta vẫn luyến tiếc không muốn ném đi. Nhưng hiện tại vì sao cái cân đã cũ đến độ biến thành màu đen này lại xuất hiện ở đây giống như nó được người nào đó mang tới, chỉ có cân là kẹp giữa khung cửa sổ còn cán cân thì lắc lư phía sau Chu Vạn trung nhất hai cái chân rung rung đi qua, dùng sức đẩy cánh cửa kia ra hoàn toàn. Một khắc cửa mở ra rốt cuộc ông ta cũng thấy phía sau có ba bóng người. Khuôn mặt của bọn họ đều mơ hồ, người chính giữa là Cao Hoài Nhân, hai bên là vợ con ông ta mà cái cân kia lại đang nằm trong tay cao hoài nhân a à trung lúc ngươi rời đi đã quên mang nó theo cao hoài nhân duỗi thẳng cánh tay cái cân tiểu ly cũ lập tức xuất hiện trước mặt chu vạn trung nó bị gió thổi xoay tròn mang theo mùi thuốc ông ta quen thuộc a à, chu vạn trung không biết vì sao mình lại duỗi tay đón lấy cái cân kia nhưng một khắc chạm tay vào cái cân thì phía trên cái cân bỗng nhiều thêm một thứ gì đó đen tuyền và đang nhảy phốc phốc là cái gì vậy chu vạn trung bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô ngực trái có đau nhức như có như không truyền tới. Là cái gì chứ, hãy đọc thử truyện hải thượng hoa đình của trang Trừng hổ phách, ông ta đoán được nhưng không dám nghĩ nữa, nếu không ông ta sẽ điên mất. A Trung giọng nói kia bỗng đổi hướng, hình như phát ra từ phía sau ông ta. Bọn họ đã vào trong, lặng lẽ đứng phía sau ông ta, hơi thở phun lên của ông ta lạnh băng. A Trung, tâm của ngươi sâu nặng đến mức nào giọng nói phía sau đang ép hỏi. Chu Vạn Trung không dám đáp, trái tim ông ta nảy lên trên bàn cân giống một kẻ đang liều mạng dãy dụa trước khi chìm xuống nước nhưng mặc cho nó đập lợi hại thế nào thì quả cân vẫn không hề nhúc nhích a à trung tâm của ngươi nặng bao nhiêu người phía sau lại thúc giục hỏi không có trọng lượng chu vạn trung gục đầu xuống sau đó bỗng chốc lại ngẩng đầu lên phát ra một tiếng cười lạnh trái tim của ta không có trọng lượng phía sau tuôn ra vài tiếng vù vù bén nhọn ba luồng khói trắng luồn qua nách chu vạn trung và bay vụt ra xông thẳng tới trái tim đen nhánh trên bàn cân tiểu ly một khắc khói trắng đâm vào ông ta cảm nhận được thống khổ không nói nên lời. Mỗi khúc xương trên người giống như đều sai lệch, cơ bắp rung động, hận không thể róc ra khỏi xương. Ông ta oa oa hét lớn và bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tay vội vàng sờ lên ngực mình và phát hiện thứ nằm trong đó vẫn thình thịch nảy không ngừng. Là mộng, chu vạn trung thở hổn hển và ngồi. Vậy sau đó quay đầu thì thấy cánh cửa sổ trong phòng bị gió thổi đập bang bang vào khung. Ông ta xuống giường, nghiêng ngã lão đảo chạy tới chỗ cửa sổ. Ông ta nhất định phải nhìn một cái xem phía sau cửa sổ đến tục cùng có oan hồn tới tìm mình báo thù hay không bởi vì giờ khắc này thứ ra tấn ông ta không phải kết quả mà là sự dày vò. Phía sau cửa sổ không có người, tuy tiếng mưa rơi tí tách từng bị ông ta hiểu thành tiếng thì thầm của cố nhân. Lúc này Chu Vạn Trung đẩy cửa sổ ra và nhìn rõ phía sau cửa sổ không có nửa bóng người. Mộng đã qua, dưới chân ông ta là mặt đất vững vàng, không hề có những oan hồn trồi lên từ 18 tầng địa ngục nhưng lòng ông ta không vì thế mà an ổn hơn ông ta không tìm thấy kết quả nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trong đau khổ không có lối ra cũng không có giải thoát tào vân ông ta gọi một tiếng tâm tình ủ dột có lẽ chỉ có một bầu rượu ngon mới có thể tạm giúp ông ta giải ưu phiền này không có người lên tiếng vì thế ông ta lại gọi một tiếng tào vân một loạt tiếng bước chân truyền đến từ xa tới gần tào giọng chu vạn trung nghẹn ở cổ không thể lên cũng không thể xuống Xuyên qua cửa viện khép hờ ông ta thấy một đôi giày theo màu đỏ bị bóng đêm che mất một phần. Chúng như hai ngọn lửa chợt lóe qua khe cửa rồi biến mất không thấy. Chương 394 tay Chu Vạn Trung cảm thấy da đầu tê rần, mỗi lỗ chân lông trên người đều lạnh. Nhưng ngay sau đó ông ta đã bước ra khỏi phòng và chạy chậm về phía cửa viện sau đó dùng sức giật mạnh cánh cửa ra. Mưa to cọ rửa mặt đất khiến nó sáng lên, chiếu sáng bóng dáng vạn vẹo của ông ta. Trên mặt đất chỉ có ông ta và cái bóng của mình, Ngoài ra không còn ai khác. Sau lưng có tiếng phành phạch bay lên, lúc Chu Vạn Trung bàn hoàng quay đầu thì nhìn thấy một con chim bồ câu lông ướt đẫm đang đậu trên con đường lát đá phía sau. Đôi mắt đỏ giống nhỏ máu của nó xoay tròn như có thể nhìn thấu góc âm u ẩm ướt trong đáy lòng ông ta vậy. Không biết A Ngọc đã mở mắt lần thứ mấy trong đêm đen. Bà ta nhìn. Thoáng qua ngoài cửa và hơi ủ rũ phát hiện sắc trời vẫn đen kịt, không hề có dấu hiệu sẽ sáng lên bà ta biết đêm nay mình chắc chắn không ngủ được nữa nên đơn giản ngồi dậy khoác một cái áo lên người bà ta vừa nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vừa muốn xua đuổi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra ngoài nhưng càng muốn lãng tránh thì chúng lại giống như mọc chân cứ vậy công thành chiếm đất rất nhanh đã chiếm mọi khe rảnh mỗi ngọn núi bà ta chẳng thể tránh chỉ có thể bất lực nhìn chúng hùng hổ đổ ập xuống người mình và cuốn bà ta vào biển sâu của hồi ức lúc bà ta gả cho dương trung thì ông ta đã sửa tên là chu vạn trung là một y sĩ của thái y viện mà sở dĩ bà ta biết tên trước đây của ông ta vì mười mấy năm trước có một ngày ông ta trở về từ trịnh thân vương phủ và hoảng hốt sai bà ta thu dọn toàn bộ gia tài rồi cùng rời khỏi kinh thành tất nhiên bà ta không muốn cứ thế vô cớ rời đi với ông ta nhưng sắc mặt âm trầm của chu vạn trung khiến bà ta sợ hãi không chỉ có thế ông ta còn nói ra một câu khiến bà ta cực kỳ khiếp sợ trịnh thân vương sắp chết vì ta mà ông ta mới chết Năm đó ta ở Dương Cốc huyện còn gây ra một vụ án mạng nữa, nếu ngươi không sợ thì cứ nháo lên. Lúc ấy A Ngọc đã có thai, lại bị những lời này dọa cho ngây ra nên căn bản không thể nghĩ nhiều mà cứ thế đi theo Chu Vạn Trung hốt hoảng rời khỏi kinh thành. Sau đó mọi việc an ổn lại bà ta mới tìm mọi cách ép hỏi và Chu Vạn Trung mới nói thật. Ông ta giết nhiều người như vậy, A Ngọc nắm chặt cái chăn trên chân, một sợi chỉ bị bung ra cũng bị bà ta nhéo tới khi đứt mới thôi, ông ta giết nhiều người như vậy, Hiện tại người ta đã tìm tới tận cửa. Cả kẻ bao che tội phạm như mình sợ là cũng chẳng thể may mắn thoát, nhưng ta có làm gì sai đâu ném sợi chỉ đi, A Ngọc lại bắt đầu moi móng tay của mình, cuối cùng bẻ gãy cái móng tay khó khăn lắm mới có thể nuôi được. Hiện tại bà ta cần làm cái gì đó nếu không những suy nghĩ như những nhánh cây đang đâm chồi nảy lộc trong đầu sẽ bức bà ta điên. Mất, ta chỉ là một nữ nhân, cha mẹ anh em đều không ở bên người lại mang thai thì ngoài đi theo ta còn có thể làm gì chẳng lẽ muốn ta đi báo quan rồi trả giá bằng mạng mình và con mình ư muốn báo thù thì tìm chu vạn trung mà báo thù bà ta theo ông ta nhiều năm như thế cũng chưa có được gì kết quả còn bị một đám tiện nhân cười nhạo già nua nữa chứ a ngọc bỗng nhiên cảm thấy thực tuổi thân chua xót như con rắn nhỏ bò từ giữa lưng tới ăn dần vào trái tim đã chịu nhiều tra tấn của bà ta bà ta thực hận dựa vào cái gì mà bà ta phải nhịn hết những tuổi thân này cuối cùng còn phải trả giá nhiều như thế vì lỗi lầm của kẻ khác bà ta cần phát tiết. A Ngọc túng lấy một cái bình hoa trên đầu giường và ném lên bức tường ở đối diện. Cái bình tội nghiệp phát ra một tiếng giòn vang và vỡ thành mấy mảnh. Lửa giận trong lòng bà ta theo động tác ấy hơi tiêu tan, sau đó bà ta lại nhếch miệng nở nụ cười, tiếng cười quanh quẩn trong phòng nghe có vài phần dữ tợn. Bộ dạng của bà ta hiện tại nhất định là dữ tợn xấu xí, thanh xuân không còn nữa những phẫn quất và không cam lòng thỉnh thoảng sẽ trào ra từ khóe mắt đuôi lông mày và bò đầy trên khuôn mặt. Bộ dạng như thế thì ai mà thích được thầm thì thầm thì tiếng chim bồ câu bà ta nuôi vẫn truyền vào trong phòng dù mưa to gió lớn. Sao bỗng nhiên lại nháo nhào thế ngày thường chúng nó rất yên lặng cơ mà, chỉ cần ăn uống no đủ sẽ ngoan ngoãn đợi trong chuồng, dù có ra ngoài cũng là một nhà cùng đi cùng về, không cần lo lắng ngày nào đó tụi nó sẽ mang theo mấy đóa hoa dại về, dễ hầu hạ hơn người nhiều. Nhưng hôm nay sao chúng nó lại ồn ào như thế, thậm chí trong tiếng kêu còn mang theo thê lương A Ngọc không yên tâm nên sốt chăn xuống giường, giày cũng không kịp đi đã chạy tới cửa. Sờ soạn tới cửa rồi bỗng bà ta cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng tay vươn ra rồi thì không thể rụt lại vì thế chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy cửa. Gió rét mưa lạnh lập tức theo khe cửa kia thổi vào, tưới ướt mu bàn chân của bà ta. Có thứ gì đó luồn qua khe cửa, Kỳ thật vừa rồi A Ngọc đã thấy nó chẳng qua phản ứng của con người luôn chậm nửa nhịp, đặc biệt khi nhìn thấy một thứ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Đó là một bàn tay, một bàn tay xanh mét trượt qua khe cửa vào trong, lúc A Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã biến mất. Lòng A Ngọc lập tức siết lại, chân run rẩy, đầu quay qua bàn hoàng nhìn xung quanh muốn xác định xem vừa rồi có phải ảo giác của bản thân không. Quỷ thủ là một bàn tay quỷ có thể động đậy, đây là muốn mệnh của bà ta ư mắt cá chân bỗng nhiên lạnh. A Ngọc mở to hai mắt nhìn và thấy có thứ gì đó dán trên làn da của bà ta, bám lấy cẳng chân kia. Lúc bà ta còn chưa kịp hét lên thì nó đã bò lên mấy tấc. Bà ta bị một bàn tay quỷ cuốn lấy, nó muốn kéo bà ta vào A Tỳ địa ngục, muốn bà ta chuộc tội cho chồng mình. Ngón tay kia sắc nhọn, giống như mũi đao. T, A Ngọc như nghe thấy tiếng những ngón tay kia đâm thủng làn da của mình, hơi ngứa, hơi lạnh, thậm chí bà ta không thể nói đó là cảm giác không khỏe trong đầu bà ta như có pháo hoa, giống như sóng biển dâng cao như sóng triều cuốn lấy cả người bà ta. Bỗng nhiên A Ngọc thấy sợ hãi, một khắc cuối cùng thân thể đã chết lặng của bà ta thậm chí cảm giác được an nhàn thoải mái đã lâu không có. Đúng vậy, từ khi gả cho Chu Vạn Trung và đi theo ông ta phiêu bạc, dù phú quý hay khổ sở thì trái tim bà ta cũng chưa từng được an bình một khắc nào. Bà ta nhìn kẻ kia cưới một đám nữ nhân nhỏ hơn mình nhiều tuổi vào cửa, nhìn bọn họ ngày ngày vui vẻ, những đố kỵ vốn phải bộc lộ ra dần trở nên vẫn đục đến cuối cùng tất cả biến thành đất xám xịt thành tro tàn chất đầy trong lòng chẳng qua chính bản thân bà ta cũng chưa từng phát hiện ra thôi đám bộ câu càng lớn tiếng hơn lúc a ngọc còn sống không biết rằng đám chim chóc vốn dịu ngoan kia lại có thể phát ra tiếng kêu thê lương như vậy chẳng lẽ chúng nó cũng nghe được tiếng chuông tan tới từ thế giới khác nên đang tiễn đưa chủ nhân của chúng ư tay bà ta hơi vương ra giống như muốn túm lấy cái gì đó nhưng lúc siết lại thì tất cả đều là hư không, cuối cùng bà ta chẳng túng được gì. Chương 395 kéo một tiểu ngọ bị lạnh tỉnh, lúc duỗi tay kéo chăn nàng lại phát hiện cái chăn kia đang đắp trên người mình, ngay cả chỗ cổ cũng được dám kỹ, hơi lạnh căn bản không thể tiến vào được. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh, nó theo từng khớp xương lan tới mọi nơi trong cơ thể toát ra lạnh lẽo khiến cả người nàng tê dại. Kỳ thật từ đêm hôm đó nàng đã cảm thấy hơi lạnh truyền tới từ dạ dày của mình, chẳng qua lúc ấy nàng cho rằng mình không hợp khí hậu, ăn uống không quen mà thôi. Nhưng hiện tại nàng phát hiện dù uống bao nhiêu cốc trà gừng nóng thì lạnh lẽo này vẫn không bị xua đi. Ngược lại, nó giống như mọc rễ trong bụng nàng, không biết bị thứ gì nuôi nấng mà ngày một lớn lên. Tiểu ngọ bên cạnh truyền đến một tiếng lẩm bẩm, một tiểu ngọ bọc chăn ngồi dậy thì thấy triệu tử mại cũng cuộn tròn người, khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, tiểu ngọ, bụng. Trong lòng một tiểu ngọ vừa động đã nhớ tới hôm qua hắn nói bụng mình thật không thoải mái thế là vội hỏi, tử mại, bụng rất lạnh phải không triệu tử mại gian nan gật gật đầu sau đó rùng mình một cái hỏi lạnh giống như bị đóng băng vậy một tiểu ngọ nhíu mày bàn tay hơi dùng sức trong lòng bàn tay lập tức bốc lên một ngọn lửa màu xanh nhạt thân thể của nàng thoải mái hơn nhiều nhờ ngọn lửa này nhưng đồng thời lúc ấy nàng cảm thấy kinh mạch của mình như bị cái gì đó lấp kín một phần nên ngọn lửa không được thông suốt so với ngày thường nàng sẽ tốn nhiều sức hơn mới có thể miễn cưỡng gọi tới chút lửa yếu ớt này nhưng hiện tại nàng đã chẳng thể quản nhiều như thế nàng quyết đoán ném chăn ra, bàn tay dán giữa lưng triệu tử mãi giúp hắn bức hơi lạnh ra ngoài. Thân thể dưới lòng bàn tay của nàng co rúng lại, rõ ràng hắn cao lớn như thế nhưng hiện tại lại như đứa nhỏ, một đứa nhỏ cần rất nhiều quan tâm và yêu thương. Hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách, hắn nằm đó rầm rì, mày nhíu lại, biến thành ba nét sổ thẳng, trong ánh mắt cũng. Có lẽ lấp lánh dầm về tan thành những vụn sáng nện trong lòng một tiểu ngọ khiến nó mềm nhũng nàng nín thở dồn toàn bộ sức lực trong lòng bàn tay và truyền sang ngực cho hắn rốt cuộc hắn cũng rũ bỏ được thống khổ mày giãn ra con người sáng lấp lánh khóe miệng mang theo nụ cười thoải mái sau một tiểu ngọ đỡ hắn dậy thế là hắn thuận thế dựa vào người nàng ngoan ngoãn gật đầu thực giống một con chó lớn ăn no nê thì vui vẻ ngươi mệt mỏi sao triệu tử mại nhìn thấy nàng nhẹ thở gấp sắc mặt cũng hơi tái nhật thì lòng bỗng nhiên siết lại hai tay hắn ôm lấy mặt nàng tỉ mỉ kỹ càng nhìn ngắm gương mặt ấy và hỏi ngươi cũng không thoải mái có phải không hơi thở của hắn mang theo chút ấm áp ẩm ướt phun lên mặt hơi ngứa vì thế một tiểu ngọ lại lộ ra nụ cười vô tư ta bị tiếng mưa rơi nháo cả đêm nên không ngủ ngon được triệu tử mại vẫn thấy không yên tâm nên cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng sau đó ủ ấm trong tay mình hắn vụng về nhưng lại chân thành tha thiết chọc người ta thương tiếc tử mại từ chờ chúng ta trở về phải dọn dẹp hầu vân hiên thật tốt phía trước trồng cây ăn quả phía sau trồng rau lại nuôi một ổ thỏ con để tụi nó muốn ăn cái gì thì ăn, muốn đào hang ở đâu thì đào rồi sinh một đám thỏ con thỏ cháu có được không thế bọn nó ăn hết đồ trồng được thì chúng ta ăn cái gì chúng ta đương nhiên là ăn con thỏ, nàng hít mắt cười, ánh mắt nhìn vần thái dương mới vừa nhô lên tỏa ánh sáng lên những vũng nước mưa khiến chúng sáng lấp lánh, chúng nó ăn đồ ăn của chúng ta, thì chúng ta ăn tụi nó, không lỗ. Nói xong, Nàng lại nhìn về phía triệu tử mại và cười hì hì sau đó rút tay ra nhẹ nhàng đè một nhúm tóc đang nhếch lên ở trên đầu hắn, chỉ không biết khi nào mới có thể về triệu tử mại lại cầm lấy tay nàng nắm trong lòng bàn tay mình dù gấp vẫn ung dung nhìn nàng hàng mi dài chấp chấp giống con bướm uyển chuyển nhẹ nhàng tiểu ngọ đang lo lắng cái gì thế nơi này ánh mắt nàng gợn sóng hơi hơi động đã chạm vào trái tim người đối diện nàng đè thấp giọng nói nơi này không giống bất kỳ chỗ nào ta từng tới lúc trước cũng có tình huống hung hiểm hơn thế này nhưng lần này không biết vì sao ta vẫn luôn vô cớ hoảng hốt giống như nàng nhẹ nuốt nước miếng không biết triệu tử mại có thể lý giải những lời mình sắp nói hay không, giống như bản thân ta đang nằm trong một cái kén lớn, tự mình kéo tơ quấn ta và ngươi vào trong, càng ngày càng chặt, càng muốn dãy dụa càng hãm sâu, càng muốn nhìn cho rõ thì càng mơ hồ một tiểu ngọ nhíu mày nhìn hắn, trên khuôn mặt anh tuấn trắng như tuyết vẫn là bộ. Dạng ngây thơ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình đã khó xử hắn. Cái cảm giác này đến nàng còn không thể nghĩ cho kỹ thì sao có thể cưỡng cầu một đứa nhỏ mới 7,8 tuổi có thể lý giải được phá kén thành bướm khi con bướm ở trong kén cũng không biết bản thân đang ở đâu lại càng không biết bên ngoài là trời cao biển rộng như thế nào nhưng có một ngày nó sẽ phá tan mọi trói buộc khi ấy nó sẽ biết hóa ra bay ngược gió hướng về phía mặt trời cũng không phải việc khó khăn như nó vốn tưởng hắn nói ra đạo lý lớn này một cách lưu loát không hề vấp váp giống như những lời này vốn được giấu sẵn trong cái lưỡi linh hoạt kia chỉ cần đợi thời cơ thích hợp là chúng sẽ tuôn ra một tiểu ngọ ngơ ngác nhìn hắn ngay sau đó cả người nàng rung lên bỗng chốc ghé sát vào nhìn hắn không chớp mắt, nỗ lực tìm kiếm bóng dáng vốn có trước kia của triệu tử mại. Đó là thiếu niên tự phụ nhất kinh thành, nhưng hắn lại mang theo một trái tim biết thương xót, lưng đeo gánh nặng tội lỗi. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên rất nhớ hắn, rất, rất nhớ. Tử mại, lời này là ai dạy ngươi thế trong giọng nói của nàng có chút rung động, nàng thực sự hy vọng triệu tử mại sẽ nhớ mày, giống như trước đây, hắn sẽ nở nụ cười tiêu sái và nói với nàng một câu tiểu ngọ, ta đã trở về rồi nhưng cuối cùng hắn không làm thế triệu tử mại chỉ nhếch miệng lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng tinh và mi mắt cong cong cha nói ông ấy còn nói có một ngày ta cũng sẽ phá kén thành bướng tìm được thứ mình đã mất lòng một tiểu ngọ trầm xuống ảo ảnh kia mới vừa trồi lên đã bị bóng ma đè xuống chẳng để lại chút ánh sáng nào cho nàng nhất định sẽ như thế nàng nỗ lực che giấu thất vọng trong đáy mắt khóe miệng nhếch lên một độ cong không bình thường nhất định sẽ tìm được một câu cuối cùng này lại bị tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đánh gãy. Hai người đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ còn chưa kịp trao đổi ánh mắt đã nghe thấy một tiếng kêu nghẹn ngào cắt qua không khí ẩm ướt, đâm vào màn nhĩ mềm mại. Chết người rồi đại thái thái. Chương 396 miệng vết thương 78 con chim bồ câu rơi rụng trong viện của A Ngọc, lông chim hỗn độn, móng vuốt thẳng đục, đầu nhọn ướt nước sáng đến dọa người dưới ánh mặt trời. Đại thái thái, đại thái thái nha hoàng tiểu mỹ bên người a ngọc quỳ trước cửa phòng tay chỉ về phía cánh cửa khép hờ và khóc không thành tiếng nói sáng nay nô tỳ tới hầu hạ thái thái rửa mặt chải đầu nhưng lại phát hiện cửa nửa mở vừa nhìn vào trong đã thấy thái 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 chu vạn trung không chờ nàng ta nói xong đã đẩy cửa ra ánh mặt trời không kiên nể gì xông vào chiếu sáng khuôn mặt cái người đang nằm ngửa trên mặt đất có vẻ a ngọc ra đi rất an bình hai mắt nhắm chặt lông mi rủ xuống tạo thành hai cái bóng nhợt nhạt dưới mí mắt khóe miệng giống như chứa ý cười lúc chu vạn trung đi qua ánh mặt trời vốn bị ông ta che mất lại chiếu tới khiến làn da bà ta trở lại màu mực khỏe mạnh hình như đã rất lâu ông ta không nhìn thấy dáng vẻ này của vợ mình trong ấn tượng của ông ta thì trên người bà ta luôn có một tầng vỏ cứng không sao lột xuống được ông ta cảm thấy đó là mặt nạ giả nhân giả nghĩa nhưng thúy vi lại cảm thấy đó là a ngọc cố ý bày ra bộ dạng đại thái thái uy nghiêm trước mặt mình mặc kệ như thế nào thì ông ta đều không thích cái vẻ dối trá ấy nhưng hiện tại nhìn thấy dung nhan khi qua đời của A Ngọc ông ta lại cảm thấy tầng vỏ cứng kia đã bị phá tan. Người nằm trên mặt. Đất này, cái kẻ không động đậy, không hô hấp này mới chính là A Ngọc chân thực, là người vợ mặc áo đỏ cùng ông ta bái đường thành thân. Chu Vạn Trung ngồi xổm xuống muốn sờ gương mặt sớm bị tan thương mài mòn kia nhưng tay duỗi được một nửa ông ta lại ngừng lại. Trái tim ông ta nảy thật mạnh lên, vì ông ta nhớ tới ngày hôm qua A Ngọc ăn phải cái bánh nhân rượu bên trong có một mảnh tiền giấy bị đậu nhuộm tím chút ấy nấy trong lòng ông ta tan thành mây khói, nó bị một khối đá lạnh băng, cứng ngắc chiếm giữ. Khối đá kia vẫn không ngừng tỏa hơi lạnh thấm vào từng hơi thở, từng tất da thịt của ông ta. Đòi nợ đã tới sao hóa ra hôm qua không phải mộng mà là cảnh cáo của Cao Hoài Nhân với ông ta. Cuối cùng thì người kia cũng không thể nhắm mắt nên dù đã qua nhiều năm như thế nhưng ông ta vẫn muốn đòi lại nợ máu chưa trả. Chu Vạn Trung liều mạng lắc đầu, tim đập như nổi trống, gần như muốn phá tan lồng ngực. Giống như trong mộng, có người muốn móc trái tim của ông ta ra cân xem nó nặng bao nhiêu chu vạn trung cố gắng ổn định tinh thần ngay sau đó duỗi tay xé rách quần áo của a ngọc trong tiếng kinh hô của mọi người đến tầng trung y ông ta cũng không tha mà phải xé xuống đám nam đinh nhất loạt quay đầu đi tiểu mị thì tiến lên ngăn cản vài lần lại bị chu vạn trung đẩy ra ngã mạnh trên mặt đất nên cũng không dám tiến lên nữa chết như thế nào người chết như thế nào chu vạn trung nói không thành một câu hoàn chỉnh ánh mắt đảo qua thân thể không mảnh vải của a ngọc Ngươi chết như thế nào oan hồn ư đánh rắm, người khác tin nhưng ta không tin. Con đàn bá thối tha, mau nói chuyện đi, rốt cuộc thì ngươi chết như thế nào ông ta như kẻ đi ngồi bên cạnh A Ngọc bẻ miệng mũi đã cứng đờ của bà ta ra và vói tay vào môi móc. Phụ thân, ngài đang làm cái gì thế ở cửa truyền tới tiếng kêu hoảng hốt, Chu dự phong xông tới thấy xác chết của mẹ mình lộ ra thì đầu tiên là sửng sốt sau đó hắn vội túng Chu vạn trung ra. Mẹ hắn cả đời nghẹn uất, lúc này lại bị sỉ nhục như thế nên hắn không hề nương tay mà hung hăng đẩy kẻ kia ngã qua một bên. Cả người đã cứng lại rồi, lão gia, để tỷ tỷ ra đi được thể diện một chút đi. Song Bích đi theo Chu Dự Phong tới, mày nàng ta nhíu lại mang theo ưu thương và khuyên nhủ một câu sau đó dùng khăn tay che miệng khóc nức nở. Hiển nhiên Chu Vạn Trung không hề nghe khuyên bảo, thậm chí sau khi bị con trai ném qua một bên ông ta vẫn chưa từng ý thức được mà hơi lắc lắc đầu, giống một con gà trống đang cúi đầu vồ mồi, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Nàng ta chết như thế nào miệng vết thương ở đâu vì sao vì sao lại không nhìn thấy một tiểu ngọ đứng xa xa bên ngoài nhìn một màn thảm kịch này thì nhẹ kéo góc áo của Triệu Tử Mại và cười khẽ một tiếng nói, Chu Vạn Trung kia đã bị dọa phá gan rồi, nếu không với y thuật của ông ta hẳn phải biết trên đời này có ngàn vạn cách giết người, cần gì phải đau khổ cố chấp với một cái miệng vết thương. Triệu Tử Mại cắn môi, cái hiểu cái không gật gật đầu và hỏi, tiểu ngọ cảm thấy vì sao bà ta lại chết ánh mắt một tiểu ngọ lạnh xuống, giống như chứa băng lạnh đương nhiên là bị hại chết. Triệu tử mại nhìn thẳng vào mắt nàng, vì sao có thấy mấy con bồ câu chết kia không bộ dạng đáng sợ, đến móng vuốt cũng thẳng đuột, lại còn chết cả một ổ, không thừa con nào vậy hơn nữa là bị người ta hạ độc. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển từ đám bồ câu tới trên người A Ngọc, đôi mắt nhẹ nhàng hiếp lại một chút, bên trong chớp động ánh sáng đen tối, có người hạ độc bồ câu vậy hẳn cũng có thể hạ độc chủ nhân của chúng. Dù không hạ độc thì bà ta cũng bị mưu hại bằng cách khác. Không đợi Triệu Tử Mại hỏi vì sao nàng đã tự mình nói tiếp, vì sao chúng ta lại tiến vào mảnh sương mù này, bởi vì chúng ta muốn tìm địch chân, nhưng nơi này không có hắn, chỉ có một tòa đại trạch lẻ loi. Nói cách khác, ngoài tòa nhà này chúng ta chẳng đi được tới chỗ nào khác. Tử Mại, ngươi có cảm thấy chúng ta vẫn luôn bị nắm trong một bàn tay, nó dẫn chúng ta đi đâu thì chúng ta chỉ có thể tới đó, ngoài ra. Không còn đường nào khác hay không? Chỉ có thể dựa theo sắp xếp của nó đi hết một lượt mới có thể nhìn thấy đích cuối trong màn sương này. Một tiểu ngọ cười nhạo một tiếng, nó muốn cho chúng ta nhìn thấy cái gì chẳng lẽ là nhân sinh trăm sắc thái bình đạm ư đương nhiên không phải, màn sương mù này tràn ngập giết chóc và quỷ kế, nếu không phải thế thì chúng ta cũng không phát hiện ra nhiều thi thể đã hoàn toàn biến dạng ở ngoài thành như vậy. Triệu tử mại gật gật đầu sau đó lại lập tức lắc lắc đầu mang theo một chút xin lỗi mà cười ngây ngô với nàng. Hắn không hiểu, kỳ thật ngay cả nàng cũng không hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận xem hết thảy những cái này là như thế nào hãy đọc thử truyện nhiệt độ cơ thể ác ma của trang rừng hổ phách trong sương mù mênh mang này không chỉ đôi mắt nàng bị mê hoặc mà cả trái tim trong sáng thông suốt hơn bất kỳ kẻ nào của nàng nữa so với bất kỳ lúc nào trước đây nàng cảm thấy hiện tại nàng cực kỳ bất lực và nhục chí nàng biết địch chân vẫn luôn ở đây dùng đôi mắt nhuộn đầy tinh phong huyết vũ của hắn để nhìn trộm nàng còn nàng lại chẳng thể bắt được chút bóng dáng nào của hắn một tiểu ngọ nhẹ nhàng nắm chặt tay và quay đầu nhìn về phía triệu tử mại lại phát hiện hắn trộn ngáp một cái. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nàng thế là hắn vội ngậm miệng, răng nhẹ cắn môi dưới, sợ nàng phát hiện bộ dạng lơ đảng của mình. Động tác cực kỳ trẻ con của hắn khiến trái tim nôn nóng của nàng bỗng mềm mại, giống như mặt đất được mưa xuân tưới tắm, mang theo hương thơm cây cỏ và mềm xốp hơn hẳn. Chương 397 đi như vậy cũng tốt, mặc dù hắn không thể trở về hoàn hảo như trước nhưng chỉ cần hắn đứng bên cạnh là nàng đã thấy yên tâm. Một tiểu ngọ cong ngón út kéo lấy ngón tay út của triệu tử mại và nở một nụ cười tươi đẹp với hắn. Nàng cũng không nói gì nhưng hắn đều hiểu hết. Không sao, một triệu tử mại ngây ngô cũng khiến lòng ta nở hoa, dù thiếu cành thiếu lá, dù những tàn khuyết ấy rốt cuộc không thể lấy về thì ta vẫn sẽ cẩn thận che chở. Dùng ánh mặt trời và mưa móc nuôi nấng bông hoa này. Ta sẽ nâng niu nó trong tay như vật báu bỗng có người xông tới và phải khiến triệu tử mại vội nhào về phía trước, may mà một tiểu ngọ kịp ôm lấy hắn. Tú Vinh vẫn luôn lỗ mãn như thế, nàng ta hoang mang quay lại xin lỗi hai người sau đó vọt vào trong viện của A Ngọc. Lúc nhìn thấy một màn trước mặt nàng ta nhất thời hoảng sợ, miệng thậm chí không kịp nói ra một chữ thì người đã mềm nhũng ra, ngã đúng vào vũng nước khiến ống quần và vạt áo đều thấm ướt. Bộ dạng kinh hoàng ấy ngược lại khiến Thúy Vi đi phía sau trông có vẻ tàn khốc và bình thản. Nàng ta hít mắt, giống như một con mèo đang cảnh giác nhìn vào trong viện sau đó buộc miệng thốt ra một tiếng thở nhẹ không nghe ra vui buồn. Chết rồi ư mới không gặp một buổi tối mà đã chết ư chu dự phong hung hăng liếc nàng ta một cái, nhị di thái, ngươi nên khoan dung độ lượng hơn đi, cẩn thận gặp báo ứng vì khẩu nghiệp đó. Thúy Vi vương tay vén một sợi tóc lòa xòa trước trán thân thể mềm mại như cành liễu dựa vào khung cửa. Nàng ta như người không xương, đuôi mắt lại nhướng lên nói, khẩu nghiệp thì sao, Nhà này không biết nghiệp của ai mới sâu nặng, đâu nói xong không thấy ai để ý tới mình thế là nàng ta uống éo đi tới trước mặt Chu Vạn Trung và duỗi tay kéo khuỷu tay ông ta, "Lão gia, người đã chết rồi, ngài ngồi trên mặt đất lâu như thế chỉ sợ đến tối lại kêu đầu gối đau." Vừa nói nàng ta vừa gọi Tào Vân mang thuốc dán tới dán cho Chu Vạn Trung. Giọng điệu nàng ta bình tĩnh giống như a ngọc chỉ là một con bồ câu, chết rồi thì chết thôi. Chu Dự Phong vốn còn ngồi bên cạnh xác mẹ mình mà khóc lúc này lại thất tha thất thểu đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt Thúy Vi. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn đôi mắt không có chút thương hại nào của nàng ta, tay rũ bên hông hết nắm lại thả. Sao nào Thúy Vi đứng thẳng, bên môi là nụ cười khẩy, đại thiếu gia muốn đánh ta sao một câu này còn chưa nói xong thì đôi chân nhỏ của nàng ta đã bị một đôi tay nắm lấy, Chu Vạn Trung. ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt theo cái cắm nhọn nhọn chọc người của nàng ta đi xuống, cuối cùng tới đôi giày theo dưới làng váy lúc này bị nước mưa thấm ướt một chút mặt giày màu đỏ mặt giày màu đỏ màu đỏ là ngươi chu vạn trung thốt ra hai chữ này ánh mắt lại không hề rời khỏi giày theo của thúy vi lúc này giọng ông ta trấn định hơn nhiều bên trong để lộ ra cảm giác giải thoát và may mắn khi sống sót qua đại nạn ngươi giết a ngọc ông ta nói thế sắc mặt thúy vi cứng lại giống bị gió tuyết đông lạnh lão gia ngài nói ta giết người ư chu vạn trung viện chân nàng ta rồi run rẩy đứng lên ngón tay lắc lư trước mặt nàng ta vài cái, giọng cất lên quả thực có vài phần không giống ngày thường. Nó nghẹn ngào, bên trong mang theo một chút đắc ý của kẻ chiến thắng nhưng lại khiến người ta không rét mà run. đến bây giờ ngươi còn giả vờ cái gì ta đã thấy hết, đêm hôm khuya khoát người đi qua trước viện của ta không phải ngươi ư ngày hôm qua không phải ngươi bị A Ngọc đánh một bạc tai sao Thúy Vi, ngươi nhận đi, có lẽ ta sẽ niệm tình ngươi hầu hạ ta nhiều năm mà không đưa ngươi tới quan phủ, để cho ngươi một con đường sống không phải ta thúy vi ngập ngừng nửa ngày mới phun ra một câu từ môi răng không phải nàng ta đột nhiên mất đi sự lanh lợi ngày thường mà bởi vì nàng ta cảm thấy người trước mặt mang theo chút điên rồ nàng ta cảm thấy kẻ trước mặt hơi xa lạ chu vạn trung là người nào ông ta là một cái chén tích vài tầng bụi dày một cái rương nằm trong đống bùn ở đáy sông nàng ta chưa bao giờ hiểu biết con người thân hãm trong tầng tầng bùn lầy này nhưng nàng ta cũng biết tâm cơ ông ta sâu nặng vui buồn không lộ tuyệt đối không giống cái kẻ điên này toàn bộ bất an và thấp thỏm đều bày hết trên mặt ông ta. Ngươi điên rồi. Trong lòng Thúy Vi văn vẳng một câu này, nhưng may mà có người cũng nghĩ giống nàng ta, cảm thấy chu vạn trung thực khác thường. Phụ thân, mặc dù tối qua nhị di nương có đi qua cửa viện của ngài thì cũng không thể chứng minh. Nàng ta là hung thủ giết hại mẫu thân. Nguyên nhân mẫu thân chết còn chưa định rõ, có lẽ vì bệnh hiểm nghèo hoặc có lẽ có kẻ ra tay cũng chưa biết được chu dự phong hận thúy vi nhưng hắn đọc sách thánh hiền nhiều năm cũng hiểu đạo lý không thể lấy việc tư giải quyết việc công huống hồ hắn cũng cảm thấy chu vạn trung hơi kỳ lạ không biết kỳ lạ chỗ nào nhưng nói ngắn gọn là không quá giống trước kia ngươi thì biết cái gì đọc sách nhiều năm như thế là cảm thấy mình ghê gớm và có thể cưỡi đầu cưỡi cổ ta sao chu vạn trung nói xong một câu thô tục hiếm có này thì lập tức ý thức được mình lỡ lời nên nhẹ hít một hơi và lệnh cho gã sai vặt bên cạnh nhúc nhị di thái thái vào phòng chất củi một ngày nàng ta còn mạnh miệng không thừa nhận thì không cho ăn uống ta xem nàng ta yếu đuối thế này thì có thể nhịn được tới khi nào nửa đêm qua ta ra ngoài vì là bởi vì thúy vi hé miệng vài cái nhưng vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh hai gã sai vặt tiến lên kéo hai tay nàng ta rồi lôi vị nhị thái thái cả đời kiêu căng này xuống bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi này cho ai xem chu vạn trung đứng ở cửa cười lạnh mày thoáng nhướng lên mang theo thản nhiên vì đã biết hết thảy nói xong lão chắp tay sau lưng và cất bước đi ra ngoài cửa. Lúc đi qua một tiểu ngọ và triệu tử mại ông ta ngẩng đầu nhìn hai người một cái, mày hơi nhíu như đang nghĩ xem bọn họ là ai. Nhưng rất nhanh ông ta đã đoán được thân phận của bọn họ nên cũng không hỏi nhiều mà cúi đầu đi về bên phải, theo con đường đi về phía trước. Lão gia, chúng ta còn không biết vì sao đám bồ câu này chết. Một tiểu ngọ lặng lẽ nói một câu này. Nhưng Chu Vạn Trung chỉ ngừng bước một chút, có vẻ như đang cân nhắc lời nàng nhưng sau đó vẫn cất bước đi ra ngoài ông ta không hề quay đầu lại mà chỉ cất bước đi tiếp trên con đường xanh trơn ướt bước chân bình thản không nhanh không chậm cũng không nói gì mấy chữ không có việc gì nên một thân nhẹ nhàng quả thực rất xứng với bóng dáng ông ta hiện tại lão gia làm sao vậy tú vinh đứng bên cạnh quan sát thật lâu mới nhẹ nhàng thở ra nàng ta vừa nhìn góc áo ướt đẫm của mình vừa hỏi một câu này song bích không trả lời chu dự phong cũng không trả lời hai người nhìn nhau, trong mắt ngoài hoảng loạn còn có thứ gì đó người khác không thấy được. Chương 398 con chuột thúy vi mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng nàng ta vẫn là tiểu nữ hài có thể rút bên chân cha mẹ làm nũng, còn chưa lớn lên, cũng chưa bị thế gian nhấp nhô chà đạp. Nàng ta chưa nhảy ô ở trong sân, mặt trời xuyên qua bóng cây trên đỉnh đầu, tô màu cho những căn nhà nàng ta vẽ ra khiến chúng sáng loà. Nàng ta nhảy từ đầu này sang đầu kia, lại từ đầu kia nhảy lại, lặp lại mãi không biết mệt mỏi, giống như có thể mãi mãi như vậy cho tới cuối đời. Trong không khí lộ ra tươi mát sau cơn mưa, trong đó xen lẫn tiếng cười của cha mẹ. Chúng gợn ra từng cơn sóng trong lòng, nàng ta liều mạng hít thở, sợ hơi thở ngọt lành này sẽ biến mất trong giây lát. Bởi vì nàng ta biết nháy mắt sau mọi thứ sẽ thành vĩnh viễn, từ đây nàng ta mất đi thành lũy kiên cố nhất, một mình đối mặt với mưa gió bão bùng của thế gian. Đừng bỏ ta trong lúc ngủ mơ Thúy Vi vương tay ra vô lực túng lấy hai bóng dáng ngày càng xa kia nhưng cuối cùng nàng ta cũng chẳng giữ được họ cảnh đẹp ý vui đã trở thành quá khứ ly biệt mới là thường tình trên đời này gặp nhau chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên thúy vi sụt sịt nước mũi và tỉnh mộng mặt nàng ta lành lạnh phủ kín nước mắt chảy tới tận cổ áo thấm ướt áo trong nàng ta vươn tay lung tung lau mặt vài cái phấn mặt nhụn trên mu bàn tay nàng ta giống vết máu nhàn nhạt thúy vi cười lạnh một tiếng và biết bộ dạng mình hiện tại nhất định rất đáng sợ song phấn loang lỗ trên mặt thì làm sao mà đẹp được nhưng thế thì sao nàng vốn tưởng mình có thể dựa vào bề ngoài này mà sống ít vất vả hơn A Ngọc một chút nhưng hiện tại xem ra nàng ta cũng chẳng khác Đại Thái Thái là bao Chu Vạn Trung ghét bỏ A Ngọc và cũng ghét nàng ta nhưng tốt xấu gì A Ngọc còn tự biết lấy còn nàng ta từ đầu tới đuôi đều hồ đồ thực đáng chê cười Thúy Vi cười thanh khách vài tiếng sau đó lại khóc kỳ thực nàng ta cũng biết Chu Vạn Trung trời sinh lạnh bạc thấy người nào thích người đó Sở dĩ ông ta chiều chuộng nàng ta nhiều năm chẳng qua vì nàng ta cố tình tìm hiểu những gì ông ta yêu thích và có thể khiến ông ta luôn cảm thấy mới mẻ thôi. Nhưng dù là thứ mới mẻ thì một ngày kia cũng sẽ suy tàn, nếu không ông ta cũng sẽ không liên tiếp nạp tú vinh và song bích vào cửa. Ông ta xếp hai nữ nhân trẻ tuổi kia ở giữa bọn họ. Nhưng nhược điểm của con người chính là thích lừa mình dối người, Thúy Vi cũng không phải ngoại lệ thế nên nàng ta mới không ngừng thuyết phục bản thân rằng nàng ta là người hiểu rõ chu vạn trung và có thể sống lâu dài. Dù là Tú Vinh hoặc Song Bích đều không thể thay thế được tình cảm 7,8 năm kia. Hiện tại rốt cuộc nàng ta cũng nếm được hậu quả rồi, tự mình uống độc hóa ra lại đắng như thế. Thúy Vi thoáng sửng sốt, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ cũ nát của phòng chất củi và nhìn mặt đất bị mặt trời nướng cháy bên ngoài đây là nguyên nhân nàng ta không nói gì ư không nói ra tối hôm qua rốt cuộc vì sao nàng ta lại đi ra ngoài, cũng không cố biện giải cái chết của A Ngọc không hề liên quan gì tới mình nàng ta lại là người tốt đến thế sao để thành toàn cho người khác mà hy sinh cả bản thân mình ư Thúy Vi cười nhạo lắc lắc đầu có lẽ có một chút, nhưng đương nhiên không phải toàn bộ. Tuy nàng ta không muốn nhìn thấy bi kịch tương tự lại trình diễn trước mặt mình nhưng phần nhiều là vì nàng ta đã hoàn toàn bừng tỉnh từ giấc mộng đẹp để bản thân tự dệt ra. Tuy nàng ta tỉnh hơi muộn nhưng vẫn muốn giữ cho mình chút tôn nghiêm, không đi bám lấy ống quần ông ta mà đau khổ cầu xin, không làm một con chó đã bị đá đi còn đang thương bò về. Nhị Di Thái, ngài vẫn nên nhận đi, như vậy chúng ta đều nhẹ nhàng. Lão gia sẽ niệm tình ngươi hầu hạ nhiều năm mà không đưa ngươi tới quan phủ, chúng ta cũng có thể uống vài chén rượu và ngủ một giấc an ổn. Cả sai vặt ở cửa khuyên nhủ nhưng Thúy Vi không cảm kích. Bọn họ thấy nàng ta cố chấp thì cũng không nhiều lời nữa mà đi ra cửa. Bọn họ vừa đi thì sân vắng càng an tĩnh hơn, Thúy Vi lắc lư đứng lên và lại nhìn về phía cửa sổ cũ nát. Kỳ thật nàng ta có thể đi ra ngoài, bọn họ cũng chẳng trói nàng ta song cửa sổ kia thoạt nhìn cũng sắp rời ra từng phần rồi chẳng cần dùng nhiều sức là có thể phá vỡ nhưng vì sao bọn họ lại không trói nàng ta thúy vi lại nở nụ cười bọn họ không trói chặt nàng ta vì bọn họ biết nàng ta căn bản sẽ không đi ra ngoài nàng ta có thể đi đâu cá chậu chim lồng dù có thoát được ra ngoài cũng có thể chạy tới đâu được chuyện này của trang rừng hổ phách ngay cả đám hạ nhân này cũng nhìn thấu nàng ta hóa ra một thắc bước vào cửa nhà họ chu thì vận mệnh của nàng ta đã là mọc rễ ở đây rốt cuộc không thể thoát khỏi đại trạch thâm trầm này. Xem ra cuối cùng cũng chết ở chỗ này Thúy Vi nhẹ nhàng lắc đầu, trong từng sợi tóc lòa xòa của nàng ta đều có hơi thở tuyệt vọng. Một khi đã như vậy thì dứt khoát cho xong hết mọi chuyện đi có được không nàng nhìn mặt tường rách nát phía trước và tưởng tượng ra bộ dạng mình như ngọc nát đá tan, máu chảy đầu rơi thì lại không nhịn được trùng mình. Cuối cùng nàng ta vẫn không dám, chết đâu phải chuyện dễ dàng. Một khi đã chết thì cái gì cũng hết, không phải, nàng ta từng nghe người ta nói có người còn chẳng chết hoàn toàn được mà cứ nằm đó bất động. Những kẻ đó mồm không thể nói, mắt không thể mở nhưng đầu óc vẫn thanh tĩnh. Người như vậy bị ném vào quan tài chỉ có thể làm bạn với bóng tối và dòi bọ, dùng quãng thời gian cuối đời dài dòng vô tận đó mà cảm nhận thân thể bị cắn nuốt. Nếu là như thế thì quá đáng sợ, Thúy Vi tưởng tượng cảnh bản thân bị nhốt vào một cái quan tài và chậm rãi chờ chết trong bóng đêm thì hơi thở cũng dùng dập, theo bản năng nuốt nước miếng. Trầm trong góc phía trước bỗng có một tiếng vang nhỏ, nơi đó chồng chất gỗ mục, ánh mặt trời không thể chiếu tới nên nhìn từ xa chỉ thấy một đống. Hình thù kỳ quái. Hiện tại một đống tro bụi đang bay lên lơ lửng trong không trung và được ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Là chuột sau ngày thường Thúy Vi sợ nhất là chuột nên phản ứng đầu tiên của nàng ta là nhảy dựng lên và há mồm muốn gọi người. Nhưng lời đã tới bên miệng nàng ta lại nuốt xuống. Chính nàng ta cũng cảm thấy buồn cười, một khắc trước còn nghĩ làm sao để kết thúc cuộc đời mình mà giờ khắc này nàng ta lại bị một con chuột dọa sợ tới mức nửa chết nửa sống. Hơn nữa dù có kêu thì chẳng lẽ những người kia sẽ bỏ lỡ việc vui của mình và tới giúp nàng ta bắt chuột, chắc hiện giờ một con chuột cũng có thể bắt nạt ta, nàng ta phì cười, đôi mắt nhìn thẳng góc kia bất động, ngươi và tên họ Chu kia giống nhau, toàn cái thứ bắt nạt nữ nhân. Giống như nghe hiểu lời nàng ta nói, từ cái ổ chuột kia truyền tới tiếng sột soạt càng nhiều ro bụi bay ra ngoài đập vào mặt Thúy Vi khiến nàng ta vừa phe phẩy tay vừa hắt xì vài cái. Chương 399 miệng vết thương có cái gì đó màu xanh lóe lên phía sau đám tro bụi, nhưng nó nhanh chóng lẻn vào bóng ma mơ hồ không thấy rõ biên giới kia. Thúy Vi che lại cái mũi chuẩn bị hắt xì một cái nhưng đôi mắt bị ánh xanh kia hấp dẫn. Nàng ta sợ tới mức nín thở, một cái hắt xì kia cũng cứ thế bị nghẹn lại. Con chuột làm sao có được một đôi mắt xanh biết xoay chuyển như thế? Thúy Vi nhìn chầm chầm góc tối kia, không biết vì sao trong đầu nàng ta bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt A Ngọc sáng nay. Sáng nay nàng ta chỉ nhìn một cái, sau khi xác nhận bà ta đã chết thì trong lòng nàng ta bị cảm giác thống khoái khi báo được thù lấp đầy. Một cái tác hôm qua tra tấn nàng ta cả đêm, nàng ta đã nghĩ ra đủ biện pháp để trả thù, ví dụ như hạ độc trong đồ ăn của A Ngọc, hoặc nhân lúc mọi người không chú ý sẽ giấu kim theo hoa vào chăn của bà ta. Nhưng Thúy Vi trời sinh là người không làm ăn được gì, vì thế nàng ta chỉ dám nghĩ tới những điều này trong lòng để giải tỏa chứ không hề có dũng cảm thực hiện ý tưởng nào đặc biệt là sau khi nhìn thấy thi thể của a ngọc thì oán giận của nàng ta với chu vạn trung cũng biến mất nàng ta vứt hết những hoài nghi và cả hành động xô đẩy của ông ta ra sau đầu chẳng so đo gì nữa nhưng hiện tại nàng ta bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt của a ngọc nó hơi xanh nhưng không hề mang theo xám xịt đặc trưng của người chết lông mày bà ta dính nước mưa hắt vào từ cửa bộ dạng không khác gì lúc còn sống nếu không phải bọn họ đều nói bà ta đã chết thì thúy vi cơ hồ cảm thấy a ngọc sẽ ngay lập tức ôm ngực ngồi dậy và dùng ánh mắt hơi trì trệ liếc nhìn nàng ta một cái sau đó bà ta sẽ liếc mắt đi nơi khác khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười miệt thị mà nàng ta có thể cảm nhận được nhưng bà ta đã chết dù thần thái thản nhiên an ổn thì rốt cuộc người cũng đã chết là cái gì đã giết chết bà ta hôm nay chu vạn trung nói trên người a ngọc không hề có miệng vết thương nàng ta còn cười nhạo ông ta dưới đáy lòng một kẻ thông y thuật như ông ta lại nghi thần nghi quỷ chỉ vì không tìm thấy miệng vết thương nhưng hiện tại nàng ta lại rất muốn biết rốt cuộc a ngọc chết vì cái gì cái xác hoàn hảo không tổn hại gì kia khuôn mặt với đôi mắt nhắm chặt mang theo an ổn kia đến tục cùng đã tắt thở như thế nào bà ta đã ném lại mọi cô đơn và không cam lòng lúc sinh thời như thế nào bá một loạt tiếng động cực nhỏ khiến cảm xúc có chút hỗn độn trong lòng thúy vi như sóng gió gầm thét nàng ta quay đầu lại nhìn về phía chân tường vừa phát ra tiếng động thì mới biết có thứ gì đó mới vừa dán góc tường loan lỗ chạy qua. Nhưng hiện tại nàng ta lại chẳng nhìn thấy nó. Nó như bị bức tường gạch xanh đang bong từng mảng kia hút vào và biến mất trong tầm mắt nàng ta. Nhưng có một giọng nói ở trong lòng cứ nhắc nhở nàng ta là nó vẫn chưa rời đi. Nó mang tính mạng A Ngọc đi nhưng chưa thấy đủ nên lúc này đang hướng về phía này. Thúy Vi thấy tim nảy lên cổ, ngay sau đó nàng ta lại nâng hai cái đùi đã mềm tới độ gần như không chống đỡ được thân thể lên và chạy về phía cửa sổ, liều mạng gõ lên song cửa rách nát kia. Cứu mạng! Nàng ta cao giọng hét, nghẹn ngào đến độ chính nàng ta cũng không nghe rõ. Cổ nàng ta khô khốc như người lâu ngày không được uống nước. Cứu mạng nàng ta lại hét lên, không dám tin tưởng rồi lại vui vẻ khi nghe được tiếng bước chân vội vã chạy về phía phòng chất củi. Có người nghe được nàng ta kêu cứu nên theo tiếng chạy tới, nàng ta được cứu rồi trên mặt thúy vi lộ ra một nụ cười yếu ớt rõ ràng vừa rồi nàng ta còn nghĩ xem mình nên chết thế nào nhưng lúc này nàng ta lại cảm thấy bất kể ra sao cũng phải tồn tại hóa ra sống hay chết không phải chuyện gì khó quyết định trên đời này không tồn tại chuyện nóng đầu lên là kiên quyết chịu chết bởi vì người muốn sống sẽ không chết người muốn chết sẽ không tham sống sống và chết vốn là hai chuyện có ranh giới rõ ràng tuyệt đối không trộn lẫn với nhau mà thúy vi nàng muốn sống Mặc kệ con đường phía trước ra sao thì giờ khắc này nàng ta vẫn muốn sống. Nhưng đời người có mấy khi được như ý nguyện, sống chết có mệnh, mấy chữ này cũng không phải lời vui đùa của ông trời. Giờ khắc này Thúy Vi mới hiểu được triệt để những lời ấy, chúng thấm vào tận xương bởi vì tiếng bước chân ngoài cửa sổ bỗng nhiên đổi hướng chạy về một đầu khác. Hãy đọc thử truyện thiếu gia của trang rừng hổ phách, mà cùng lúc đó nàng ta cảm thấy mu bàn chân lạnh lạnh, có thứ gì đó bám vào cẳng chân nàng ta bò lên. Trước khi nàng ta kịp phản ứng nó đã tới bên hông. Ánh sáng xanh xuyên qua vải dệt hơi mỏng chiếu ra, Thúy Vi mơ hồ nhìn thấy hình dạng của nó. Phía sau nhô lên, phía trước rộng mở, là mấy đầu ngón tay khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay sắc nhọn như móng vuốt. Chỉ cần tụi nó lướt qua da thịt, chưa đâm vào nàng ta đã cảm thấy đau đớn. Cao Hoài Nhân bò ra từ trong đất, cái tay đã cứu vô số người kia tuy đã biến thành xương trắng lởm chởm nhưng vẫn chấp nhất đâm thủng quan tài chui ra từ dưới đất và tìm kiếm cái kẻ lấy oán trả ơn kia a à, thúy vi hét lên một tiếng nắm tay siết lại đấm lên cái tay quỷ đang bám trên đùi mình nhưng nó lại linh hoạt như một cơn gió nắm tay nàng ta rơi xuống lại chỉ đánh lên đùi mình còn tay quỷ kia đã vòng ra phía sau năm ngón tay dâm tà kia phủ lên cái mông đẩy đà của nàng ta trong đầu thúy vi oanh một tiếng rốt cuộc nàng ta đã biết vì sao trên người a ngọc lại không có miệng vết thương rồi không phải không có mà vì miệng vết thương kia giấu ở một cảm giác nói không nên lời trào dâng lên ngứa và đau giao nhau giống như nước tuyết tan chảy khi mùa xuân tới. Thúy Vi phát ra một tiếng thét mềm mại, ngay sau đó không biết nàng ta lấy sức mạnh ở đâu ra mà dùng khuỷu tay đập nát xong cửa sổ. Tay chống đỡ cửa sổ dùng sức chui nửa người ra ngoài. Ánh nắng bên ngoài đang đúng lúc chói chang nhất, nó không kiêng nể gì mà tưới xuống giống như vậy những lá vàng dán lên mặt và cổ Thúy Vi. Nàng ta hé miệng thở hỗn hển và kêu cứu nhưng lời nói ra lại thành tiếng trên rỉ đứt quảng, Trách nát không thành câu đến chính bản thân nàng ta cũng không nhận ra. Đó là tiếng rên rỉ mà nàng ta chưa từng thốt ra kể cả trong lúc liều chết triền miên với chu vạn trung. Song phấn trên mặt nàng ta loan lỗ, nhưng lại mang tới cho nàng ta vài phần đẹp kinh tâm động phách. khoái cảm và đau đớn cùng lúc đang vào nhau như cái võng lớn bao cả người nàng ta bên trong không thể tránh thoát được. Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi xuống, chết chìm trong ngọn lửa từ eo dưới truyền tới. Nó có thể đốt cháy khiến người ta biến thành tro. Thúy Vi vẫn cố giải dụa, tuy phần eo bị khung cửa đụng phải, đầu nhọn chui vào thân thể để lại những vết thương dữ tợn, tuy chân đã hoàn toàn mềm như bị rút gân, chỉ có thể bất lực nhẹ nhàng đá đạp. Cái sân rách nát trước mặt lại bắt đầu trở nên sáng lạng, trong đầu nàng ta như có con chim nhỏ bay qua mang theo linh hồn nàng ta bay về phía chân trời mênh mông. Chương 400 Giang Dương đại đạo tỷ tỷ ra đi quá đột ngột, ta biết ngươi thực thương tâm nhưng hiện tại lão gia đã thế kia, nam nhân trong nhà có thể gồng gánh chống đỡ cũng chỉ có ngươi tốt xấu gì ngươi cũng nên vực dậy tinh thần và xử lý hậu sự cho tỷ tỷ ánh mặt trời chen qua cửa sổ đóng chặt và tưới ánh sáng ôn hòa ấm áp xuống căn phòng mặt sông bích cũng bị ánh sáng này mà một tầng nhu hòa bộ dạng thanh lãnh của ngày thường cũng tan đi ít nhiều nàng ta lúc này có thêm vài phần điềm tĩnh đôi mắt kia chớp động ánh sáng quyến rũ vốn chu dự phong còn đang thương tâm lại bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm thì hơi ngây người hai tay không nhịn được lại càng siết chặt eo sông bích đầu cọ lên ngực nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve. Mẫu thân cũng coi như được giải thoát rồi, hắn nâng một tay lướt qua bả vai song bích và vuốt ve làn da tinh tế phía sau cổ của nàng ta, ta biết bà ấy vẫn luôn chán ghét cái nhà này, vẫn luôn muốn thoát khỏi đây chẳng qua bà ấy bị trói chân cẳng, dù bay cao thế nào cuối cùng cũng bị kéo xuống thế nên chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng bích nhi, chu dự phong ngước mắt nhìn song bích thấy lông mày nàng ta mỏng manh như nét vẽ, giống một sợi khói nhạt nhẽo lúc nào cũng có thể biến mất, bích nhi, chúng ta sẽ không như thế, tuy ta không nên thân nhưng tốt xấu cũng đọc sách mấy năm nàng đi theo ta nhất định sẽ không chịu khổ ít nhất ta sẽ không để nàng phải làm thiếp phải chịu những cơn giận dữ vô cớ lão gia đối xử với ta cũng thật tốt qua một lúc lâu song bích mới chậm rãi nói ra một câu này cả người chu dự phong căng lên hắn ngồi thẳng trước mặt nàng và cẩn thận nhìn vào đôi mắt giống như luôn có một tầng sương mù che phủ kia và hỏi bích nhi chẳng lẽ nàng có tình với ông ta ư nói thế nào nhỉ song bích nhíu mày giống như đang nghĩ trả lời thế nào mới có thể trấn an người trước mặt nhưng còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị chặn lại. Bích Nhi, ngoài ta trong lòng nàng không thể có người khác. Chu Dự Phong thở hồng hộc buông nàng ta ra và nói một câu này. Song Bích thở dài, đầu ngón tay cọ cọ ngực hắn, khóe mắt bỗng nhiên ngước lên nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh của hắn và nói, Dự Phong, ngươi nói xem vì sao hôm nay Thúy Vi lại không nói ra việc tối qua. Tối hôm qua rõ ràng nàng ta nhìn thấy ngươi tới chỗ ta, sáng nay còn tới cửa nói ta vài lời mát mẻ, ám chỉ nàng ta đã nắm được nhược điểm của chúng ta. Ta cũng không hiểu, Chu Dự Phong ôm song bích vào lòng nói, nhị di thái là người không chịu buông tha kẻ khác nhất, nhưng nhiều năm qua cũng chưa bao giờ thấy nàng ta khắc khe ai. Khi ta còn nhỏ nàng ta đối xử với ta cũng không tồi, cũng không vì quan hệ bất hòa với mẫu thân mà giận chó đánh mèo với ta. Thế nên Thúy Vi là người tốt ư song bích gối đầu lên vai hắn, đầu ngón tay không chút để ý đùa bẩn một sợi tóc, miệng chậm rãi nói, dự phong. Lần này ngươi đến thị trấn có nghe được chuyện gì vui không đồ hiếm lạ ta đều mua về cho nàng rồi không phải sao không phải những cái đó. Song Bích lắc đầu, trong ánh mắt giống như có ánh sáng như sóng gần lăng tăng. Trong thị trấn không có tin tức gì mới mẻ sao suốt ngày ta bị nhốt trong nhà nên cảm thấy mình sắp biến thành một viên gạch trên đất. Hoặc một mảnh ngói trên nóc nhà rồi. Cả người ta lộ ra ẩm mốc, đến hô hấp cũng không thông thuận. Chu Dự Phong thấy nàng ta hơi buồn bực thì nhéo cái mũi nho nhỏ kia một cái rồi cười khẽ nói, mới vừa rồi bảo nàng theo ta nàng còn không tình nguyện, hiện tại lại nói những cái đó, nói xong thấy song bích nhíu mày thế là hắn lập tức ghé vào bên tai nàng ta nói, được, được, không đùa với nàng nữa, ta không nói là vì sợ dọa nàng chứ không phải vì cái gì khác. Song bích quay đầu nhìn hắn, lông mi đen nhánh chớp chớp vài cái hỏi, trong thị trấn đã xảy ra chuyện gì sao giết người hay cường đạo Chu Dự Phong rủ mắt khiến đôi mắt hắn biến thành hai đường thẳng tắp hô hấp cũng chậm hơn giống như đang do dự không biết có nên kể ra không nhưng rốt cuộc hắn cũng phải đầu hàng trước ánh mắt chờ mong của song bích và trầm giọng nói không phải giết người cướp của cũng không phải chuyện gì hung hãn lúc này là một việc lớn khiến nha môn cũng phải khẩn trương song bích nhẹ nhéo cánh tay hắn đừng úp úp mở mở nữa mau nói đi nàng đã từng nghe nói tới lục kinh hồng chưa lúc nói ra cái tên này chu dự phong lại hạ giọng thật thấp giống như sợ người khác nghe thấy vậy chính là tên Giang Dương đại đạo vô tung vô ảnh kia ư ta đã từng thấy quan phủ giáng lệnh truy nã, bên trên nói hắn đã trộm mười mấy nhà giàu chỉ trong bốn năm, lại còn lại còn diệt môn, Chu Dự Phong thay nàng ta nói hết lời, trộm tiền tài cũng thôi còn muốn giết cả nhà, Lục Kinh Hồng này là kẻ điên chắc nghe nói thủ pháp giết người của hắn cực kỳ tàn nhẫn, người lớn chém đầu, trẻ nhỏ ném vào bếp, cứ thế bị nướng chết đừng nói nữa, song bích trung giọng, cả người co rúm lại trốn trong. Lòng Chu Dự Phong và nói, dọa chết ta rồi, đừng nói nữa. Chu Dự Phong cảm thấy bộ dạng này của nàng ta quả thực đáng yêu vì thế nhẹ mổ lên môi nàng ta một cái, còn không phải nàng buộc ta nói sao, hiện tại sợ thì trách ai không cần nói chi tiết hắn giết người, song bích tức giận nói hắn một câu, sau khi Lục Kinh Hồng gây ra vụ án diệt môn ở Tế Châu lần trước thì đã nửa năm không xuất hiện, vì sao nha môn lại bỗng như lâm đại địch thế bởi vì có người thấy Lục Kinh Hồng xuất hiện ở quanh thị trấn của chúng ta, nói xong câu này hắn lại nhìn kỹ. Mặt song bích, nàng ta ngày thường cũng quá trầm tĩnh nhưng hiện tại bị dọa sợ mất mật nên cũng lộ ra chút chân thật khiến hắn cảm thấy hiếm lạ, lại bị dọa sao đôi mắt song bích giống như hơi thất thần, nhưng chỉ trong chốc lát ánh sáng lại quay về. Nàng ta lôi kéo tay áo chu dự phong và hỏi, ta nghe người khác nói lục kinh hồng tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa vừa ra tay đã diệt môn vì thế người thấy gương mặt thật của hắn đều đã chết. Sao lại có người nhìn thấy hắn ở thị trấn này chứ Chu Dự Phong duỗi một tay ra xoa nắng mu bàn tay của nàng ta và nhẹ giọng nói, việc này cũng là tình cờ, Gia đình ở Tế Châu kia kỳ thực vẫn còn người sống. Gã sai vặt may mắn đó đã giả vờ chết nên tránh được một kiếp, và hắn cũng là người duy nhất trên đời từng gặp gương mặt thật của Lục Kinh Hồng. Lần này cũng. Chính người nọ phát hiện ra Lục Kinh Hồng ở thị trấn của chúng ta, nhưng theo lời hắn thì hắn chỉ thoáng nhìn thấy từ xa vì thế cũng không biết có phải mình nhìn đúng hay không. Nói xong thấy Song Bích hơi ngây ra giống như bị dọa thế là hắn vươn tay ôm lấy mặt nàng ta rồi nhẹ hôn một cái và nói, "Được rồi, được rồi." ta biết ngay là nàng sợ cái này. Chúng ta không nói nữa, đỡ cho buổi tối nàng ngủ gặp ác mộng thì không tốt. Chương 400 linh một song bích vừa muốn nói cái gì đó thì cửa sổ bên giường bỗng nhiên kẻo kẹt một tiếng và bị người ta đẩy từ bên ngoài lộ ra một khe. Ánh mặt trời từ khe hở chiếu lên mặt hai người lộ rõ nôn nóng và hoảng sợ. Một bóng dáng đứng ở ngoài cửa sổ cười khanh khách vài tiếng sau đó nàng ta cong lưng nhìn đôi nam nữ hoảng hốt phía sau cửa sổ. Chẳng trách, Tú Vinh nhếch khóe miệng nở nụ cười không có chút độ ấm nào đôi mắt nàng ta cũng lạnh băng, giống như mới đi ra từ nơi tuyết lạnh và mang theo tuyết chưa tan, ha hả, chẳng trách đại thiếu gia chỉ nhớ mỗi nàng ta thích ăn cá chua mà lại quên mất đại thái, thái thái thích ăn bánh nhân rượu. Thì ra là thế. Tú Vinh, để tình chúng ta cũng là chị em một thời gian, ngươi thương ta thì đừng nói chuyện này ra ngoài xong bích bò đến bên cửa sổ duỗi tay định cầm tay Tú Vinh nhưng lại bị nàng kia ghét bỏ tránh đi. Ta luôn cảm thấy ngươi biết mấy chữ thì hẳn phải là người khéo léo và quy củ hơn chúng ta, không ngờ ngươi lại là kẻ dơ bẩn nhất cái nhà này, đúng là ta đã nhìn lầm người. Ánh mắt Tú Vinh nhìn vạt áo rộng mở của Song Bích và lộ ra đắc ý. Tam Di Thái muốn cái gì thì nói thẳng ra đi, Chu Dự Phong đã lấy lại bình tĩnh, hắn thản nhiên cài lại nút áo trước ngực sau đó buộc lại mái tóc hỗn loạn giống như kẻ vừa bị bắt tại trận không phải hắn vậy, qua nửa canh giờ nữa là tối rồi, mà trời tối thì khó đi lắm. Nếu Tam Di Thái thái muốn lên đường thì phải tranh thủ thời gian. Dự Phong, ngươi đang nói cái gì thế? Sao Tú Vinh lại muốn rời đi xong bích nghe những lời hắn nói mà như rơi vào sương? Mù, nhưng Tú Vinh lại không hề phản bác, không những thế trên mặt nàng ta lại nhiều thêm chút thẹn. Cảm xúc này bao lấy đôi mắt vốn tràn đầy đắc ý của nàng ta. Tú Vinh, ngươi muốn rời khỏi chu gia ư rốt cuộc xong bích cũng chú ý tới cái tay nải căn phòng trong tay Tú Vinh. Nó đầy tới nỗi không buộc chặt được, chỗ miệng túi còn thò ra một đoạn dây xích bằng vàng bị ánh hoàng hôn chiếu sáng lấp lánh. Phải, ta phải đi, ta phải rời khỏi chu gia, lúc nói những lời này Tú Vinh gần như nghiến răng nghiến lợi. Nói xong nàng ta run run môi nhìn về phía sông Bích và tiếp tục, ngươi biết không Thúy Vi đã chết, ngay trong phòng chứa củi. Bọn họ mới phát hiện ra thi thể của nàng ta, một lát nữa lão gia cũng sẽ qua đó. Sông Bích phải che miệng lại mới không hét ra tiếng. Chu Dự Phong cũng xoay đầu nhìn về phía Tú Vinh, đôi mắt không dám tin tưởng mà trợn tròn, sao nhị di thái lại chết Tú Vinh cắn môi cười, sao lại không cha ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như thế còn coi như chúng ta chẳng biết gì và muốn lôi chúng ta ra làm đệm lưng hiện tại thái thái và thúy vi đã chết người tiếp theo có phải sẽ tới ta không nàng ta hé miệng khẽ lắc đầu nói ta không thể ngồi chờ chết ta cũng đâu có giết người dựa vào cái gì mà mới trẻ như thế ta đã phải ở lại đây chờ chết hơn nữa ta hầu hạ ông ta mấy năm nay nên ta lấy những thứ thuộc về mình cũng không tính làm gì quá đáng mấy thứ này chỉ sợ không phải cái nào cũng là của ngươi mà lý do ngươi tới đây cũng chỉ vì muốn trộn đồ trang sức của song bích đúng không chu dự phong rủ. Mắt, trong đó có sầu lo và đồng tình, nhưng lúc loạn ngươi trộn đồ trong nhà ta cũng không định chỉ trích gì, nhưng tam di thái, hiện tại tình thế còn chưa rõ ràng ngươi cứ thế vội vàng rời đi không phải quá lỗ mãn ư huống chi lúc này thị trấn cũng không bình yên. Một nữ tử nhu nhược như ngươi cầm một bao của cải đi ra ngoài chẳng lẽ không sợ Tú Vinh dùng một tiếng cười lạnh kinh miệt đánh gãy lời hắn, các ngươi có tình nên uống nước. Cũng no, dù chết cũng muốn xuống âm ti làm một đôi uyên ương nên đương nhiên là không muốn đi. Nhưng ta thì có cái gì nói tới đây nàng ta xuề tay ra ý bảo xong bích giao châu báu và của cải ra, ta chẳng có gì, nếu không có đống trang sức và vàng bạc này thì ta có cái gì đâu ngươi nghĩ kỹ rồi sao chu dự phong trầm giọng hỏi câu này. Tú Vinh nhẹ ngửa đầu hất tóc mái trên thái dương ra sau đầu, đừng nói nhảm nữa, chỉ một lát là sẽ có người tới đây báo tin Thúy Vi đã chết, các ngươi mà không muốn bị người ta phát hiện thì nhanh chóng đưa đồ ra đi. Nghe vậy Chu Dự Phong thở dài, khóe mắt nghiêng qua nhìn Song Bích ý bảo nàng ta đưa châu báu trang sức cho Tú Vinh. Song Bích vốn không phải người tham tài, vì thế nàng ta xuống giường cầm hộp trang sức và mở ra ôm đống vòng tay nhẫn, trâm cài tới đưa cho Tú Vinh. Cái kia thì sao Tú Vinh nhét đống đồ đó vào tay nải, đôi mắt nghiêng nhìn thấy một cái hộp gỗ tinh xảo ở góc bàn. Đây là vòng tay Dự Phong đưa cho ta, Tú Vinh, ngươi để lại cái vòng tay này cho ta đi. Song Bích ứa nước mắt, giọng cũng rung lên. Thôi vậy, Tú Vinh liếc nhìn mặt trời, hiện tại nó đã rơi xuống đầu tường, không bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn bị bóng đêm nuốt hết, dù sao cũng là chị em một thời gian, ta cũng không làm khó ngươi. Dứt lời nàng ta lại nhìn Chu Dự Phong một cái giống như cảnh cáo hắn không cần dở trò sau đó mới buộc chặt tay nải và xoay người không nói một lời đi về phía ngoại viện. Ánh hoàng hôn kéo ra một cái bóng thật dài bên chân nàng ta, chỉ sau khi nàng ta rẽ ở một chỗ ngoặt thì nó mới biến mất. Lúc đi lướt qua một tiểu ngọ có liếc nhìn Tú Vinh một cái. Nàng cảm thấy môi Tú Vinh giật giật giống như muốn nói gì đó với mình nhưng cuối cùng nàng ta cũng không nói gì hết đã vội vàng bước ra khỏi cửa lớn của chu gia giống như đang chạy trốn. "Tiểu Ngọ, nàng ta muốn đi đâu thế?" Triệu Tử Mại nhìn tay cải căn phòng mà Tú Vinh đang cổng sau đó hỏi một câu này. Cái tay nãy kia khiến một bên vai của Tú Vinh nghiêng hẳn xuống, giống một gốc cây nhỏ treo một hòn đá lớn. "Đi chết." Một tiểu Ngọ mặt không biểu tình nói xong hai chữ này thì cũng thu lại ánh mắt đang nhìn Tú Vinh nàng nhìn cái sân có tiếng khóc truyền tới bả vai hơi run run khóe miệng nhếch lên lộ ý cười lạnh triệu tử mại nhìn nàng nhưng chẳng hiểu gì hết trong mắt hắn như chứa gợn sóng biết nàng ta đi chịu chết vì sao chúng ta không ngăn cản còn nữa hắn nhíu mày câu chữ mang theo hoang mang rõ ràng còn nữa tiểu ngọ những người này đang khóc cái gì thế chúng ta không đi xem sao thúy vi đã chết tú vinh cũng sắp chết người của chu gia sẽ nhanh chóng chết hết thôi dù nói ra ba chữ chết liền nhau nhưng giọng nàng vẫn bình thản không chút gợn sóng Giống như mọi thứ đã nằm trong dự đoán của nàng Chuyện này giống như một cái cây mọc lên giữa những khe đá Một khi đã gieo hạt thì nó sẽ nảy mầm Chẳng gì ngăn được Không phải ta không muốn cứu bọn họ Giọng một tiểu ngọ hơi trầm Ta cảm thấy Thúy Vi sẽ xảy ra chuyện nên mới chạy tới Nhưng kết quả vẫn không cứu được nàng ta Chương 402 chuyện cũ không thể ngăn Không phải không đoán trước được việc Thúy Vi sẽ xảy ra chuyện Càng không phải nàng ngồi yên không làm gì Một tiểu ngọ nghe được tiếng kêu cứu cũng theo tiếng chạy tới nhưng trên đường đi tới phòng chứa của nàng lại bị lạc. Nàng nhìn về phía trước và thầm đo đạc trong lòng thì thấy khoảng cách cũng chừng hơn 10 trượng, chỉ chạy vài bước là tới nhưng vừa rồi nàng không sao vượt qua được. Con đường này giống như không có điểm cuối, mỗi bước nàng tiến lên thì khoảng cách con đường cũng dài hơn, lúc quay đầu lại mới phát hiện bản thân vẫn đứng tại chỗ, chưa hề tiến thêm bước nào. Lúc đầu nàng còn không tin mà chạy dọc bức tường loang lỗ một lúc nhưng lúc nghe thấy tiên kêu cứu của thúy vi ngày một yếu nàng mới ảo não phát hiện mình vẫn ở nguyên chỗ cũ mỗi viên gạch mỗi cái khe và cây cối phía trước đều giữ nguyên bộ dạng đến giọt sương trên lá cây cũng chưa từng rơi xuống uể oải dân đầy trong lòng cũng thổi bùng lên ý chí chiến đấu của nàng một tiểu ngọ nhắm mắt đứng đó nín thở điều khiển từng chút ấm áp trong người vào hai tay sau đó nhắm ngay cái cây nhỏ đáng thương phía trước mà vung tay ngọn lửa giống như dòng nước rút ra từ đầu ngón tay nàng Tuy một khắc nó lao ra nàng thấy hơi thở tắc nghẹn, ngực đột nhiên bị hàng băng đánh đến tê dại nhưng rốt cuộc lửa kia vẫn lao ra. Nó lấy tư thế không thể cản nổi mà cuốn cây cỏ kia ở bên trong. Nhưng thế thì sao hiện tại cái cây kia vẫn như thường, nó lắc lư giữa khe hở của hai viên gạch. Nàng cắn răng ngồi sổng xuống quyết đoán nhổ nó lên sau đó nít trong lòng bàn tay. Tử mại, từ đây tới phòng chất củi phải đi mất bao lâu tiếng khóc khi trầm khi bỗng khiến nàng phiền lòng. Hạ Triệu Tử Mại không hiểu nàng hỏi một câu không đầu không cuối này để làm gì. Hắn thoáng nghĩ sau đó mới chậm rãi đáp, cũng chỉ hai ba mươi bước. Hai ba mươi bước mà vừa rồi ta mất nửa nén hương cũng chưa thể chạy tới nơi, nàng âm thầm cười lạnh, trong mắt đen như bóng đêm vô biên, mãi tới khi tiếng kêu cứu yếu đi rồi biến mất ta mới phát hiện mình có thể tới gần căn nhà kia. Nhưng khi ấy thì còn làm được gì nữa, nàng ta đã chết, nửa người treo bên trên cửa sổ, mười đầu ngón tay vẫn duỗi về phía trước giống như đang cầu cứu hóa ra tiểu ngọ đã tới đó, triệu tử mãi mất nhiều sức suy nghĩ mới hiểu được ý nàng. Hắn liếm môi và cúi đầu nghĩ thêm trong chốc lát mới chậm rãi cầm lấy tay nàng, ngươi đừng quể oải như vậy, cha thường nói chuyện cũ không thể thay đổi, tương lai không thể đoán được, người rơi vào chuyện cũ mãi là kẻ nhu nhược, phải lấy lại tinh thần để làm tốt chuyện trước mặt thì mới tốt. Nhưng thiên mệnh khó cãi, tất cả những thứ này đều đã được chú định, chẳng ai thay đổi được, ta cũng thế một tiểu ngọ lẩm bẩm một câu rồi bỗng ngực nàng như bị thứ gì đó đâm vào đau nhói chuyện cũ không thể thay đổi, chuyện cũ không thể thay đổi, chuyện cũ không thể thay đổi. Nàng lặp lại những lời này nhiều lần cho tới khi hơi lạnh trong mắt Lan. Ra toàn thân mới lắc đầu cười tự dễu và nhắm mắt lại che đi hung ác như sóng triều dân lên cuồn cuộn trong đáy mắt, chuyện cũ không thể thay đổi, không sai, hóa ra là như thế. Tiểu ngọ triệu tử mại nhẹ nhéo ngón tay của nàng, lông mi chớp chớp mang theo chút đáng yêu ngây thơ, tiểu ngọ hắn lại hỏi một câu kéo nàng về với thực tại. Tử mại, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, nàng ghé sát tay hắn, hơi thở khiến tóc bên thái dương của hắn hơi bay bay, ngươi đi hỏi tàu quản gia xem chỗ này là nơi nào. Vị trí của chu gia hẻo lánh, trong phạm vi mấy dặm không có một gia đình nào khác. Trước kia Tú Vinh còn cảm thấy kỳ quái, không rõ vì sao chu Vạn Trung phải xây nhà ở một nơi hoang vắng sâu trong núi thế này. Hiện tại trong lúc vội vã trốn khỏi nơi mình đã sinh sống mấy năm, cái nơi thậm chí nàng ta còn nghĩ mình sẽ sống cả đời thì rốt cuộc nàng ta đã hiểu. Hóa ra không phải Chu Vạn Trung chán ghét tiếng người đến người đi ồn ào mà vì ông ta là khâm phạm của triều đình nên mới sợ bị người quen nhận ra. Và mãi tới lúc này Tú Vinh mới cảm thấy hơi hối hận. Không phải nàng ta hối hận với quyết định của mình mà hối hận vì sao không nghe lời Chu Dự Phong và sớm đi một chút. Bởi vì nếu mặt trời vẫn còn chiếu sáng thì nàng ta sẽ không phải chật vật tập tỉnh đi trong rừng ướt ác lầy lội như thế này có mấy lần nàng ta còn bị nhánh cây vướng ngã cả người cả mặt toàn bùn tay nải cũng rơi xuống khiến vàng bạc rơi đầy đất nàng ta đành phải vơ vét của cải trong đống bùn lầy làm cho thời gian càng bị chậm trễ hơn thế nên hiện tại ánh trăng đã lên tới ngọn cây mà nàng ta mới chỉ đi được nửa dặm lúc quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy tòa nhà đã vây khốn nàng ta song bích và hai kẻ đã chết là thúy vi cùng a ngọc nó đứng đó vững vàng lặng lẽ cửa rộng mở như một cái miệng há to chỉ cần nó tiến lên một chút là có thể nuốt nàng ta vào bụng cũng may người bên trong đang vội vàng chuyện của thúy vi nên chẳng còn sức quản vị tam di thái thái không hề đáng chú ý như nàng ta tú vinh thở vì phò cầm tay nải trên mặt đất sau đó không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước nhưng khuôn mặt của thúy vi lúc này lại nhẹ nhàng trồi lên trong lòng nàng ta giống như ánh trăng trên đỉnh đầu không sao đuổi đi được bộ dạng khi chết của nàng ta cũng không phải dữ tợn tuy ngón tay duỗi thẳng về phía trước giống như muốn túm lấy cái gì đó nhưng gương mặt lại vẫn vương xuân sắc chưa tan hẳn. Má nàng ta đỏ hồng, bộ dạng như câu thơ, hàng mày và đôi mắt đều lộ vẻ ấm áp. Có lẽ vui vẻ quá sẽ thành thống khổ, mà thống khổ tới cực hạn sẽ biến thành vui sướng. Tú Vinh liếc mắt một cái là có thể hiểu, bởi vì trong vô số đêm khuya không người làm bạn, nàng ta cũng từng si tình với trăng sáng, xa vào ảo giác của bản thân không thể tự thoát ra được nàng ta nuốt nước miếng theo bản năng nhưng cổ chợt lạnh giống như chạm phải sương đêm. Nàng ta đột nhiên trùng mình nghĩ vì sao Thúy Vi lại chết, đôi mắt nàng ta luôn sống động, cái miệng luôn ríu rít, tuy khiến người khác phiền chán nhưng sao chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi mà người kia lại biến thành một đoạn ký ức lạnh băng chứa quan hồn lấy mạng, chẳng lẽ đúng như người khác nói, nó tới rào rạc, bóp nghẹt mọi sự sống và ném bọn họ vào vực sâu của tử vong. Không giết đầm đìa tận hứng thì tuyệt đối không dừng tay ư chu vạn trung hại chết cao hoài nhân, hại chết cả nhà ông ta nên. Mười mấy năm sau người kia tới tìm bọn họ và dùng phương thức quỷ dị nhổ cỏ tận gốc chu gia ư vận mệnh giống như một bàn tay to chụp xuống và chẳng ai đoán trước được. Vừa nghĩ thế thì những khó khăn trước mặt lập tức trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Chỉ cần có thể chạy thoát thì dù phải trèo đèo lội suối, hoặc ngã gãy chân bên khe suối cũng có đáng là gì Tú Vinh lập tức cắn môi lão đảo bước đi, tiếp tục hành trình của mình. Chương 403 tồn tại người ta dễ dàng cho rằng mình kiên cường, cũng thường đánh ghía bản thân yếu ớt. Những lời này mâu thuẫn đúng không cũng chưa chắc, bởi vì đêm nay nó đã thể hiện nhường nhuyễn trên người Tú Vinh. Nàng ta vốn. Tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tốt, dù con đường có dài nàng ta cũng có thể từ từ đi hết. Nàng ta cũng chuẩn bị tinh thần dù tan xương nát thịt cũng sẽ không quay đầu lại, nhưng một khắc rút chân khỏi vũng bùng và chuẩn bị bước đi nàng ta bỗng nghe thấy vài tiếng cười khẽ. Nó giống như chim hót vang lên trên đỉnh đầu sau đó biến mất vô tung. Tú Vinh rùng mình một cái, nàng ta nghe rõ, đây căn bản không phải chim hót mà là tiếng cười. Nó mang theo vui vẻ khi đang xem kịch. Tiếng cười này hình như thuộc về một cô gái trẻ, nghe giống như chung bạc, chưa từng dính bụi trần nhưng lại như hiểu rõ nặng nhọc và tan thương của thế gian này. Ai đó Tú Vinh không nhịn được thốt ra một câu chất vấn, giọng phóng đại mấy lần trong khu rừng yên tĩnh, xuyên qua tiếng lao sao của phiến lá mà vang vọng lâu dài. Không có người đáp lại nàng ta, mà Tú Vinh cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì nàng ta vốn không hy vọng sẽ được đáp lại nhưng trong đầu nàng ta có đủ loại suy nghĩ bỗng nhiên phá xác mà ra giống như pháo hoa nổ bùng trong sọ não và tỏa ánh sáng lộng lẫy ra xa vạn trượng cao hoài nhân có một đứa con gái, năm đó bởi vì cha mẹ liên tiếp qua đời nên được đưa tới nhà thân thích làm con dâu nuôi từ bé. Nhưng không bao lâu sau nàng ta cũng bị phong hàn và theo cha mẹ rời khỏi nhân gian. Tuy Tào Vân đã kể toàn bộ sự việc khi bị nàng ta ép hỏi nhưng lúc ấy nàng ta cực kỳ hoảng sợ với thủ đoạn độc ác của Chu Vạn Trung thế nên không quá để ý tới chi tiết này. Chuyện này của rừng hổ phách, có điều hiện tại nghe thấy tiếng cười kia thì một câu nói của Tào Vân lại lướt qua. Nó dán xuống như sấm sét ầm ầm khiến đầu nàng ta ong ong. Là nàng ta sao là tiểu cô nương còn chưa thành niên đã buồn bực mà chết kia ư nàng ta nên sớm nghĩ tới, quan hồn đã tới lấy mạng thì sao mà thoát được mệt nàng ta còn ngây thơ cho rằng chỉ cần rời khỏi chu gia là có thể không liên quan tới chu hoài trung nữa. Nàng ta cho rằng mình có thể tìm được một con đường lui cho bản thân, quả thực quá ngốc, so với thúy vì nàng ta còn ngốc hơn. Thúy Vi chết không rõ ràng còn nàng ta lại tự cho là thông minh, kết quả thì sao chính vì tự cho là đúng, là thông minh mà nàng ta cũng mất mạng. Nhưng trong lúc tuyệt vọng người ta thường nảy sinh dũng khí phản kích, dù nó nhỏ bé không đáng kể thì cũng nhiều ít mang tới an ủi cho người đang chìm trong khốn cảnh. Tú Vinh không thông minh, nhưng nàng ta không muốn làm một người nhu nhược. Nàng ta cắn chặt môi trên và ném tay nải nặng triểu về phía sau. Nàng ta không tìm kiếm con quỷ lấy mạng kia, cũng không nghĩ tới việc mình sắp đi tới cuối con đường định mệnh. Nàng ta tiếp tục cất bước đi trong cánh rừng đã không còn một chút ánh sáng nào. Nàng ta phải đi, phải rời khỏi nơi này, tuy giờ khắc này đây nàng ta nghĩ tới con chim bồ câu bên cửa sổ, con chim vĩnh viễn không thể bay ra ngoài nhưng chân lại không hề dừng mà vẫn bước về phía trước. Đây là khoảnh khắc nàng ta kiên định nhất trong cuộc đời này. Ống quần nàng ta chợt lạnh, như có cái gì đó túng được cẳng chân nàng ta. Cảm xúc lạnh lẽo truyền tới, Xuyên qua làn da thấm vào xương cốt giống như chui vào lòng Tú Vinh và đông lạnh bầu nhiệt huyết kia rồi biến nó thành băng. "Là cái gì thế?" Tú Vinh lập tức dừng bước, và chỉ trong một chớp mắt ấy thứ kia cũng bò theo chân nàng ta đi lên, tới cái nơi đã lâu chưa có người thăm nom. Sắc mặt Tú Vinh tức khắc thay đổi, nhưng một tiếng thét còn chưa kịp vang lên nàng ta đã thấy đau đớn từ eo hóa thành từng dọc nhỏ lan ra toàn thân nàng ta cực kỳ kinh hoảng và lập tức không người vén ống quần của mình lên muốn nhìn xem đó là cái gì mà lại có thể tiến quân thần tốc như chỗ không người như thế nhưng vừa vén ống quần lên thì trên mặt nàng ta chợt lạnh một thứ gì đó trơn tuột rơi theo làn da xuống dưới tới tận cổ chân và đụng vào ngón tay run rẩy của tú vinh đó mà một bàn tay quỷ màu xanh lục không có chút thịt nào mà khô như cỏ trên mặt đất đầu ngón tay nó chạm vào tay tú vinh giống như muốn đâm thủng đầu ngón tay của nàng ta vậy a à, rốt cuộc tú vinh cũng hét lên một tiếng, cẳng chân nàng ta run rẩy, cái tay quỷ kia không hề giãy dụa mà cứ thế rơi xuống từ chỗ ống quần và dán trên mặt đất lầy lội bất động. Quỷ Quỷ Tú Vinh cảm thấy cái tay kia có mắt, bởi vì nó đang bình tĩnh bò ở trước mặt nàng ta, không hề sức mẻ giống như đang quan sát từng cử động bên này và sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Nó thật sự có mắt sao trong lúc hoảng hốt Tú Vinh giống như thấy được một đôi mắt đen nhánh gần như hòa vào bóng đêm. Nhưng bỗng có ánh sáng xanh chợt lóe lên, trong mắt đen nhánh lộ chút trắng kia cũng theo đó ẩn vào bóng đêm, đúp ở nơi kính đáo nhìn nàng ta. Tú Vinh thấy đầu óc mình hơi hồ đồ, vì sao một bàn tay lại có mắt nhưng nàng ta chẳng có tâm tình đâu mà nghĩ nhiều, bởi vì đúng lúc ý nghĩ hoang đường này ra đời thì nàng ta lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ kia. Nó truyền tới từ phía cánh tay quỷ, giống như chung bạc bị gió thổi xoay chuyển trên cánh rừng, thật lâu không tan. Tú Vinh cảm thấy đầu mình giống như bị người ta dùng cây búa đột ngột đập một cái. Cả đầu nàng ta ong ong như có ngàn vạn con ong mực đang bay múa trong đó, mồ hôi theo cổ áo chảy xuống dừng trên lưng hóa thành mấy dòng suối lạnh băng sau khi tuyết tan. Nhưng mọi sợ hãi đều chỉ tập trung trong nháy mắt ngay sau đó nó tan đi, trong đầu nàng ta bỗng nổi lên sóng to gió lớn, cuồn cuộn thành hình dạng kỳ quái. Khi thì là cánh chim khổng lồ sắp vỗ cánh, khi lại giống bóng cây che trời, liên tiếp từ trên cao ào xuống dễ dàng đánh nát những sợ hãi và không cam lòng trong đầu nàng ta. Tú Vinh lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ hỗn loạn kia sau đó nỗ lực trợn mắt thật to bàn tay quỷ vẫn ghé trên mặt đất, bên trên đó là sắc trời đen như vẫy mực. Tầng ánh sáng xanh trên người nó được tôn lên sáng hơn nhờ bóng đêm, giống như mọi màu xanh trên thế gian này đều tập trung ở đây và có thể bốc cháy lên bất kỳ lúc nào. Nàng ta đứng đó mặt đối mặt với nó, hai chân đã nhũng ra, bụng dưới đau đớn tra tấn và liều mạng kéo nàng ta xuống vực sâu không có hô hấp và tự do ở nơi đó a ngọc và thúy vi đều đang chờ nàng ta cuối cùng thì vận mệnh của nàng ta cũng không khác gì bọn họ từ một khắc được kiệu nhỏ nâng vào chu trạch thì mọi việc đã được chú định sẵn rồi nhưng hai chữ tồn tại này vẫn dâng lên trong lòng tú vinh biến thành tiếng gào hận không thể chui ra khỏi mạch máu của nàng ta và đốt toàn bộ những thứ cản trở trước mặt nàng ta thành tro tàn nàng ta cúi đầu nhìn tay mình đôi tay này không giống tay a ngọc hoặc thúy vi Tuy chúng không theo được cái gì mà đạp tuyết tìm mai nhưng chúng nó đã từng cấy mạ, dắt trâu, thậm chí giết heo và giết dê cũng không nói chơi. Nàng ta từng cho rằng bản thân rốt cuộc đã có thể thoát khỏi nghèo khổ, chạy về phía cuộc sống tốt đẹp. Nhưng hiện tại nàng ta hối hận, muốn quay về. Nàng ta nguyện ý vứt bỏ mọi tham niệm, như vậy liệu ông trời có cho nàng ta thêm một cơ hội nữa không chương 404 ký ức tú vinh ném tay nải trên mặt đất, vàng bạc châu báu theo đó rơi đầy đất và bị ánh trăng tô lên một tầng nước bạc lạnh lẽo. Đây từng là những thứ xa vời nàng ta muốn có được, mà nàng ta cũng từng thật sự có thể nắm ở trong tay nhưng hiện tại nàng ta không muốn chúng nữa. Nàng ta ném tụi nó đi giống như ném tảng đá đè trong lòng sau đó cả người nhẹ nhàng quay lại tập tỉnh chạy về phía chu trạch. Mặt sau là trời đất khói sóng cuồn cuộn mù mịt, là tự do nàng ta vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng hiếm khi để lộ nhưng chỉ có vòng về có lẽ nàng ta mới có thể sống. Tú Vinh thở hồng hộc, cả người đổ mồ hôi lạnh giống như không bao giờ cạn. Mồ hôi rơi xuống từng tầng, ngay sau đó lại bị một tầng khác thay thế, đến trong mắt cũng bị mồ hôi ướt ác bao phủ nên không nhìn rõ con đường phía trước. Lại là lúc này nàng ta lại không hề té ngã, dù chân đã mềm đến độ không cảm giác được, dù tới một khắc cuối cùng nàng ta phải dùng tay đỡ hai đầu gối đã mỏi tới độ gần như vỡ ra để lão đảo đi về phía trước nhưng nàng ta vẫn không ngã xuống. Mọi thứ trước mắt chậm rãi mơ hồ, không phân rõ biên giới. Bóng đêm và cây cuối. Dung hòa vào nhau, trời và núi hợp lại một chỗ chỉ có chu trạch là vẫn giữ nguyên dạng cửa sổ ngay ngắn tường cao vây quanh nó vững vàng đứng đó cửa lớn vẫn mở rộng nhưng lúc này đây nó không còn mang bộ dạng dương nanh múa vuốt nữa mà nó là cây rơm cứu mạng cuối cùng nàng ta có thể nắm lấy phía sau truyền đến tiếng sàn sạc không cần nhìn tú vinh cũng biết đó là cái gì một đường lại đây thứ kia vẫn đi theo nàng ta không xa không gần có mấy lần quay đầu lại nhìn nàng ta đều thấy đôi mắt đen bóng như có như không kia con ngươi của nó còn phản chiếu ánh sáng Tú Vinh có một loại trực giác rằng bàn tay quỷ kia đang nhìn chầm chầm mình. Nó muốn nàng ta chết, có thế nó mới có thể thống khoái khi báo được thù lớn. Nàng ta không muốn nó được như ý, sắp tới rồi, hiện tại nàng ta đã cách tòa nhà cực gần, tới độ có thể nghe được tiếng khóc nức nở truyền tới từ bên trong. Chỉ sợ mỗi người trong chu trạch lúc này đều đang thất thần thế nên đến tiếng khóc cũng lúc có lúc không, về cơ bản chỉ có gào khang chứ chẳng có chút tình cảm nào. Cũng phải, Tai vạ tới nơi rồi ai mà không sợ nó rơi trên đầu mình chứ làm sao bọn họ còn hơi sức mà khóc thương kẻ khác đây cứu mạng. Lão gia tàu quản gia song bích thiếu gia Tú Vinh chỉ còn cách chu trạch vài bước nhưng chỉ có thế thôi mà nàng ta cũng không đi nổi. Xương cốt cả người đều tê dại, giống như tan thành từng mảnh khi cố gắng dán lên da thịt. Tú Vinh khóc lóc, giọng phát ra lại biến thành tiếng rên rỉ khó mà nghe thấy. Nàng ta gọi tên từng người, mong chờ bọn họ có thể bỗng nhiên xuất hiện tâm linh tương thông với mình, thứ chưa bao giờ có trước đây nàng ta hy vọng bọn họ sẽ chạy ra cửa nhìn một cái có lẽ như thế nàng ta sẽ được cứu nhưng cổng tò vò kia vẫn rộng mở bên trong đen ngòm chẳng có ai xuất hiện sợi rơm cứu mạng nàng ta đợi không xuất hiện hóa ra tòa nhà đã vây khốn nàng ta bao lâu nay cuối cùng cũng chẳng cho nàng ta được chút hy vọng nào khi chút sức lực cuối cùng hao hết nàng ta ngã xuống thềm đá của chu trạch chung gió bên mái hiên điên cùng lắc lư Lục Lạc va chạm vào nhau phát ra tiếng động kéo một chút ý thức cuối cùng của nàng ta trở về, không để nó trôi đi. Nàng ta nỗ lực trợn mắt, tuy đã chẳng thể nhìn thấy gì nhưng nàng ta vẫn cố gắng mở to mắt quay đầu nhìn về phía sau. Cái bóng màu xanh kia vẫn ở đó, tuy nàng ta không nhìn rõ hình dáng của nó nhưng lại biết nó đang chậm rãi bò tới. Nó leo lên người nàng ta, sau đó giống như chăm chú nhìn nàng ta một lát rồi theo bậc thang chui vào trong nhà. Quả nhiên, nó không định buông tha cho bất kỳ kẻ nào ở nơi này trong lòng tú vinh bỗng nhiên cảm thấy thống khoái nhưng ngay sau đó chút vui vẻ còn sót lại đó lại bị tuyệt vọng sâu nặng thay thế nàng ta nghĩ tới đám bồ câu kia cả đời chúng nó cũng chưa từng thoát khỏi tòa nhà này hóa ra mọi người đều giống nhau đều là một đám bồ câu bị nhốt trong lòng nàng ta dãy dụ bò xuống khỏi thềm đá không muốn một tất da thịt nào của mình dính hơi thở của chu gia hãy đọc thử truyện bần da nữ của trang rừng hổ phách rốt cuộc cả người nàng ta cũng trượt xuống thềm đá sau đó nằm ngửa nhìn lên không trung xám xịt trong lúc hoảng hốt nàng ta giống như nhìn thấy một con chim bồ câu vỗ cánh bay về phía trời cao. Trong con ngươi dần nở ra của nàng ta, đó là hình ảnh cuối cùng, và nó vĩnh viễn nằm ở đó. Thi thể của Tú Vinh được Tào Vân phát hiện. Lúc đó ông ta đang gấp đến độ tráng đổ mồ hôi, vừa lệnh cho hạ nhân lấy vải bố và ngọn nến từ trong kho ra vừa phải đối phó với triệu tử mại đang đeo bám bên cạnh. Vải bố đặt ở trong ngăn tủ, hương nến và tiền giấy sợ là không đủ, phải lên trến mua thêm một ít. Đúng rồi, các ngươi ra ngoài nhớ rõ phải mua cho nhị di thái một cái quan tài. Quan tài của đại thái thái đã sớm chuẩn bị, còn quan tài của nhị di thái thái không thể quá đắt, bằng gỗ sam là được còn nữa, phải mời sư phụ trong miếu đi theo tới, qua mấy ngày nữa làm 7 ngày, trong nhà phạm tai tinh nên phải có người làm pháp sự. Nơi này thuộc tỉnh nào, châu và. Huyện nào triệu tử mại đã lắp lại câu này hai lần, tới lần thứ ba thì Tào Vân không thể không quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có chứa đồng tình bề ngoài tốt như thế này, đúng là ngàn dặm mới tìm được, đáng tiếc lại là tên ngốc. Lúc này là lúc lửa xém lông mày thế mà hắn cứ như con chó con quấn quanh đuổi thế nào cũng không đi. Hắn cuốn lấy ông ta hỏi một câu ngốc nghếch như thế nãy giờ, câu hỏi này ngốc tới độ ông ta chẳng muốn trả lời hắn. Nơi này là Hoàng Cung, là Tử Cấm Thành, là Dưỡng Tâm Điện. Tào Vân nghiến răng nghiến lợi nói lời này. Nơi này mới không phải Dưỡng Tâm Điện, ta đã tới Dưỡng Tâm Điện rồi, ngươi chớ có gạt ta triệu tử mại không vui miệng cũng méo sệt, mắt đỏ ửng lên tào vân là người từng trải nhưng lại không chịu nổi khi nhìn thấy đứa nhỏ lớn dòng này tuổi thân vì thế ông ta đành dừng bước túm lấy bả vai hắn và nhìn thẳng vào đôi mắt không chút tạp chất kia rồi gằn từng chữ nơi này là long hải nhớ kỹ long hải ở phúc kiến triệu tử mại à một tiếng sau đó quay đầu lập tức muốn báo cáo kết quả mình tìm hiểu được cho một tiểu ngọ nhưng hắn mới bước được một bước thì bỗng ngừng đôi mắt chớp vài cái sau đó miệng không tự giác thốt ra ba chữ trai đường thôn. Tào Vân hế một tiếng, ngươi còn biết trai đường thôn cơ đấy, thôn đó ở giữa Trương Đài và Long Hải, cách nơi này cũng chỉ có một khoảng ngắn. Triệu tử mại khẽ nhếch lông mi và quay đầu nhìn Tào Vân, Trương Đài Trương Đài, Tào Vân khó hiểu mà lặp lại, khóe miệng nhếch lên cười lạnh hỏi, Trương Đài thì làm sao không có gì. Triệu tử mại rầu rĩ đáp nhưng trong đầu lại như bị ai đó dùng châm nhọn đâm vào khiến ký ức hỗn độn của hắn rách một lỗ trai đường thôn, Trương Đài, những địa danh này cực kỳ quen thuộc như khắc trong đầu hắn nhưng lại bị một tầng màn bao phủ nên không sao thấy rõ. Chương 405 hiện thân hắn lẩm bẩm mấy chữ này sau đó quay người đi về sân mình đang ở, vừa đi hắn vừa cố nắm giữ những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu nam tử mặc áo bào màu. Xanh đá đứng thẳng như ngọc, giữa mày của hắn tích tụ một chút ưu thương vĩnh viễn không thể tan được. Thanh Thành, Diêm Thanh Thành một cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ cứ thế vụt ra khỏi miệng hắn, triệu tử mại sửng sốt một lúc, ký ức trong đầu cũng sáng hơn một chút. Giống ánh sáng mặt trời xuyên qua mây đen, giống miếng băng mỏng tan ra khi gặp nước chảy, để lộ màu sắc bị che giấu bên dưới. Diêm Thanh Thành đúng vậy, Thanh Thành đi đâu rồi? Từ khi từ biệt ở trai đường thôn thì hắn chưa từng nhận được thư người kia gửi. Hắn từng phái người đi hỏi thăm nhưng người nhà họ Diêm nói Thanh Thành đã đi xa, chưa từng quay về. Một nghi vấn lớn hơn nữa xuất hiện vì sao hắn và tiểu ngọ lại tới cái nơi cách trai đường thôn có vài dặm này? chẳng lẽ mọi thứ đều là trùng hợp thôi ư đủ loại ý nghĩ xong đến triệu tử mại cảm thấy đầu to hơn vài vòng mày không tự giác nhăn lại hắn bước nhanh hơn muốn nói cho một tiểu ngọ những gì mình vừa nhớ ra nhưng mới bước được vài bước phía sau bỗng truyền tới tiếng kêu kinh sợ của tào vân tam tam di thái thái xác chết của tú vinh được người ta dọn vào để ở giữa sân nàng ta trải qua một cuộc chạy trốn kinh tâm động phách nhưng tới cuối cùng vẫn không thể rời khỏi khu nhà âm trầm này chu vạn trung hoang mang chạy từ bên ngoài vào vừa nhìn thấy thi thể tú vinh ông ta đã sửng sốt sau đó nhào về phía trước quỳ rạp xuống bên cạnh nàng ta tào vân sợ một màn buổi sáng lại xảy ra sợ chu vạn trung lại lột quần áo của tam di thái thái xuống trước mặt mọi người như đối với a ngọc không để cho nàng ta chút thể diện nào nhưng lúc này ông ta lo lắng thừa rồi chu vạn trung chỉ cười ha ha với cái xác kia sau đó đột nhiên vung tay tát lên gương mặt đã hơi đổi màu xám của tú vinh chạy muốn chạy ư ngươi có thể chạy đi đâu kết quả không phải chỉ có một con đường chết ư ta nói cho ngươi biết một khi đã gã vào thì các ngươi chính là người của chu vạn trung ta không sống được thì các ngươi cũng đừng mong tồn tại song bích đứng bên cửa co rúng lại trong bóng đêm chu dự phong cầm lấy tay nàng ta đầu ngón tay hắn khô ráo ấm áp mang theo vết chai mỏng vuốt ve lòng bàn tay mang tới cho nàng ta chút sức mạnh song bích rụt tay về đôi mắt nàng ta sáng lên giống như chứa lạnh nhạt giống hệt lần đầu tiên chu dự phong nhìn thấy nàng ta Tiện nhân, ngươi cho rằng có thể thoát thân một mình sao không ngờ ngươi lại chết trước ta. Chu Vạn Trung vẫn hùng hổ mắng chửi, không những miệng ông ta nói lời không sạch sẽ mà thậm chí ông ta còn động tay, kéo trâm ngọc trên tóc Tú Vinh xuống khiến nó gãy tan xương nát thịt. Mái tóc của Tú Vinh xỏa ra, sợi tóc đen nhánh tản mát trên sân gạch giống một cái võng lớn. Chu Vạn Trung vẫn không có ý định dừng tay mà bỗng túng lấy đầu nàng ta dùng sức đập lên mặt đất. Phanh một tiếng, đầu lâu giống như nước ra, máu đỏ thấm chảy ra, ban đầu chỉ là một dòng máu nhỏ, nhưng dần dần nó theo khe gạch lan ra và bỗng biến thành cơn lũ bất ngờ mà ào ào phun như suối thấm ướt vạt áo Chu Vạn Trung. Không biết là tiểu nha hoàng nào bỗng kêu một tiếng, sau đó bắt đầu nôn khan. Chu Dự Phong sợ xong bích bị dọa thế nên vội nghi người che trước mặt nàng ta. Hắn ra hiệu cho Tào Vân để ông ta đi ngăn cản người cha điên khùng của mình. Tào Vân vừa kêu lão gia dừng tay vừa cúi người muốn túng lấy cánh tay Chu Vạn Trung nhưng ông ta còn chưa chạm vào người kẻ kia thì chu vạn trung lại bỗng nhiên bò dậy sắc mặt dại ra mà nhìn chằm chằm cổ thi thể bị mình hủy đến không còn bộ dạng bình thường sau đó ông ta bỗng nhiên quay đầu nhìn tào vân trong mắt che kín mê man nhặt xác chu vạn trung lau mồ hôi trên trán và thốt ra hai chữ này lời này khiến tào vân hồ đồ rõ ràng một khắc trước ông ta còn tận lực hủy hoại cái xác của tú vinh thế mà hiện tại lại bảo ông ta phải thu dọn thi thể cho tốt nhưng rõ ràng trên mặt chu vạn trung vẫn viết rõ mấy chữ không cho phản bác vì thế tào vân lập tức ra hiệu cho mấy gã sai mặt phía sau để bọn họ nâng thi thể tú vinh đi hai gã sai vặt y lệnh tiến lên một người một đầu không tình nguyện túm lấy hai tay và hai chân tú vinh rồi nâng cái xác máu chảy đầm đìa kia lên máu tươi tí tách tí tách rơi xuống đầy đất lúc đi qua người tào vân ông ta không đành lòng nhìn mà quay đầu đi các ngươi ngu à còn không biết bọc cái đầu lại nếu cứ nâng đi thì lát nữa lại phải mất công thu dọn Tào Vân vừa nói vừa lùi về phía sau vài bước muốn tìm cái gì đó để bao đầu của Tú Vinh lại. Nhưng thân thể ông ta mới xoay qua thì bỗng nghe thấy gã sai vặt đang túng tay Tú Vinh phát ra một tiếng thét chói tai thống khổ. Hắn buông lỏng tay và ngồi bệt xuống đất, miệng a à a à vài tiếng, cả người dán mặt đất lùi về sau vài bước. Hắn vừa buông tay thì cả người Tú Vinh đã rơi xuống, nhưng vì chân còn bị gã sai vặt phía sau nâng nên nàng ta biến thành một đường nghiêng thẳng tắp kêu thép cái gì tào vân mắng một tiếng nhưng nửa câu sau lại bị chính ông ta nuốt vào không sao phun ra được ông ta thấy một bàn tay quỷ xanh mép ghé vào trên đầu tú vinh ngón tay cắm vào mái tóc tràn đầy máu của nàng ta từng ngón tay kia run rẩy chợt cao chợt thấp trong bóng đêm ánh sáng xanh của nó thực lóa mắt giống như lửa địa ngục nóng bỏng nó nó cắn ta gã sai vặt ngồi trên mặt đất thép lên một tiếng nhưng cuộc sống chợt mềm nhũng cả người ngã ra sau không còn sức mà bò nữa một tiếng gào này giống như tiếng sấm khiến cả sân nhỏ sôi trào. Mọi người bừng tỉnh và bắt đầu hoảng loạn chạy trốn khắp nơi. Bọn họ giống một đám gà bị xua đuổi thì xù lông, đập cánh phành phạch bay khắp nơi nhưng lại không biết nơi nào mới là nơi an toàn. Chỉ có một người không động đây. Chu Vạn Trung giống như bị điểm huyệt, ánh mắt nhìn bàn tay quỷ vẫn ghé trên đỉnh đầu Tú Vinh và khóe miệng nở nụ cười như có như không tào vân vốn định che chở cho ông ta rời đi nhưng lúc nhìn thấy nụ cười quái dị của kẻ kia thì ông ta lại lạnh cả người và hiểu hết chẳng trách chẳng trách vốn kẻ kia đang nổi điên lại bỗng cho người đi nhặt xác hóa ra ông ta đã sớm phát hiện ra bàn tay quỷ kia nó trốn trong tay áo của tú vinh nên ông ta mới cố ý bảo người tới dẫn dụ nó ra mà vừa rồi nếu tào vân đi qua thì hiện tại người nằm trên mặt đất không phải đứa nhỏ xui xẻo kia rồi tào vân hít một hơi sau đó dừng bước và dán chân tường chạy nhanh ra ngoài viện trong lúc ấy ông ta nghĩ mình sẽ không làm người chịu tội thay cho Chu Vạn Trung. Chương 406 nhận độc nhưng còn chưa đi tới cửa Tào Vân lại chẳng dám động đậy nữa, cả người ông ta run lên, một chân đã bước ra ngoài cũng vội thu về. Ông ta run rẩy còn kinh hơn cành liễu trong ngày thu. Cái tay quỷ kia đang bò tới cửa viện, không nhanh không chậm, từng đốt ngón tay khi thì cuộn lại khi thì thẳng ra lắc lư trên mặt đất ẩm ướt giống như đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp của nó. Tào Vân nhìn nó, trong lòng vừa kinh sợ vừa ngây ngẩn đúng là gặp quỷ sao đây là con quỷ đã liên tiếp giết bốn người ư nó cứ thế xuất hiện trước mặt bọn họ một cách chân thật đến độ có thể duỗi tay chạm vào nó thật đến độ ông ta thậm chí còn thấy nó hơi khác với bộ dáng của quỷ trong tưởng tượng của mình nhưng tào vân vẫn sợ sao có thể không sợ đây thứ này giết người không chớp mắt chính ông ta đã trơ mắt nhìn gã sai vặt kia ngã xuống không tỉnh lại nếu nó không phải quỷ thì là cái gì sóng to gió lớn trong đầu còn chưa lặng yên thì bỗng tào vân cảm thấy một cơn gió thổi qua lúc quay đầu ông ta đã thấy chu vạn trung đang cười và đuổi theo bàn tay quỷ kia ông ta còn cười được ư một nụ cười kỳ quái như mọc trên mặt ông ta từ một khắc nhìn thấy bàn tay quỷ kia ông ta vẫn giữ nụ cười đó giống như đang đeo một tấm mặt nạ da người tào vân cả kinh và hơi co rúng lại vì một màn trước mắt quá quỷ dị vượt xa giới hạn có thể lý giải và thừa nhận của ông ta lúc này ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chu vạn trung đi theo phía sau bàn tay quỷ kia và ra khỏi sân đằng 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 tiếng bước chân dần rời xa và biến mất cuối con đường. A Di Đà Phật, thần tiên phù hộ Tào Vân nói năng lộn xộn, vừa niệm Phật vừa cầu thần, chân rung rẩy vạn xoắn như bánh quai chèo, khuôn mặt cũng trắng bệch như giấy. Nhưng còn chưa kịp niệm xong thì bên cạnh lại xẹt qua một cơn gió. Chu Dự Phong vừa gọi phụ thân vừa đuổi theo hướng Chu Vạn Trung mới biến mất. Chu Vạn Trung quỳ rạp trên mặt đất, trong tay cầm một cây kim. Đây là kim châm cứu, Đầu sắc nhọn được ánh trăng chiếu sáng thế là càng lấp lánh hơn. Ý cười trên mặt ông ta còn chưa tan hết, mặt mày ông ta công công nhìn phía dưới ngăn tủ năm mảnh đã cũ đến sắp đổ. Vừa rồi ông ta mới vừa nhìn thấy nó chui vào đây, tuy ánh sáng xanh chỉ lóe qua nó đã biến mất nhưng ông ta biết nó vẫn ở đây. Nó cũng đang lẳng lặng nhìn chằm chằm ông ta giống như ông ta lúc này, trong mắt nó là một âm mưu kinh thiên động địa. Ra đây đi, đồ tạp chủng thối tha, mày giỏi giả thần giả quỷ lắm cơ mà sao thế? giờ biết sợ rồi sao sợ tao một châm đâm thủng bụng mày rồi mày cả người mày ra làm một thuốc à ông ta cười ha ha, cơ bắp trên mặt động đậy lộ ra nếp nhăn dưới ánh trăng khiến nụ cười trên mặt ông ta càng thêm dữ tợn. Nhưng phía dưới tủ không có động tĩnh gì, vì thế Chu Vạn Trung lại bò thấp người hơn một chút, mặt gần như dán trên mặt đất, đôi mắt hiếp lại thành hai đường thẳng, ý cười bên trong tụ thành băng. Không dám ra ngoài sao súc sinh vẫn là súc sinh, chỉ dám trốn ở nơi xó xỉnh, không thể ngửa mặt nhìn trời. Ông ta hung tợn lẩm bẩm, một bàn tay siết chặt cây châm kia, một tay khác đột nhiên đẩy ngăn tủ năm mảnh kia một phen. Tủ năm ngăn lung lay mấy cái, tro bụi sôi nổi rơi xuống khiến ông ta phải ho khang vài cái, nước mắt cũng chảy ra. Nhưng phía dưới tủ vẫn im ắng, động tác đông đưa vừa nãy không hề kinh động cái thứ trốn phía dưới tủ. Chu Vạn Trung biết nó ẩn núp ở đó và dùng lý trí cũng như kiên nhẫn vượt mức bình thường để chờ đợi cho ông ta một kích trí mạng. Chu Vạn Trung cười vài tiếng, cái kim trong lòng tay hơi rung rung, không phải vì sợ mà vì kích động cao hoài nhân dùng nhiều loại thuốc dẫn trong đó không thể thiếu các loại độc trùng ông ta đi theo người kia học tập nên cũng sớm hiểu rõ đám độc vật kia con rết lớn hai thước ông ta cũng thấy rồi ông vò vẽ và đám côn trùng nhỏ thì càng không cần nói hiện tại và trước kia không phải chẳng có gì khác nhau ư bởi vì thứ ông ta đối mặt không phải một bàn tay quỷ lấy mạng người mà là gánh nặng trong lòng hoàn toàn được gỡ bỏ mỗi cơ bắp và khớp xương trên người ông ta đều thả lỏng ông ta lại lắc cái ngăn tủ kia vài cái khiến nó kẻo kẹt rung động, thiếu chút nữa đã tan thành từng mảnh và quy thiên luôn. Bé ngoan, xuất hiện đi, Chu Vạn Trung thay đổi ngữ khí, ông ta cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi. Phẫn nộ tích tụ mấy ngày này dồn lên mãnh liệt khiến ngực ông ta buồn bực đau đớn. Ông ta cười nói, xuất hiện đi, ta đợi ngươi đã lâu. Phụ thân, ngài đang làm gì thế giọng Chu Dự Phong bỗng nhiên truyền tới từ ngoài cửa. Chu Vạn Trung cao mày quay đầu làm tư thế im lặng với con trai sau đó lại quay đầu chăm chú nhìn bóng đen nồng đậm bên dưới chân tủ. Ông ta cảm thấy kiên nhẫn của mình đã hết sạch, cái còn dư lại chỉ có xúc động khó dằn nổi. Không muốn ra ngoài sao ý cười biến mất, Chu Vạn Trung chậm rãi đứng thẳng người, tay cầm lấy cạnh của cái tủ. Bất an và nóng nảy chồng chất nhiều ngày dồn vào lòng bàn tay, ông ta dùng sức đột nhiên kéo cái tủ về phía trước. Tủ năm ngăn ầm ầm đổ xuống bên chân ông ta bốc lên một tầng tro bụi sau đó biến thành làn khói nhạt. Ông ta đứng trong đống bụi, cả người giống như đang bay lơ lửng trong tầng mây. "Phụ thân, ngài đang làm gì?" Chu Dự Phong đã bước một chân qua ngạch cửa, hắn khó hiểu nhìn về phía trước và nhất thời không biết có phải Chu Vạn Trung đã điên thật rồi không. "Dự Phong, Dự Phong, ngươi có biết hung thủ giết người là cái gì không?" nghe thấy con trai mình hỏi thế là Chu Vạn Trung bỗng nhiên cười không ngừng, sau đó ông ta hổn hển, nước miếng cũng phun ra từ khóe miệng, eo cong lại vì cười. Lúc này trong ông ta thật giống vầng trăng cong cong trên bầu trời các ngươi các ngươi đều nói là oan hồn lấy mạng, nói Cao Hoài Nhân đã chết mười. Mấy năm còn không muốn buông tha ta, nói ta hại chết cả nhà ông ta nên hiện tại ông ta muốn hại chết cả nhà của ta nhưng tất cả các ngươi đều bị mở heo che mắt rồi, sao chẳng kẻ nào thấy được cái thứ giết người kỳ thật chỉ là một con ông ta chợt ngừng, tươi cười trên mặt cũng đông cứng lại, ánh mắt theo thân thể trượt xuống thân dưới của mình. Một con nhện lớn hơn bàn tay một chút đang bò ở đó, trên người nó ánh lên màu xanh che khuất đôi mắt đang nhìn ông ta một cách chăm chú kia. Nó thật giống một bàn tay, một bàn tay bị chôn mười mấy năm, khô tới độ không còn tí thịt nào. Nếu không phải ông ta vẫn còn một chút lý trí, nếu không phải ông ta từng giúp Cao Hoài Nhân mua mấy con nhện khô từ đám thương nhân mọi rợ phương Nam thì ông ta cũng sẽ không biết. Hóa ra trên đời này còn tồn tại thứ độc vật như thế. Chúng nó lớn lên trong rừng cây nóng ẩm, vị trang thành một cái lá cây xanh mơn mởn để hấp dẫn con mồi sau đó đâm nanh độc sắc bén vào người con mồi khiến nó bị tê liệt, nọc độc từ đó lan ra toàn thân con mồi. Cái thứ này rất lợi hại, người bị nó cắn sẽ sinh ra ảo giác, não khẩn trương khiến máu da tốc tuần hoàn. Chớ nói con vật nhỏ và côn trùng, nó hoàn toàn có thể giết chết một người sống. Lúc ấy Cao Hoài Nhân nhìn thấy mấy con nhện mới mua về đã xoa xoa tay kích động nói, nhưng nhện khô có tác dụng rất lớn, A Trung, người phải cất tụi nó cẩn thận đó. Chương 407 Hung Phạm Vân, lão gia, A Trung nhất định sẽ cất tụi nó cẩn thận chu dự phong nghe cha mình lẩm bẩm một câu hắn không hiểu sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn chu vạn trung đâm thật mạnh cây châm trong tay về phía hạ bộ của mình phục một tiếng màu đỏ và màu xanh lục cùng nhau phun tung tóe hai chất lỏng màu sắc khác nhau hòa vào nhau hóa thành màu nâu đặc sệt chảy tí tách chu vạn trung ngã xuống đầu đập lên tủ vang một tiếng răng rắc sau đó chỉ thấy đầu ông ta lấy một góc độ cực kỳ quái dị mà nghiêng qua một bên vai bất động phụ thân chu dự phong cả kinh hét to một tiếng và ngã lộn nhào về phía Chu Vạn Trung. Nhưng còn chưa chạy tới bên người ông ta hắn đã thấy thứ gì đó có lông lá sượt qua chân mình. Chu Dự Phong sợ tới mức giật mình một cái và quay đầu nhìn thì thấy con nhện độc màu xanh kia đã chạy tới cửa, một cái chân dài bám lấy ngạch cửa và trường ra ngoài. Chỗ ngực bụng của nó vẫn cắm cây kim, máu màu xanh chảy ra từ miệng vết thương rơi trên mặt đất giống một dải lụa màu xanh. Chu Dự Phong sửng sốt và nhất thời không biết nên xem xét vết thương của cha mình trước hay đuổi theo hung thủ còn chưa chết hẳn kia. Cũng may đúng lúc này có vài người lướt qua cửa viện, mấy gã sai vặt nghe tiếng chạy tới vì thế hắn để bọn họ lo cho Chu Vạn Trung còn mình lần theo vết máu xanh và đuổi theo con nhện. Con nhện kia bò sát theo phiến đá xanh, tuy siêu vẹo nhưng tốc độ lại không chậm. Thiếu chút nữa Chu Dự Phong đã không đuổi kịp nó, cũng may vết máu uống éo kia vẫn dẫn đường nên hắn mới có thể lần theo không mất dấu. Nhưng càng đi về phía trước tốc độ của hắn càng chậm lại. Con nhện đã đi qua mấy gian nhà, lúc này chỉ còn dư lại một sân viện mà hắn cực kỳ quen thuộc. Ở nơi đó hắn từng gieo muôn vàng sợi tình, cũng từng hứa hẹn một đời một kiếp, chính tay hắn còn trồng một gốc mai trong viện đó. Lý do là vì chủ nhân của sân kia dù cười tươi nhưng trong ánh mắt vẫn luôn giấu cô đơn và lạnh lẽo, giống như đóa hoa mai nở rộ trong mùa đông. Nhưng hiện tại con nhện độc xấu xí đáng sợ kia lại đang bò về sân ấy. Sở dĩ Chu Dự Phong đi theo nó mà không để đám hạ nhân hỗ trợ đánh chết nó vì hắn muốn nhìn xem nó sẽ trốn tới chỗ nào nó không thể tự nhiên xuất hiện ở chu gia được cùng với tiền giấy trong bánh nhân rượu bài vị viết một câu kia tất cả tụi nó không thể do một cơn gió thổi tới chu gia được sau lưng tụi nó có một người động cơ là gì hắn không biết nhưng mục đích lại quá rõ ràng kẻ đó muốn giết sạch người của chu gia chu dự phong cảm thấy ngực bị người ta hung hăng đánh một búa trái tim rầu rĩ đau đớn bỗng nhiên hắn không muốn đi về phía trước nữa bởi vì con nhện đã đi tới nơi tất chứa những mộng tưởng ảo ảnh vui vẻ của hắn. Nó ngựa quen đường cũ mà rẽ một cái và chui vào trong cửa khắc hoa. Là nàng sao chẳng lẽ thật sự là nàng sao muôn vàng ý nghĩ trào ra trong sự kích động, chúng nó cái nọ tiếp cái kia chiếm cứ tâm trí hắn. Nhưng kỳ quái là đầu óc hắn lại trống rỗng, giống như chỉ có hơi nước mông lung, chẳng thể thấy rõ bất kỳ cái gì. Có lẽ nếu không thể chính mắt nhìn thấy thì hắn sẽ không tin bất kỳ điều gì. Dù hắn biết côn trùng quay về tổ là thiên tính, Giống như người ta lá rụng về cội vậy. Chu Dự Phong bước vào cửa viện, ánh mắt rơi xuống một hàng vết máu màu xanh nối thẳng với cửa sổ. Cửa kia nửa hé, giống như đặc biệt để lại cho nó chui vào. Chu Dự Phong siết chặt nắm tay, cố trấn định bước chân đã hơi lảo đảo mà nhẹ nhàng bước tới bên cửa sổ. Chiều nay Tú Vinh cũng ghé vào cửa sổ này rình hắn và song bích, không ngờ chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi mà đã đến lượt hắn đánh vỡ một âm mưu khác, một âm mưu lớn hơn bất kỳ cái nào khác bên tai truyền đến tiếng ca ca nho nhỏ tim hắn cũng theo đó nảy lên thật nhanh chu dự phong cắn chặt môi cuối người nhìn qua cửa sổ hơi nước trong đầu lập tức ngưng thành sương lạnh phủ lên ý thức của hắn con nhện đang cố gắng chui vào trong một cái hộp nhưng vì trên người nó cắm một cây kim nên cái hộp vốn có thể dễ dàng chứa nó nay lại không dễ cho nó chui vào nhưng con độc trùng kia vẫn ngoan cường dù cây kim trên lưng va vào nắp hộp hết lần này tới lần khác nhưng nó vẫn kiên trì lặp lại động tác kia tuy vết thương ở ngực và bụng nó vì động tác này mà rách to hơn máu xanh bắn thấp quanh bàn nhưng nó vẫn không màng là cái hộp này chu dự phong bỗng nhiên muốn cười chiều nay hắn còn cảm động vì nàng ta không chịu giao cái vòng tay hắn tặng cho tú vinh nhưng chưa được bao lâu hắn đã bị vã một cái thật mạnh vào mặt hóa ra không phải nàng ta luyến tiếc không muốn giao vòng tay ra mà vì trong cái hộp này chứa vũ khí sắc bén giúp nàng ta giết người đó là thứ vũ khí giết chết người của chu gia bao gồm cả chu dự phong hắn thực sự buồn cười, nếu hắn viết lại tất cả những điều này thành một vở kịch thì nhất định nó sẽ cực kỳ nổi tiếng, có thể khiến khán giả reo hò, mọi người tán thưởng. Hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách, Chu Dự Phong lắc đầu, khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, trong lòng vừa chua vừa xót. Ngươi đã thấy rồi ư phía sau truyền đến giọng song bích, chỉ mấy chữ ngắn ngủi mà nàng ta đã thừa nhận toàn bộ, đến cơ hội lừa mình dối người cũng không để lại cho hắn. Vì sao Chu Dự Phong không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn con nhện độc kia hiện tại động tác của nó đã chậm lại, miệng vết thương ở bụng đã nứt ra. Nó giống như uống say, chân khô loạn nhưng vẫn không từ bỏ mà lão đảo đâm về phía cái hộp. Thật đúng là cố chấp, sắp chết còn không muốn từ bỏ. Còn hắn không phải cũng thế ư rõ ràng nghe thấy nàng ta nói nhưng vẫn như chúng ta không muốn thừa nhận nàng ta là hung thủ đứng phía sau. Thực xin lỗi, giọng song bích trung lên, nhưng dự phong, ta không có cách nào, ta chỉ có một lựa chọn duy nhất này. Nàng ta ôm bả vai ngồi xổm xuống, trong bóng đêm bóng dáng gầy yếu kia giống một ngôi mộ nhỏ thê lương khiến Chu Dự Phong sinh ra một chút thương hại. Hắn nhớ rõ lúc Song Bích mới gả tới Chu gia thân thể yếu ớt, lâu lâu lại bệnh một trận, sốt đến bất tỉnh nhân sự. Cũng may Chu gia là nhà làm dược liệu nên dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ nàng ta mới khỏe dần. Khi đó hắn luôn sợ nàng ta không kiên trì được và trong nháy mắt sẽ bệnh không dậy nổi sau đó buông tay nhân gian. Hắn cứ lo được lo mất thật lâu vì thế lúc này dù nàng ta đã nhận tội nhưng hắn vẫn không thể nói được lời nào tàn nhẫn với nàng ta. Ta không thể không làm, lúc cha ta tắt thở ông ấy vẫn không thể nhắm mắt. Ta biết, nếu ta không báo thù cho ông ấy thì ở địa ngục cha ta sẽ nguyền rủa ta. Chương 408 kết cục con gái của Cao Hoài Nhân không chết, tuy nàng ta bị bệnh nặng tới độ thoi thóp nhưng vẫn chống đỡ và sống sót. Nàng ta bị đám họ hàng thân thích kết bỏ bán cho một người môi giới sau đó đã trải qua những cực khổ dài dòng không muốn kể lại làm gì, cuối cùng vẫn ngoan cường sống tới giờ. Trong lòng nàng ta vẫn còn một hơi chống đỡ nếu không nàng ta cũng chẳng sống được tới bây giờ, càng khó mà lấy thân phận xong bích cả vào chu gia. Nhiều thế hệ của cao gia làm nghề y, từ nhỏ ta đã thấy cha mình dùng nhện độc chữa bệnh nên biết độc tính của nó thật kinh người. Loài này lại rất có linh tính, có thể giúp việc cho người nuôi nó vì thế ta đã sớm nghĩ kỹ và muốn dùng nó để báo thù cho cha mẹ. Môi chu dự phong rung lên, bộ câu là bị ngươi độc chết đúng không bởi vì chúng nó vốn là thiên địch của con nhện song bích cực đầu một cái nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng chu dự phong lại truyền đến, nhưng, nhưng vì sao ngươi phải giết mẹ ta, Thúy Vi và cả Tú Vinh? Đặc biệt là Thúy Vi và Tú Vinh, bọn họ thậm chí còn không biết chuyện cũ năm xưa. Cả người song bích rung rẩy thật mạnh giống như bỗng nhiên bị động kinh, nhưng giọng lại the thế hơn bình thường nhiều, Dương Trung Vong ân phụ nghĩa, hại cha ta hai lần, lần đầu. Tiên cha ta đã bỏ qua nhưng ông ta lại không biết hối cải. lần thứ hai ông ta lại đẩy cả nhà ta vào địa ngục. Ngươi nói đi, ta nên làm thế nào mới coi như ăn miếng trả miếng đây nàng ta rung bả vai và mỉm cười, hơn nữa cha ngươi là kẻ lãnh khốc ích kỷ, tâm cứng hơn cả cục đá. Nếu không dọa ông ta sợ mất mật thì sao ta có cơ hội đánh bại ông ta khi ông ta đã hoàn toàn điên cuồng giọng nàng ta lúc này lại cao hơn một chút, mạng của bọn Thúy Vi ta sẽ trả, dù là nhân gian hay địa ngục ta cũng sẽ chờ bọn họ tới tìm. Mệnh này nếu bọn họ muốn lấy thì cứ lấy, ta tuyệt đối không oán trách. Nói tới đây xong bích dừng một chút, ánh mắt vòng đi vòng lại rốt cuộc cùng dừng lại ở khuôn mặt không hiện vui buồn của Chu Dự Phong, kỳ thật kỳ thật ngươi cũng có thể báo thù cho A Ngọc, bà ta là mẹ ngươi, nếu ngươi giết ta thì ta cũng chẳng trách ngươi khóe mắt Chu Dự Phong có nước mắt sắp rơi, hắn cười lạnh nhìn nàng ta, bởi vì ngươi giết mẹ ta nên dù ta có giết ngươi thì ngươi cũng không trách gì ư ngoài cái này ra chẳng còn gì khác à song bích, ngươi không có gì khác muốn nói với. Ta ư nói xong thấy song bích ngập ngừng thế là hắn bỗng nhiên nâng một bàn tay lên ngăn cản nàng ta nói, ta không muốn nghe, mặc kệ hiện tại ngươi muốn nói gì ta đều sẽ rối rắm lo lắng trong nửa đời còn lại để nghiền ngẫm nó. Ta sẽ tự hỏi mình hết lần này tới lần khác, bởi vì bất kể một câu nào ngươi nói ra ta đều không biết là thật hay giả. Dự phong, Ta song bích bước lên một bước còn chu dự phong lại lùi về một bước. Ngươi đi đi, cha ta đã bị nhện độc cắn, lại bị đập đầu vào tủ, dù có sống được thì khả năng cũng khó mà khỏe mạnh tới cuối đời. Nếu ngươi có chút ấy nấy nào với ta thì buông tha cho ông ấy đi, cũng buông tha cho chính mình chu dự phong rủ đầu không dám nhìn vào đôi mắt chớp động chứa đầy bóng đêm kia. Bất kỳ cảm xúc nào trong mắt nàng ta cũng có khả năng khiến hắn dây dứt cả đời này. Hắn không muốn chịu sự tra tấn ấy ngươi nguyện ý thả ta đi sao trong giọng của sông. Bích có nước nở, dự phong ta. Đừng nói gì hết, cũng đừng làm gì hết, ngươi đi đi, mau đi ngay đi, nhân lúc ta còn chưa hối hận, nhân lúc ta nhân lúc ta còn yêu ngươi, đây là câu sau hắn định nói. Chu dự phong lại lùi về phía sau vài bước đến khi cả người chạm vào cây mai hắn tự tay trồng mới ổn định tứ chi đang không ngừng run rẩy. Song bích lặng lặng nhìn thẳng hắn trong chốc lát sau đó nàng ta cắn môi xoay người đi ra cửa trong lúc mơ hồ chu dự phong nghe thấy nàng ta nói câu gì đó nhưng gió đêm quá lớn đầu óc hắn lại như chứa đầy hồ nhão nên chẳng nghe rõ cái gì có lẽ nàng ta cũng từng yêu hắn đúng không rốt cuộc thì hắn cũng chẳng có giá trị lợi dụng nào với nàng ta chu dự phong dùng sức lắc lắc đầu trong lòng thấy khổ sở vì chút chờ mong của bản thân với nàng ta đã là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn ôm ý nghĩ sằng bậy này hắn vọng tưởng nữ nhân đã giết chết mẹ hắn sẽ mang theo tình cảm sâu đậm không thể giải thoát giống hắn ư bóng đêm lại dày thêm một ít Cây mai phía sau chưa nở hoa nhưng đã có mùi thơm thoang thoảng bay tới. Chu Dự Phong bất lực cười thảm, lại quay đầu nhìn thì phát hiện con nhện độc ở trên bàn đã ngửa mặt quy thiên từ lúc nào. Triệu Tử Mại đóng cửa viện ngăn hết những ồn ào ngoài kia lại. Vừa rồi Tào Vân vội vã chạy tới đưa cho hắn mấy lượng bạc vụn và bảo hai người nhanh chóng chạy khỏi đây. Vị Tào quản gia tốt bụng kia nói cái gì ấy nhỉ, hãy đọc thử truyện người bên lầu Tựa Ngọc của trang rừng Hổ Phách, à, ông ta nói Chu gia không an toàn nữa rồi nếu bọn họ muốn sống thì nhanh chóng đi ngay nếu không lát nữa chết lúc nào không hay nghe ông ta khuyên thế là một tiểu ngọ lập tức đồng ý và nói bọn họ sẽ nhanh chóng dọn dẹp đồ và đi ngay nhưng hiện tại tào vân đã rời đi một canh giờ mà nàng vẫn ngồi xếp bằng trên giường tay vân vê mấy cọng cỏ không biết đang đang cái gì triệu tử mại đi vào nhà và quy củ ngồi xuống mép giường hắn còn chưa nói gì đã cảm thấy bên cổ có thứ gì đó xù xù sượt qua vừa ngẩng đầu nhìn hắn đã thấy một con con thỏ mắt không giống mắt, mũi không giống mũi, nói chung là cực kỳ xấu. Con thỏ kia đang nhìn chằm chằm hắn, hai lỗ tai dài gục xuống rất giống một con chó ghẻ. Hắn duỗi tay cầm lấy con thỏ và nghiêng đầu nhìn nửa ngày mới chậm rì rì nói, "Tiểu Ngọ, ngươi làm pháp thuật gì đó trên người nó ư không có." "Vậy nhất định ngươi đã theo được một linh hồn nhỏ bé và bỏ lên người nó." Một tiểu Ngọ bò đến mép giường và ngồi xuống cạnh Triệu Tử Mại sau đó giật lấy con thỏ kia lắc lắc trước mặt hắn rồi cười tủm tỉm nói, "Nghĩ cái gì thế?" nó chỉ là một con thỏ bằng cỏ bình thường thôi mà. Ngươi không thích sao triệu tử mại chớp mắt, vẫn không nhanh không chậm nói, thích thì thích, nhưng bên ngoài loạn hết rồi mà ngươi lại tốn thời gian công sức để đang một con thỏ ư con thỏ tốt hơn đống bẩn thiểu bên ngoài kia nhiều ta biết, con thỏ nuôi béo có thể ăn thịt. Nó ăn đồ ăn của chúng ta thì chúng ta ăn thịt nó. Triệu tử mại đúng là học rất nhanh, nói xong hắn lại ngừng như chờ đợi một tiểu ngọ khen mình. Đầu hắn hơi hết lên, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Tử Mại thật thông minh. Hắn mỹ mãn rồi. Người bên cạnh không chỉ khen hắn mà còn vươn tay xoa đầu hắn. Lòng bàn tay nàng ấm áp khiến lòng hắn nóng bỏng. Nhưng tiểu ngọ, chúng ta còn phải đợi ở Chu gia tới khi nào không phải ngươi nói chúng ta không thể thay đổi bất kỳ điều gì ư vậy, vì sao chúng ta còn phải ở chỗ này đợi vừa rồi Triệu Tử Mại hỏi được thông tin gì thì đều trở về báo cáo đầy đủ với một tiểu ngọ nhưng sau khi nghe được nàng cũng không lộ biểu tình kinh ngạc. Ngược lại nàng giống như đã sớm đoán được thế nên nàng chỉ hái mấy nhánh cỏ và chăm chú bệnh con thỏ của mình. Hiện tại nàng lại lắc lư con thỏ trong tay và nhẹ thổi một hơi vào hai lỗ tai đang rũ xuống của nó, sắp rồi, khi chuyện xưa kết thúc thì chúng ta có thể đi và chuyện xưa ở Chu gia cũng sắp đi tới cuối rồi. Chương 409 người thực vật A Trung, ngươi xem con nhện này to như thế, lúc nó xuề chân có giống một bàn tay không? Cao Hoài Nhân gục đầu. Nhìn một con nhện khô trong tay, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trượt theo cái trán và kết thành một cái võng dày màu vàng trước mặt ông ta. Mặt ông ta giấu trong bóng tối, chỉ có chóp mũi là bị ánh nắng ngậm lấy nên đột ngột sáng lên. Chu Vạn Trung nghiêng đầu nhìn Cao Hoài Nhân, khóe miệng theo thói quen nhếch lên thành một nụ cười. Ở trước mặt ông ta người này luôn như thế, khiêm tốn kính cẩn. Ông ta là sư phụ, là ân nhân, cũng là một ngọn núi sừng sững vĩnh viễn trắng trước mặt kẻ kia. Ta phí công sức cả buổi tên mọi rợ kia mới đồng ý bán cho ta với giá ba thỏi bạc. Ba thỏi bạc đó lão gia tất cả đều tốn cho con súc sinh này. Cao Hoài Nhân nheo mắt lắc đầu. A à Trung, tuy hắn ra giá cao nhưng cũng không phải thái quá. Cái thứ này xây tổ ở nơi rừng mưa ẩm ướt, muốn tìm được nó không phải dễ. Hơn nữa chỉ cần bị nó cắn thì sẽ toi mạng. Người nói xem hắn mạo hiểm sinh mệnh để có được thứ này thì sao bán rẻ cho chúng ta được? Chu Vạn Trung nhìn con nhện to mà Cao Hoài Nhân cầm trên tay trong lúc hoảng hốt ông ta như thấy một chân của nó giật giật vì thế không nhịn được lùi về sau một bước hỏi, súc sinh này độc như thế sao cao hoài nhân thấp giọng khóe miệng nhẹ giật giật nói, nó thích nóng nên sẽ muốn tìm chỗ mềm nhất, nóng nhất trên người con mồi để trích. A à Trung, ngươi đoán xem đó sẽ là nơi nào chu vạn trung trùng mình một cái thấy cao hoài nhân nhìn nửa người dưới của mình thì ánh mắt lập tức ngay ra, trong mắt đối phương không giống người sống mà giống hai cục đá khảm trong hốc mắt. Ta không biết. Ông ta lẩm bẩm, mí mắt không tự giác chớp chớp, bộ dạng chột dạ. Ngươi không biết hả cao hoài nhân cười vài tiếng sau đó đột nhiên im lặng than thở thật nhẹ, ngươi không biết ư nữ nhân của ngươi chết như thế nào ngươi cũng không biết à vì sao trên người bọn họ không hề có miệng vết thương ngươi cũng không biết sao a à, trung, những gì ta dạy ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi ư sau cổ ông ta rịn một tầng mồ hôi lạnh, chu vạn trung ngẩng đầu cong ngón tay chỉ chính. Mình và cất giọng run rẩy giống như sắp tắt, ta là dương trung hay chu vạn trung ông ta không hiểu vì sao cao hoài nhân lại biết rõ việc nhà mình như thế, rõ ràng lúc ông ta rời khỏi vô phương đường thì vẫn còn là một kẻ trẻ tuổi chưa lập gia đình. Cao Hoài Nhân nở nụ cười lạnh sâu kín, khuôn mặt giấu trong bóng tối không hiểu sao lại nổi lên màu xanh khiến Chu Vạn Trung trùng mình vội vàng cúi đầu. A à Trung, người kia không trả lời mà chỉ khàn giọng gọi ông ta, A à Trung Chu Vạn Trung đâu dám ngẩng đầu, hiện tại tim ông ta đập như sấm, mồ hôi lạnh trên cổ đã chảy khắp toàn thân. Ông ta nặng nề thở hổn hển giống một con cá mới vừa bị vớt khỏi nước. A à Trung lại có một tiếng gọi nữa vang lên chu vạn trung cảm thấy dưới trầm tê rần một bàn tay quỷ xanh mơn mởn thò tới nắm lấy cổ áo ông ta bóp chặt mạch đập đang thình thịch nảy lên độc vật có thể thuần hóa nó sẽ không tổn thương chủ nhân a trung còn ngươi thì sao tiếng cười thê lương của cao hoài nhân truyền tới tràn khắp mỗi góc đánh thức chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu ông ta nhưng tiếng cười kia dần yếu ớt hóa thành từng tiếng nức nở thiếu gia, lão gia đã nằm hai ngày một đêm rồi không biết khi nào mới tỉnh lại hình như là giọng tào vân nó đang vang lên bên tai chu vạn trung gần tới độ ông ta có thể cảm nhận hơi thở của kẻ kia phun lên mặt mình thậm chí tào vân con vương tay lắc lắc miệng ông ta sau đó nuốt nước miếng nói thiếu da rót thuốc thì lão gia cũng uống nhưng sao người vẫn không tỉnh bị nhận độc chích lại đập vỡ đầu mà còn sống được đã là vạn hạnh chỉ có thể nghỉ ngơi chứ không thể tỉnh trong chốc lát được trong giọng nói của chu dự phong lộ ra chút lãnh đạm cũng không thấy nghẹn ngào Chu Vạn Trung hừ lạnh một tiếng con đẻ của mình còn không có tâm bằng một tên nô tài, thật là phí công nuôi dưỡng. Nghĩ đến đây ông ta há miệng muốn mắng người nhưng cố vài lần vẫn không được, đôi môi nhắm chặt bên nhau, không hề động đậy giống như bị dính lại. Trong lòng ông ta hoảng hốt và tiếp tục thử động đậy ngón tay nhưng dù rất nỗ lực vẫn không có ngón tay nào động đậy. Ông ta chỉ có thể cảm giác được một tầng mồ hôi miệng chảy ra từ lòng bàn tay và chậm rãi lan đến đầu ngón tay. Ông ta đã biến thành người thực vật, có thể nghe thấy hết nhưng lại chẳng cảm giác được gì, cũng không thể có phản ứng gì. Thế này tính là gì Chu Vạn Trung không cam lòng mà liều mạng nỗ lực hoạt động thân thể, bất kỳ chỗ nào cũng được, từ lông mi tới trong mắt, chỉ cần một bộ phận có thể động đậy là tốt rồi thiếu gia, con nhện kia từ đâu tới vậy chỗ chúng ta chưa bao giờ có con nhện độc như thế xuất hiện. Giọng Tào Vân lại truyền tới, Chu Vạn Trung nghe rõ ràng và cũng không hề dãy dụa nữa mà sốc lại tinh thần nghe Chu Dự Phong trả lời. Ta cũng không biết. Chu Dự Phong vẫn trả lời nhàn nhạt, đáp án cũng quá đơn giản. Vậy tứ di thái thái đi đâu rồi Tào Vân thử thăm dò hỏi một tiếng, sau khi lão gia bị thương thì nàng ta cũng biến mất, chúng ta đã phái người đi tìm quanh nhưng không hề thấy nàng ta. Thiếu gia, không phải nàng ta ngươi muốn làm gì đi báo quan sao Tào Vân, ngươi còn ngại trong nhà chưa đủ loạn, còn không ngại mất mặt nên thế nào cũng phải bưng cả ổ của Chu gia mà sốt lên thì mới vừa lòng hả giọng điệu của Chu Dự Phong rốt cuộc cũng nặng nề hơn, không còn là lãnh đạm nhàn nhạt vừa nãy nữa thật giống như người nằm trên giường là một kẻ xa lạ chứ không phải cha đẻ của hắn vậy. Ngươi dám báo quan sao ngươi không sợ quan phủ thật sự tra được cả những chuyện trước kia rồi đào cả rễ cả bùng sau đó tóm được những việc xấu xa ông ta làm trước kia ư nếu thật sự như thế thì đừng nói ta, ngay cả ngươi cũng đừng mong tốt đẹp. Chu Dự Phong nói lời này khiến Tào Vân nghẹn họng, chỉ có thể luống cuốn đứng một bên than thở. Hóa ra hắn biết hết ư hóa ra kẻ dở trò quỷ lại là nữ nhân kia ư Chu Vạn Trung thấy giận dữ dân lên sao có thể là nàng ta chứ nàng ta là người không nhiễm phong trần, thanh lãnh giống như pho tượng Bồ Tát thế nên mỗi lần cùng nàng ta thân. Thiết ông ta đều cảm thấy mình đang kinh nhờ nàng ta. Song Bích, sao lại là nàng ta, hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách, hơn nữa nghe ý tứ của Dự Phong thì hình như hắn rất thiên vị nàng kia, chẳng lẽ con trai ông ta và tứ di thái thái có quan hệ người khác không biết ư chu vạn trung hận ngứa răng. Hiện tại tuy ông ta đang nhắm mắt nên không nhìn thấy Chu Dự Phong nhưng ông ta vẫn hận không thể nhào về phía tên kia và xé hắn thành hai nữa chẳng trách, chẳng trách hắn lại lãnh đạm với ông ta như thế, hóa ra là vì trong lòng nhớ mong người khác. Hắn ước gì ông ta chết đi, như vậy hắn có thể báo thù cho người trong lòng, còn có thể công khai đón nàng ta vào cửa và gắn bó suốt đời. Chương 410 nhưng ông ta không thể động đậy được nên dù trong lòng đã chém chu dự phong ngàn đao có điều trên mặt ông ta vẫn là gió êm sóng lặng, so với lạc ma còn an tĩnh hơn. Tào quản gia, việc này đến đây thôi, Chu Dự Phong nhẹ nhàng bân quơ kết thúc cả sự kiện tại đây còn ông ta thì nằm đó không thể động đậy. Hơn nữa khả năng lớn là ông ta sẽ vĩnh viễn không thể động đậy, trở thành một món đồ vật trâu ri không đáng giá tiền, không đau không ngứa như trong miệng con trai ông ta, ngươi vào trong trấn đặt mua hai cổ quan tài, đừng kinh động tới quan phủ, nếu người khác hỏi thì ngươi nói người trong nhà bị bệnh chết. Sau đó ngươi lặng lẽ an táng cho mẫu thân và hai vị di thái thái. Còn phụ thân, hắn quay đầu lại nhìn chu vạn trung một cái và thoáng dừng một chút giống như đang nghĩ tới nam nhân đã cho mình sinh mệnh chăm sóc ông ấy cho tốt đừng để ông ấy chịu khổ tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng xa mãi tới khi biến mất chu vạn trung mới thoát khỏi cơn phẫn nộ trong lòng lúc này sâu trong đáy lòng ông ta lặng yên nảy một mầm cây của sợ hãi mỗi một giây một khắc về sau ông ta đều phải sống như thế này sao ông ta không thể động đậy giống như một ngọn núi đá trụi lũi tới một gốc cây ngọn cỏ cũng khinh thường không thèm sống trên đó ông ta chỉ có thể nằm trên cái giường trọng vài thước và lay lắc sống quãng đời còn lại ư thật là đáng sợ trong lòng chu vạn trung toát ra sự lạnh lẽo khắc cốt mỗi tấc da thịt đều bị đông lạnh cứng đờ ông ta không thể sống như thế được như thế này còn không bằng dứt khoát chết luôn giống như bị bàn tay quỷ màu xanh ở trong mộng bóp cổ tới chết có khi còn thống khoái hơn chu vạn trung nỗ lực dùng mọi sức lực tập trung ở đầu ngón tay chỉ cần một chút là đủ rồi ông ta thử nâng đầu ngón tay của mình từng chút một nhưng chỉ một đầu ngón tay ấy lại như nặng ngàn cân dù nỗ lực thế nào ông ta cũng không thể nâng nó lên ông ta bỗng nhiên nhớ tới năm đó ở vô phương đường từng gặp một người bệnh tới tìm đại phu người nọ giống hệt ông ta bây giờ chỉ còn một hơi động cũng không thể động ông ta nhớ rõ bản thân đã hỏi cao hoài nhân rằng một người chỉ có thể hô hấp như thế thì rốt cuộc trong lòng hắn có hiểu rõ mọi việc xung quanh không khi ấy cao hoài nhân chỉ nhẹ nhàng cười nói a trung à cái này ta làm sao mà biết ngươi chỉ có thể chờ ta chữa khỏi cho hắn rồi lại hỏi sao. Sau đó Cao Hoài Nhân thật sự trị khỏi cho người kia, mọi người đều kinh ngạc cảm thán y thuật của ông ta, chỉ có Chu Vạn Trung là túng lấy người kia hỏi lúc ngươi nằm một chỗ không thể động đậy thì ý thức của ngươi có tỉnh táo không đương nhiên có, thế nên ta mới càng thêm thống khổ. Người kia cười nói với ông ta nhưng cảm giác này chỉ có người đã trải qua mới hiểu, dù hiện tại ta có miêu tả cho ngươi thì ngươi cũng không thể đồng cảm như bản thân cũng bị. Ông ta đã hiểu cảm giác đó, hơn nữa so với người kia ông ta còn thảm hơn bởi vì người duy nhất trên đời có thể chữa bệnh này đã bị chính tay ông ta hại chết đây chắc là báo ứng hóa ra trên đời thật sự có báo ứng nó không phải oan quỷ đòi mạng nhưng sẽ có một ngày nó bay từ nơi xa tới dùng tư thế không thể tưởng tượng được nhưng lại vô cùng kính kẻ mà phủ lên người ông ta trái tim chu vạn trung đông lại thành băng lại bị tuyệt vọng đập một nhát khiến nó vỡ ra từng mảnh đâm khách người ông ta khiến máu chảy đầm đìa Ông ta xong rồi, đời này xem như xong rồi. Đúng lúc này cửa kẻo kẹt một tiếng để lộ một khe hở cho ánh nắng mặt trời tiến vào. Đồng thời có một bóng đen cũng theo đó trường vào trong phòng. Eboterin.net, Chu Vạn Trung không nhìn thấy nhưng lại biết có người tới. Kẻ nọ cố ý bước thật nhẹ giống như sợ bị người ta nghe thấy. Cửa lại bị khép lại một cách nhẹ nhàng, tiếng bước chân từ cửa di chuyển tới mép giường và đứng yên bên cạnh Chu Vạn Trung. Là ai nhỉ Chu Vạn Trung? Không hẳn nên gọi ngươi một tiếng dương trung mới đúng. Một giọng nói quen thuộc truyền tới, chẳng qua giọng nói này đã sớm mất đi lãnh đạm trầm tĩnh ngày thường mà thay vào đó là chút tàn nhẫn và đùa cực. Không thích hợp, nàng ta không nên dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông ta. Vừa rồi nghe Tào Vân nói ông ta đã đoán được thân phận của song bích, nàng ta là con gái của Cao Hoài Nhân tên là Cao Thu Nguyệt. Con nhện kia chính là độc vật nàng ta nuôi dưỡng để báo thù. Sau khi bị phát hiện thân phận nàng ta đã trốn, Hiện tại nàng ta quay về để làm gì thì chẳng cần hỏi cũng rõ nàng ta không cam lòng, tuy đã giết chết bốn người nhưng kẻ thù chân chính vẫn chưa chết. Ông ta vẫn còn sống, vẫn chưa lăn tới địa ngục cầu cao hoài nhân tha thứ thế nên nàng ta mới mạo hiểm trở về. Chu Vạn Trung cũng không quá sợ, ngược lại ông ta thầm cảm thấy may mắn. Nếu ông ta bị cao thu nguyệt giết thì ít nhất cũng không cần chịu dày vò, thống khổ hàng ngay như hiện tại. Nhưng sau đó ông ta lại lo lắng không thích hợp, thật sự không thích hợp, không phải bởi vì cái gì khác mà bởi vì ý cười trong giọng nói của Cao Thu Nguyệt. Nàng ta không hề có khoái ý khi báo được thù lớn, cũng không có hận ý khắc cốt, thậm chí nàng ta còn không lộ ra chút kích động nào. Thật giống như nam nhân không thể động đậy trước mặt nàng ta không phải kẻ thù nàng ta tìm mười mấy năm mà chỉ là một con heo bị trói lại chờ giết thịt. Rốt cuộc nàng ta là ai chẳng lẽ còn có người khác sao chẳng lẽ ông ta? còn đắc tội người nào khác nhưng vì tuổi đã lớn nên ông ta không nhớ gì ư đầu lưỡi bỗng nhiên mềm ra một chút và có thể chạm vào hàm trên sau khi thử một chút thì ông ta thấy nó có thể động chu vạn trung chấn động không tự giác thốt ra nghi vấn trong lòng tuy lời tới miệng rồi lại chỉ hóa thành ba chữ ngươi là ai thế song bích khẽ cười một tiếng thật tốt ta còn tưởng ngươi đã thành một kẻ liệt toàn thân tới miệng cũng không thể nói nếu thế thì chết chính là thành toàn cho ngươi mồ hôi lạnh bỗng chốc bò toàn thân chu vạn trung theo bản năng ngậm miệng lại đôi mắt cũng theo đó trợn trừng lên ông ta có thể động tuy tứ chi mềm nhũng chỉ giật giật cánh tay đã hao hết sức lực nhưng ông ta thật sự có thể động đậy không chỉ thế ông ta còn nhìn được và nói được vì thế ông ta lại khẽ hé đôi môi cứng đờ gian nan hỏi cái kẻ đang đứng bên cạnh ngươi không phải cao thu nguyệt song bích lại bật cười sau đó chậm rãi cúi người tới gần Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt từ cái trán tới chóp mũi của ông ta giống một con dao sắc bén chuẩn bị chém ông ta thành hai nửa, người thông minh hơn đứa con trai ngu ngốc của ngươi một chút, lúc hắn thả ta đi cũng chưa đoán được thân phận của ta đâu. Nói tới đây nàng ta đứng dậy, đôi mắt vẫn liếc nhìn Chu Vạn Trung, trong ánh mắt không hề có bất kỳ ấm áp nào. Nàng ta đùa nghịch móng tay út của mình và nói, "Ta đương nhiên không phải Cao Thu Nguyệt, nàng ta đã sớm bị ta giết chết rồi. Chẳng qua trước khi chết nàng ta nói cho ta bí mật về thân thế của mình." còn đưa con nhện độc kia cho ta. Chương 411 Lục Kinh Hồng nửa năm trước ở Tế Châu. Lục Kinh Hồng nhìn thẳng vào bóng người nằm sắp phía trước. Hắn thấy rõ nàng kia nâng cánh tay lên một chút, nhưng hắn không hiểu vì sao bị trọng thương như thế mà nàng kia vẫn có thể cử động. Cái này cho ngươi nàng ta lại vẫn có thể nói chuyện, không những vậy nàng ta còn móc từ vạt áo ra một cái hộp gỗ rách tung tóe thiếu một góc và vươn tay ra với hắn giống như muốn giao cho hắn. Lục Kinh Hồng che lại bụng và lão đảo đi qua duỗi tay đón lấy hộp gỗ của nữ nhân kia nhưng vừa định mở ra đã bị nàng ta ngăn cản. Đừng bên trong có độc vật ngươi sẽ chết lục Kinh Hồng nhướng mày hắn sẽ chết ư chẳng lẽ hắn diệt cả nhà nàng ta. Đến đứa nhỏ sơ sinh cũng không tha mà nàng ta còn muốn giữ mệnh cho hắn ư đi phúc kiến. Long Hải tìm Chu Vạn Trung, dùng con nhện này giết chết ông ta giết. Nữ tử kia có vẻ sắp không chống đỡ được mà phun ra một búng máu nhuộm đỏ góc áo vốn đã nhuốm đầy máu của lục Kinh Hồng. Vì sao hắn nhìn thẳng vào mắt nàng kia, cố nhịn đau nhức trong bụng và gần từng chữ này. Chu gia có gia tài bạc triệu lại kinh doanh thuốc mà ngươi thì bị thương nặng, dù võ công có tốt cũng không thể thi triển dùng con nhện này giết cả nhà họ Chu là ngươi có thể có thể có thể chiếm toàn bộ gia sản của Chu gia làm của riêng đây không phải kế hoạch của Lục Kinh Hồng hắn mà là kế hoạch của Cao Thu Nguyệt, một kế hoạch đã lên nhiều năm nhưng chưa thực hiện được. Chuyện này của Trang Rừng Hổ Phách, trời giáng tai họa bất ngờ, nàng ta còn chưa kịp làm theo kế hoạch và gả cho chu vạn trung thì đã bị mẹ mình bán trao tay cho một nhà phú thương ở tế châu và bị tên giang dương đại đạo này giết chết nhưng lần này lục kinh hồng cũng bị trọng thương dù võ công của hắn có giỏi thì cũng không thể lặp lại trò cũ mà giết cả nhà người ta để chiếm tài sản cho nên cao thu nguyệt cũng lợi dụng điểm này nàng kể kế hoạch của mình cho hắn nàng biết một kẻ không có nhân tính coi tài như mạng sẽ không cự tuyệt cơ hội như thế Chu Vạn Trung không có thân thích giết cả nhà ông ta thì mọi tài sản ông ta tích lũy được sẽ là của ngươi, hơn nữa ngươi còn có thể nhân cơ hội này điều dưỡng thân thể, rốt cuộc không còn chỗ nào tốt hơn Chu gia để ngươi tá túc vào lúc này. Cao Thu Nguyệt lau vết máu trên miệng và cười với tên ác ma tới từ địa ngục kia. Nàng sẽ chết, vì chẳng còn cách nào nên đành lấy ác trị ác. Sao ngươi biết ta là nữ lục kinh hồng? Gỡ cái mũ xuống, mái tóc đẹp xõa tung trên vai bộ dạng của hắn chưa thay đổi nhưng thêm mái tóc kia thì cả người bỗng nhiều thêm chút quyến rũ hắn nhẹ nhàng vuốt bụng đầu ngón tay phát họa vòng eo tinh tế của hắn ta đã hầu hạ ngươi tắm rửa cao thu nguyệt bất lực cười hơn nửa hơn nửa gian dương đại đạo lục kinh hồng mỗi lần mỗi lần đều có thể chạy thoát ta nghĩ ngoài dịch dung nhất định hắn còn giấu cả giới tính lục kinh hồng vuốt ve hộp gỗ trong tay bên môi tràn ra một nụ cười lạnh ánh mắt nhìn khuôn mặt tái nhật của cao thu nguyệt hỏi quả là kẻ thông minh ta đồng ý với ngươi nhưng súc sinh này sẽ nghe lời ta ư ngươi cho nó ăn, nó sẽ nghe lời, súc sinh có thể dạy cao thu. Nguyệt thấy lục kinh hồng đồng ý thì chút sức lực cuối cùng chống đỡ nàng ta cũng tiêu tan. Nàng ta run rẩy vài cái sau đó cứ thế không nói một lời và ra đi. Mà từ ngày kia lục kinh hồng cũng thay đổi một thân phận khác, nàng ta như nguyện gả cho chu vạn trung làm tứ di nương và sửa tên là song bích. Ta là lục kinh hồng. Song bích nhãn miệng cười sau đó duỗi tay vuốt tóc mai, áo váy viền bạc trên người nàng ta có vẻ sáng lóa trong đêm khiến tròng mắt mới hồi phục của chu vạn trung đau đớn ta sợ tương lai có người nhìn thấy nên mới tư thông với đứa con trai ngốc của ngươi quả nhiên kẻ ngốc kia có thể cứu ta một mạng trong lúc nguy cấp song bích không lục kinh hồng cười lạnh sau đó chậm rãi lôi từ cổ tay áo một cái kéo cuốn vải đỏ cũng may hắn không báo quan nên hiện tại ta mới có cơ hội giết hết cả nhà các ngươi tiền tài ngươi vất vả tích lũy cả đời sẽ thuộc về ta hết nàng ta lại cười lộ ra hai cái răng nanh mặt dáng gần chu vạn trung mùi hương đặc trưng trên người nàng ta lấp đầy không khí đúng rồi ngươi có nhớ rõ ngươi từng đánh ta không khi đó ta bệnh nên không muốn hầu hạ ngươi nhưng ngươi lại muốn dùng sức mạnh ta không nhịn được cho ngươi một cái bạc tai thế là ngươi nổi cùng lên đè ta xuống đánh một trận ngươi bóp cầm ta và nói một khi đã bước vào cửa nhà họ chu thì chính là con chó của ngươi chó không nghe lời chủ thì phải đánh mấy trận mới thành thật đáng tiếc khi ấy ta ốm yếu lại nhớ thương gia sản của ngươi nên đành nuốt cục tức đó vào lòng và nhìn xuống. Nàng ta lại cười, đôi mắt hiếp tiệt nhưng hàng quan bên trong lại càng sáng hơn. Ánh mắt kia cùng cái kéo trong tay nàng ta như đang đâm vào người khiến Chu Vạn Trung sợ hãi tới độ quên cả hít thở. Ông ta chỉ có thể cảm giác được trái tim mình thình thịch vùng vẫy trong ngực như muốn vọt ra khỏi miệng. Ta đã ghi hết vào đây, nàng ta vỗ nhẹ lên ngực mình, giọng bỗng nhiên hạ cực thấp giống như đang lẩm bẩm, chưa từng có ai dám đối xử với lục kinh hồng ta như thế chỉ có ta giết người, thiêu, phanh thay và giết cả nhà người khác để cũng lấy gia sản chứ chưa từng có kẻ nào dám làm thế với ta. Nàng ta giơ cái kéo trong tay lên, khóe miệng giật giật, trong ánh mắt là mờ mịt nên khó mà nhìn rõ màu sắc của trong mắt. Chu vạn trung hoảng đến độ lăn từ trên giường xuống, khuỷu tay đập mạnh lên mặt đất, xương cốt gần như vỡ vụn. Nhưng hiện tại ông ta không thể chú ý quá nhiều mà chỉ có thể dùng hai cánh tay đau nhức cực độ để bò ra ngoài cửa. Dự phong tào vân từng lời mơ hồ phun ra khỏi miệng ông ta nhưng chính ông ta còn chẳng nghe rõ mình nói cái gì. Bất lực và tuyệt vọng cuốn lấy, chúng như mạch nước ngầm lan tràn dưới đáy lòng, sâu hơn nữa là nỗi sợ hãi vô bờ. Rõ ràng ông ta đã khỏe lại, không cần nằm trên giường sống lay lắc phần đời còn lại, nhưng đúng lúc này vận mệnh lại cố tình rẽ sang một hướng khác đẩy ông ta vào một kết cục không thể tránh khỏi. Rệt một tiếng, phía sau lưng truyền đến đau nhức, đau tới độ chu vạn trung bỗng nhiên cứng đờ cả người. Ngay sau đó ông ta lại mềm mặt ngã xuống. Cái kéo kia xuyên qua da, xương, đâm vào nội tạng mềm mại nhất. Nhưng chủ nhân của khuôn mặt giữ tận phía trên vẫn chưa đã nghiền mà liên tục rút kéo ra rồi đâm xuống, hưởng thụ cảm giác máu nóng bắn ra ấm áp. Đánh ta ư chỉ bằng ngươi cũng dám. Đánh ta ư hiện tại ta sẽ chọc nát tay ngươi, chọc mù mắt ngươi xem ngươi có còn đánh ta được nữa không lông mi của lục kinh hồng cũng dính máu của ông ta khiến tầm mắt nàng ta mơ hồ. Nhưng nàng ta không lau ngay, đã lâu nàng ta không có cảm giác kích thích quen thuộc này vì thế vô cùng kích động đến độ tim đập nhanh, cổ cũng căng lên. Nàng ta vương đầu lưỡi liếm máu tươi bên khóe miệng, đôi mắt lập tức nở rộ ánh sáng lục kinh hồng trước kia rốt cuộc đã trở lại. Chương 412 không một bóng người ngoài cửa có tiếng chim hót truyền đến, không biết chúng nó đang đấu võ mồm hay đang ve vãn nhau, tóm lại cả đám triếu rít cực kỳ náo nhiệt. Lục Kinh Hồng bị tiếng động này đánh thức và chậm rãi đứng lên. Nàng ta nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt, khóe miệng vẫn còn nụ cười đầy khoái cảm. Nàng ta nhìn Chu Vạn Trung lúc này đã thành một bãi bùng lầy thì thoáng nhướng mày và đi tới cạnh cửa, dùng cánh tay dính đầy máu đẩy cánh cửa ra. Quả nhiên có hai con chim đang đậu trên cành cây, nhưng tụi nó nhìn thấy một người dính đầy máu đi ra thì hình như cũng cảm thấy không ổn nên lập tức vỗ cánh bay cao chỉ để lại cành cây khẽ rung lên giống như lưng của Chu Vạn Trung lúc chưa tắt thở vậy. Lục Kinh Hồng cúi đầu nhìn người mình và phát hiện trên quần áo tràn đầy vết máu lớn bé từ bả vai tới mặt giày phủ toàn bộ cả người không được với dáng vẻ này thì làm sao có thể thần không biết quỷ không hay giết chết tào vân và chu dự phong bây giờ tuy thân thể của nàng ta đã khôi phục gần như hoàn toàn nhưng vết thương lúc ở tế châu đã động tới gân mạch một thân võ công không bao giờ có thể như trước được nữa nếu không có kế hoạch rõ ràng thì chỉ sợ nàng ta sẽ không đấu lại hai nam nhân kia nghĩ đến đây nàng ta lại đi vào nhà bước qua thi thể chu vạn trung và đi tới ngăn tủ ở một góc nàng ta mở cửa tủ ra tìm kiếm một bộ quần áo sạch sẽ để thay sau đó lại trộn lẻn ra ngoài giết người nhưng mới vừa tìm được một bộ quần áo sạch sẽ và đang ứng thử lên người thì không trung lại thình lình truyền đến một tiếng chim bồ câu mắt lạnh đơn điệu nháy mắt phá không mà tới tay lục kinh hồng rung lên quần áo cũng vì thế mà rơi xuống đất nàng ta bỗng nhiên nghĩ đến hai con chim xám xịt đậu trên cành cây vừa rồi tụi nó cũng là bồ câu chính là mấy con chim bị nàng ta độc chết mấy ngày trước sao có thể khóe mắt nàng ta vừa chuyển đã bỏ qua trường bào đang rơi trên mặt đất và bước qua thi thể chu vạn trung để đi ra ngoài viện sau một lúc trấn tĩnh bản thân nàng ta nhẹ nhàng đẩy hé cửa viện và ngó đầu ra ngoài nhìn đường đi trống không chẳng có một bóng người thậm chí đến tiếng người cũng không có chu gia có bốn người chết lúc này hẳn là lúc xử lý tang sự tuy chu dự phong muốn làm lặng lẽ thì cũng không đến mức không có chút động tĩnh nào đúng không nhưng trời đất này chỉ còn lại mấy con bồ câu đang bay thành đàn trên bầu trời xanh lam đến chói mắt kia Lục Kinh Hồng nuốt nước miếng một cái nhưng cổ lại như bị thứ gì đó ngăn lại, hơi khô, hơi ngứa. Nàng ta cũng không phải người chưa trải sự đời, ngược lại những chuyện nàng ta trải qua quá nhiều, tàn nhẫn vượt qua đa số mọi người có thể tưởng tượng được. Nàng ta từng nướng hai đứa nhỏ song sinh mới đầy tháng, cứ thế ném chúng nó vào lửa và nghe tiếng khóc kia nhỏ dần kèm theo mùi thịt nướng cháy. Lúc ấy nàng ta đã nở nụ cười rực rỡ mỹ mãn. Thậm chí nàng ta từng cảm thấy mình sẽ không bao giờ biết sợ hãi là gì. Bởi vì nàng ta còn chưa từng mơ thấy những linh hồn chết trong tay mình, một lần cũng không. Nhưng hôm nay, tại một khắc này như có viên đá nhỏ ném vào lòng lục kinh hồng gợn lên từng con sóng lấp lánh chiếu ra bóng dáng bất an hoảng hốt của nàng ta. Sao lại thế này mọi thứ hình như khác với dĩ vãng, dù không biết là khác chỗ nào nhưng nàng ta có thể cảm nhận được. Hôm nay và trước kia giống như bị một sợi dây tách ra và biến thành hai thế giới trắng và xám khác biệt. Nàng ta đẩy cửa ra, bước vào thế giới màu xám kia máu theo đầu ngón tay nàng ta nhỏ giọt trên mặt đất tụ thành một vũng nàng ta lắc lắc cái đầu đã hơi mê man và nhấc chân đi về phía trước vừa đi vừa nhìn nhà ở hai bên trong tay cầm chặt cây kéo nhưng lục kinh hồng càng đi càng kinh hãi bởi vì phòng ốc trên đường đi không một bóng người hiện tại nàng ta đã đi tới căn phòng dành cho khách mà hai tên ăn mày chạy nạn kia ở nhưng lúc đẩy cửa ra nàng ta lại chỉ nhìn thấy một con thỏ bằng cỏ xấu xí đang gục lỗ tai ngơ ngác nhìn về phía này cái nhìn của nó không hiểu sao khiến nàng ta đổ mồ hôi lạnh người của chu phủ đi đâu hết rồi rõ ràng vừa rồi lúc nàng ta tiến vào còn nhìn thấy gã sai vặt và nha hoàng bận rộn đi qua đi lại chuẩn bị cho tan sự cơ mà ấy thế mà hiện tại đèn lồng màu trắng đã được treo cao cờ màu trắng với chữ màu đen cũng theo gió nhẹ nhàng lay động chỉ có người là không thấy một ai giống như có một cơn gió thật to cuốn qua chỉ để lại một mình nàng ta trong căn nhà trống rỗng này cùng làm bạn với người chết và hương đến vậy người chết nghĩ tới đây lục kinh hồng chợt căng thẳng Nàng ta vội xoay người chạy về chỗ chu vạn trung. Hãy đọc thử truyện lấy thân nuôi rồng của trang rừng hổ phách, đế giày đạp lên con đường lát đá xanh phát ra tiếng ca ca rung động. Có mấy lần thậm chí nàng ta còn nghe thấy có người đang đi theo phía sau mình, nhưng quay đầu lại thì chỉ thấy đèn lồng và cờ đang vẫy tay, chúng mềm mại như bị rút xương. Lục Kinh Hồng đẩy cửa viện và chạy về phía trước vài bước, rốt cuộc cũng đi vào phòng. Nhưng nàng ta đột nhiên dừng chân, hơi thở hỗn hển phun ra như khói trắng làm mờ tầm mắt thi thể đầm bìa máu tươi một khắc trước còn nằm ở cạnh cửa lúc này đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu đen động lại. Vũng máu có hình người, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa rồi vẫn còn nằm ở đây. Nhưng hiện tại ông ta đã đi đâu chu vạn trung đã chết ngắt thì có thể tới đâu ngoài nàng ta thì mọi người trong gian nhà này đã đi đâu rồi đùi chợt tê dại, thần kinh nàng ta căng lên, đến tay cũng không tự chủ được dùng sức siết chặt mãi tới khi bị kéo chọc vào nàng ta mới bừng tỉnh và thở. Một hơi nghẹn mãi ở ngực ra ngoài. Lục Kinh Hồng nhìn chầm chầm mũi kéo hóa ra đây không phải mộng, nàng ta vẫn đau, cảm giác đau như lưỡi dao xuyên qua thần thức bị đóng băng của nàng ta. Trước cuộc chuyện này là thế nào, trước cuộc là ai đang phá rối cuối cùng có một chữ khó mà ngờ tới nảy lên trong đầu, nhẹ nhàng nhưng lại thắt thật sâu. Quỷ lục kinh hồng rùng mình và bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi trên đường tới chu gia nàng ta có gặp một người. Đó là một tiểu cô nương còn chưa thành niên, cực kỳ xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm nhưng đối phương lại nói một câu mà nàng ta không hiểu gì cả. Nàng ta nói đêm nay ánh trăng nhất định rất xinh đẹp. Lúc ấy Lục Kinh Hồng đang vội vã lên đường nên chỉ liếc nữ hài kia một cái sau đó đi qua. Nhưng sau đó nàng ta nghe thấy ngọc bội len ken vang lên phía sau mới cảm thấy kỳ quái. Nàng ta luôn luôn coi nặng tiền tài nhất, tiểu cô nương kia lại đi một mình lẻ loi trên con đường hoang sơn giả lĩnh. Nếu đổi thành ngày thường thì nàng ta đã sớm giết đối phương và chiếm lấy đống châu ngọc trang sức quý giá kia làm của riêng nhưng vì sao nàng ta lại không làm như thế vì cái gì lục kinh hồng cảm thấy hoảng hốt vì sao ư bởi vì nàng kia không giống người. Chương 413 sơn cốc nàng ta không giống người, cho dù môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, mỗi tất da thịt trên mặt đều sinh động nhưng lục kinh hồng vẫn cảm thấy tiểu cô nương quý tộc tầm 13, 14 tuổi mặc một thân cẩm y hoa phục mà mình gặp thoáng qua kia không phải người. Bởi vì nàng ta không có cảm xúc, hoặc nói đúng hơn thì lục kinh hồng không cảm thụ được cảm xúc của nàng ta lục kinh hồng là một người đặc biệt thích quan sát và khống chế cảm xúc của người khác thế nên mỗi lần giết người thứ có thể thỏa mãn nàng ta nhất không chỉ có máu tươi phun trào mà còn có sợ hãi của các nạn nhân thậm chí nàng ta còn thích hỏi một câu ngươi sợ à mặc kệ người nọ đáp là sợ hay không hoặc sợ tới độ nói không nên lời thì nàng vẫn có thể cảm nhận được thỏa mãn từ cảm xúc của bọn họ truyền tới nhưng nữ hài tử này lại như có một tầng vỏ cứng bọc bên ngoài thân xác cách ly bản thân với thế giới bên ngoài nàng ta không có cách nào do thám cảm xúc của đối phương cho nên trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi là nàng ta sao lục kinh hồng lại nắm chặt cây kéo trong tay lúc nghe thấy tiếng phành phạch vang lên sau lưng nàng ta lập tức quay đầu lại con bồ câu đã chết lúc này bay lên ánh mắt dữ tợn phía sau đôi cánh màu xám trắng của nó có một người nàng ta không nhìn rõ khuôn mặt chỉ có thể thấy quần áo nàng kia theo đầy hoa lan dưới ánh nắng chúng sáng lên rực rỡ lúc tỉnh lại đã là buổi tối ánh trăng trên đỉnh đầu thật đẹp tuy không phải trăng tròn nhưng ánh sáng như nước phủ kín chân trời, chảy từ trên xuống nhuộm đẫm từng khối đá núi trong sơn cốc. Sơn cốc lục kinh hồng bỗng nhiên trợn đôi mắt vốn đang mê mang và nhìn khắp nơi một lượt. Sao nàng ta lại ở đấy cốc cây cối thưa thất, đá núi lởm chởm, mỗi một khe đá đều có sương mù màu trắng chảy ra giống như nơi này xây giữa không trung. Sau khi nhíu mày suy nghĩ một lát rốt cuộc nàng ta mới nhớ ra đây là nơi nào. Nơi này gọi là trai đường thôn, ở giữa chương đài và Long Hải, cách Chu Gia chừng 30 dặm. Nàng ta từng nghe người ta nói nơi này là một thôn làng hoang vắng, dù có phong thủy cực tốt nhưng lại không một bóng người. Nó hoang vắng tới độ chim bay qua đây cũng phải bay vòng, không dám dừng lại quá lâu. Trai đường thôn xây dựng bên cạnh sơn cốc, mà sơn cốc này cũng không sâu, không quá dốc, người khỏe mạnh chỉ cần nửa canh giờ là có thể đi xuống. Nhưng nhưng dù lục kinh hồng có được võ công siêu phàm, thân như chim yến thì cũng không có khả năng đi tới sơn cốc này trong lúc hôn mê. Nàng ta đã hôn mê đúng không, nếu không chẳng có lý gì mà nàng ta lại chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng là bóng người kia đứng đằng sau một đám bồ câu chết chóc, bị những đôi cánh xám trắng ngăn cách. Nhưng vì sao nàng ta lại ngất xỉu chứ Lục Kinh Hồng không nghĩ ra, chẳng lẽ nàng ta bị cái gì đó thương tổn, bởi vì quá đột ngột nên bản thân không nhớ nổi ư nghĩ đến đây nàng ta duỗi tay sờ đầu, nhưng vừa nhấc lên nàng ta đã thấy cánh tay cứng đờ, giống như bị thứ gì đó trói lại. Lục Kinh Hồng thầm cả kinh và nghiêng đầu nhìn lên mới phát hiện mình đang bị trói trên một giá gỗ, đầu, tay và chân đều bị dây mây trói chặt. Nàng ta đang bị treo trên một giá gỗ cắm trên mặt đất lạnh cứng trong tư thế hiến tế. Nỗi sợ hãi này không phải nhỏ nàng ta bị người ta bắt trói lên giá gỗ như trói một con heo đợi làm thịt. Nhưng nàng ta là Lục Kinh Hồng, trước nay chỉ có nàng ta đối xử với người khác như vậy, từ khi nào lại tới phi người khác răng đe cảnh cáo và dùng phương thức này đáp lễ nàng ta vậy nhục nhã và sợ hãi cùng tràn đến, nàng ta cảm thấy trái tim sắp nổ tung, khóe mắt trợn lên đỏ bừng. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi đông đưa giá gỗ vây khốn mình. Nhưng giá gỗ kia giống như mọc lên từ mặt đất, nó dùng rễ dài của mình bám vào bùn đất mặt cho nàng ta dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc của nó. Con mẹ ngươi! Nàng ta mắng một câu và định dãy dụa tiếp nhưng khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng từ phía sau nghiêng tới, cái bóng ấy trải tới dưới chân nàng ta. Lục Kinh Hồng chợt thấy ngực siết lại, cái cổ cứng ngắc của nàng ta quay về phía sau, trên cổ giống như có tảng đá nặng ngàn cân đè lên. Nàng ta không dám mở mắt hoàn toàn mà chỉ có thể nửa hiếp vì sợ nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị nào đó và dọa bản thân sợ chết ngất. Ngực như bị một bàn tay lạnh lẽo nào đó túng lấy, nàng ta thấy cái thứ nghiêng ở phía sau mình. Đó cũng là một cái giá gỗ rách tung tóe, bên trên cũng treo một người, không biết cầm bị thứ gì đó xé rách treo với một đoạn thịt trên cổ nên miệng hắn thoạt nhìn giống như đang há to đến mang tai nhưng dù người nọ đã biến thành bộ dạng này thì lục kinh hồng vẫn có thể liếc một cái đã nhận ra hắn không thể không biết được vì nàng ta từng cùng hắn ngồi ngắm trăng cùng kề vai thân mật tới độ nhớ rõ từng cái nốt ruồi trên người hắn ở chỗ nào chính vì quá hiểu hắn nên lúc này nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia biến thành bộ dạng quỷ dị này nàng ta mới cực kỳ kinh ngạc không phải bởi vì khổ sở mà vì quá sợ là người nào làm sao thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cả nàng ta thế kẻ đó kéo toàn bộ cầm của chu dự phong xuống đến đầu lưỡi cũng bị rút mất, chỉ còn một mảnh môi dưới gục xuống như đang nỗ lực nở một nụ cười quỷ dị. Lục Kinh Hồng cắn chặt môi dưới của mình, sợ nó cũng bị cái thứ không biết tên kia kéo xuống. Nhưng đúng lúc ấy có gió thổi qua mang theo mùi máu tươi nồng đậm gùa vào mũi nàng ta khiến nàng ta không nhịn được nôn khang vài cái. Từ khi nào mà nàng ta lại mẫn cảm với mùi máu như thế, chuyện này của trang com khát máu quả thực đã thấm vào xương nàng ta từ khi mới sinh ra, là chất độc giúp nàng ta tồn tại cứ lâu lâu không được ngửi mùi máu là nàng ta sẽ giống như bị bệnh nặng cả người không thoải mái nhưng hiện tại nàng ta lại thấy ngực khó chịu quả thực chỉ muốn nôn là vì mùi máu kia quá nồng ư hay vì nàng ta biết chẳng bao lâu nữa máu mình cũng sẽ dung nhập vào mùi tanh này và biến thành một phần của nó lục kinh hồng lại quay đầu nhìn hiện tại nàng ta đã đoán được nơi này tuyệt đối không thể chỉ có mình chu dự phong mùi máu tươi nồng đến che trời lấp đất quả thực giống một dòng dung nham cuốn lấy không khí ở bên trong và nó đang lao nhanh tới Vậy thì sao có thể chỉ có một người ở đây chứ quả nhiên lúc hoàn toàn quay đầu lại nàng ta thấy những người khác. Những người của Chu gia đã biến mất lúc trước đều ở đây, mỗi người đều bị cột lên giá gỗ giống nàng ta, bộ dạng khi chết của bọn họ đúng là muôn màu muôn vẻ. Có kẻ bị đá đập nát đầu, có kẻ bị phanh thay nên tay chân rơi rụng dưới đất, trên giá gỗ chỉ còn thân thể. Thậm chí còn có kẻ bị chặt đầu xuống và kẹp vào nách giống như ôm một quả bóng, cực kỳ buồn cười. Lục Kinh Hồng nhìn thấy đôi mắt của Tào Vân đang nhìn chầm chầm mình từ dưới nách, hàng mi dính một tầng máu thì không nhịn được hết một tiếng. Chương 414 thống khổ ánh trăng đêm. Nay quả nhiên đẹp. Giọng nói của tiểu cô nương kia lại xuất hiện, ngay phía sau Tào Vân. Châu hoa trên đầu nàng ta lóe sáng xuyên qua cái cổ không đầu của Tào Vân giống một đôi mắt đang nhìn trộm. Lục Kinh Hồng sợ tới mức vội ngậm miệng nuốt tiếng thét vào lòng. Hóa ra nàng ta vẫn luôn đứng đó, Chờ mình tỉnh và triển lãm kiệt tác của bản thân sau đó không hề để ý mà nói một câu này giống như đang bảo thế nào, so với ta ngươi vẫn còn non nớt đúng không? Đương nhiên những lời này kẻ kia không hề nói ra miệng, nhưng lúc nàng ta đi ra từ phía sau Tào Vân và dùng đôi mắt đẹp kia nhìn thẳng về phía này thì Lục Kinh Hồng lại hiểu rõ ý trong đôi mắt ấy. Trên đời này những kẻ ác luôn hiểu nhau, thế nên Lục Kinh Hồng mới sợ hãi bởi vì nàng ta biết thứ đang chờ đợi mình là cái gì. Lúc nàng ta giết người luôn giết sạch Thế nên vào giờ khắc này nàng ta đâu dám hy vọng có thể tìm được đường sống. Ánh ánh trăng trong miệng nàng ta không tự giác bật ra hai chữ này, dù không hiểu chúng có ý gì nhưng nàng ta lại cảm thấy chúng có chung nhịp thở với mình. Thiếu nữ kia cong môi cười, con ngươi như có sao băng xẹt qua, đẹp không giống người phàm trần, không phải ta muốn ngươi chết, nhưng bọn họ nói ánh trăng rơi xuống người ai trước thì kẻ đó chính là tội nhân trời cao tuyển chọn, thế nên là trời cao không muốn ngươi tồn tại, chớ có trách ta. Lục Kinh Hồng hiểu lời này nhưng lại không hiểu ý nghĩa của nó rõ ràng ánh trăng như nước vẫy đầy mỗi góc sơn cốc, vì sao nàng ta lại nói mình là tội phạm trời cao chọn bọn họ đều đã bị ta giết, hiện tại trong sơn cốc này chỉ còn mình ngươi là người sống, vì thế chỉ có thể lấy mệnh của ngươi thôi. Như đoán được suy nghĩ của nàng ta nên thiếu nữ kia nhếch miệng cười, khóe miệng cong cong, trên mặt là sát khí bắt đầu lộ dần. Nàng ta đi về phía Lục Kinh Hồng, lông mày hơi nhướng lên và trầm giọng cười nói, ta nên dùng biện pháp gì để giết ngươi đây hoặc là, Ngươi chọn những người này đi ngươi thích cách nào ta đều nghe lời ngươi. Giọng kẻ này. Thực quái lạ, không phải giọng nữ non nớt mà phía sau giống như giấu một giọng nam trầm thấp. Vốn cả hai đều dễ nghe nhưng khi trộn lại thì có vẻ cực quái dị. Lục kinh hồng liều mạng rụt người về phía sau, đầu lắc như trống bỏi, nước mắt không nhịn được rơi xuống vẽ thành hai vệt trên khuôn mặt bắn đầy vết máu. Hiện tại nàng ta nào có chút gì giống với tên Giang Dương Đại Đạo khiến người ta nghe tên đã mất mật rõ ràng nàng ta chính là một con bò hoặc dê mặt người sâu xé. Vì thế thiếu nữ kia lại cười và nhấc một bàn tay dính đầy máu lên vương về phía cổ của Lục Kinh Hồng. Nàng ta hơi dùng sức bóp lấy cái cổ yếu ớt kia sau đó nhón chân dán lên môi nàng ta, cánh mũi hơi nhúc nhích, miệng nói nhỏ, một linh hồn dơ bẩn như thế thật sự hợp khẩu vị của ta, thế nên ta đã theo ngươi một thời gian, nhìn ngươi giả dạng là một kẻ bình đạm thanh cao, chỉ có lúc ngươi ở trên giường quay cùng với nam nhân kia mới lộ chút bản tính của mình. Nàng ta bật cười, hơi lạnh phun ra khiến lục kinh hồng cả kinh giật mình, nhịn vất vả lắm đúng không một kẻ như ngươi là ác từ trong trứng rồi, không giết người sẽ cảm thấy như bị chết đuối, sẽ nghẹn đến buồn bực. Ta nghĩ khi ngươi còn nhỏ nhất định cũng từng rối rắm thống khổ và không ngừng nghi ngờ, thậm chí không tiếc thương tổn chính mình, dùng đau đớn để kìm nén ác niệm. Nàng ta vừa nói vừa dùng một cái tay khác kéo tay áo lục kinh hồng lên trên, hai đầu ngón tay cầm lấy cổ tay nàng ta và nhìn những vết sẹo đang xen trên đó, nhưng cuối cùng ngươi cũng thất bại, ác là bản tính của ngươi rồi, ngươi không đánh lại nó, chỉ có thể chấp nhận, thậm chí bởi vì kìm nén quá lâu nên ngược lại ngươi càng thêm ác và tàn nhẫn hơn. Lục Kinh Hồng trợn mắt, bàn tay bị nắm lấy đông cứng lại giống như sắp gãy, miệng lại không nghe sai bảo mà lẩm bẩm, sao ngươi lại biết đúng vậy, sao kẻ này lại biết những chuyện của phủ đầy bụi này. Chúng xa xôi tới độ chính nàng ta cũng quên mất rồi. Những vết sẹo trên cổ tay cũng theo thời gian mờ dần, tới mức hòa. Vào làn da của nàng ta. Nhưng sao kẻ này biết được những chuyện xưa ấy thiếu nữ kia lẳng lặng, lặng nhếch khóe miệng sau đó nhíu mày nhìn xuống dưới. Mặt đất cỏ dại mọc đầy, ánh mắt nàng ta lại lạnh như băng, quét tới đâu thì đến gió cũng phải im, ta cũng từng như ngươi, từng hoang mang, thống khổ, rối rắm và phản kháng nhưng đến cuối cùng mới biết được hóa ra vận mệnh đã viết xong vở kịch của đời ta từ lúc ban đầu. Nếu không tuân theo nó thì chỉ khiến bản thân thống khổ hơn mà thôi. Linh hồn mà tới thần Phật đều không cứu vớt nổi thì cần gì phải mất công thử gột rửa nó cho sạch sẽ làm gì sau đó dùng thân thể tự cho là trong sạch, dùng đôi mắt bị bịt lại để đón nhận ý tốt giả dối. Người coi những thiện ý đó như trân bảo, nhưng người ta lại bố thí và vứt nó đi như giày rách. Hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách, vậy sao không chấp nhận vận mệnh của mình ngay từ đầu đi ngươi chính là người như vậy, trời sinh như thế, sống với bản năng khác máu vậy thì đâu cần che khuất bộ mặt hung tợn của mình, cứ trắng trợn nói với bọn họ ta muốn giết người là được. Trong đầu lục kinh hồng là hỗn độn, nghe những lời này mà cái hiểu cái không, chỉ có mấy chữ cuối là nàng ta hiểu. Ta muốn giết người, ta muốn giết người, ta muốn giết người nàng ta run rẩy cảm giác được năm ngón tay mảnh khảnh đang siết lấy cổ mình hóa thành băng càng lúc càng siết chặt, chọc vào da thịt cũng không phải chỉ có mình ta là người sống trong giọng của nàng ta mang theo nước nở, bị gió thổi qua thì rách nát chật vật. Lục kinh hồng dùng sức cắn môi, đợi nó dừng run rẩy nàng ta mới dùng chút sức lực còn lại trong thân thể mà hét lên, trong sơn cốc không phải chỉ có mình ta là người sống, vậy vì sao lại là ta ngón tay trên cổ buông lỏng, ánh mắt thiếu nữ kia trầm xuống nhìn nàng ta hỏi, ngoài ngươi còn người khác ư có, là hai khất cái chạy nạn tới chu gia. Vốn nàng ta tưởng bọn họ cũng bị bắt tới đây nhưng trên đám giá gỗ ở phía sau không hề có bóng dáng bọn họ. Mà vừa rồi lúc thiếu nữ kia nói chuyện, nàng ta lại nhìn thấy hai kẻ kia đang trốn ở phía sau một tảng đá. Nàng ta nhận ra bọn họ nhưng không biết vì sao chỉ có bọn họ là vẫn tồn tại hai người kia, lục kinh hồng hất cầm một chút và chỉ về phía tảng đá sau đó hỗn hển thở gấp nói, bọn họ trốn phía sau tảng đá kia. Thiếu nữ buông lỏng tay, lục kinh hồng nhìn thấy bả vai nàng ta căng lên, trong mắt bị ánh trăng chiếu trắng bệt. Nàng ta quay đầu nhìn về phía sau và thấy sương trắng lắc lư, bóng đêm mê mang, phía sau tảng đá có hai bóng người một cao một thấp nắm tay nhau đứng lên. Chương 415 sức mạnh của vạn yêu còn nhớ Diêm Gia ở chương đài không còn nhớ Diêm Thanh Thành và Diêm Gia ngôn không và cả trai đường thôn nửa triệu tử mại bị một tiểu ngọ nắm tay kéo về phía trước, trong đầu hắn nỗ lực hồi tưởng những câu hỏi của nàng. Có vài thứ hắn nhớ, nhưng có vài thứ dù nghĩ thế nào cũng chỉ có một mảnh mơ hồ mờ mịt trong đầu. Hắn duỗi tay về phía trước sẽ chỉ thấy lạnh lẽo, không thể nắm được cái gì. Không sao, một tiểu ngọ quay đầu lại cười với hắn, tươi cười của nàng như nước suối nguồn, hòa tan chua xót và thấp thỏm trong lòng hắn không nhớ được cũng không sao dù thế nào thì mọi thứ cũng qua rồi tử mại chỉ cần biết những chuyện xảy ra trong đáy cốc này đều là ký ức của địch chân hoặc gọi nó là tâm ma thì thích hợp hơn triệu tử mại nhìn thoáng qua phía sau sương mù nồng đậm che khuất tầm mắt của hắn khiến hắn không nhìn rõ cái gì thế nên tiểu ngọ mới bình tĩnh mà đi bởi vì đó căn bản không phải địch chân thật sự mà chỉ là một đoạn ký ức đã xảy ra ư một tiểu ngọ gật đầu sương mù vần quanh cống bố đều là tâm ma của địch chân là mỗi đoạn ký ức tàn nhẫn của hắn thế nên trong đó sẽ có những thi thể chết bằng nhiều cách khác nhau, thời gian cũng không giống nhau. Triệu Tử Mại nhìn về phía trước thì thấy cây châm đồng không biết bay từ chỗ nào tới và đang uống lượng dẫn đường. Hắn lẩm bẩm một câu, nhưng hiểu rõ chuyện của Chu gia rồi thì sẽ tới chuyện nào nữa đây chẳng lẽ chúng ta sẽ lại rơi vào. Một đoạn ký ức khác ư một tiểu ngọ quay đầu lại cười khúc khích, thế thì ta sẽ phải cùng con lừa trọc kia dây dưa mãi à ta không chịu nổi đâu. Nói xong thấy vẻ mặt Triệu Tử Mại mê mang thế là nàng chớp chớp mắt với hắn, tay vung về phía châm đồng, lúc ở Chu gia ta đã gọi nó tới, nhưng có lẽ bị mê chướng ngăn cản nên ta thử nhiều lần mà nó vẫn chưa tới được. Nhưng vừa rồi Chu gia xảy ra chuyện, ta nhìn thấy lục kinh hồng bị giết thì đã nhân lúc sương mù hơi tan đi để gọi nó lần nữa, và đúng như ta mong muốn, nó đã thật sự trở lại. Nàng quay đầu nghiêm túc nhìn Triệu Tử Mại hỏi, "Tử Mại, châm đồng dùng để làm gì gọi?" Đương nhiên từ ngày đầu tiên ngươi quen ta thì đã biết châm đồng có thể dẫn dắt hồn phách đúng không thế nên lúc này ta muốn dùng nó để tìm được hồn phách của địch chân. Nàng hơi hít mắt lại và nhìn về phía trước nói, ta muốn tìm được hắn, bởi vì hắn ở ngay đây thôi. Sương trắng phía trước như biển cả sóng to, mây chồng lên nhau như núi non trùng điệp cuốn hai người ở bên trong, dán lên da thịt giống như phủ thêm cho bọn họ một tầng quần áo. Tâm ma sâu như thế này, chẳng lẽ chỉ một cây châm đồng là có thể phá vỡ sao triệu tử mại nắm chặt tay một tiểu ngọ siết lấy những ngón tay lạnh băng kia hắn đã từng nhìn thấy tâm ma, đó là rễ độc cắm rễ trong lòng, là dòi bỏ bám trên xương cốt, không chết thì không thể trừ tận gốc nên lòng hắn không nhịn được nghi ngờ. Cảm nhận được sức mạnh từ ngón tay của hắn, một tiểu ngọ hơi dừng bước chân. Lúc nàng quay lại nhìn thì đôi mắt kia có thêm ánh sáng màu hồng chất động dọa hắn sợ. Đã lâu hắn chưa thấy dáng vẻ này của nàng, trong mắt nàng giống như có ngọn lửa đang lan ra mọi ngóc ngách. Nhưng màu hồng này lại khiến hắn cảm thấy an tâm, cũng xúc động một chút ký ức trước kia nổi lên, giống đuôi con mèo cào cào qua trái tim hắn. Vì thế triệu tử mại duỗi tay sờ lên mí mắt của nàng một chút sau đó hơi ngượng ngùng thu tay lại, khóe miệng nở một nụ cười hơi thẹn thùng. Một tiểu ngọ cũng cười với hắn, vừa cười. Vừa thả tay hắn ra để kéo sợi chỉ trắng thu hồi cây châm đồng sau đó cầm trong tay thưởng thức, lúc ở chân lạp, cô nạp để ta chém giết yêu ma và ta đều nghe theo. Từ trên trời cao tới sâu trong lòng đất, ta hàng yêu phục ma, không biết đã độ hóa bao nhiêu yêu vật, rốt cuộc cũng trả lại an bình cho mảnh đất này. Ít nhất là trước khi địch chân xuất hiện thì chính là như thế. Chúng nó đều sợ ta, hoặc trốn chạy và không dám làm hại nhân gian nữa, hoặc cúi đầu xưng thần và để ta sai bảo. Thậm chí có con chấp tay dân nguyên thần cho ta, nàng cười cười, hơi lộ vẻ đắc ý, ngón tay vẫn cứ thưởng thức cây châm đồng, nhưng chúng nó đều đồng ý với ta một việc đó chính là chỉ cần nghe ta gọi thì dù có phải rạch trời sẽ đất, chém bản xà cũng sẽ chạy tới có được sức mạnh của vạn yêu thì trên có thể rung chuyển thiên đình, dưới có thể quấy long cung. Một tiểu ngọ ngước mắt lên, hai ngọn lửa trong đó càng thêm lóa mắt, nhưng chúng vẫn không sáng bằng cây châm kia. Giống như có một tia chớp bùng nổ, một đóa hoa quỳnh nở rộ, lại như có một con bạch long bay lên, trong phút chốc thấy hoa không thấy lá, thấy đầu không thấy đuôi. Triệu tử mại cảm thấy quanh thân chợt lạnh, hắn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được vô số thứ vô hình đang bay quanh bọn họ, so với gió còn nhanh hơn, so với sóng còn mạnh hơn. Chúng đuổi đám sương mù, bắt nó phải lùi lại, sau đó chúng tụ tập trên châm đồng thành một quần sáng chiếu ra càng cao và xa hơn. Một tiểu ngọ nhắm mắt lại, hiện tại nàng không đùa nghịch cây châm nữa mà dùng hai ngón tay kẹp chặt đuôi cây châm dựng thẳng nó lên, mũi châm đâm thẳng lên trời. Ngọn lửa từ đầu ngón tay của nàng bùng lên, theo thân châm lan ra, hợp làm một với ánh sáng kia và nhuộm một tầng ánh sáng màu vàng nhạt trên khuôn mặt nàng. Hãy đọc thử truyện Thượng Công Chúa của Trang Rừng Hổ Phách nhưng mặt mày của nàng càng thêm sinh động rõ ràng, dù hai mắt nhắm nghiền nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận một chút thương xót lộ ra. Giờ khắc này nàng giống thần, giống Phật chứ không phải người nữa. Triệu Tử Mại bỗng nhiên cảm thấy nàng và hắn cách nhau thật xa, khoảng cách này có lẽ hắn có đi cả đời cũng không hết được. Hắn nhìn một tiểu ngọ và vươn một bàn tay ra với nàng. Hắn rất muốn giữ chặt nàng, kéo nàng về bên cạnh mình. Hắn không thích cảm giác này, giống như trong trời đất chỉ còn lại mình hắn cô tịch khiến hắn sợ hãi tiểu ngọ hắn tuổi thân gọi nàng một tiếng nhưng còn chưa kịp gọi thêm tiếng nữa thì đã thấy nàng nhíu mày khóe miệng cũng hơi giật giật tiểu ngọ châm đồng kẹp giữa hai ngón tay rơi trên mặt đất ánh sáng tắt phục cùng lúc đó hàng khí len lỏi quanh bọn họ lại vù vù bay đi sương trắng lại tụ lại vây lấy hai người triệu tử mại đi về phía trước một bước và kịp ôm lấy một tiểu ngọ trước khi nàng ngã xuống đất một bàn tay hắn nâng cả người nàng lúc này đã mềm nhũng một tay khác cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng. Bụng vừa dùng lực đã thấy cực kỳ đau đớn một tiểu ngọ vô lực nói ra một câu này, cổ cũng mềm nhũng dựa vào hỏng vai triệu tử mại, ánh mắt nhìn hắn nói đứt quãng. tử mại đỡ ta nàng lại về rồi, từ thần biến thành người, sự yếu ớt của nàng làm cho trái tim triệu tử mại mềm nhũng, gần như tan ra. Hóa ra ở trước mặt hắn nàng cũng yếu ớt như thế. Chương 416 vật nằm đau lắm sao ư? Ừ mồ hôi như hạt đậu rơi xuống từ thái dương của một tiểu ngọ và vương trên lông mi sau đó thấm vào trong mắt khiến đôi mắt từ hồng biến thành đen của nàng ướt dầm dề cực kỳ đáng thương và đáng yêu cả người nàng dựa vào người triệu tử mại mày nhíu lại một cái tay khác vẫn vương về phía trước giọng nói như nỉ non ngàn thần vạn thánh hộ ta châm linh châm đồng trên mặt đất lại bay lên lung lay như một người say rượu không bước nổi sau đó đâm chỗ nọ đụng chỗ kia lúc nào cũng có thể rơi xuống đất lần nữa tiểu ngọ triệu tử mại cầm lấy tay nàng khó chịu thì đừng dùng sức chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này, nàng vô lực nói với hắn, hai chân loạn choạng lão đảo, cả người gần như treo trên. Người hắn, miệng vẫn cố giả vờ mạnh mẽ, không đáng ngại, không có gì đáng ngại nhưng còn chưa dứt lời nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hai chân cách mặt đất, cả người được bế lên rút trong lòng triệu tử mại. Hắn gục đầu xuống cách nàng thật gần, môi gần như dán lên đôi mắt nàng, ta ôm ngươi, ngươi không cần tự đi, có phải như vậy sẽ thoải mái hơn một chút không mặc một tiểu ngọ đỏ lên, tim đập nhanh vài nhịp. Nàng liếm liếm môi để kiềm chế cảm xúc, miệng lung tung ừ một tiếng còn tay thì chỉ về phía trước, ngươi đừng nhìn ta, mau nhìn đường. Làm gì có đường gì nhưng triệu tử mại vẫn nghe lời mà à một tiếng sau đó đuổi kịp cây châm đồng đang bay như rùi nhặn không đầu kia và tiến về phía trước. Một tiểu ngọ được hắn ôm thì quả thực nhẹ nhàng không ít, sức trên tay cũng mạnh hơn, bàn tay lại duỗi ra thế là châm đồng giống như bị giật mạnh. Nó vượt lại tinh thần bay nhanh về phía trước, tốc độ lớn hơn nhiều. Triệu tử mại không thể không chạy chậm mới có thể đuổi kịp nó. Vì sao lại đau bụng một tiểu ngọ có một tật xấu đó là lúc nghĩ ngợi nàng thường nghịch cái gì đó trên tay giống như chỉ có thế nàng mới nghĩ được thông suốt. Mới vừa rồi nàng nghịch châm đồng, hiện tại không thể nghịch châm thế là cái tay nàng rảnh rỗi bắt đầu nghịch cúc áo trên ngực triệu tử mại. Đây vốn là cử chỉ vô tâm, chỉ là buồn tay nhưng lúc thấy mặt tên kia càng ngày càng đỏ, gần như sắp thiêu cháy nàng mới ý thức được hành vi của mình thật ngã ngớn. Nàng vội rụt tay lại hắn giọng nói ra một câu đến bản thân nàng nghe còn muốn đánh người. Ta chơi cúc áo chứ có chơi cái gì khác đâu, ngươi đỏ mặt làm gì không đỏ. Qua thật lâu triệu tử mại mới lẩm bẩm một câu, ngươi chơi tiếp đi. Một tiểu ngọ nghẹn hồng, cũng may châm đồng vẫn luôn bay phía trước lúc này đã quay lại bay về phía bên trái vì thế triệu tử mại không rảnh bận tâm cái khác mà đuổi theo nó. Sương mù phía trước giống như loãng hơn một chút, không còn là một mảnh trắng xóa nữa mà giống như ngàn vạn dải lụa trắng. Chậm rãi đông đưa trong trời đất, hình như sắp ra ngoài rồi. Châm Đồng dừng lại phía trước, sau đám sương mù hình như có một bóng người, thật nhiều người, còn có tiếng nói mơ hồ truyền tới. Nhưng không biết rời khỏi đây rồi thì sẽ thế nào. Một tiểu ngọ tụt xuống dưới và che phía trước, tay vung lên chậm rãi thu châm Đồng lại. Ánh mắt nàng sáng quắc chứa đầy cảnh giác một tay khác của nàng nắm chặt tay triệu tử mại và đi một bước về phía trước thì thấy tiếng nói bên ngoài càng lúc càng ồn ào bất an giữa mày bọn họ cũng vì thế mà tan dần đi hai người bước ra khỏi đám sương mù ánh sáng bên ngoài khiến bọn họ đồng thời giơ tay che mắt mình lại nhưng từ khe hở ngón tay họ nhìn thấy gương mặt hiền từ tươi cười như hoa của bức tượng phật nằm lúc này hai người hạ tay xuống và nhìn nhau một lúc lâu mới đồng thời thốt ra hai chữ cống bố hai người lại về tới thành cống bố thoát khỏi tâm ma nhưng đây vẫn không phải ước nguyện ban đầu của một tiểu ngọ. Còn chưa tìm được địch chân, tâm ma cũng chưa giải trừ được, hơn nữa lúc này đám sương mù đã bay từ cửa thành vào trong thành, đi tới bên cạnh bức tượng Phật nằm. Vì sao không kịp suy xét thì trên cánh tay của bức tượng Phật kia đã có một bóng dáng lắc lư hấp dẫn sự chú ý của một tiểu ngọ. Nó giống như một cái bao tải chứa đầy cục đá treo trên cánh tay và lắc lư qua lại chuẩn bị ngã. Tố đề cũng từng treo ở nơi này, cùng vị trí, cùng thủ pháp, giống như bị pho tượng Phật kia xử tử vậy. Một tiểu ngọ bước gần tới phía trước một chút và thấy rõ người treo trên cánh tay Phật đó là một tên béo thân thể to mọng, cổ thô to nên cái mặt bên trên đặc biệt nhỏ. Chẳng qua cổ hắn lúc này bị một rễ đa cuốn lấy, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, thật giống một quả đào hồng. Hãy đọc truyện này tại trang rungphophat.com, hẳn là hắn mới chết nên mặt vẫn chưa xám quét, nhưng cũng nhất định không cứu được nữa. Tức đái chảy đầy đất hung người xem phải che miệng mũi, không dám đứng quá gần đây là người thứ mấy rồi, rốt cuộc là ai làm tuần tra. Ban đêm cũng không ăn thua, mỗi ngày đều có người chết ta nghĩ A Hướng cũng giết quá nhiều rồi, gặp kết cục này cũng là chuyện bình thường. Hắn là đồ tể mà hắn uống chút rượu vào là sẽ đi ra tấn đám gia súc kia, người xem đóng dê trong chuồng có con nào không bị hắn cắt thương tích đầy mình không có đồ tể nào như hắn không đám người lại rơi vào trầm mặt, một lát sau rốt cuộc mới có người chậm rãi mở miệng nói, người chết đều là người có tội, hôm nay là A Hướng kẻ ngày hôm qua nghe nói khi còn trẻ đã hại không ít cô nương gia đình trong sạch, còn kẻ trước đó nữa tố đề dùng chị gái ruột đổi mệnh cho mình ý của ngươi là. Tố đề đáng chết sao lời kẻ kia bị người ta cắt ngang, An chân bước ra khỏi đám người chỉ tay về phía một què và hỏi, chẳng lẽ em gái ta đáng chết sao chưa nói nàng ta đáng chết hay không nhưng người có tội không phải đều đáng chết hay sao hơn nữa nếu nàng ta không làm gì sai thì ngươi mắng nàng ta làm gì một què lẩm bẩm một câu lại bị bảo điền ở bên cạnh kéo lại, hắn xuề tay ra ngăn an chân với bộ dạng hòa giải sau đó phân tích đâu ra đấy, hàng đêm đều có người bị treo cổ ở chỗ này, thành trì lại bị vây kín nên kẻ giết người nhất định không phải người bên ngoài. Không bằng các ngươi nghĩ lại đi, trong những người quen biết có ai có hiềm nghi lớn nhất không? An chân vương tay xoa cầm và suy nghĩ một lúc lâu mới nhíu mày nói, cống bố không lớn, người trong thành cơ bản đều quen biết nhau nhưng ta nghĩ mãi cũng không ra là ai. Ta cũng đã hỏi khắp nhưng người thì có chứng cứ ngoại phạm, người thì thể trạng không phù hợp, vì thế mọi người đều dần bị loại trừ bên ngoài hắn vừa nói xong thì đám người lập tức chìm trong trầm mặc qua thật lâu không biết ai thốt lên sao hôm nay a ân không tới không phải mấy ngày nay hắn luôn giúp đỡ tìm kiếm hung phạm sao an chân khẽ lắc đầu mẹ hắn lại tái phát bệnh tối qua còn náo loạn một đêm cũng không biết hiện tại thế nào rồi hắn vừa nói xong đã nghe thấy một tiếng phanh thi thể treo trên cánh tay phật rơi xuống nện trên mặt đất Chương 417 người chết mọi người bị tiếng động này dọa sợ và sôi nổi lùi về phía sau. Một què lui lại mấy bước lại thấy cả người mình bị một người chặn lại, vừa quay đầu ông ta đã vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng gọi, tiểu ngọ, triệu công tử, hai người đã trở lại. Bảo Điền cũng nhào lên giữ chặt triệu tử mại nhìn từ trên xuống dưới mấy lần thấy chân tay còn đủ, cái miệng cái mũi và lông mày vẫn thế thì kích động thiếu chút nữa rớt nước mắt. May mà hắn còn chưa khóc đã bị một tiểu ngọ bịt miệng mẹ của A Ân bị bệnh sau mấy ngày nay mọi người không có ở đây cống bố cũng chưa từng an bình, mỗi ngày đều có người chết. Bọn họ đều bị treo trên cánh tay của bức tượng Phật này, cũng không biết ai là hung thủ. Nhưng những kẻ đã chết này cũng không phải oan uổng gì, tố đề thì mọi người đã biết, kẻ chết hôm qua là một tên hái hoa tặc, từng hại đời không ít cô nương. Kẻ hôm nay tên là A Hướng, là đồ tể giết dê, nghe nói cứ uống say là sẽ đi ra tấn đám dê trong chuồng, lột da sống rồi cắt lỗ tai gì gì đó một què lại nhảy mãi, tay che nước mưa nhỏ xuống từ lá cây, chân cũng cố rút ra khỏi bùn dưới chân. Chân lạp luôn mưa nhiều, cánh rừng mưa A ân ở càng là nơi giữ nước tốt, lá cây, nhánh cỏ, bùn đất, tất cả đều có nước. Hơi nước mênh mông giống như thấm ướt cả lòng người, không sao giúp nó đứng thẳng được. Ta và Bảo Điền cũng nghe được một ít chuyện liên quan tới A ân. Đứa nhỏ này và mẹ hắn bị người ta xa lánh cũng không hoàn toàn vì thân phận của bọn họ, ông ta dừng lại một chút mới nhìn về phía trước ngôi nhà của a ân cách đó không xa bị lá cây che phủ chỉ lộ ra một góc xám trắng nhợt nhạt không nhìn rõ một què do dự một chút cuối cùng vẫn chậm rãi nói khi hắn còn nhỏ rất quái lạ kỳ quái thế nào thì có lẽ đó phải nói tới năm hắn bốn tuổi trong lúc chơi với những đứa nhỏ khác hắn từng lột da một con rắn hai đầu và coi nó như đai lưng buộc bên hông khoe khoang khắp nơi có lẽ khi hắn ý thức được sự xa cách của người khác thì bắt đầu chậm rãi giấu mũi nhọn nhưng trong con ngươi đen nhánh kia vẫn luôn chứa một chút ánh sáng tiết lộ suy nghĩ khác biệt trong đáy lòng hắn. Có lẽ hắn không làm gì, cũng có lẽ hắn đã làm gì đó, nhưng dù thế nào thì trong mắt người khác hắn cũng đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện không muốn ai biết. Thông qua tưởng tượng phong phú không có chừng mực bọn họ đều đổ hết tội lỗi lên người hắn. Nước mưa ào ào chảy xuống từ phiến lá, chui vào cổ áo một tiểu ngọ, cành cây trên đỉnh đầu lắc lư mạnh bởi vì có gió thổi qua. Có thợ săn đào được xương của động vật, yêu quái ở trong rừng. Tụi nó đều nhận hết ra tấn mới bị giết và vùi lấp. Bọn họ từng chất vấn A ân nhưng đứa nhỏ kia không nhận, sau đó mẹ hắn ôm mọi việc lên người mình thế nên các thợ săn mới bỏ qua. Ngay cả bây giờ có ba người chết cũng khiến mọi người hoài nghi hắn. Nhưng An chân vẫn kiên định cho rằng A ân từng cứu tố đề thì tuyệt đối không phải hung thủ giết người. Hắn không cho phép bất kỳ ai tìm đứa nhỏ kia gây phiền toái. Một què liếm môi nói, những người khác đều nghe an chân nhưng ta nghĩ tới lời ngươi nói trước khi đi vào đám sương mù nên không dám thiếu cảnh giác. Ta và Bảo Điền trộn trốn trong rừng giám thị đứa nhỏ kia. Lại một cơn gió gào thét thổi qua cánh rừng, trong mơ hồ hỗn loạn còn có tiếng hổ gầm trầm thấp. Một tiểu ngọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa, bóng cây loan lỗ, hình như nàng thấy một con mảnh hổ màu sắc sặc sỡ đứng trong đống cây cối trùng điệp kia. Nó đạp lên cành khô lá úa trên mặt đất để lại dấu chân hổ to lớn, mắt lộ hàng quang, từng bước đi tới chỗ bọn họ. Nàng dụi dụi mắt lại thấy trước mặt không có gì cả, chỉ có bóng cây lắc lư, cành lá tua tủa, bên trong chẳng có vị chúa sơn lâm uy phong lẫm lẫm nào. "Đừng nhìn, không có lão hổ đâu." Một què chẳng hề để ý đã cười nói, "Tiếng động này thường xuyên xuất hiện, lúc đầu ta và Bảo Điền cũng bị dọa nhưng sau đó mới phát hiện căn bản đó chỉ là con hổ giấy đang hư trương thanh thế." Mục Tiểu Ngọ nhíu mày nhìn ông ta, "Ta từng nghe thấy tiếng." "Này, Chính vì nó ta và tử mại mới đi vào trong đám sương mù nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nàng khẽ cắn môi ngưng thần suy xét một lúc lâu mới nói với một què, hai người giám thị A ân và có từng thấy cái gì dị thường không một què dẫu miệng lắc đầu, nói đến cũng quái. Mỗi lần ta và Bảo Điền đến cánh rừng thì luôn có chuyện khác dẫn dắt sự chú ý của chúng ta ví dụ như tiếng hổ gầm, hoặc ví dụ như, ông ta cười gượng một tiếng, hơi ngượng ngùng nói tiếp, ta và Bảo Điền còn lạc đường trong rừng này, có lần cứ rẽ trái rẽ phải mãi đều không thấy phương hướng đâu, phí nửa ngày mới tìm được nhà của a ân lạc đường một tiểu ngọ nhẹ nói hai chữ này và cảm thấy ngón tay bị nắm một chút vừa quay đầu nhìn triệu tử mại ở bên cạnh nàng đã thấy hắn chớp đôi mắt nhìn mình thế là lập tức nở nụ cười ngầm hiểu với hắn thế nên hai người không phát hiện ra cái gì ư không có bảo điền đáp lời lúc này hắn đang nhón chân dùng tay che nước mưa rơi từ trên xuống cho triệu tử mại vừa làm hắn vừa nói với một tiểu ngọ nhưng a ân thật sự đáng thương mẹ hắn thì như thế, còn hắn cũng mới chỉ là đứa nhỏ chưa thành niên, cũng không biết hắn làm sao mà chịu đựng được. Gan khổng tước không có tác dụng ư bảo điền than nhẹ một hơi, thân thể thì thôi, nhưng nơi này, hắn chỉ chỉ vào đầu mình và nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ta hình như hơi hồ đồ, cả người cứ rung lên cuộn trong góc nói có người hại mình. Chuyện này của trang rừng hổ phách, một cô nương, trước kia ta nghe người ta nói lúc một người sắp chết sẽ nhìn thấy hắc bạch vô thường tới đón mình ngươi nói xem có phải mẹ a ân nói thế là vì nàng ta nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ không phi 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 sao ngươi lại biết người ta sắp chết trẻ con nói chuyện phải nghĩ chứ một què đập cho bảo điền một cái thế là hắn lập tức trục cổ thè lưỡi nói cả người nàng ta thối thành như thế tinh thần cũng loạn lên thì còn sống được bao lâu nữa tử mại ngươi nghĩ cái gì thế một tiểu ngọ thấy triệu tử mại hé miệng ngây người thì nghiêng đầu nhìn hắn cười hỏi không có gì hắn lắc đầu trên mặt mang theo một chút tự trách Mới vừa rồi hình như ta nhớ ra cái gì đó nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt lóe qua, giống như con chim nhỏ bay mất, có đuổi theo cũng không đuổi kịp được. Ký ức tựa như hạt cát, càng muốn nắm chặt thì càng không nắm được. Cảm giác này nàng hiểu, vì thế nàng nhìn thẳng vào mắt hắn và ôm nhu nói, đừng nôn nóng, nhớ không được thì cũng không sao, qua thời gian nữa nói không chừng con chim nhỏ kia sẽ tự quay về. Đừng có mà chim với không chim nữa. Một què dị ứng nhất với cái bộ dạng buồn nôn của hai kẻ này vì thế ông ta duỗi tay chỉ phía trước, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lá cây nói, mẹ của A ân có vẻ không chịu nổi một cửa này thật. Chương 418 giới, ngăn cản, A ân kéo một mảnh vải màu đen cuốn thứ gì đó đi từ trong phòng ra, tới bên ngoài hắn nhảy xuống từ nhà sàn rồi cẩn thận vác bao vải kia lên vai sau đó tập tỉnh đi tới phía sau nhà. Một tiểu ngọ nhận ra miếng vải kia, mẹ của A ân từng nằm trên đó rên rỉ chửi rủa những lời lẽ dơ bẩn kia đều trút lên đầu con trai nàng ta. Cái quốc bổ vào mặt đất ẩm ướt, nhẹ nhàng đào ra một cái hố to. A ân cầm cái quốc còn cao hơn người hắn và bổ từng nhát, bùn đất vẫy lên mái tóc như thác nước, dính lên lông mi nồng đậm của hắn và vấy bẩn hai má trắng tinh như ngọc nhưng hắn lại không hề để ý tới mà chỉ máy móc phung cánh tay đào cái hố kia sâu hơn. Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn phía sau thì đỡ đầu gối quay đầu lại. Mái tóc xỏa tung rơi xuống từ trên trán hắn, che khuất khuôn mặt trắng nõn kia, chỉ lộ một đôi mắt sáng như sao trời. A ân. Một tiểu ngọ gọi tên hắn. Nàng đã chết, được giải thoát rồi a ân đứng dậy cười cười tóc dài rơi xuống giống như một mảnh sa tanh dựa theo phong tục của chân lạp thì sau khi người ta qua đời phải châm hai cây nến đặt trước chân của người chết nhưng trong nhà a ân lấy đâu ra nến ngày thường bọn họ đều nương ánh trăng và ánh sao để chiếu sáng vì thế bảo điền tìm một ít vỏ cây và cỏ đặt trong hai cái bác vỡ rồi để ở hai bên trái phải của ngôi mộ trụi lũi kia miễn cưỡng coi như giúp đứa nhỏ này làm tròn chút hiếu đạo a ân ôm đầu gối ngồi trước ngôi mộ trên mặt không lộ vui buồn một lát sau bỗng hắn nhẹ nhàng nói cũng chẳng cần giữ quy củ gì dù sao nàng cũng không phải người quy củ này với nàng mà nói chỉ là trói buộc ngươi thì sao với ngươi mà nói thì chúng nó cũng là trói buộc ư những lời này một tiểu ngọ không nói ra lời nàng dùng cành khô trong tay gãy đống cỏ trong bát khiến lửa kia cháy lớn hơn một chút xuyên qua ánh lửa nàng nhìn mặt a ân và thử miêu tả bộ dạng khi hắn lớn lên cái mũi lại thẳng hơn một chút đường cong trên mặt nở ra một chút chỉ có đôi mắt kia là không hề thay đổi, vẫn không hiện vui buồn, giống như đã sớm nhìn thấu mọi thứ trên thế gian này. Mọi xa gần, đậm hay nhạt với hắn mà nói đều chỉ là một tờ giấy hơi mỏng, người bên trong là do mực vẽ thành, không máu, không thịt, nhẹ như lông chim. Đã chết nhiều người như thế, A à ân, ngươi thấy sao một tiểu ngọ rủ mắt nhẹ giọng hỏi một câu này. A à ân quay mặt nhìn nàng, ánh mắt đạm nhiên như nước, ta nghĩ kẻ có thể lặng lẽ giết người như thế có lẽ không phải người, biết đâu lại là yêu quái. Yêu quái ư một tiểu ngọ ngước mắt lẳng lặng nhìn hắn nói, nếu là yêu quái thì tốt rồi, con người của ta không có sở trường gì, cũng chỉ có chút tài năng trong việc bắt yêu quái. Ngươi không phải người phàm trần, cái này ta đã sớm nhìn ra, vẫn là giọng điệu không gần sóng ấy, hắn cũng không né tránh cái nhìn chăm chú của một tiểu ngọ. Ngay cả khi nàng nói tới hai chữ yêu quái, ánh mắt nhìn hắn như một con dao muốn đào chút gì đó từ trong mắt hắn thì đứa nhỏ kia cũng chỉ nói, như vậy thật tốt, có ngươi ở đây thì thứ kia sẽ phải kiên kỵ, ta nghĩ đêm nay sẽ không có người chết nữa. Hắn cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, tay ôm đầu gối mặt cho tóc dài đổ xuống như thác và rơi rụng trên mặt đất. Chỉ sợ vẫn sẽ có người chết. Ánh mắt một tiểu ngọ vẫn không rời khỏi người A ân. Hả vì sao? Mạng người là do trời định đoạt không phải do ta, đây là đạo lý ta mới học được, nàng A một tiếng và khẽ cười, A ân, ngươi cảm thấy ngươi là kẻ dễ dàng nhận mệnh ư không bằng ngươi đổi cách nói khác, A ân ngồi thẳng người, Đầu hơi nghiêng qua vì thế ánh lửa lập tức chiếu vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, giống như trong nước có một giọt máu dần dần chìm xuống, nhân nhượng, khuất phục, chịu đựng, những từ này so với nhận mệnh càng cụ thể hơn, mà sở dĩ chúng ta lựa chọn làm như. Thế chẳng qua chỉ để bản thân không còn thống khổ nữa, coi như hòa giải với không cam lòng trong đáy lòng mình, hắn chẳng hề để ý mà cười, nếu đây là nhận mệnh mà ngươi nói thì ta không nhận, hơn nữa ta sẽ vĩnh viễn không nhận. Trên đỉnh đầu là đại thụ che trời, chúng lay động lắc lư trải dài. Mưa bụi và mây xám trên đỉnh đầu cũng theo đó dạo chơi khắp nơi. Ngẫu nhiên sẽ có giọt mưa xuyên qua cành lá rơi xuống nện trên mặt đất bắn lên một mảnh bụi nhẹ. A à, ân nhẹ nhàng đứng lên, tuy hắn ăn mặc trách rưới nhưng cả người vẫn thanh cao không vương bụi trần. Ta đi lấy chút đồ ăn cho các ngươi, hắn rơi rũ mắt giống như lưu luyến nói, hôm qua ta đánh được một con lợn rừng, vừa lúc đủ cho chúng ta ăn uống nô nê một bữa. Hắn chạy ra phía sau căn nhà sàn, bóng dáng được ánh tà dương chiếu rõ giống như một bức tượng phật được mạ vàng sao lại hỏi hắn như thế dù sao hắn cũng là đứa nhỏ mới chết mẹ mãi cho tới khi không nhìn thấy a ân nữa một què mới quay đầu nói với một tiểu ngọ câu này ông ta nhíu mày hỏi ngươi hoài nghi hắn sao bởi vì những lời ta vừa nói với ngươi ư một tiểu ngọ cúi đầu cười lạnh lão đầu nhi sao ông không hỏi ta nhìn thấy gì trong màn sương mù kia một què vươn tay sờ sờ mũi mình và hỏi không phải ngươi nói đó là tâm ma của địch chân ư ở đó ta có gặp một người tên là Lục Kinh Hồng. Một què há hốc miệng mãi không thể ngậm được, má trái của ông ta giật giật mấy cái mới hỏi, Lục Kinh Hồng ư tên Giang Dương đại đạo tiếng xấu lan xa kia ư cái tên ma đầu kia. Giết cả trẻ con mà vẫn không chớp mắt chút nào. Sao ngươi lại gặp hắn ở đó nghe nói lần gây án cuối cùng của hắn là ở Tế Châu, sau khi giết cả nhà kia hắn cũng mất tích, không xuất hiện nữa, nhưng sao hắn lại xuất hiện trong tâm ma của địch chân mục tiểu ngọ vẫn cười lạnh nói, ông còn nhớ rõ sơn cốc phía dưới trai đường thôn không lục kinh hồng chết ở đó bị cột vào trên giá gỗ và biến thành thịt khô nàng nhìn biểu tình không dám tin tưởng của một què và nói tiếp ngọn nguồn sự tình về sau ta sẽ giải thích kỹ cho ông nhưng quan trọng nhất là trước khi địch chân giết lục kinh hồng đã từng nói với nàng ta một câu một què thò mặt qua giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy cái gì hắn nói ác niệm đã khắc vào xương cốt những kẻ như bọn họ nó còn ác liệt hơn loại kịch độc mạnh nhất trên đời căn bản không thể ngăn được cho nên cho nên người như bọn họ từ nhỏ đã thích giết chóc, thậm chí còn thích khoái cảm theo đuổi và hành hạ, trong mắt nàng trở nên tối đen không rõ, giống như có nước mực nồng đậm đang dần lan ra, không thể ngăn được mà càng ngăn thì càng thống khổ. Ép càng chặt thì càng khiến nó sớm dâng lên, một khi đã bộc phát thì chẳng thể vãn hồi. Lục Kinh Hồng là thế mà địch chân cũng thế. Chương 419 anh đào thịt ngươi muốn nói rằng A ân cũng như thế ư có phải như vậy hay không kỳ thật rất dễ nhìn ra, một tiểu ngọ nhìn thẳng nấm mồ phía trước, sau một lúc lâu khóe mắt lập tức lan tràn hơi lạnh thấu tim gan. Triệu tử mại bưng một cái nồi nóng hôi hổi từ xa chạy lại, một què và bảo điền thì vẫn đang vũ ống quần và giày cho bùn rơi xuống. Bùn đất ướt ác, còn kèm theo hương nước mưa vốn không khiến người ta chán ghét nhưng hai người kia lại cực kỳ cáo, dù dính tí bùn cũng phải phủi sạch. Một tiểu ngọ lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn lắc lư trên nấm mồ kia bỗng nhiên nàng ngửi được một mùi quen thuộc trong không khí và lập tức hoàng hồn quay đầu nhìn triệu tử mại đã chạy tới trước mặt mình và cái nồi bốc khói trắng hắn cẩn thận cầm trong tay đây là anh đào thịt sao trong nồi đá có sắc hồng mê hoặc mắt nàng một tiểu ngọ vừa mừng vừa sợ nhìn hắn hỏi người lấy cái này từ đâu ra thiếu rất nhiều nguyên liệu nên hương vị hẳn không đúng lắm nhưng a à ân dạy ta dùng một loại quả dại màu đỏ thay thế anh đào mùi của nó cũng ngọt thơm không kém anh đào tí nào hắn dời đi không nhìn ánh mắt nóng cháy của một tiểu ngọ và khẽ liếm môi nói gần đây ngươi luôn đau bụng ta nghĩ nhất định vì ngươi ăn không quen đồ ở đây nên ta làm món này cho ngươi nếm thử nói không chừng ăn xong bụng ngươi sẽ thoải mái hơn nói xong câu đó hắn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào thế là hơi do dự ngẩng đầu cẩn thận hỏi tiểu ngọ ngươi không thích sao một tiểu ngọ giấu hết do dự hơi lướt qua trong đáy mắt và chỉ để lại nóng cháy trong đó ngươi làm anh đào thịt sao ta không thích được nếu không phải nó thì có khả năng ta sẽ không biết khói lửa nhân gian tốt đẹp thế nào đâu. Nàng cười với hắn, chân mày giãn ra khi nhìn triệu tử mại nhanh chóng dùng cái thì múc một miếng thịt lên đưa tới bên miệng cho mình nói, ăn nóng mới tốt. Hắn không màng ngón tay mình bị mép nồi cỏ nóng đỏ lên mà nhẹ nhàng thổi thổi miếng thịt kia và nói, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Một tiểu ngọ rủ mắt mỉm cười sau đó ngoan ngoãn mở miệng, nhưng thịt còn chưa đưa đến trong miệng thì một què bỗng nhiên nghiêng đầu thò tới. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của ông ta là một nụ cười, triệu công tử, món này là A à ân hỗ trợ ngươi làm ư dùng thịt hắn đưa để làm à hắn còn để lại một ít cho hai người đó, đảm bảo đủ ăn. Triệu tử mại không lý giải được nụ cười quá dị trên mặt mục què có ý gì vì thế chỉ có lệ với ông ta một câu này sau đó lại đưa cái thì qua đút cho mục tiểu ngọ. Mục què còn muốn ngăn cản nhưng lời còn chưa nói thì đã trơ mắt nhìn mục tiểu ngọ ngậm cả miếng thịt anh đào thịt kia vào miệng tinh tế nhai nuốt. Nàng hít mắt nghiêm túc thưởng thức, sau đó lại dựng thẳng ngón cái lên khích lệ tài nấu ăn của triệu tử mại. Một què dùng một. Bàn tay che mắt mình, trề môi nghĩ thầm ngươi cứ chiều hắn đi, đến đồ A ân đưa ngươi cũng dám ăn, không sợ có chuyện à, hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách, nhưng qua khe hở ngón tay ông nghiêm túc quan sát một lúc lâu cũng không phát hiện có gì dị thường. Một tiểu ngọ đã không màng khuyên can mà ăn uống thỏa thích hơn phân nửa chỗ anh đào thịt kia. Nàng ăn một cách mỹ mãn, khóe miệng dính nước sốt màu đỏ, sắc mặt vẫn không mảy may có thay đổi gì một què vẫn luôn chờ đợi nàng bỗng nhiên run rẩy miệng mũi đổ máu và trình diễn màn độc phát thân vong trước mặt mình nhưng chờ cả hai kẻ kia ăn sạch nồi sạch bát cũng chẳng thấy một màn đáng sợ kia đâu đến bảo điền cũng dáng lên vừa gãi đầu vừa cẩn thận quan sát thần sắc mục tiểu ngọ sau đó cầm một cái thìa khác múc chút nước thịt để trước mũi ngửi ngửi hình như cũng không có gì không đúng hắn nói xong thì đưa cái thìa tới trước mặt một què sau đó dùng giọng nhỏ tới độ triệu tử mại không nghe được để nói nếu có vấn đề thì một cô nương không chống đỡ được tới lúc này đâu. Lời hắn nói bị một tiếng ở Mỹ mãn đánh gãy, rốt cuộc một tiểu ngọ cũng kết thúc chiến đấu. Dưới ánh mắt vui vẻ của triệu tử mại nàng dùng tay vuốt ve cái bụng đã tròn ra một vòng và nói, đã lâu không ăn một bữa thỏa mãn như thế, toàn bộ đều nhờ tử mại nhà chúng ta hết. Lời này thật là buồn nôn nhưng nàng lại nghiêng nghiêng người về phía trước rồi không hề kiên dè dùng tay sờ cầm triệu tử mại. Ngón tay nàng vuốt ve chút râu lúng phúng mới mọc trên cầm hắn giống như trêu chọc một con chó lớn đang chờ đợi được khen ngợi, ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm, hàng khí trong bụng hình như cũng bị xua tan rồi. Nói xong, thấy một què dùng ánh mắt ngươi lừa tà à để nhìn chầm chầm mình thế là nàng lại gật gật đầu, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, thật sự, thật sự, thật sự. Một tiểu ngọ không hề nói dối, khi nuốt miếng thịt đầu tiên xuống bụng nàng đã cảm giác được cái bụng chịu đủ tra tấn của mình từ từ rơi từ không trung xuống và tìm được cái tổ ấm áp của nó. Rốt cuộc nó có thể phá vây rời khỏi nơi băng thiên tuyết địa và có được ấm áp an ủi đã lâu không có. Nàng cảm thấy phần đóng băng trong bụng cứ thế nổ tung, ngay sau đó băng phủ lên lục phủ ngũ tạng cũng tan rã. Khối băng bao phủ kinh mạch cũng bị chia năm xẻ bảy, nàng đã sống lại, bởi vì một miếng thịt to bằng ngón rõ. Nhưng vì sao lại thế nàng không rõ, suy nghĩ giống một con diều đứt dây, chỉ có thể khó khăn lắc lư trong bầu trời u ám, không sao xuyên qua mờ mịt để bay lên cao hơn chẳng lẽ mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi sao? hoặc nói đúng hơn thì căn bản không có gì trùng hợp, giống như lời hắn nói, hắn tuyệt đối không khuất phục, tuyệt đối không đầu hàng vận mệnh. hắn muốn làm một người tốt. dù hắn vừa mới tự tay giết chính một tiểu ngọ liếm liếm môi còn mang theo vị chua ngọt lưu luyến hương vị anh đào thịt còn sót lại, tay rời khỏi cầm triệu tử mại và nghiêm túc nhìn hắn hỏi, tử mại, a à, ân đi đâu rồi? triệu tử mại vẫn đắm chìm trong cảm xúc ấm áp nơi ngón tay của nàng nên chưa hoàn hồn bỗng nhiên nghe thấy nàng nhắc tới A ân thế là ánh mắt mông lung của hắn mới có chút thần thái, tay chỉ về phía cái nhà sàn kia nói, A ân nói hắn muốn cầu phúc cho linh hồn của mẹ hắn nên đã tới ngôi chùa ở đầu kia của cánh rừng. Sao trong rừng lại có ngôi chùa nhỉ một tiểu ngọ đứng thẳng người và nhìn theo phương hướng triệu tử mại chỉ. Hiện tại rừng mưa đã rủ hết cho tàn mà hoàng hôn phủ lên người nó, cả khu rừng như nhụm mực, uy phong lẫm lẫm đứng ở phía trước. Gió thổi qua và đống đại thụ đã sống trăm ngàn năm kia lập tức rung rẩy cành lá ào ạt ném hơi thở của đêm đen tới giống như đang vẫy tay với một tiểu ngọ. Đến đây đi, dù sao cũng phải tới không phải sao một tiểu ngọ ngẩng đầu lên, vừa định bước chân đi thì bỗng nghĩ tới cái gì thế là nàng hơi cong lưng, bàn tay đặt trên vai triệu tử mại, môi nhếch lên, mi mắt cong cong nói, ta đi rất nhanh là sẽ trở lại, ngươi cùng lão đầu nhi và bảo điền ở đây chờ ta nhé, không được chạy loạn nhé. Chương 420 dục vọng rắc rắc căn nhà sàn bị một tầng mưa bụi che khuất, sương mù biến mọi thứ thành mơ hồ nhưng tiếng động bên trong lại truyền tới rõ ràng. Sau những lúc gián đoạn nó lại vang lên, giống như hạt mưa thi thoảng rơi xuống nện vào lòng A ân. Trăng rắc dòng vang, giống như có thứ gì đó cứng rắn bị bẻ gãy, A ân đột nhiên dừng bước, đầu hơi nghiêng qua một bên, xuyên qua cổng tò vò không có cửa mà chỉ dùng mảnh che khuất để nhìn vào trong. Mồ hôi từ trên trán rơi xuống, chảy tới hốc mắt khiến đôi mắt hắn lên men, mông lung nhưng hắn vẫn thấy được hai bóng đen bóng đen trên mặt đất đang nhẹ nhàng lay động không phải tự nó động mà bị một bóng đen khác quỳ gối bên cạnh cắn xé nên lắc lư a à, ân há miệng rồi khép lại hắn đã không thể nói nên lời chỉ có thể nặng nề thở cổ căng chặt toàn bộ hơi thở đều nghẹn ở môi lưỡi không thể phá vây hắn cảm thấy mình sắp nghẹn chết giống như rơi vào biển sâu xung quanh là nước biển lạnh băng hắn không thở nổi không thể động thậm chí không thể tự hỏi nếu nghĩ thì hắn phải nghĩ cái gì suy nghĩ của hắn phải điên cùng cỡ nào mới có thể tưởng tượng ra một màn chân thật đang xảy ra trước mặt mẹ hắn đang ăn thịt cha ruột hắn, dùng hai cái răng nanh dài hơn người thường một chút mà cắn đứt cổ, mổ bụng kẻ kia. Ngày hôm qua hắn đứng bên ngoài nghe lén được cái gì kẻ kia nói ngươi là yêu quái, ta không thể ở bên một con yêu quái lâu dài được. Vậy vì sao ngươi còn muốn ta sinh con cho ngươi là ngươi quyến rũ ta, nam nhân ấy mà, ngươi cũng biết đó, chúng ta không nhịn được hơn nữa tiểu súc sinh kia cũng là yêu, hắn giống ngươi, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh khiến ta sợ hãi. Ngươi không thể bỏ chúng ta lại được, ta đã không thể trở về, A à, ân hắn căn bản không biết chính mình là hắn càng không thể trở về, hắn không có nhà, ngươi muốn hắn phải làm sao đây ta làm sao mà biết phải làm sao thú vị thật, là ngươi sinh hắn, mà hắn cũng vì ngươi mới thành một tạp chủng. Hiện tại ngươi lại hỏi ta phải làm sao nàng ta? Giết kẻ kia ăn luôn hắn, như thế hắn vĩnh viễn sẽ không thể rời xa bọn họ. A à, ân không biết bản thân đi tới cạnh căn phòng ấy bằng cách nào nhưng người trong phòng nghe được tiếng bước chân của hắn thế là quay đầu lại. Khuôn mặt nàng ta đầm đìa máu, nó lộ ra từ rèm cửa khép hờ và bị nước mưa cọ rửa vài đường. Mụ mụ ngươi sợ ta ư khóe miệng nàng ta nhếch sang hai bên và nở một nụ cười rạng rỡ với con trai mình. Ngươi không cần phải sợ bởi vì ngươi cũng giống ta một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giết người, ngươi sẽ không bị bọn họ lừa bịp nữa. Ngươi sẽ biết con người còn độc ác và đáng sợ hơn yêu quái nhiều đây là một câu nguyền rủa một liều thuốc độc từ một khắc ấy hạt giống đã được gieo xuống và bắt đầu bén rễ nảy mầm rất nhiều rất nhiều năm sau lâu đến độ a ân sắp quên mất cái tên ban đầu của mình thì hắn vẫn không nhịn được nhớ tới một ngày này chẳng qua khi ấy hắn đã không còn ngây thơ như khi còn nhỏ không còn cho rằng bản thân có thể không tuân theo quỹ đạo của vận mệnh hắn cũng không cho rằng mình có thể kiêu ngạo phản nghịch đi trên con đường mà mình lựa chọn nhưng khi còn nhỏ hắn vẫn còn khờ dại không muốn nhận mệnh dù tận mắt nhìn thấy mẹ mình ăn thịt cha ruột hắn cũng cảm thấy mình khác nàng ta dù đáy lòng hắn có dục vọng giết chóc không ngừng ngo ngoe ruột rịch thậm chí thỉnh thoảng nó còn chui ra nhìn hắn chăm chú từ góc tối và kéo tay chân bắt hắn phải tuân theo và thuần phục hắn từng phản kháng tuy vô cùng gian nan nhưng đã tận lực hạt giống khát máu nhảy lên trong lòng dù bị đập vỡ và nghiền nát nó vẫn kiêu ngạo sinh trưởng và chui vào mỗi phần máu thịt của hắn hắn không áp chế được nó may mắn là hắn tìm được một con đường khác nếu nhất định phải sát sinh vậy thì giết chết yêu quái và ác thú đã thương người khác như vậy có phải tội nghiệp sẽ nhỏ hơn một chút không vì dân trừ hại thì liệu gánh nặng trong lòng có nhẹ hơn chút nào không hắn nghĩ như thế cũng đã làm thế hắn giết chết con rắn có ý định tấn công trẻ con giết chết giả thú và yêu quái trong rừng nhưng cái hố trong lòng hắn lại không thể lấp đầy ngược lại nó ngày càng sâu ngày nào hư không trống rỗng và tra tấn hắn gặm cắn khiến hắn thương tích đầy mình lại khát khao khó nhịn. Làm sao bây giờ mỗi một phần linh hồn hắn đều đang run rẩy, mỗi tất da thịt đều bỏng cháy. Hắn muốn giết người. Cảnh tượng mẹ hắn giết cha ruột của hắn, màu đỏ ấy chưa bao giờ biến mất, nó xuôi dòng thấm vào ngực hắn, chảy theo kinh mạch và ngũ tạng lục phủ rồi lan ra khắp người. Hắn sắp không chống đỡ được nữa. Ngươi không nhịn được nữa phải không ta cũng từng giống ngươi, bị lời nói ngon ngọt của kẻ khác mê hoặc, tưởng bọn họ coi ngươi giống bọn họ và cố gắng bắt chước, muốn biến mình thành những kẻ đó coi sự giả nhân giả nghĩa kia thành thiện lương hiện tại ta mới biết ta sai rồi sai cực kỳ sai mỗi ngày bọn họ đều đang giết người những kẻ đó không ngu như chúng ta bọn chúng không dùng răng nanh hay lưỡi dao sắc bén mà dùng lòng người bọn họ tàn nhẫn hơn chúng ta nhiều mẹ a ân lặp đi lặp lại những lời hắn đã chán ngán đến tận cổ nhưng lúc này lần đầu tiên hắn hiểu bởi vì mới vừa rồi hắn mới cứu được một nữ tử từ mỏm của con khổng tước nữ tử kia vì chính mạng sống của mình mà trói chị ruột trong phòng để thay thế bản thân. Giết một con khổng tước thì có lợi ích gì súc sinh này tuyệt đối không thể giải được cơn khát, cũng không giải được hận. Nó có thể cứu mệnh ngài. Mệnh của ta ư ha ha, ta giữ cái mạng thối này làm gì còn không bằng nhân lúc sớm sủa chết đi, coi như giải thoát. Giải thoát, giải thoát, suốt ngày ngài chỉ nói lời đó, ngài không phiền nhưng con đã sớm phiền. Đây là lần đầu tiên A ân chống đối lại mẹ mình. Hôm nay hắn phiền lòng nóng nảy, một hơi nghẹn trong lòng hắn như dung nham lục bục nổi bọt. Hắn không muốn nghe những lời nàng ta nói nữa mà chỉ muốn ở một mình thế nên hắn rời khỏi nhà, đi ra khỏi cánh rừng và bước trên đường phố không một bóng người. Xong việc hắn treo xác Tố Đề trên cánh tay của bức tượng Phật nằm. A Ân từng nghĩ nếu đêm nay hắn không gặp Tố Đề, không nghe thấy những lời nàng ta nói với mình, không thấy bộ dạng không chút ấy nấy của nàng ta khi thể hiện sự thất vọng với anh trai và người nhà thì liệu hắn có bị khát vọng trong lòng thúc dục và tiện tay kéo một đoạn rễ cuốn lấy của nàng ta không? Nhưng trên đời này không hề có nếu, chỉ có nhân quả. Tố đề chết trong tay hắn vì nàng ta ích kỷ, đồ tệ chết vì hắn tàn bạo, còn một kẻ khác thì chính là vì những tội lỗi không thể tha thứ của hắn khi còn trẻ. A à, ân an ủi bản thân như thế, rằng những người này đều đáng chết. Hắn giết bọn họ chẳng qua là vì dân trừ hại để người tốt có thể sống dưới ánh mặt trời mà không bị khói mù bao phủ. Nhưng lúc hắn tự tay treo bọn họ lên cánh tay của bức tượng Phật nằm hắn cảm nhận được một cổ hưng phấn từ đáy lòng. Giống như có vô số con chim nhỏ ca hát, cất cánh bay lên từ trái tim. Đây là cảm giác hắn tha thiết mơ ước, hắn có thể gạt bất kỳ ai khác nhưng lại chẳng thể gạt chính mình. Chương 421 tên một gốc đa lớn mọc ra từ một góc nóc chùa phủ kính treo xanh giống như người khổng lồ đứng ở chân trời đạp ngôi chùa thấp bé cũ nát kia dưới chân rễ cây mang theo tư thế không chết không ngừng mà bám lấy mặt tường bên ngoài của ngôi chùa giống như chuẩn bị cắn nuốt hoàn toàn ngôi chùa miếu kia. A ân quỳ gối trước miếu và chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng nõn bị ánh trăng len lỏi qua cành lá chiếu thành màu nguyệt bạch giống như men gốm hoàng mỹ. Thần của ta, ta tới đây cầu xin sự khoan dung của ngài, đôi môi tái nhật của hắn hé ra lẩm bẩm, ta đã giết người, dính máu, nhưng ta vẫn có lòng tham muốn có được sự tha thứ của ngài. Hắn cúi người, cái trán trắng tinh gián sát những rễ cây thô ráp phía dưới, đôi tay đặt hai bên lẳng lặng quỳ bò. Cứ thế, trong hắn giống một bức tượng điêu khắc đá, giống như hắn định quỳ ở đây tới thiên hoang địa lão. Một tiểu ngọ đứng cách đó không xa nhìn bóng dáng nhỏ gầy của hắn, ánh trăng phủ lên kết một tầng sương lạnh. Nàng nhớ tới bộ. Dạng lúc thành niên của hắn, hai chân trần đạp ánh trăng mà tới, áo cà sa trên người, tràng hạt ở cổ đều bị nhuộm thành màu trắng xanh lạnh lẽo. A Ân địch chân rốt cuộc A Ân cũng đứng thẳng người, dù không nhìn rõ mặt hắn nhưng không biết vì sao nàng vẫn có thể cảm nhận được mọi khúc mắt trong lòng hắn đang tích tụ lại, chuyển biến trăm hồi vẫn không tìm thấy lối ra. Bóng người gầy yếu kia chần chừ một lát sau đó hạ quyết tâm thò tay vào trong cái áo tràn đầy mụn vá kia và móc ra một thứ sau đó hắn đi về phía trước, đặt nó ở bậc thang đầu tiên của chùa. Thứ kia nhảy lên trên thềm đá, no đủ tươi mới giống như vẫn tồn tại, chưa mất hơi ấm và vẫn còn sức sống. Nếu không biết thứ kia là gì thì một tiểu ngọ đã tưởng rằng ơ ân mới móc ra một anh thai vừa rời cơ thể mẹ. Nhưng đương nhiên không phải thế, nữ nhân mới chết không lâu và nằm trong nấm mồ kia thiếu mất bộ phận quan trọng nhất trong thân thể nàng ta trái tim. A à ân đặt trái tim của người mẹ yêu quái của mình trước chùa, lấy cái này để hoàn toàn cắt đứt liên hệ với huyết thống của bản thân. Ta giết ba người, nhưng ta không muốn giết người nữa nên ta giết bà ấy, móc trái tim mang tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng tò vò sâu thẳm, bên trên khắc hình đá hoa sen đang nở rộ giống thần Phật duỗi tay về phía nhân gian cứu rỗi và xóa sạch mọi tội ác của những linh hồn và gột rửa chúng trước khi đầy xuống địa ngục. Ta không muốn giống bà ấy, ta không muốn làm yêu quái, ta phải đi về phía ngài, đi về phía thiên đường mà sống. Hắn cười cười, nhưng chợt thu lại nụ cười cổ quái đó giống như bỗng nhiên nghĩ tới trái tim đang nhảy lên trên nền đá. Nó thuộc về người mẹ đã sinh ra hắn. Hắn run rẩy đứng thẳng người, trong tay không biết có thêm một con dao từ lúc nào nó bị ánh trăng chiếu vào sáng loá, giống được mạ một tầng thủy ngân. Ta không muốn làm yêu quái, A ân lại lặp lại những lời này một lần và lần này trong giọng nói non nớt của hắn có thêm vài phần kiên định giống như nó đã ngủ đông trong lòng hắn. Rất nhiều năm, rốt cuộc cũng được thốt ra, ta muốn phụng dưỡng ngài, dùng mọi thứ ta có để trở thành người cứu vớt thế giới ô uế này. Trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười hồn nhiên, A ân túng lấy mái tóc đen như thác nước của mình và dùng con dao kia ra sức cắt tóc sột sột soạt soạt rơi xuống từ ngón tay hắn, bay trên mặt đất như bông tuyết lã tả, lại giống như một phần hiến tế đã chuẩn bị từ lâu. Hắn dâng trái tim của mẹ mình cùng bản thân trước kia cho thần Phật, đánh cuộc để có phần đời còn lại trong sạch, rộng rãi và bằng phẳng. Nhưng tới cuối cùng hắn cũng không được như ý nguyện. Ta không thích cái tên A ân này, đây là cái tên mà cha ta tùy tiện quăng cho ta, không khác gì con chó con mèo, trên mặt hắn là một tầng ánh sáng thần thánh, trong giọng nói lại lộ ra chút ngượng ngùng giống như không quá muốn nói ra câu tiếp theo ta tự đặt cho mình một cái tên khác hắn cúi đầu cười khóe mắt sáng lấp lánh ta rất thích cái tên này nó nghĩa là cứu vớt là trong sáng là hy vọng là thứ ta thực sự muốn trở thành hắn liếm môi đôi mắt ngước lên nhìn thẳng phía trước con ngươi sáng lóa dọa người giọng run rẩy địch chân từ nay về sau ta chính là địch chân hắn chính là địch chân điểm này một tiểu ngọ đã biết nhưng nếu không có tử mại nhắc nhở thì nàng sẽ không đoán được a ân chính là địch chân tiểu ngọ ta cảm thấy không quá thích hợp sương mù tản ra một tiểu ngọ nhìn rõ đám người mênh mông trước mặt cùng pho tượng phật nằm một què và bảo điền đều ở trong đó trong mơ hồ còn có thể nghe được giọng bọn họ đây là cống bố ngươi xem lão đầu nhi và bảo điền đều ở đằng kia kìa triệu tử mại vẫn nắm chặt tay nàng không muốn đi về phía trước ta luôn dạo quanh tâm ma từ đoạn ký ức này tới đoạn ký ức khác tiểu ngọ, liệu có phải chúng ta vẫn chưa thể thoát ra ngoài hay không một tiểu ngọ cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo, giống như đóng băng. Nếu không có bàn tay ấm áp của triệu tử mại nắm lấy thì nàng gần như sẽ bị lạnh lẽo này đông cứng làm cho mất đi. Tri giác. Ta rất quen thuộc với nó, vì nó đã đi theo ta rất nhiều năm, từ khi ta còn nhỏ nó đã trốn ở đây, triệu tử mại sờ sờ ngực mình và tiếp tục nói, giống như con chuột dưới mũi đau, mỗi ngày nhìn đau sáng chói lọi trên đỉnh đầu chậm chạp không rơi xuống và trong lòng biết rõ mình chẳng thể trốn thoát vĩnh viễn cũng không thoát tử mại ngươi đang nói về cái gì nàng kéo hắn và nhẹ nhàng thở hổn hển nhìn vào mắt hắn mà hỏi tâm ma triệu tử mại nhẹ nhàng nói ra hai chữ này lúc ở chu gia ta cảm giác được trong tòa nhà kia tràn ngập sợ hai hiện tại tuy sương mù đã tan nhưng sợ hãi vẫn còn đó hãy đọc thử truyện lộc môn ca của trang rừng hổ phách không kỳ thật một khắc gặp phải cơn bão và bò lên bờ ta đã cảm giác được chẳng qua khi ấy ta không quá chắc chắn hắn trợn tròn mắt nhìn nàng nỗ lực xác nhận cảm xúc trong mắt nàng giống như một đứa nhỏ cực lực muốn được khẳng định người có tin ta không nàng đương nhiên là tin hắn chỉ có người hàng năm làm bạn với tâm ma mới hiểu cảm giác ấy là gì sau đó nghe một què nói ông ta và bảo điền lạc đường trong rừng không sao tới gần căn nhà gỗ của a ân thì suy đoán của triệu tử mại càng được chứng thực lúc nàng ở chu gia cũng là như thế rõ ràng muốn đi cứu người nhưng bất kể thế nào cũng không thể tới gần không có cách nào thay đổi kết cục. Đơn giản vì đó là ký ức, làm sao người ta có thể thay đổi ký ức được giống như nước không bao giờ chảy ngược, bọn họ xông vào tâm ma của địch chân và vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Một tiểu ngọ nhìn bóng dáng thành kính của A ân, lần đầu tiên sinh ra chút đồng tình với hắn. Nhiều năm sau hắn sẽ trở nên căm ghét cái tên địch chân này ư cái tên được hắn ký thác mọi hy vọng nhưng rốt cuộc cũng ruồng bỏ hắn. Một hồi thiên thẩm hoang đường, vị tăng lữ được mọi người kính ngưỡng biến thành các bụi ai cũng có thể dẫm đạp từ đây ma tăng hiện thế, nhân gian chẳng còn ngày bình an. Chương 422 Bảy Địch Chân Nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, A ân bình tĩnh quay đầu lại. Thấy một tiểu ngọ. Hắn nhớ mày nhìn nàng nói, ta biết các ngươi phát hiện ra ta tự tay giết mụ mụ, nhưng, <laughs> hắn tiến gần nàng, trong giọng nói mang theo chút cầu xin, ngươi có thể thả cho ta một lần không, ta quyết tâm muốn làm người tốt, ta sẽ dốc lòng tu pháp, phổ độ chúng sinh, ta sẽ một lòng hướng thiện, từ bi, đi theo con đường bồ đề dẫn lối. Hắn cúi đầu vuốt ngón tay của chính mình, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại dấu cào thật sâu, ta cũng nên có được một cơ hội như thế. Tuy bọn họ đều cảm thấy ta không xứng nhưng ta cũng nên có một cơ hội lựa chọn con đường của mình, một con đường ta muốn đi. Nhưng đây là con đường chết, ngươi sẽ bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, sẽ muốn cùng thế giới này đồng quy vu tận, không thể hòa giải. Những lời này một tiểu ngọ không nói ra, nàng chỉ cười nói, ngươi đương nhiên có thể có cơ hội này, nhưng địch chân, ta hy vọng ngươi vẫn luôn nhớ rõ vì sao ngươi lại lấy cái tên này cho bản thân mình, nàng ngừng lại rồi tiếp tục, bất kể lúc nào ngươi cũng phải nhớ rõ. Ta đương nhiên sẽ nửa lời sau bị hắn nuốt vào bụng, bởi vì hắn thấy vầng trăng trên trời không còn sáng ngời nữa mà bị một đám hắc khí che trời lấp đất che mất. Bên trong mơ hồ có thứ gì đó hình thù kỳ quái đang bay múa và xoay tròn, phía trước tiếp phía sau, lấy tư thế dũng mãnh đánh lên khu rừng phía dưới. Yêu khí bốc hơi, sương khói uống lượng, tán cây như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy điên cùng lắc lư, gần như bị nhổ tận gốc. Lá cây theo gió bay xuống giống như tuyết rơi, như cánh bướm đậu trên đầu A ân. Bóng dáng kia phản chiếu trong con ngươi của một tiểu ngọ, hoảng sợ di chuyển trên con ngươi màu đỏ nhưng vĩnh viễn không thể rơi xuống dưới chân nàng. Mặt đất nứt toạt, bụi đất bay lên cùng lá cây truy đuổi lẫn nhau. Vạn vật trong trời đất mất đi màu sắc, bị hắc khí phía trên cuốn lấy, đè ép trích cào tan ra trong không trung hóa thành vô số bụi bặm vô hình vô ảnh sức lực của vạn yêu mang theo sức mạnh vô song có thể chém sạch chông gai, phá thẳng tâm ma. Từ đầu tới, chân mục tiểu ngọ bị hắc khí vây kín, chỉ có cây châm đồng kẹp giữa ngón tay nàng là vẫn sáng lên trắng bệt và run nhẹ nhẹ giống như muốn thoát khỏi đó. Nàng kẹp chặt cây châm đồng, mắt trợn tròn, màu hồng như phủ kín con ngươi của nàng giống như muốn phun trào khỏi đó, hủy hoại mọi ác niệm trên đời này. Cổ một, miếu thờ, cùng tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp phía sau và cả trăng sao trên bầu trời đều biến mất, lồng giam mà tâm ma hóa thành nay đã bị sức của vạn yêu phá tan. Ở một khắc cuối cùng A ân biến mất, đầu tiên là hai chân, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu cũng biến thành bụi bặm và bị một cơn gió yêu ma cuốn đi. Nhưng hình như có thứ gì đó khắc ở trong đầu một tiểu ngọ thật lâu chưa thể xóa đi. Là cái gì nhỉ nàng đứng tại chỗ, mãi tới khi ánh lửa trong đáy mắt tan đi, hắc khí cũng tan biến sạch sẽ không còn gì thì nàng vẫn không nhúc nhích vừa rồi nàng thấy cái gì nhỉ một khắc trước khi a ân biến mất một giọt nước lạnh nện vào lòng nàng gợn lên ngàn con sóng không đếm hết một tiểu ngọ rùng mình hàm đột nhiên trắng chặt đó không phải ảo giác không phải nhìn lầm mới vừa rồi nàng nín thở xem sức của vạn yêu tụ tập và trong một khắc ngắn ngủi trước khi a ân biến mất nàng thấy cái bóng trong suốt phía sau hắn thứ kia trốn sau lưng đứa nhỏ và mang theo một nụ cười âm hiểm trên khuôn mặt không đúng từ đầu tới đuôi đều không đúng đắm thuyền rồi bị một sức mạnh lôi vào tâm ma của địch chân, từ đó tới nay đủ loại chuyện đã xảy ra, tất cả đều giống một cái bẫy đã được sắp sẵn để bỏ họ bước vào. Châm đồng đuổi theo linh hồn thật sự của địch chân, nhưng sau khi rời khỏi chu gia nó lại mang bọn họ tới cống bố, còn có, còn có anh đào thịt mục tiểu ngọ há miệng thở hỗn hển một hơi. Đúng vậy, nàng vẫn luôn không hiểu vì sao A ân phải giúp mình. Đồ ăn trong tâm ma đều là quỷ thực lạnh băng, sau khi ăn vào sức mạnh của nàng không thể thi triển nhưng anh đào thịt kia lại khác chỉ một miếng vào miệng nàng đã biết đây là đồ ăn thuộc về dương gian nó là một cái chìa khóa có thể thả sức của mạnh của vạn yêu ra ngoài hóa ra hắn không giúp nàng mà đang giúp chính mình không không phải a ân giúp hắn mà là linh hồn phía sau đứa nhỏ làm việc này đó là địch chân đã thành niên nàng bị tâm ma che mắt nên không thể nhìn ra địch chân bị nhốt trong tâm ma của chính mình và không thể ra ngoài nên chỉ có thể dựa vào sức của nàng Sóng biển phía sau vang lên hết đợt này tới đợt khác, va và vào bờ đá, trống giận như trời sụp đất nứt, phun bọc biển trắng xóa tung tóe giống như đội quân đang xung phong. Mỗi khối cơ bắp của một tiểu ngọ đều đang run rẩy địch chân đã đi đâu, nhưng lúc nàng giúp hắn hủy diệt tâm ma thì hắn lại chuồn ngay dưới mí mắt nàng ư ta sẽ không để ngươi chạy nữa. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà cười lạnh, miệng quát to một tiếng thế là châm đồng lập tức chui vào bóng đêm trước mặt. Bóng đêm đậm đến độ khó mà hòa tan, giống một vũng nước lặng, lại giống thế giới hỗn độn chưa mở mang nơi này không có trời đất không có tiếng động chẳng có gì dù cao giọng gọi lớn cũng chẳng có ai đáp lại chuyện này của trang rừng hổ phách vì thế một tiểu ngọ siết chặt nắm tay sau đó vươn bàn tay ra tung một ngọn lửa về phía trước phần đuôi mang theo tia lửa ào ạt của nó chợt lóe lên trong bóng tối rồi biến mất không tung tích nàng trợn mắt nhìn bóng tối phía trước và bóng đêm kia cũng như đang trộn nhìn nàng nàng biết trong đó cất giấu một đôi mắt thứ nàng đã tìm thật lâu. Thậm chí nàng còn lần lượt bị hắn lừa gạt, giống một con chó ngu ngốc chạy loạn theo miếng mồi hắn đưa ra. Nàng chịu đủ rồi, vì thế nàng cất bước tiến vào bóng đêm, bên tai nghe gió thổi ào ào, đôi mắt là ánh sáng màu đỏ sâu kín giống một con giả thú đói bụng đã lâu đang ẩn núp, cong lưng trong một tư thế hoàn hảo để chuẩn bị vồ mồi. Nó sẵn sàng nhảy lên bất kỳ lúc nào, nhào về phía con mồi, ăn xương uống máu, địch chân, ngươi không chạy thoát được đâu, lần này ta sẽ đốt ba hồn bảy phách của ngươi thành tro, tiêu diệt ngươi sạch sẽ. Phía trước lờ mờ, theo sau có tiếng bước chân truyền tới. Mục tiểu ngọ nheo mắt lại và nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc, lúc này đầu vai căng thẳng của nàng mới hơi thả lỏng. Mục què đi đầu, cái chân què của ông ta có vẻ nhanh nhẹn hơn ngày thường nhiều, giọng cũng cao hơn một nấc. tiểu ngọ, sao thành cống bố bỗng nhiên biến mất thế cây và thành trì đều không có, chỉ còn một bờ cát trải dài hoang vắng, nếu không có hai người này ở đây thì ta còn tưởng mình đang nằm mơ ấy. Không phải mộng mà là tâm ma của địch chân, linh hồn hắn bị tâm ma vây khốn nên muốn mượn tay ta mở nó ra. Một tiểu ngọ nghiến răng, nhục nhã trong lòng như bức điên nàng, khối anh đào thịt kia đã bị địch chân thay đổi, hắn lợi dụng tâm ma bám vào bản thân hắn khi còn nhỏ. Chương 423 Nguyền rủa lời nói khi nổi nóng luôn tới nhanh, muốn thu lại cũng không còn kịp nữa rồi. Một tiểu ngọ nhìn thấy triệu tử mại cúi đầu, hai tay cọ cọ vào nhau không nói gì mà chỉ nhìn mặt dày thì mới ý thức được mình đã nói sai. Vì thế nàng vội tiến lên cầm lấy tay hắn nói, không liên quan đến ngươi, đâu có ai biết trước được, ta cũng chỉ đoán ra khi tâm ma biến mất thôi. Hơn nữa dù biết rõ làm thế sẽ khiến địch chân chạy mất thì ta cũng muốn phá tâm ma. Bởi vì quỷ thực ở đây sẽ có hại cho thân thể chúng ta, nếu không thể thoát ra ngoài thì chỉ có đường chết. Một què ở bên cạnh thực không biết điều mà chết miệng, ngươi nói nhẹ nhỉ chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới còn không phải để tìm con lừa trọc kia à hiện tại để hắn chạy. Ai u eo ông ta bị chọc một cái, một què nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Ông ta biết một tiểu ngọ bên vực người của mình nhưng không ngờ nàng lại bên tới mức độ này vì thế ông ta thực không kiên nhẫn nhíu mày, miệng lẩm bẩm, ngươi sợ cái gì, tên ngốc này ngây thơ như thế, hắn mới không nghĩ nhiều thế đâu. Ngươi nhìn bộ dạng hắn đi, có chỗ nào giống tự trách không lời này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, triệu tử mại đang cắn môi, lông mi thon dài rũ xuống, bộ dạng quể oải yếu xìu. Nhưng một khắc hắn ngước mắt lên thì đôi mắt lại sáng bừng như giác bạc. Hồn phách có thể bám vào người ở trong tâm ma sao hắn hỏi. Ờ, quả thực không giống bộ dạng tự trách, vì thế một tiểu ngọ thoáng yên tâm. Nàng không muốn chậm trễ thời gian nên chỉ giải thích qua loa, hồn phách có thể bám vào bất kỳ cái gì, bao gồm mê chướng và ảo giác, tuy kết cục không thể thay đổi nhưng hắn có thể lợi dụng tâm ma và mê chướng đó che mắt người khác, nàng nghiến răng cười lạnh chúng ta đều bị hắn lừa xoay quanh nhưng hiện tại còn chưa tới lúc kết thúc nàng nhìn về phía phía trước và nói ra một câu nhẹ nhưng tàn nhẫn còn kịp hắn trốn không xa được đâu dù phải sang bằng núi sông ta cũng sẽ tìm ra và giết hắn liệu có khi nào không phải a ân hay không triệu tử mại nhìn nàng thấy mê man và cả tìm tòi nghiên cứu thế là hắn lại lắp bắt mặt cũng đỏ lên ý ta là có khả năng không phải tên kia bám vào a ân thành cống bố không phải bị hủy trong một sớm nó tiêu vong giống như nước mưa tí tách rơi xuống rừng rậm hàng năm, dần dần tiêu tan. Mặt trời vẫn mọc lên ở hướng đông và lặn ở phía tây, nhưng không biết từ khi nào tòa thành vốn phồn hoa này lại héo tàn, người bên trong ngày càng ít, đặc biệt là trẻ con. Tiếng cười vui, khóc nháo phiêu đảng trong không khí của tòa thành giống như thủy triều rút xuống, dần dần biến mất không thấy. Trong phố lớn nhỏ nhỏ cũng ít, thấy bóng dáng chó mèo, thậm chí cũng khó thấy phụ nhân treo tả lót dù có đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không biết là nguyên nhân gì mà không mấy ai cảm thấy dị thường gì. Chỉ đến một ngày mọi người bước ra cửa giống như dĩ vãng và đột nhiên nhận ra tòa thành mình đang sinh sống bỗng nhiên sao mà quạng cô ẻ như vậy. Giống như pho tượng Phật nằm ở giữa thành tuy vẫn đang mỉm cười nhưng trên mặt nó đã loan lỗ những đống đen. Nó nhắc nhở những tín đồ thành kính của mình rằng thời kỳ hoàng kim của thành cống bố đã một đi không trở lại. Đến cả rừng cây không biết đã cắm rễ chung quanh thành bao nhiêu năm cũng dần điêu tàn. Bùn đất biến thành cát vàng, cây cối dần ngã xuống, vì thế sinh khí của nơi này cũng theo những thân cây ấy dần trôi đi, chỉ để lại một mảnh hoang vắng. Lúc cả thành cống bố chỉ còn lại một người thì hẳn ông ta sẽ nhân lúc mặt trời ngã về Tây mà dựa vào cửa thành cũ nát và nhớ về một ít chuyện cũ. Chẳng qua ông ta đã quá già rồi, đến độ chỉ tự hỏi cũng mất một nửa tinh lực thế nên những đoạn ký ức ngắn ù về cũng nhất định sẽ đứt quãng không liền mạch. Ông ta từng nghe người già trong nhà nói thành cống bố bị nguyền rủa bởi vì hòa thượng kia, vì ma tăng mà người người đều kiên kỵ kia. nơi này là nơi địch chân sinh ra, cũng ở đây hắn đã tự tay giết mẹ mình. sau đó hắn rời khỏi nơi mình sinh ra, nghe nói mãi tới lúc chết hắn cũng không hề quay về. nhưng hắn lại để lại dấu vết bất diệt ở cống bố. địch chân đi rồi nhưng trong rừng thường xuyên truyền tới dị động, giống như tiếng chim chóc kêu lên quái dị, giống tiếng cười thê lương của nữ nhân. thậm chí người ta từng nhìn thấy một nữ nhân đứng trong rừng cây, cả người gầy trơ cả xương nàng ta cười hỏi những người xông vào rừng xem trái tim của mình đang ở đâu nhiều năm sau mọi người mới ý thức được đó chính là lời nguyền rủa mà mẹ của địch chân để lại nàng ta bị chính con mình giết chết nên ở thành cống bố này sẽ không có sinh mệnh mới nào ra đời nữa mấy tháng trước địch chân về tới chân lạp một khắc bước lên mảnh đất này hắn mới ý thức được nơi hoang vắng đầy cát sỏi này là chỗ nào nhưng đã chẳng kịp nữa rồi nơi đây có đoạn ký ức hắn muốn quên đi nhất cũng là tâm ma hắn không thể nào chiến thắng được còn có lời nguyền rủa cắm rễ của mẹ hắn. Vì thế hắn đột nhiên bị kéo vào tâm ma không thể thoát ra ngoài, mà theo đó có biết bao nhiêu tâm ma khác cũng vọt tới từ khắp nơi, bao vây lấy tòa thành đã hoang hóa này, chặn mọi đường ra. Hạt cát chui vào trong giày cỏ sát khiến bàn chân đau đớn, càng miễn bàn tới vỏ sò sắc bén như lưỡi dao, vừa không để ý sẽ cắt một cái lên da thịt. Nhưng hiện tại không ai để ý tới cái này, ánh mắt bốn người đều nhìn bờ cát phía trước. Nơi này chẳng có gì khác bình thường, nó vẫn đứng đây từ bao nhiêu năm nay không thay đổi nơi này chôn mẹ của a ân tuy đám cổ thụ che trời ở chung quanh đã sớm biến mất nhưng bọn họ vẫn nhớ rõ nơi này dù sao bọn họ cũng mới tự tay mai táng nàng ta một lần lại đào lên ư rõ ràng gió biển vừa nóng vừa ẩm nhưng bảo điền vẫn cảm thấy phía sau lưng lạnh rung lên vì thế hắn vuốt hai cánh tay và quay đầu dò hỏi ý một tiểu ngọ một tiểu ngọ nhìn triệu tử mại thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước bất động thì gật đầu với bảo điền và không nói gì bản thân nàng cong lưng, duỗi tay vốt nắm cát đầu tiên. Các sỏi cũng ẩm ướt, nắm chặt trong lòng bàn tay có cảm giác như chúng đang sống, mang theo lạnh băng run rẩy. Một tiểu ngọ ném nó qua một bên và tiếp tục thò tay đào. Nàng vói sâu dưới mặt cát, lúc các sỏi vượt qua khuỷu tay thì hình như cảm thấy mình đụng phải cái gì đó. Nhưng vừa muốn sờ một cái thì lại chẳng thấy thứ kia đâu nữa. Hãy đọc truyện này tại trang rungphophat.com, Bảo Điền và Mục Què cũng ngồi sổng bên cạnh lấy tay đào cát sỏi ném sang bên ba người cùng nhau nỗ lực, không bao lâu đã có thêm một cái hố trên mặt cát. Đừng đừng nhúc nhích. Từ lúc nãy triệu tử mại nói lắp tới giờ hắn vẫn chưa đỡ, hơn nữa tật nói lắp còn càng nghiêm trọng hơn. Làm sao vậy một tiểu ngọ ngẩng đầu nhìn hắn. Hai tay dính đầy các sỏi thô ráp. Hình như có thứ gì chợt lóe chợt lóe qua hắn nhìn phía sau và nhẹ nhàng nói. Chương 424 hài cốt một khắc quay đầu lại thì không còn kịp rồi con mảnh hổ hoa đống kia đã nhảy qua đỉnh đầu một tiểu ngọ và rơi xuống hố đất ba người mới đào cái đuôi như gậy sắt của nó đã qua đánh bay bọn họ ra xa mấy trường sau đó bốn người đều ngã mạnh trên đất còn nó thì há miệng trống một tiếng rung trời một què ngã đến thất điên bác đảo há mồm muốn chửi toán lên nhưng lại bị một tiểu ngọ giơ tay ngăn trở đây cũng không phải lão hổ bình thường đâu giọng nàng đè thật thấp sợ kinh động con hung thú có cái tráng màu trắng phía trước nó là yêu thú đã sống mấy trăm năm đó Nói xong nàng duỗi tay đỡ triệu tử mại đang nằm hình chữ ít ở bên cạnh và chớp chớp mắt với hắn. Trong lúc ấy nàng vẫn để ý tới con hổ đang nghe răng trợn mắt há miệng rống to phía trước, giọng lại đè thấp nói, lát nữa ta mà bảo chạy thì ngươi phải liều mạng chạy, không được quay đầu lại biết chưa biết hắn gật đầu, nhưng thần sắc vẫn bàng hoàng, giống như nỗi lòng còn đang phiêu diêu nơi khác chưa trở về. Nhưng hiện tại một tiểu ngọ không rảnh bận tâm quá nhiều như thế. Lại một tiếng hổ gầm vang lên, súc sinh kia phun khói trắng tanh hôi khó ngửi về phía bọn họ khiến đầu tóc cả đám bay hết về phía sau. Có điều lúc nàng đang chuẩn bị xuất kích tấn công thì lão hổ bỗng thu lại tính tình, cúi đầu con người, lông ở trên lưng dựng thẳng, hai cái chân dài phía trước điên cuồng đào đất. Các vàng bay lên, cái hố bị bọn họ đào được một chút nay lại bị nó đào sâu hơn và càng ngày càng lớn hơn. Nhưng dù bị các sỏi bao phủ khiến mắt người ta khó nhìn rõ thì bọn họ vẫn nhìn thấy một thứ chậm rãi lộ ra, lấy tư thế quá dị mà chào đón ánh mặt trời. Lão hổ phát ra một tiếng gào rống trầm thấp chứa đầy cảnh giác và nhảy lên khỏi hố nút vào một bên. Thân thể to lớn của nó dán trên mặt đất, cổ theo chồng râu rung lên, cái mũi to tướng nhíu lại lộ một bên răng nanh sắc nhọn. Nó cũng kiên. Kỵ thứ ở trong hố, nhưng vì sao khả năng không phải hắn tử mại nói cái gì công tử, ngài có ý gì địch chân không bám vào A ân thì bám vào cái gì ta nàng sợ hắn càng khẩn trương thì càng nói lắp kinh hơn, ậm ừ nửa ngày cũng không nói rõ được nhưng một tiểu ngọ lại hiểu thứ còn đáng sợ hơn tâm ma nhất định chính là người sáng tạo ra tâm ma mẹ của a ân tuy không lộ diện nhưng trước khi nàng ta chết hẳn đã rất sợ hãi mới để lại lời nguyền rủa độc địa đến thế địch chân chắc chắn đã bị mẹ hắn giam cầm chứ không phải tâm ma kia cũng phải thôi hắn khổ tâm chuẩn bị hết thảy những thứ này và mất công như thế thì không thể dễ dàng bị một tiểu ngọ nhìn thấu đúng không vậy chỉ có thể giải thích rằng từ đầu tới đuôi kẻ bám vào trên người a ân không phải hắn địch chân giấu trong bóng tối giấu trong thân thể người mẹ bị chính hắn giết chết. Hắn nhìn trộn nhất cử nhất động của bọn họ qua tấm rèm cửa nửa mở kia. Dù bị chôn xuống đất, cùng mẹ hắn ở chung một chỗ thì hắn cũng muốn chờ đám một tiểu ngọ rời đi mới tìm cơ hội đào tẩu. Vậy thứ trên người A ân là ai một què vẫn chẳng hiểu gì cả, không phải ngươi nhìn thấy hắn đào tẩu sao một tiểu ngọ nhếch miệng cười, trên mặt lại là giận dữ, ngươi hồ đồ rồi, người hầu trung thành nhất của hắn đương nhiên vẫn luôn đi theo hắn. Con hổ ở đây thì hắn cũng ở đây truyền thuyết nói rằng tăng lữ địch chân và hổ sống chung một chỗ, lão hổ này nghe tụng kinh thì sẽ thu lại giả tính và thần phục dưới chân hắn, mặt hắn sai bảo. Nhưng con hổ trước mặt lại cúi người thật thấp, trong mắt lóe ánh sáng xanh giống hai ngọn đèn đom đóm. Nó hung ác lại cảnh giác nhìn chằm chằm bộ hài cốt trong hố đất, miệng há ra gầm nhẹ. Đó là một khối hài cốt thế nào là một nữ nhân, tuy rằng tóc đã sớm bị phân hủy chẳng còn gì nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một nữ nhân. Từ dáng ngồi, tay ôm chân, đầu gác trên đầu gối cuộn cả người thành hình một cái nhà giam là có thể thấy mỗi khúc xương của nàng ta đều đã bị thời gian mài mòn lộ ra màu vàng nhạc yếu ớt giống như sẽ bị gió thổi tan bất kỳ lúc nào cái thứ bị xương cốt vây trong nhà giam là một điểm trắng nhỏ bằng đầu ngón tay nó ảm đạm không ánh sáng thoạt nhìn giống như một viên hạt giống một thứ hạt lớn lên trong bóng tối chưa từng được gặp ánh sáng mặt trời nó treo trong lồng ngực nữ nhân kia bị xương sườn tàn khuyết không đầy đủ kia khóa lại không có đường ra đây là hồn phách của địch chân ư một què giật mình một cái, thân thể rung lên bị bảo điền phía sau đỡ mới có thể trấn định được. Lão hổ lại phát ra một tiếng trống kinh thiên động địa, móng vuốt thử thăm dò về phía bộ hài cốt kia nhưng trong nháy mắt chuẩn bị chạm vào thì lại giống như bị bỏng mà đột nhiên thu về. Nó gào lên thống khổ, thân thể lùi về phía sau vài bước dùng đầu lưỡi thô ráp liều mạng liếm cái chân bị thương. Nguyền rủa, địch chân bị lời nguyền rủa của mẹ hắn vây khốn một tiểu ngọ nhẹ nhàng con eo nhìn chằm chằm bộ hài cốt trước mặt nhưng khóe mắt vẫn bị con hổ đang nằm sấp bên cạnh hấp dẫn nó muốn cứu địch chân ư không giống đôi mắt kia chỉ có phẫn nộ giống như đã tích tụ mấy trăm năm hận không thể xé nát thứ trước mặt rõ ràng là nó tới để báo thù khi địch chân còn nhỏ thích hành hạ kẻ khác đến chết con hổ này hẳn đã chết trong tay hắn khi còn nhỏ và hóa thành một bộ hài cốt trong rừng sau khi hắn thành niên sở dĩ thường có lão hổ theo chân cũng chỉ là vì con hổ này ngàn dặm đuổi theo để trả thù thôi mà nàng thường xuyên nghe thấy tiếng hổ gầm khi ở trong tâm ma vì súc sinh này theo mùi của kẻ thù tới đây nhưng không cách nào phá vỡ tâm ma đi vào nên chỉ có thể tức giận ở bên ngoài vòng quanh vạn người cùng đánh thì trống cũng phải vỡ địch chân ngày lành của ngươi xem ra đã tới cuối rồi trăng rắc một tiếng một tiểu ngọ cảm thấy triệu tử mại ở bên cạnh nhẹ thở hổn hển một hơi tay đột nhiên nắm chặt cánh tay nàng nàng lập tức chuyển ánh mắt về phía bộ hài cốt kia và thấy hạt giống bên trong đã nổ ra, vô số những thứ như xúc tua vương ra từ khe hở. Chúng có màu đen, dính nhớp, dán lên xương mà bò đi tựa như những nét mực được vẽ ra. Chuyện này của rungphophat.com, cùng lúc đó, bên tai nàng có từng tiếng khóc tinh tế vang lên. Nó truyền tới từ miệng của bộ hài cốt kia, như khóc như tố, xương cốt cũng theo đó rung lên giống như cây đàn ngân vang lúc nào cũng có thể đứt dây nguyền rủa không thể áp chế được hắn đây là đương nhiên nếu không hắn sẽ không cam nguyện bị hài cốt vây chết chỉ để trốn tránh nàng a ân tiếng nữ nhân kia như khóc xuyên qua mấy trăm năm vang lên bên linh hồn của con trai mình giống như đây đằng cuốn lấy hắn muốn cuốn hắn vào chỗ chết a ân xúc tu vương ra khỏi hài cốt mềm nhẹ mớn trấn hài cốt yếu ớt kia giống như đứa nhỏ tên a ân kia từng chà lau thân thể thối rửa của mẹ mình và cứu vớt nàng ta từ trong thống khổ không biết bao nhiêu lần a ân cái đầu của cổ hài cốt rơi ra rơi vào hố, đôi mắt chỉ còn hai lỗ trống lúc này nhìn lên trên bầu trời không có ánh trăng hay ánh sao. Chương 425 cứu rỗi một tiếng nước dòng vang truyền tới, cả thân thể nàng ta vỡ ra rơi rụng trên các sỏi, hòa cùng vỏ sò và hóa thành từng mảnh xương nhỏ sắc bén có thể cắt đứt bàn chân. Là ai sai thế lúc đang chăm chú nhìn bầu trời đêm, xem bóng tối dần buông xuống không có bến bờ nàng mơ hồ nghe được một giọng nói đã từng ôm nhu mềm mại kia vang lên. Nó vang lên một đêm nhưng vẫn không tìm được đáp án. A à ân, ngươi còn nhớ vì sao mình lại đổi tên thành địch chân không linh hồn của địch chân bay lên không trung, hiện tại nó không hề ảm đạm không có ánh sáng nữa mà giống một phần trăng lóng lánh rải ánh sáng như lụa xuống mặt đất. Đến các sỏi cũng bị nó mà một tầng ánh sáng màu bạc và trở nên mềm mại hơn. Bóng dáng địch chân lắc lư trong ánh sáng này, cả người thon dài, áo cà sa như lá cờ bay lên vuốt ve tràn hạt quấn quanh cổ hắn. Ngươi nói ngươi sẽ nhớ rõ, ngươi đã đồng ý với ta. Một tiểu ngọ nhìn bóng dáng sáng trong của hắn, màu đỏ trong mắt nảy lên biến thành hai ngọn lửa. Hắn không hề phản kháng. Giọng nói từ nơi cao truyền tới, ôm nhu như dòng suối róc rách. Địch chân rủ mắt nhìn mọi thứ bên dưới, từ bi và Phật tính theo áo cà sa phiêu đảng, giống như chưa từng có một khắc rời xa, lúc bọn họ giết chết hắn thì hắn không hề làm gì. Chẳng lẽ như thế còn không đủ để ta hiện tại và địch chân trước kia hoàn toàn cắt đứt sao cái này gọi là niết bàn, không hủy diệt thì không có tái sinh, không giảm thì không tăng, sống chết và siêu thoát mới có thể yên vui cho nên đám người phàm nhìn không thấu thế gian này chết trong tay ta cũng là được ta cứu tan ta chỉ đang giúp bọn chúng thôi hắn nhẹ nhàng cười lạnh đôi mắt thoáng nhìn qua triệu tử mại giống như người bạn nhỏ của ngươi ấy nếu hắn không chết trong tay của ta thì đâu có thể yên tâm thoải mái làm một tên ngốc như thế này thế nên ngươi cũng nên cảm tạ ta đi nói nhiều quá một tiểu ngọ ngước mắt trong đó là ngọn lửa đã dâng trào đỏ như máu rực rỡ như ánh bình minh hắc khí lại tụ tập phía trên, những yêu ma quỷ quái bại trong tay nàng đã hội tụ thành một đám mây đen áp xuống từ phía trên, cách linh hồn của địch chân cùng lắm là một thước, nhưng chắc chắn ngươi không thể tưởng tượng được người phá kế điệu hổ ly sơn của ngươi chính là tử mại. Nàng cười hê hê, khóe miệng sau đó hạ xuống, giọng cũng lạnh như băng, địch chân, mẹ ngươi nguyền rủa khiến bản thân ngươi bị thương không nhẹ. Lúc này đây ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Bóng dáng của địch chân chợt giật mình, giống như rốt cuộc cũng ý thức được lời nàng có ý gì bóng dáng siêu thoát phiêu giật của hắn bị một cây xương cắm vào từ đỉnh đầu thẳng tới tận cầm, nhô ra khỏi cái cầm xinh đẹp của hắn giống như một que xiên cắm thẳng qua viên thuốc miền rủa của mẹ ngươi vĩnh viễn lưu lại trong thân thể ngươi một tiểu ngọ ngước mắt cười lạnh ngay sau đó trong tay nàng bỗng nhiên có thêm một cây châm đồng thân châm bốc lên ngọn lửa như đang bị thiêu đốt niết bàn là giải thoát là trọng sinh không phải dùng để từ bỏ chính bản thân giống như ngươi nói Châm đồng bay ra từ ngón tay của nàng phóng về phía linh hồn của địch chân, xuyên qua hạt châu màu trắng kia giống như đi qua mấy trăm năm mưa gió liên miên. Nước mưa tích tắc rơi xuống thấm qua mỗi góc của chân lạp, và hôm nay rốt cuộc nó cũng sẽ ngừng. Nói cho ta biết hồn phách của tử mại bị ngươi giấu ở đâu, một tiểu ngọ ngửa đầu nhìn bóng dáng kia, ánh sáng linh hồn đã ảm đạm, hình dáng hắn chỉ còn lúc mờ lúc tỏ giống như bị nước cọ rửa bày ra màu xám trắng yếu ớt, linh hồn của tử mại bị ngươi giấu ở chỗ nào mí mắt nàng hơi run rẩy trong giọng nói có thêm chút khẩn trương khó mà nhận ra. Lo được lo mất như vậy là điều chưa từng có ở nàng. Ngươi nói cho ta thì ta nguyện giúp ngươi gột rửa tội ác, độ ngươi kiếp sau an ổn vui vẻ, giọng nàng rất thấp, mặt mày rũ xuống, ánh mắt lập lòe giống như cầu xin, những gì ô nạp đã làm vì ta thì ta cũng có thể làm vì ngươi, chỉ cần chỉ cần ngươi giao tử mại ra đây. Địch chân yên lặng nhìn nàng, tới giờ khắc này linh hồn cả đời kiêu ngạo kia lại không chút chống cự, mặc cho người ta sâu xé, giống như miếng thịt nằm trên thất châm đồng bốc lên ngọn lửa bao lây toàn bộ hạt châu kia, từng bóng đen trên bầu trời lao xuống xuyên qua thân thể đơn bạc của hắn. Mỗi lần như thế giống như bọn chúng lại mang đi một phần của hắn, vì thế bóng dáng kia cũng ngày càng ảm đạm. Nếu không phải còn có chút ánh sáng sót lại từ hạt châu chiếu sáng thì gần như không thể thấy hắn nữa. Hồn phách của tử mại ở đâu vì sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ giữ nó tươi cười của địch chân nhật nhạt như đóa hoa quỳnh đã lụi tàn, vì sao ta phải giữ nó chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn vọng tưởng muốn làm người tốt ư thế nên ngươi không cần độ hóa cho ta đâu, kiếp sau làm quỷ đói cũng thế, làm súc sinh cũng được, dù rơi vào địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh thì ta cũng sẽ không làm người nữa. Giọng nói của hắn ngày càng cao, giống như muốn tách đám yêu ma đang bao vây tiêu diệt hắn ra. Nhưng nỏ mạnh đã hết đà, tự lực khó mà làm gì, cuối. Cùng câu nói kia biến thành một tiếng thở dài nho nhỏ. Ta không muốn làm người nữa, đời này đã đủ cô độc, cần gì phải kéo dài cô độc này một tiểu ngọ nhìn vào đôi mắt của địch chân, cô độc theo ánh mắt cuối cùng của hắn lan tới trong lòng nàng. Bỗng nhiên nàng thấy cả người rét run, thậm chí chẳng còn sức mà thở dốc. Nhưng châm đồng càng lúc càng vượng, càng có nhiều bóng đen xuyên qua thân thể địch chân kéo từng sợi hồn phách của hắn đi, ồn ào huyên náo như mưa đầu xuân xe lạnh. Một đời này thật sự quá vất vả nên mong ngươi có thể giết ta đi. Ánh sáng trên hạt châu hoàn toàn tắt ngúng, bóng dáng của địch chân cũng biến mất châm đồng rơi xuống từ không trung, lúc sắp rơi vào tay một tiểu ngọ thì con hổ vẫn luôn phủ phục ở một bên bỗng thả người há mồm nuốt hạt châu vào bụng sau đó đó chạy thẳng về phía bắc. Cái đuôi màu vàng đen của nó lẫn vào bóng đêm như giọt nước rơi trên biển rộng khó mà tìm thấy. Mưa đêm rơi xuống gột rửa bầu trời. Sau một đêm mưa gió bầu trời xanh quá thể, màu xanh ấy vẫn kéo dài tới tận biển rộng, ánh mặt trời chiếu lên đó khiến biển càng thêm sáng trong giống một mặt gương dung nạp trời đất, bao phủ tan thương. Triệu tử mại nhìn chầm chầm mặt biển trong chốc lát lại cảm thấy mắt hơi chua xót nên vội nhìn sang chỗ khác. Hắn bước chân trần trên bờ cát để lại một loạt dấu chân. Có tiếng sóng biển vang lên bên tai, nhưng dù thế nào đều không thể lấn át được một giọng nói khác. Đó là một giọng nói hắn không biết có tồn tại vì thế hắn không thèm để ý, nhưng giọng nói này cứ lặp lại từ tối qua tới giờ, quấy nhiễu khiến hắn không thể tĩnh tâm, đến lời nói cũng không được lưu loát. Em trai. Vốn hắn không muốn để ý tới nó, bởi vì tiểu ngọ đã nói lòng hiếu kỳ là thứ khốn nạn nhất, một nửa số người chết trên đời này là do lòng hiếu kỳ của bản thân. Đặc biệt là những kẻ không có sở trường gì lại tự cho mình là cao siêu. Chuyện này của trang rừng hổ phách, hắn rất biết bản thân mình như thế nào thế nên lúc nghe người nọ gọi hắn lập tức không thèm để ý mà. Rút chân ra đi luôn. Nhưng một khách nhất chân lên hắn lại thấy một bông hoa. Đó là một đóa hoa nở trên bờ cát. Triệu tử mại đi về phía đóa hoa không chút thu hút kia, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là tiểu ngọ nhất định sẽ thích nó. Hắn đào các sỏi xung quanh đóa hoa nhỏ sau đó cẩn thận rút cả cây hoa ra nhưng đồng thời có một thứ cũng lộ ra. Một ngón tay túng chặt lấy rễ của bông hoa, cùng nó quấn quanh bên nhau giống như không rời. Em trai. Hắn lại nghe thấy giọng nói kia, và nhận ra ngón tay kia là của tử đồng. Tuy nó đã biến thành xương trắng nhưng hắn biết đó là chị mình triệu công tử đi đâu rồi một què vừa dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ vừa sợ hãi nhìn một tiểu ngọ một cái ông ta biết tâm tình nàng không tốt nên cẩn thận cực kỳ sợ động phải vẫy ngược của nàng một tiểu ngọ đang nhóm lửa khuôn mặt tròn tròn bị hung thành màu đen vừa mở miệng đã lộ hàm răng trắng loá sáng sớm hắn đã nói là muốn đi dạo cũng không biết đi đâu tiểu ngọ một què cười cực kỳ mất tự nhiên cứ nghe răng trợn mắt như một con ngựa già theo ta thấy thì ngươi cũng đừng khổ sở đứa nhỏ này mỗi ngày đều vui vẻ cực kỳ kỳ thực con người ta đời này gặp phiền não cũng chỉ vì nghĩ nhiều tử mại như bây giờ cũng khá tốt một tiểu ngọ ném que cời lửa xuống đất một què thấy thế thì cho rằng nàng muốn nổi đoá ai biết được nàng chỉ nhìn ngọn lửa một lúc và thở dài nói tử mại lại không nói như thế trước khi đi hắn nói với ta một câu ông đoán xem là gì cái gì hắn nói lời của địch chân tối qua không phải không có đạo lý sở dĩ hắn vui vẻ không phải vì biến thành kẻ ngốc mà vì ta chỉ cần ta ở đây hắn sẽ thấy vui vẻ nàng dừng một chút giọng có vẻ hơi nghẹn ngào một què chưa từng thấy nàng rơi lệ nên sợ quá không dám nói gì lão đầu nhi ông nói xem hắn như thế thì ngốc sao được bằng không sao hắn có thể nói ra đạo lý như thế ta thấy đa số mọi người trên đời đều không thông minh bằng hắn đâu chẳng qua ngươi cũng chỉ muốn hắn ở bên cạnh mình mỗi ngày hắn đều rất vui vẻ chỉ nguyên điểm này thì hắn đã hơn địch chân kia nhiều lần rồi suốt đời tên hòa thượng kia chẳng thể nào thoát khỏi tâm ma của mình một tiểu ngọ gật gật đầu và lại nhặt que cờ lửa lên chọc chọc đống lửa đã cháy hừng hực phía trước thế là ngọn lửa lại bùng lên che khuất bóng người chạy từ xa tới. Tiểu ngọ. Nàng nghe thấy giọng hắn. Người tới vẫn có dáng vẻ như dĩ vãng, lúc gọi nàng mỗi chữ đều chứa đầy nhiệt tình. Nhưng có cái gì đó không giống trước, giống như gió xuân sen lẫn tiếng chim hót, hoặc là chút mật hoa dính theo mưa móc. Một tiểu ngọ nhận ra nên chậm rãi đứng dậy, chân hơi mềm nên suýt thì không đứng vững. Tiểu ngọ, ta đã trở về. Hài cốt của thân nhân có thể vây khốn linh hồn, cũng có thể cứu rỗi. Ít nhất một khắc kia địch chân vẫn không quên ý nghĩa cái tên của mình. Lướt qua lửa trại hai người nhìn nhau không nói gì, khi gió thổi qua tình ý lưu luyến hòa quyện trong hơi thở của họ. Hoàng!